đột nhiên thì thu tinh vực động thiên. Đạm thai kính đã cảm giác được nguy hiểm, hắn cảm thấy là quân trên thân khả năng có vật gì đó đối với hắn động thiên tạo thành thương tổn. Động thiên một khi bao phủ, thật có thần diệu chi dụng, khiến người ta không thể trốn đi đâu được, đồng thời hãm tại trùng điệp không gian bên trong. Nhưng là thi triển động thiên, đồng dạng cũng có phong hiểm. Như đối phương có thủ đoạn lợi hại gì phát ra nổ tung, đem không gian nổ thành phấn vụn, cái kia đối với thi pháp giả bản thân cũng sẽ tạo thành to lớn thương tổn. La quân tại đạm thai kính thu hồi tinh vực động ngày sau, hắn thầm nghĩ, tính ngươi thông minh, không phải vậy uyên ương tử mẫu thần lôi nổ ngươi hoài nghi nhân sinh. Đạm thai kính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm la quân, hắn đột nhiên nói ra, tần hội trưởng, người vẫn luôn không có xuất thủ. Chẳng lẽ là tại bận tâm tình cũ? Tần khả khanh lập tức nói, ta không có. Đạm thai kính liền nói ra, vậy thì tốt, người ra tay đi bổn tỏa sẽ cùng chư vị đồng nghiệp ở một bên hiệp trợ ngươi. Tần khả khanh ngay sau đó thì không nói nhiều, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên thì hướng la quân chém giết tới. Nàng tốc độ cực nhanh, đồng thời vận chuyển ra 10 cái tinh phách thần châm. Lấy, 10 cái tinh phách thần châm xuyên thẳng qua hư không, sắc bén tới cực điểm. Hảo lợi hại, la quân cũng là bị kinh ngạc, thầm nghĩ, này nương môn, cùng lão tử một đội lúc gặp ngươi quỷ đô đánh không lại, đánh tới lão tử đến, ngược lại là bản sự không tệ. Là quần cảm giác được chính mình kim cương bất phôi chi thể cũng không tiếp nổi cái này 10 cái tinh phách thần châm. Mà lại, liền xem như vận chuyển biển linh hồn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Là quần cấp tốc thân hình chấp động, tránh né cái này 10 cái tinh phách thần châm. Tần khả khanh dây thắt lưng tung bay, pháp lực vận chuyển cuồng mãnh. 10 cái tinh phách thần châm như như giỏi trong xương, cấp tốc truy giết tới. La quân trên không trung thân thể rung động, tìm đúng một góc độ, trong nháy mắt bổ ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm. Một kiếm này bổ đi ra, lập tức liền đem 10 cái tinh phách thần châm bổ chúng. Đinh đinh đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, 10 cái tinh phách thần châm trực tiếp bị mẻ bay trở về. Tần khả khanh thân thể chấn động, 10 cái tinh phách thần châm cùng nàng huyết nhục tương dung, lúc này nàng rên lên một tiếng, lại là cảm giác được la quân lực lượng chi bá đạo cùng lúc đó tư mã trấn cùng hầu thủy kỳ lại lần nữa ra tay mấy người kia vô cùng cẩn thận vây giết la quân hầu thủy kỳ mạnh mẽ dương cương thần quyền lôi đình đánh giết tới tư mã trấn lại một kiếm chém tới kiếm quang hung hãn đột phá pháp tắc quy tắc một kiếm chặt đứt thiên cổ thái độ thế mà đạm thai kính hư dựng lên hư không một mực không có xuất thủ la quân chính là nhân tinh giờ phút này bên người không có linh tuệ hòa thượng không có linh nhi hắn hoàn toàn không có trông cậy vào bởi vậy tất cả iq nhất thời toàn bộ online la quân biết đạm thai kính là nhìn ra trên tay mình có chút sát thương tính và nu kỳ cho nên hắn đang tiêu hao chính mình và nu kỳ đợi đến chính mình đem luân hồi kiếm tử mẫu huyền ương thần lui sử dụng hết khi đó chính mình đó là một con đường chết la quân đã xem thấu điểm này làm thế nào có thể mắc lừa trong lòng của hắn quyết tâm biết mình trước hết giết hai cái nếu không mình sớm muộn muốn bị bọn họ cho mài chết vậy thì ngươi tới trước đi là quân ánh mắt chăm chú vào tư mã trấn trên thân tư mã trấn kiếm cùng hầu thủy kỳ quyền đồng thời đánh giết tới mà tại cái này một cái chớp mắt là quân sát tâm đã phía dưới lại là muốn chém giết tư mã trấn cái này động tiên cao thủ hắn nhìn cũng không nhìn đầu tiên chém ra một đạo hung hãn đại linh hồn lôi kiếm tướng hầu thủy kỳ quyền bức lui đón lấy một đạo luân hồi kiếm chém tới tư mã trấn. Luân hồi kiếm kiếm quang vừa đến, lập tức liền phá tư mã trấn anh linh kiếm. Tư mã trấn sớm biết la quân sẽ có chỗ này, hắn bản ý chính là muốn tiêu hao la quân luân hồi kiếm. Tư mã trấn bọn người biết, la quân luân hồi kiếm là tiêu hao phẩm, không có khả năng một mực dùng mãi không hết. Ngay vào lúc này, la quân bạo giống một tiếng, thân thể dung nhập linh hồn ô quang, tia chấp hướng tư mã trấn xông tới giết. Tư Mã Trấn thấy thế lập tức vận chuyển trước mắt không gian, hình thành vô số không gian, đồng thời, con hàng này như bùn thu một dạng cấp tốc rút đi. Trên thực tế, cũng như giống như chim sợ ná, đây là muốn tránh ra thật xa La Quân. La Quân tốc độ cực nhanh, hắn cũng không thi triển đại na di thuật. Lúc này đại na di thuật không cách nào cấp tốc đột phá trước mắt xếp chồng không gian. Vô số không gian bị La Quân xuyên thấu, hắn cũng là nhắm chuẩn Tư Mã Trấn, nhanh chóng đuổi theo bất quá, cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì tư mã chấn lại thế nào sợ mất mật, người vẫn là động tiên cảnh cao thủ. Người một cái hư tiên trung kỳ thì muốn đuổi theo động tiên cao thủ. Cái này căn bản không có khả năng. Nhưng lúc này, đạm thai kính cùng tư mã chấn cũng là không bình tĩnh. Bọn họ không thể đem chiến cục kéo quá mở, giờ phút này cũng lấy đi động thiên, vạn nhất là quân con hàng này đuổi theo đuổi theo thời điểm, quay người đào tẩu đâu. Cái kia đạm thai kính cùng tư mã trấn đều muốn mắt trợn tròn. Loại này tình hình chiến đấu, hầu thủy kỳ cùng tần khả khanh đã chỉ có thể ở một bên nhìn lấy, ở một bên chờ cơ hội. Đạm thai kính bạo giống một tiếng, nói, tư mã trấn, thằng mẹ tặc, người mẹ hắn chạy cái giam A. Tư mã trấn cũng không nhịn được nói, con mẹ nó ngươi ngược lại là xuất thủ A. Đạm thai kính lập tức xuất thủ, lúc này, hắn đương nhiên sẽ ra tay. Luyện tinh trưởng đạm thai kính một chân bước ra, đem trước mắt không gian cấp tốc co vào. Tiếp lấy nhất trưởng hướng là quân phía sau lưng vỗ tới. Hùng hồn luyện tinh trưởng kích xiết mà ra, giống như nắm tinh thần chi lực, bốn phía không khí run rẩy kịch liệt, khí hóa. Một trưởng này lực lượng, quá mạnh. Là quân rên lên một tiếng, trong nháy mắt tế ra đại kim đan tới. Đại kim đan phía trên điêu khắc vô số thần thông, là quân pháp lực quán chú đi vào đại kim đan trực tiếp thi triển ra vũ thần trưởng, phần thiên trưởng đến. Vô số trưởng ảnh hướng cái kia luyện tinh trưởng đánh giết tới. Âm ầm, luyện tinh trưởng nhất trưởng liền đem la quân rất nhiều thần thông trưởng ảnh đập thành phấn vụn, đón lấy, luyện tinh trưởng lại trực tiếp đập nện tại đại kim đan phía trên. La quân sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn đại kim đan chấn động mãnh liệt lên. La quân cấp tốc thu đại kim đan tiến vào trong thân thể. Đây là điện quang thạch hỏa thời khắc. Tần Khả Khanh ở một bên nhìn trong lòng siết chặt. Đạm thai kính cùng tư mã chấn thì là đại hỷ, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn A. Lúc này, hai người không rảnh suy nghĩ hắn đồ, vật. Đạm thai kính cấp tốc lần nữa đánh ra luyện tinh trường tới. Tư mã chấn hung mãnh đánh giết mà đến, đi thẳng đến la quân trước mặt không xa địa phương, anh linh thần kiếm. Kiếm quang ngập trời mà đến. La quân mắt thấy liền muốn chết oan chết uổng, tần khả khanh không khỏi sắc mặt trắng bệch, nàng quát to, thủ hạ lưu tình. Nhưng lúc này, từ mã chấn cùng đạm thai kính chỗ đó hội nghe tần khả khanh, hai người này lâu bắt la quân không dưới, đã sớm nổi giận trong bụng. Sau đó, tại nguy cấp này vạn phần thời điểm, la quân trong mắt lại là hàn quang nhân lại, hắn đột nhiên hướng đạm thai kính luyện tinh trưởng ném một dạng sự vật. Cái kia là một đôi uyên ương tử mẫu thần lôi. Hai khỏa thần lôi ma sát, cấp tốc nổ tung lên. Nhanh nhạy xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm ầm ầm cái này một vụ nổ nổ thần lôi chi lực bá đạo hung hãn trực tiếp đem đạm thai kính luyện tinh trưởng lực nổ thành phấn vụn đây là điện quang thạch hỏa trong tích tắc đồng thời là quần cũng hướng từ mã chấn kiếm quang ném một đôi uyên ương tử mẫu thần lôi thần lôi nổ tung lên cũng là trực tiếp đem từ mã chấn kiếm quang nổ thành phấn vụn, mà lại là quần sớm ở trong hư không mai phục phía dưới bốn chiếc luân hồi kiếm đó là tại hắn vận dụng đại kim đan ngăn cản đạm thai kính luyện tinh trưởng lúc lặng lẽ bố trí xuống vì cũng là dẫn tư mã chấn vào cuộc quả nhiên tư mã chấn cùng đạm thai kính vừa nhìn thấy là quân thụ thương nhất thời cảnh giác đều ném cấp tốc vây giết đi lên là quân phủ đầu lại ném ra một miệng luân hồi kiếm luân hồi kiếm chạm ra rồi rào khủng bố linh hồn chi lực cùng luân hồi chi lực kiếm quang bên trong hung hãn tuyệt luân tư mã chấn cấp tốc tránh lui ngay vào lúc này, chung quanh hắn, bốn chiếc luân hồi kiếm đồng thời bạo phát. Cái kia một cái chớp mắt, là hùng vĩ một màn, là linh hồn run rẩy một màn. Năm thanh luân hồi kiếm đem Tư Mã Chấn Triệt để vây kín, Hung Mãnh Tuyệt Luân luân hồi chi lực cùng linh hồn chi lực giảo sát cùng một chỗ, hình thành như ngục như hải lực lượng kinh khủng. Đó là linh hồn cùng luân hồi hải dương, trong hải dương, sát cơ trải rộng. Tư Mã Chấn tại một tích tắc này lâm vào tuyệt vọng, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ không, không, hắn vận chuyển vạn thiên pháp tắc, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, nhưng hết thảy lực lượng đều tùy tiện bị dạng này luân hồi kiếm quang chém giết thành cho tàn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, tựa như là một trận cự đại bạo tạc. Nổ tung sau đó, bầu trời thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mà sau khi bình tĩnh, tư mã chấn đã biến mất, triệt để biến mất khỏi thế gian, liền cặn bã đều không thừa. Một tên uy chấn thế gian động tiên cao thủ, cứ như vậy chết cái kia một bên quan sát hầu thủy kỳ thần hồn run rẩy đột nhiên hét lên một tiếng trực tiếp quay người đi không chỉ là bởi vì tư mã đẻ chết mà chính là gần nhất những cao thủ này liên tiếp tử vong triệt để để hầu thủy kỳ sợ mất mật cũng là từ giờ phút này bắt đầu đại biểu hầu thủy kỳ cả cuộc đời này không có khả năng lại có tiến bộ bởi vì hắn bị tâm ma chúa tể tần khả khanh ở một bên cũng là ngơ ngác nói không ra lời la quân đứng ở hư không bên trong hắn cũng không trốn đi. Hắn lúc này đương nhiên không thể trốn đi, một khi đào tẩu, liền có khả năng rơi vào đạm thai kính trong tay. Khí thế, tuyệt đối không thể yếu. Đạm thai kính lúc này ánh mắt cũng rất phức tạp. Đáy lòng của hắn cũng có chấn động, vương chiêu lâm cùng tư mã chấn đều vẫn lạc. Hắn cũng không phải là không có cái này khả năng. Nhưng đạm thai kính không muốn thối lui lại, hắn là muốn vấn đỉnh đại đạo người, nếu là hôm nay bị một cái hư tiên chi cảnh tiểu tử hoảng sợ đi, như vậy hắn cả cuộc đời này đem về dừng bước tại này đạm thai kính lúc này thậm chí đều không thèm để ý tần khả khanh cũng không đi nghĩ muốn bắt la quân đến kiềm chế linh nhi hắn đem la quân xem như tránh thức đối thủ một cái để hắn tôn trọng đối thủ hắn hội không chút nào khiếp đảm tràn ngập chiến ý đến đối mặt la quân lúc này đạm thai kính toàn thân chiến ý sôi trào tới cực điểm la quân hít sâu một hơi hắn biết mình lúc này cũng không có đường lui đồng thời là quân nhanh chóng kiểm kê trong tay mình át chủ bài. Sáu cái tử mẫu uyên ương thần lôi, hai cái luân hồi chi kiếm. Còn có hư nguyên bao bọc, trí thiên xích thần. Hư nguyên bao bọc cùng trí thiên xích thần đối đầu đạm thai kính cơ hồ vô dụng, duy nhất có thể dựa vào cũng là sáu cái tử mẫu uyên ương thần lôi cùng hai cái luân hồi chi kiếm. Nếu là những thứ này hậu thủ sử dụng hết, như vậy chính mình chắc chắn thất bại. Đây là không có bất kỳ cái gì may mắn. Đạm thai kính là động tiên đỉnh phong cao thủ, lấy la quân tu vi tới nói, lại nhiều xảo trá kế sách, đều là không tốt. Tìm đúng cơ hội, đào tẩu, la quân tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng nhất định phải đối mặt hiện thực này. Đạm thai kính mạnh không chỉ là tu vi phía trên mạnh, hắn tính cách so tư mã chấn hàng ngũ mạnh hơn. Đạm thai kính tỉnh táo vô cùng, hắn ánh mắt bên trong đột nhiên tinh quang lóe lên, tiếp lấy bạo giống một tiếng. Hắn pháp lực thôi động, trong nháy mắt phát ra 10 đạo luyện tinh trưởng Hắn bóng người lấp lóe, trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng đều là đạm thai kính bóng người. Mười đạo luyện tinh trưởng, trưởng trưởng hung hãn tuyệt luân. Đạm thai kính pháp lực gì thâm hậu, cái này căn bản không phải sự tình, hắn chính là muốn trước đem la quân át chủ bài tiêu hao sạch sẽ. La quân đại kim đan thật là thụ thương, nhưng cũng không nặng. Lúc này, đầy trời trưởng lực oanh sát mà đến, thì như tinh thần chi lực áp bách mà đến, lại có rời núi lấp biển bành trướng hùng vĩ chi lực. Tuy nhiên nguy cấp vạn phần, nhưng La Quân lúc này tâm như hương sáng, tỉnh táo tới cực điểm. Mười đạo luyện tinh trưởng bất quá là đạm thai kính món ăn khai vị, nếu như chính mình thi triển ra át chủ bài, cái kia đó là một con đường chết. Tại cái này ngôi sao đầy trời công sát bên trong, là Quân bạo giống một tiếng, hắn thân thể chui vào linh hồn ô quang bên trong, mạnh mẽ hướng phía trước sông tới giết. Hắn là muốn phá vỡ một đầu lỗ hồng, xông ra một con đường máu. Oanh, tại mười đạo luyện tinh trưởng chưa vây kín trước đó, La Quân dùng hết toàn bộ lực lượng, thuận lợi đem bên trong một đạo luyện tinh trưởng đụng thành phấn vụn. Hắn thoáng qua ở giữa, liền rời đi đạm thai kính vây quanh. Đạm thai kính lại là thân hình nhất động, lại xuất hiện tại La Quân phía trước. Hắn tay nắm tinh vực động thiên, tiếp lấy nhất quyền. Ẩn chứa động thiên pháp lực quy tắc nhất quyền, tinh vực chấn động, nhất quyền ra, hung mãnh rồi rào, không gì địch nổi. Cái kia rồi rào tinh thần chi lực mang theo vô cùng rất lực chảm giết tới. La Quân không chút nghĩ ngợi, theo linh hồn ô quang bên trong sông ra, nhất quyền bạo đi qua. Đón lấy, cái kia linh hồn ô quang lại là nhanh chóng lui lại, hướng nơi xa bay đi. Đạm thai kính nhất quyền đem La Quân bạo thành phấn vụn. Rất hiển nhiên, cái này La Quân chính là vô thủy thần ngỗ. Chân thân đã thoát đi. Đạm thai kính sớm biết La Quân có hay không thủy thần ngẫu nhiên, hắn quân thần chi danh cũng không phải chỉ là hư danh, cũng phòng La Quân chiêu này nhất quyền bạo chết la quân vô thủy thần ngẫu về sau đạm thai kính trực tiếp khóa chặt viễn độn la quân hắn vung tay lên tinh vực động thiên buông xuống la quân thì lại lâm vào đến ngôi sao đầy trời bên trong hắn mặc phá trùng điệp không gian nhưng thủy trung không cách nào đem động thiên xuyên thấu la quân tâm niệm thay đổi thật nhanh coi như bạo chết sáu cái huyền ương tử mẫu thần lôi chỉ sợ cũng không cách nào tướng tinh vực động thiên nổ xuyên mà luân hồi kiếm có thể phá vỡ một đầu lỗ hồng nhưng những thứ này chuẩn bị vẫn không đủ một khi dùng hết lực lượng về sau chính mình liền sẽ không có khoan nhượng giờ này khắc này đạm thai kính muốn đem la quân át chủ bài toàn bộ bước đi ra mà la quân minh bạch át chủ bài toàn bộ ra về sau đó là một con đường chết đây là dị thường hung hiểm mà vi diệu đánh cược la quân dựng ở tinh không bên trong trong lòng bàn tay hắn một chảo đi bắt vô thủy thần ngẫu nổ tung sau tinh thạch cùng toái phiến nhưng đạm thai kính lại là vung tay lên, sử dụng tinh vực động thiên đem la quân tinh thạch cùng toái phiến toàn bộ bắt đi, chính là cái vật này, giúp ngươi mỗi lần tránh thoát tử kiếp. Quả nhiên là cái huyền diệu đồ tốt, bồn tỏa thu. Đạm thai kính đem la quân vô thủy thần ngẫu bắt đi. La quân trong lòng trầm xuống, chính mình đắc lực pháp bảo cứ như vậy không có một kiện. Đạm thai kính lại bước ra la quân một kiện át chủ bài, hắn rất hài lòng cái này thành quả audio điện tử võ tấn bền. La Quân biết, chính mình vô thủy thần ngẫu là không cầm về được. Vô thủy thần ngẫu tại đạm thai kính trong tay, có thể phát huy ra càng đại công hơn hiệu tới. Đương nhiên, lúc này cũng không phải cân nhắc những thứ này thời điểm. Mà cái kia Tần Khả Khanh thì thủy chung ở một bên, đồng thời không xuất thủ. Trong nội tâm nàng là mâu thuẫn, nàng là muốn bắt lấy La Quân, đem sự tình làm cho rõ ràng, rõ ràng Nàng cũng sợ Đạm Thai Kính hội giết chết La Quân, lúc này rất hiển nhiên, Đạm Thai Kính là động sát niệm. Đạm Thai Kính căn bản cũng không trần chờ, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy xuất thủ lần nữa. Hắn pháp lực hùng hậu vô cùng, có thể nói vô cùng vô tận. Chỉ gặp ngón tay hắn luân phiên bắn ra. Nhất thời, tinh vực động thiên bên trong, ngôi sao hình thành vô số ngôi sao chi kiếm. Tại lúc này, La Quân bốn phía hình thành tinh thần hải dương, hải dương kiếm vũ. Ầm ầm đạm thai kính khu động ngôi sao chi kiếm mạnh mẽ chém tới trong hư không la quân. Lít nha lít nhít, như thiên tai biển động. La quân lập tức liền cảm nhận được cái này tinh thần hải dương kiếm lợi hại, nhưng hắn còn có thể đoán được, cái này tinh thần hải dương kiếm bất quá là mồi nhử. Tròm sao kia động thiên đã làm tốt vì thời rút lui chuẩn bị. Đạm thai kính vẫn là tại bước la quân át chủ bài đi ra. La quân cũng không nhiều lời, hắn một chỉ điểm ra, lập tức tế ra hư nguyên bao bọc hắn liền dùng hư nguyên bao bọc đem chính hắn bao lại, đồng thời, pháp lực cuồng mãnh vận chuyển. Cái kia ngôi sao chi kiếm mãnh liệt chảm giết tới, đinh đinh đang đang, tia lửa vạn trượng trói lọi. Chỉ một lúc sau, hư nguyên bao bọc liền bị tinh thần kiếm lực bạo thành phấn vụn. Là quân tại cái này một cái chớp mắt, cả người chui vào đến linh hồn ô quang bên trong. Hắn tựa như là tại sông ra chính tại bạo tạc tinh hệ một dạng. Đương nhiên, cái này đạm thai kính chỗ thi triển uy lực cùng tránh thức tinh hệ nổ tung lực phá hoại là không thể sánh bằng. Tránh thức tinh hệ nổ tung, cũng là tạo hóa đều gánh không được, càng đừng đề cập la quân linh hồn ô quang. Lúc này, la quân một mạch liều chết ra ngoài, đạm thai kính cũng là một mực triển khai viễn trình công kích, không cho la quân thiếp thân dựa vào gần cơ hội. Đạm thai kính ngược lại là biến thành rảo hoạt hồ ly, xảo trá tàn nhẫn cá trạch. La quân cùng đạm thai kính tình cảnh chuyển đổi tới mà càng nguy hiểm hơn là đạm thai kính viễn trình công kích nhưng lại để la quân khó có thể ứng phó tới gần hắn động thiên nổ hắn động thiên như thế liền có thể tạo thành hắn tổn thương la quân tâm niệm nhất động liền từ kiếm trong mưa một mạch liều chết ra ngoài kiếm kia mưa ngôi sao liền cũng liền một đường rảo sát la quân linh hồn ô quang song phương phát sinh vô số lần va chạm la quân dần dần ngăn cản không nổi đạm thai kính pháp lực quá hùng hồn đại linh hồn lôi kiếm La Quân đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang, phía trước Tinh Thần Hải Dương bị La Quân chém ra một đầu cự lỗ hổng lớn. Lúc này, La Quân là quả quyết không dám vận dụng ẩn thân thuật, ẩn thân thuật cũng sẽ nhận bị thương tổn. Mà lại, lần trước La Quân ẩn thân thuật liền bị Đạm Thai Kính trong nháy mắt phá vỡ. La Quân pháp lực tại nhanh chóng tiêu hao, hắn cấp tốc cầm ra thuần dương đan bổ sung thể lực. Tiếp lấy liên tiếp chém ra ba đạo đại linh hồn lôi kiếm. Rốt cuộc đem sao trời Hải Dương chảm một lối ra đi ra. Thừa dịp cái này lỗ hổng, linh hồn ô quang lóe lên, liền thoát ly tinh thần Hải Dương. Là Quân cũng không đợi đợi, lần nữa hướng cái kia động thiên ở mép bay đi. Linh hồn hắn ô quang sắc bén vô cùng, động thiên pháp tác bày ra trùng điệp không gian căn bản là không có cách hạn chế linh hồn ô quang. Là Quân triệt để nghĩ thông suốt, đạm thai kính lão hồ ly này cũng là muốn mài chết chính mình, vậy mình liền trực tiếp rời đi. Như vậy Sốt ruột liền sẽ là đầu này lão hồ ly. Đạm Thai Kính cũng nhìn ra La Quân ý đồ, cấp tốc vận chuyển tinh vực động thiên, một lần nữa bố trí xuống các loại không gian hạn chế, không cho La Quân bay ra tinh vực động thiên. Đồng thời, Đạm Thai Kính còn vận chuyển các loại công kích pháp tác trùng sát La Quân, ý đang tiêu hao La Quân pháp lực. Hai người so với pháp lực đến, tuy nhiên La Quân có thể bổ sung thuần dương đan, nhưng đó cũng là xa còn lâu mới có thể cùng Đạm Thai Kính so. Lại nói đạm thai kính đệ nhất quân thần cũng không phải là không có đan dược bổ sung là quân pháp lực nhanh chóng tiêu hao hắn lâm vào khốn cục không khỏi thầm mắng một tiếng đáng giận dạng này tiêu tan rông dài là quân biết mình là một con đường chết hắn hít sâu một hơi đột nhiên bắt một kiện hạ phẩm đạo khí đi ra hướng phía trước ném một cái nói đạm thai kính cho ngươi thả ta một con đường sống được hay không đạm thai kính vận chuyển tinh vực động thiên điều động pháp lực chỉ một chảo, liền đem cái kia hạ phẩm đạo khí bắt đến trong tay. Cho dù là hạ phẩm đạo khí, đối với đạm thai kính tới nói, cũng là một kiện rất tốt pháp bảo. Hắn hơi một kiểm tra, sau đó thì cười lạnh nói, người tiểu tử này, đến trùng hoàng tất cả bảo tàng, liền bằng như vậy một kiện pháp khí liền muốn đem bổn tỏa cho đánh ra. Là quân nói ra, lại cho ngươi một kiện, có thể đi. Hắn lập tức lại bắt một kiện trung phẩm đạo khí đi ra, hướng lên trời quăng ra đạm thai kính pháp lực một chảo, cấp tốc đem bắt vào tay. Chưa đủ, đạm thai kính kiểm tra pháp khí về sau, nhất thời đại hỷ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không như vậy thỏa mãn. Là quân đều không ngừng ném pháp khí ra ngoài, 20 kiện hạ phẩm đạo khí bị hắn ném 15 kiện ra ngoài, đạm thai kính bắt đi. Là quân một bên ném pháp khí, một bên đào tẩu. Nhưng đạm thai kính lão hồ ly này lại không có lợi ích hôn tâm, một bên chảo pháp khí, một bên không ngừng công sát la quân, khiến la quân kêu khổ liên tục la quân bất đắc dĩ thoáng cái ném hai kiện thượng phẩm đạo khí ra ngoài cái này thượng phẩm đạo khí nơi tay nhất thời để đạm thai kính mừng rỡ như điên phải biết toàn bộ đạm thai gia tộc cũng chỉ có hắn phụ thân có một kiện thượng phẩm đạo khí đây đạm thai kính biết mình lần này là thật kiếm bộn hắn đối la quân hận ý cũng liền không có sâu như vậy nhưng là đạm thai kính cũng sẽ không buông tha la quân hắn muốn đem la quân bắt muốn đem la quân trên thân toàn bộ bảo tàng đều đoạt lại. Đúng lúc này, la quân thân thể bỗng nhiên đứng nghiêm. Đạm thai kính, người hắn sao đi chết đi, la quân chợt cười to lên. Tại cái này một cái chớp mắt, đạm thai kính đột nhiên cảm giác được ngập trời nguy cơ. Không tốt, pháp khí bên trong có ma, đạm thai kính lập tức ý thức được cái vấn đề chỗ. La quân vừa mới khốn cảnh ở chỗ không cách nào tới gần đạm thai kính, mà lúc này, đạm thai kính đem những pháp khí kia đều chứa vào phòng bị tu di bên trong. Hắn bắt đầu thời điểm còn có cảnh giác, kiểm tra pháp khí. Nhưng về sau, theo trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí xuất hiện, hắn liền đem những cái kia hạ phẩm đến kỳ trực tiếp bắt đến phòng bị tu di bên trong. Mà La Quân cũng là đem 6 cái tử mẫu uyên ương thần lôi toàn bộ giấu ở bên trong một kiện hạ phẩm đạo khí bên trong. La Quân trong nháy mắt lấy pháp lực ý niệm dẫn bảo tử mẫu uyên ương thần lôi ầm ầm kịch liệt lóa mắt khủng bố hỏa quang thoáng hiện sáu cái uyên ương tử mẫu thần lôi cùng một chỗ thiếp thân nổ tung lên đạm thai kính phản ứng đã rất nhanh trong nháy mắt bắn ra phòng bị tu di trực tiếp đào tẩu nhưng hắn vẫn là chậm một bước hắn lấy vô thượng pháp lực bảo hộ tự thân nhưng hắn vẫn là ngăn cản không tử mẫu uyên ương thần lôi uy lực cái kia một cái chớp mắt đạm thai kính tinh vực động thiên lung la lung lay lên hắn cấp tốc thu động thiên sau đó mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, cấp tốc bỏ chạy ra ngoài. Đạm thai kính trốn nhanh chóng, là quân cũng không kịp truy, trước mắt liền mất đi đạm thai kính tung tích. Không hề nghi ngờ, đạm thai kính là bị thương nặng, không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Đạm thai kính liền một kiện pháp khí đều không được đến tay, càng mấu chốt là, chính hắn tất cả pháp khí, tích xúc, đan dược cũng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. La quân một ZHCMN buông lỏng một hơi. Hắn tiếp lấy thì nhìn về phía tần khả khanh, tần khả khanh cũng liền lóe qua đến, xuất hiện tại la quân trước mặt. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là cùng ta cùng một chỗ hồi đại chiêu phủ. Tần khả khanh trầm giọng nói ra. Có bệnh, la quân nhìn tần khả khanh liếc một chút, nói ra, lão tử giết nhiều như vậy các ngươi đại chiêu phủ cao thủ, cùng ngươi trở về, coi như ta có thể giải thích rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được ta sao lần trước đi kỷ phấn trắng thế giới cũng là người hố ta, làm sao, tần khả khanh, ngươi là không đem ta hố chết không bỏ qua đúng không? Người tại sao muốn giết ta bát muội coi như nàng thật có bất thường địa phương, chẳng lẽ ngươi liền không thể xem ở ta trên mặt mũi, tha cho nàng một con đường sống. Tần khả khanh phẫn hận vô cùng nói ra. Nàng hận nhất cũng là điểm này. Ta, là quân trong nháy mắt không biết nên giải thích thế nào. Cứu thực tới nói, cho dù cái kia tại tử câm có lòng độc hại, lấy la quân tính cách, hắn là hội xem ở tần khả khanh trên mặt mũi, tha cho tại tử câm một đầu sinh lộ. Nhưng tại tử câm là vì Linh Nhi giết chết, là quân lúc đó cũng không kịp ngăn cản. La quân đương nhiên sẽ không đem trách nhiệm trốn tránh cho Linh Nhi, hắn ngay sau đó liền nói, người đã giết, người muốn thế nào, ta đều tiếp lấy. Người muốn ta cùng ngươi hồi đại chiêu phủ, có thể, dùng ngươi bản sự bắt được ta. Bởi vì người là thê tử ngươi giết, ngươi không kịp ngăn cản đúng hay không? chính là như vậy một cái đơn giản giải thích, người cũng không nguyện ý nói sao. Tần khả khanh tâm tình phức tạp không hiểu, cắn răng nói ra. Là quân nhìn về phía tần khả khanh, hắn có chút không hiểu tần khả khanh tâm tư, lúc đó tại tử câm cùng đường văn thanh thật là giáp tâm hại người, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu bọn họ là vô tội, ta sẽ thừa nhận chính ta sai lầm. Ta nói đến thế thôi, người tin hay là không tin, ta cũng chỉ có thể nói đến đây. Tại trong lòng ngươi, ta và ngươi thê tử, một điểm khả năng so sánh đều không có đúng không? Cho nên, ngươi cũng không nguyện ý hơi giải thích một chút, là thê tử ngươi giết chết, ngươi chưa kịp ngăn cản. Ngươi không biết nói như vậy, trong lòng ta hội dễ chịu một chút sao? Ngươi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Tần khả khanh chịu đựng nước mắt nói ra. Tại trong lòng ngươi, ta chính là người qua đường, đúng không? Tần khả khanh sau đó từng chữ hỏi. Là quân trầm mặc một cái trước mắt, hắn tiếp lấy mắt nhìn tần khả khanh, sau đó Đạm Mạc nói ra, kỷ phân trắng thế giới đã phát sinh hết thảy, đều là tình thế bắt buộc. Ta đối với ngươi, chỉ có bằng hữu tình nghĩa, tuyệt không nửa phần tình yêu nam nữ. Nếu như ngươi rất để ý chuyện kia, ta xin lỗi ngươi, cứ việc xin lỗi vô dụng. Tốt, ta biết, Tần Khả Khanh gật gật đầu, cái kia một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng chua xót tới cực điểm. Cổ họng giống như là có đồ vật gì ngăn chặn một nửa, nàng đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời loại kia khó chịu để cho nàng ngạt thở. Tại tử câm cùng đường văn thanh mặc dù là Linh Nhi giết chết, nhưng người có thể tính tại trên đầu ta. Người tìm ta báo thù, có thể, nhưng người như dám làm tổn thương Linh Nhi, đừng trách ta ra tay vô tình. Là quân sau khi nói xong, quay người liền đi. Tần khả khanh đứng tại chỗ hư không, thất hồn lạc phách. Mà tại luân hồi ma nhãn trung Linh Nhi rốt cuộc tham phá luân hồi ma nhãn, một sát na kia, Linh Nhi một nhảy ra, đón lấy, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, đồng thời, lục tiên kiếm tế ra. Linh nhi lục tiên kiếm cùng đại lục tuyệt thuật cùng một chỗ thi triển đi ra. Chỉ một kiếm, cái kia cửu điện hạ đường chính vũ liền hồn về Tây Thiên. Cửu ca, đường dần luôn luôn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lúc này nhìn đến đường chính vũ chết thảm, lại là lập tức biến sắc, tiện tì, người muốn chết. Đường dần bạo giống một tiếng, nhất thời hai mắt huyết hồng. Linh Nhi ánh mắt lần nữa phát lạnh, lập tức lại một kiếm chém tới đường dần nàng không biết nói cái gì dư thừa nói nhảm cũng là một chữ giết kiếm quang lần nữa lóe qua sắc bén tuyệt luân một kiếm hướng đường dần đầu phủ đầu chém tới đường dần cũng làm thực sự hắn luân hồi ma nhãn cấp tốc biến hóa thế mà bắn ra một đạo ma quang chi kiếm cũng là một kiếm hướng linh nhi kiếm quang chém tới hai đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ tuy nhiên đường dần luân hồi ma nhãn lợi hại quỷ dị nhưng hết thảy pháp tắc tại linh nhi thuần túy giết dưới thân kiếm, cấp tốc tan giã. Đường dần ma quang chi kiếm bị trực tiếp bổ thành phấn vụn, nhưng đường dần cũng thừa cơ chậm một hơi, thân hình hắn lóe lên. Hai mắt bắn ra hai đạo ma quang, cái kia ma quang mãnh liệt, lại như chất lỏng màu đen dập dờn, đem linh nhi sát lục chi kiếm cấp tốc bao phủ bên trong, để rơi vào vĩnh thế luân hồi. Linh nhi cũng không nói chuyện, nàng theo lần nữa một kiếm chém tới. Đường dần thấy thế không khỏi biến sắc, hắn cắn răng một cái, nói, tiện tì, ngươi chờ, một ngày nào đó, bản điện hạ sẽ để cho nếm tận thế gian cực hạn khổ sở. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên ném ra một kiện sự vật. Cái kia lại là một đứa con nít khôi lỗ, cái kia trẻ sơ sinh con người rất sống động, xem ra rất là đáng yêu. Linh Nhi kiếm quang chảm giết tới, cấp tốc đem cái này trẻ sơ sinh khôi lỗ chảm thành phấn vụn. Linh Nhi tuy nhiên băng lãnh vô tình, nhưng ở chém giết cái này trẻ sơ sinh khôi lỗ lúc lại là nhịn không được trong lòng run lên. Cái kia đường dần thừa cơ quay người, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, thoát đi mà đi. Linh Nhi trong lòng mong nhớ La Quân, cũng lời tiếp tục truy kích đường dần, cấp tốc hướng La Quân chỗ ấn ký phương hướng đuổi theo. La Quân cùng Linh Nhi ở trong hư không gặp gỡ, người không sao chứ. Hai người đồng thời hỏi ra. Thân hình cũng là đồng thời đứng nghiêm, La Quân cười ha ha một tiếng, Nói ra, đương nhiên không có việc gì. Linh Nhi chậm rãi một hơi, nói ra, ta cũng không có việc gì đây. La Quân nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Linh Nhi gật gật đầu, hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Đại Triều Vương hướng bên trong, triều chính lần nữa chấn động. Cửu Điện Hạ bị giết, Tư Mã đè chết, Dương Chí chết. Lần này bắt La Quân hành động, lần nữa thảm bại. Mà lại thì ngay cả trời cũng quân thần đạm thai kính cũng là bị thương nặng, kéo dài hơi tàn trốn về đến. Tin tức này cũng rất nhanh liền truyền đến ngoại giới hắn vương triều trong tai. Đến lúc này, các đại vương triều cao thủ cũng muốn bắt đầu cân nhắc một chút, bọn họ đến cùng có bản lãnh này hay không đến đoạt đoạt bảo tàng. Đạm thai ra trong tộc, đạm thai kính sau khi về nhà, liền bế quan không thấy cái gì người nào. Trạng vạng tối thời điểm, đạm thai kính phụ thân đạm thai tông nguyên đi vào đạm thai kính bế quan tĩnh thất trước. Đạm thai tông nguyên tu vi chính là không trung sơ kỳ, hắn là đời trước quân thần, hôm nay đã sớm không để ý tới triều chính thế sự. Đạm thai gia tộc sự tình, hắn cũng là giao cho nhi tử đạm thai kính xử lý. Hắn là biết đạm thai kính phát sinh đại sự, cái này mới phá lệ theo bế quan gia tộc thâm nguyên chi địa tới. Phụ thân đại nhân, mời ngài vào, đạm thai kính suy yếu nói ra. Đạm thai Tông Nguyên nghe đến nhi tử âm thanh yếu ớt, không khỏi bị kinh ngạc. Đạm thai Tông Nguyên từng có hắn con gái, nhưng hắn cũng không làm sao để ý qua, hắn thương yêu nhất cũng là đạm thai kính, cũng là đối đạm thai kính nghiêm khắc nhất. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhi tử như vậy suy yếu qua, mà lại, từ 300 năm trước, đạm thai Tông Nguyên đem đạm thai ra giao cho đạm thai kính xử lý. Chính mình cái này nhi tử uy nghiêm thì càng phát ra nồng, hắn cũng là không bại quân thần, chính là tiên đế đối đạm thai kính cũng là cực tôn nặng đạm thai tông nguyên trực tiếp hư không xuyên thẳng qua tiến gian phòng trong tĩnh thất đạm thai kính một thân trường sa màu đen hắn trước kiệu uy nghiêm đã không lại hắn dựa vào trên giường trước mặt có một bãi vừa phun ra máu tươi đạm thai kính sợi tóc tán loạn cả người tinh khí thần đều đi theo tán kính ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy là ai thương tổn ngươi đạm thai tông nguyên nổi giận sau khi càng nhiều là đau lòng. Hắn cấp tốc xuất ra không ít liệu thương đan dược để đạm thai kính một hơi ăn vào. Đạm thai kính ăn vào đan dược về sau, liền ngồi xếp bằng, tĩnh dưỡng lên. Sau một hồi khá lâu, đạm thai kính sắc mặt mới đỡ một ít. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Đạm Thai Tông Nguyên, phụ thân đại nhân, hài nhi cho ngài mất mặt. Đạm Thai Tông Nguyên khoát khoát tay, nói ra, "Kính, ngươi không cần nhiều lời, là cha giải ngươi. Ngươi là cẩn thận người Người nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thương tổn ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào. Đạm thai kính nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói ra, đối thủ bất quá là. Là cái gì, đạm thai tông nguyên liền vội hỏi. Đạm thai kính nói ra, đối thủ bất quá là, bất quá là cái hư tiên trung kỳ tiểu tử. Cái này sao có thể, đạm thai tông nguyên bỗng cảm giác không thể tin, nói, ngươi chính là động tiên đỉnh phong cao thủ, lại có pháp bảo ngũ hành kính nơi tay, đến 100 cái hư tiên trung kỳ cao thủ, người đều có thể không để vào mắt. Người thế mà nói với là cha, thương tổn ngươi nặng như vậy là cái hư tiên trung kỳ ra hỏa. Đạm thai kính nói ra, tiểu tử kia, chính là thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Hài nhi biết hắn tức giận vận cường thịnh, khinh thường khó lường. Đã là vạn phần cẩn thận, từ nơi nào biết, cuối cùng vẫn là lấy hắn nói. Làm gì nói, đạm thai tông nguyên nói ra, hắn còn có thể đem ngươi ám toán. Đạm thai kính nói ra, tiểu tử này trên người có rất nhiều lực sát thương rất lần trọng đại này tính pháp khí, liền xem như động tiên tu vì, nếu là thiếp thân nổ thương tổn, cũng rất khó ngăn cản. Hải Nhi bắt đầu liền để tư mã chấn bọn họ trước đi dò xét, cũng xác thực thăm dò ra hắn những thứ này át chủ bài. Hải Nhi biết trên người hắn có những vật này, cho nên về sau vẫn cách không công kích, không cho hắn cận thân cơ hội. Hắn thật là lấy rất nhiều thủ đoạn, nhưng Hải Nhi thủy trung trưởng khống cục diện, Ngũ hành kính Hải Nhi cũng không có làm dùng đến, liền cũng là lưu làm hậu thủ. mắt thấy hắn đã không đường có thể đi, lúc này tiểu tử này bắt đầu ném ra rất nhiều pháp khí tới. hắn đến trùng hoàng bảo tàng, ném ra pháp khí toàn bộ đều là đồ tốt, còn có hai kiện thượng phẩm đạo khí. phụ thân đại nhân, ngài biết Hải Nhi ngũ hành kính cũng bất quá là hạ phẩm đạo khí, Hải Nhi vẫn luôn muốn có một kiện thượng phẩm đạo khí. bởi vậy lúc đó chủ quan đem những pháp bảo kia toàn bộ bắt đến phòng bị tu di bên trong. Nào biết được, đem tiểu tử kia một loại thần lôi cất vào pháp khí bên trong, Hài Nhi cảm thấy không lành đã không kịp. Nếu không phải Hài Nhi phản ứng kịp thời, giờ phút này liền không thể trở về gặp ngài. Chỉ có thể hận, Hài Nhi ngũ hành kính, còn có cái kia rất nhiều đan dược, pháp khí, bảo bối, toàn bộ nước chảy về biển đông. Kẻ này thật sâu tính kế, đạm thai tông nguyên nghe vậy về sau, nói ra, ngươi xưa nay đều là cực cẩn thận, hắn thế mà có thể tính kế đến ngươi, quá bất khả tư nghị. Là cha cũng muốn gặp một lần hắn. Phụ thân đại nhân, ngàn vạn không thể, đạm thai kính lập tức nói. Ừm, đạm thai tông nguyên nói ra. Đạm thai kính nói ra, phụ thân đại nhân, ngài đã sống mấy ngàn tuổi, hiện tại vô lượng sát kiếp buông xuống. Ngài có thể tuyệt đối đừng đi ứng kiếp, tiên đế, nạp lan vân thiên đều đã đi. Còn có vương chiêu lâm cũng đi, tư mã trấn cũng chết thì liền cái kia đại tấn vương triều ân huyền ngài là biết chẳng lẽ hắn cũng ra chuyện đạm thai tông nguyên bị kinh ngạc đạm thai kính nói ra ân huyền bây giờ sinh tử chưa biết a à. đạm thai tông nguyên nói ra cái này bây giờ hài nhi trọng thương nếu muốn khôi phục còn cần rất dài một thời gian chiều chính trên dưới ngấp nghé tăng hận chúng ta đạm thai ra có khối người lúc này ngài nhất định phải đến chủ trì đại cục a à. đạm thai kính nói ra đạm thai tông nguyên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói vậy được rồi. đại chiêu vương hướng hoàng cung trong ngự thư phòng, nhạn cửu nương cũng sẽ gặp tần khả khanh. quả nhiên cái này la quân là thật không thể chạm vào. nhạn cửu nương nói ra, người thật tốt cùng vi sư nói một chút chuyện đã xảy ra. tần khả khanh trong lòng tuy nhiên thần thương, nhưng lại không nguyện ý để nhạn cửu nương nhìn ra nửa phần, nàng giữ vững tinh thần nói chuyện đã xảy ra. sau khi nói xong nhạn cửu nương nói, vậy sao ngươi cho rằng? Ngươi cảm thấy tử cầm chữ nhật xanh là thật mưu đồ làm loạn mới bị bọn họ giết. Tần khả khanh lắc đầu, nói ra, đệ tử không biết. Nhạn cửu nương thở dài, nói, càng nghĩ, đều là bút sổ sách lung tung. Vi sư nhìn, việc này, như vậy để xuống đi. Vi sư ngày mai tuyên bố, vô đức vô tài, không đủ đảm nhiệm cái này đại chiêu đế vị, như vậy truyền cho đại điện phía dưới đường mộ đi. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc, nói, sư phụ. Nhạn cửu nương nói ra, người đừng tưởng rằng sư phụ đang tính kế bọn họ, sự tình phát triển đến nước này, cũng là vì sư đoán trước không đến. Lúc này bất quá là thuận nước đẩy thuyền A, lúc trước vi sư đứng ra, bất quá thì không muốn thấy đại chiêu mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này như là đã bình ổn vượt qua, vi sư chẳng lẽ còn nhớ nhung cái này đế vị sao? Cái này vô lượng sát kiếp buông xuống, vi sư tâm lý rất rõ ràng, giống vi sư dạng này lão gia hỏa, mới là muốn phá lệ chú ý, vẫn là tận lực khác đi ra ngoài lang thang. Làm không tốt, cũng muốn nên cái này sát kiếp, cái kia ân huyền lão hồ ly lần này đều sinh tử chưa biết, vi sư lại dựa vào cái gì nhất định có thể trường tồn. Tần Khả Khanh nói ra, nhưng là sư phụ, đại điện phía dưới kế vị, chẳng phải là cũng muốn tới thu thập cái này cục diện dối rắm Nhạn cửu nương nói ra, yên tâm đi, không có người hội sách chuyện này. Tối thiểu, thiên đô quân phủ, thiên cơ phủ là không biết sách. Việc này, đường mộ xử lý được đến, người nào có ý kiến thì người nào phía trên, vậy vi sư đến xem là không có người có gan có ý kiến này. Tần khả khanh khẽ thở dài một cái, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hay là, chính là liền linh tuệ hòa thượng bản thân cũng không nghĩ tới, nó lưu lại phía dưới bảo tàng hội tại trung ương thế giới bên trong quấy tạo nên kịch liệt như thế phong bạo tới. Này bằng với là một đường thanh tẩy. Mà Linh Nhi hòa La Quân hai người, bản thân đồng thời chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hai người này tổ hợp lại với nhau, tựa như là trong vũ trụ thần bí hắc động, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Khiến trung ương thế giới đông đảo cao tầng đều đi theo sợ hãi. Bảo tàng tuy tốt, nhưng tánh mạng càng có thể quý a. Đại Chiêu Vương hướng thực lực mạnh nhất, ngược lại tổn thương lớn nhất. Vốn là lấy nhạn cửu nương giấu tài tính cách, là muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là để đại chiêu vương hướng hung hăng cuốn vào. Ngày thứ hai, đại chiêu vương hướng hoàng đế bệ hạ nhạn cửu nương tuyên bố tự nhận lỗi thoái vị. Nhạn cửu nương tự nhận lỗi thoái vị, đại điện phía dưới đường mộ cấp tốc tức hoàng đế vị. Đến mức trùng hoàng bảo tàng sự tình, đầy chiều văn võ, thế mà không một người lại sách. Việc này, thật là rất mất mặt, cũng tổn thất cực kỳ lớn triều đình uy nghiêm. Mà sự kiện này duy nhất còn tốt chính là, mấy cái đại vương triều trên cơ bản đều xuất thủ, tất cả mọi người không có chiếm được tốt, bởi vậy cũng sẽ không cần trương tam cười lý tứ, mà còn muốn đi làm bảo tàng người cũng phải cân nhắc một chút mình rốt cuộc có bản lãnh này hay không. sơn sao trùng hoàng bảo tàng một chuyện như vậy ngược lại hướng tới bình tĩnh, đây là làm cho người bất ngờ. đến mức lúc này là quần cùng linh nhi thì trước tìm một chỗ chỗ an tĩnh, hai người tới đông đại hoang, cái này trung ương thế giới địa vực bao la, tuy nhiên không so được thế giới bao la nhưng là cũng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Mà chỉnh cái trung ương thế giới nhân khẩu so thế giới bao la lại là thiếu nhiều, tăng thêm nơi này khoa học kỹ thuật không phát đạt, cho nên trừ vương triều tập quyền chi địa phồn hoa bên ngoài, địa phương khác thì phần lớn hoang vu. Tại trung ương thế giới bên trong thì có tứ đại hoang địa, phân biệt là Đông Đại Hoang, Tây Đại Hoang, Bắc Đại Hoang, Nam Đại Hoang. Đông Đại Hoang chi địa ướt át, khí độc nhiều, đầm lầy nhiều, mười phần nguy hiểm, lại có nhiều rắn rết độc thú. La Quân cùng Linh Nhi lấy thần niệm bắn phá, tìm một chỗ bên hồ, cũng là miễn cưỡng tính được phong cảnh không tệ. Nơi này phạm vi ngàn dặm, đều không có người ở, chỉ có một ít rắn giết độc thú mà thôi. La Quân nguyên khí tổn thất không nhỏ, liền tại phòng bị tu di bên trong khoanh chân tu dưỡng. Linh Nhi thì bắt đầu kế luyện Chư Thiên Chi Nhãn. La Quân cùng Linh Nhi cũng không có nhiều lời hắn lời nói, hết thảy đều không nói bên trong. Linh Nhi lần này rất nổi nóng cũng là thời khắc mấu chốt. Chư Thiên Chi nhãn như xe bị tuột xích Nàng tuy nhiên tính cách băng lãnh Nhưng cũng không có nghĩa là ngốc cùng không có tính khí Linh Nhi tại phòng bị tu di bên ngoài Nàng cả người đột nhiên liền tiến vào đến Chư Thiên Chi nhãn bên trong Chư Thiên Chi nhãn bên trong Rộng lớn vô biên Đầy trời màu trắng thủy mẫu trôi nổi Linh Nhi xuất hiện tại bên trong Quát lạnh một tiếng Nói, lăn ra đến Cái kia khí linh sớm bị bừng tỉnh Lúc này gặp Linh Nhi tiến đến lập tức liền có phản ứng. Ước vạn thủy mẫu, cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái tinh thần cự nhân. Người khổng lồ này trong mắt như thiên địa chi nhãn, giám thị chư thiên. Cái này chư thiên chi nhãn, đã vì ta tâm đắc. Linh Nhi nhìn về phía cái này khí linh, nói ra, đồ vật sinh ra làm là chủ nhân sử dụng, người phục vẫn là không phục. Nếu là không phục, ta liền giết ngươi, lại lập khí linh. Giết bổn tỏa cái kia khí linh phảng phất là nghe thấy cái gì tốt cười sự tình, nói ra, ngươi có thể chứ. Linh Nhi gật gật đầu, lại không nói nhảm, nàng trực tiếp tế ra lục tiên kiếm đến, sau đó liền đại lục tuyệt thuật thi triển. Một kiếm bổ ra, vô cùng sát khí ngang dọc mãnh liệt, như sơn băng hải tiếu. ầm ầm, cái kia khí linh nhất thời phát ra thống khổ gào thét đến, đồng thời, khí linh trên thân thủy mẫu bắt đầu sụp đổ. Nhưng cái này khí linh đột nhiên lại gào thét một tiếng, cái kia to lớn con người phát ra lóa mắt thánh quang. Thánh quang như một đạo thiên địa cử kiếm, hung hăng chém tới Linh Nhi. Linh Nhi thân hình nhất động, ngay sau đó liền là tản ra. Người nô tài kia, Linh Nhi người trên không trung nói, người cái này tiên khí phẩm chất, chính là là nhân loại tu sĩ chế tạo. Chẳng lẽ ngươi làm ngươi đã là tiên nhân hay sao? Không có nhân loại pháp lực rót vào, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Linh Nhi nói xong, lại một kiếm bổ giết đi qua cái kia khí linh lần nữa phát ra thống khổ tiếng gầm linh nhi tiếp tục lạnh giọng nói ra ta sau cùng cho ngươi một lần cơ hội nếu ngươi lại không quy thuận ta liền đưa ngươi triệt để giết chết cái này khí linh trong mắt suốt cuộc xuất hiện vẻ sợ hãi nó thật là pháp lực có hạn nó bất quá là một kiện đồ vật còn không có tự động phun ra nuốt vào nguyên khí bản sự như vậy đánh xuống thân thể pháp lực nếu là tiêu hao hết chính là một con đường chết mà lại cái này khí linh cảm nhận được linh nhi kiếm ý phá lệ cổ quái. Tầm thường thuật pháp, chiêu thức, nó đều là không sợ. Nhưng cái này linh nhi kiếm lại làm cho nó có loại huyết nhục bị cắt đau sót cảm giác. Đây là cực cổ quái. Chủ nhân, ta nguyện ý quy thuận, khí linh ngược lại là không có mặt mũi, rất nhanh liền thức thời vì tuấn kiệt. Cái này rất nhiều pháp khí khí linh, thực đều một cái đức hạnh. Không có quá nhiều tâm nhãn, một khi có trí tuệ Chuyện thứ nhất cũng là muốn làm nhà làm chủ, cũng không suy nghĩ thật kỹ, nó đến cùng có thể hay không lo liệu việc nhà làm chủ. Sau đó chỉ cần có chủ nhân có thể tới đưa chúng nó hung hăng làm một trận, lập tức bọn họ thì lại sẽ biến vô cùng khéo léo. Linh nhi cấp tốc thì cùng cái này khí linh máu nhận chủ, đem lạc ấn hung hăng đánh vào khí linh nội bộ chỗ sâu. Khí linh rất không có mặt mũi, nếu không hung hăng khống chế lại, làm không tốt đánh nhau thời điểm, trông thấy nguy hiểm, chính mình chạy càng cao cấp pháp khí, khí linh càng không có mặt mũi. Linh Nhi sau đó thì triệt để trưởng khống Chư Thiên Chi nhãn, Chư Thiên Chi nhãn khí linh gọi là uyên đêm. Tuy nhiên bây giờ Linh Nhi đã là động tiên đỉnh phong, tuyệt đối tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là nàng vẫn phát huy không tiên khí toàn bộ huy lực. Mạo Sưng có thể phát huy ra một phần bốn huy lực. Nói cho cùng, Linh Nhi pháp lực đều còn chưa đủ. Loại này tiên khí, nếu như tại áo đen tố trinh trên tay, đó mới là uy lực vô song bây giờ thế gian rất nhiều tiên khí khí linh đều đã không có năm đó thần ma đại chiến nào chỉ là tiên nhân ứng kiếp rất nhiều khí linh cũng là nhao nhao ứng kiếp thiên đạo bút khí linh liền không có mà sơn hà xã tác đồ khí linh cũng không có cái kia thần nông đỉnh khí linh thì là thông minh thế mà tại nội bộ tạo một cái thế giới từ đó dùng kỳ dị phương thức tự động hấp thu pháp lực thành tựu vô thượng thần thông cái kia thần nông đỉnh khí linh pháp lực đã đạt tới tạo hóa nhưng mặc dù như thế cái kia khí linh tổ thần cũng một mực không có thống khoái qua. Khí linh tổ thần vẫn muốn có nhất tôn thân thể con người, lần thứ nhất dung hợp bị cướp hỏa thiêu thương tổn. Lần thứ hai muốn dung hợp La Quân, vốn là coi là đã chuẩn bị 10 phần, kết quả trực tiếp bị La Quân số mệnh kiếp hỏa thiêu chết. Cái kia số mệnh kiếp hỏa tại La Quân thể nội vốn là cái khó giải trí mạng độc dược, sau cùng ngược lại tốt, trực tiếp hạ độc chết tổ thần. Đây cũng là thiên đạo vận mệnh chỗ kinh khủng. Linh Nhi bắt đầu giải chư thiên chi nhãn. Nàng theo uyên đêm trong miệng hiểu được, chư thiên chi nhãn nguyên lai là sớm bị đại năng giấu đi, cho nên căn bản không có tham gia qua thần ma đại chiến. Đây cũng là vì cái gì uyên đêm con hàng này có thể còn sống sót nguyên nhân. Chư thiên chi nhãn tại thái cổ lúc, cũng đã từng là danh động thiên hạ tiên khí, từng cùng chư thần tranh phong. Bây giờ, chư thiên chi nhãn lại thấy ánh mặt trời, uyên đêm cũng là biểu thị vui vẻ. Nhưng uyên đêm cũng nói cho Linh Nhi, muốn tránh thức bày ra chư thiên chi nhãn huy lực, linh nhi trước tiên cần phải tu luyện tới tạo hóa cảnh. Tại chư thiên chi nhãn nội bộ còn có một cái to lớn chư thiên trận pháp, đây là lấy linh nhi hiện tại năng lực căn bản là không có cách khu động. Nếu như linh nhi muốn mạnh mẽ khu động chư thiên trận pháp, liền cần 100 tỷ. Như vậy, cái này chư thiên trận pháp một khi khởi động, liền có thể đem thiên vị cảnh cao thủ đều có thể trực tiếp giết chết. Chư Thiên trận pháp tại Chư Thiên chi nhãn bên trong, giống như một tòa thành trì cái kia thật lớn. Cần vô cùng tận pháp lực cùng đan dược tưới tiêu, như thế một khi khởi động, chỗ bộc phát ra lực lượng, đó là khủng bố mà không dám tưởng tượng. Pháp khí tại khác biệt trong tay người thi triển, có khác biệt uy lực. Cùng cao thủ cấp bậc, một cái khác cầm lợi hại pháp khí, liền sẽ chiếm thượng phong, thậm chí cải biến nhân sinh kết cục. Tuy nhiên như thế, nhưng Chư Thiên chi nhãn hiện nay có thể thi triển đi ra lực lượng cũng đủ làm cho Linh Nhi ngạo giết gào trung ương thế giới. Tại chư thiên chi nhãn bên trong, cái kia màu trắng thủy mẫu gọi là đỏ cách tinh mẫu, chính là là một loại tinh thần lực sinh vật cường đại. Tại thái cổ thời điểm, có đại năng đem tất cả đỏ cách tinh mẫu bắt, sau đó bổ sung đến chư thiên chi nhãn bên trong. Đỏ cách tinh mẫu tinh thần lực ngưng tụ, nhưng nhìn xuyên hết thảy hư ảo. Chính là thiên vị cảnh cao thủ bố trí xuống pháp tắc, Linh Nhi cũng có thể dựa vào chư thiên chi nhãn thánh quang đem con đường phía trước xem thấu. Đồng thời, thánh quang tại pháp lực vận chuyển phía dưới, cũng có hình thành tiểu thế giới bản sự. Mà lại, thánh quang cũng có thể hóa thành công kích. Vân vân, chư thiên chi nhãn, diệu dụng vô cùng, đã chính là tiên khí, vậy thì có tiên khí tôn nghiêm cùng uy lực. Linh Nhi nắm giữ chư thiên chi nhãn về sau, liền trở lại phòng bị tu di bên trong. Trải qua một đêm tu chỉnh, là quân pháp lực cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hắn kiểm kê tay bên trong đồ vật, 10 cái uyên ương tử mẫu thần lôi toàn bộ không, hư nguyên bao bọc không, còn có vô thủy thần ngẫu cũng không có. Cũng chỉ có sau cùng hai cái luân hồi kiếm, lại thêm trí thiên xích thần. Tổn thất có chút thảm trọng a, à. còn ném không ít pháp khí ra ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đạm thai kính cũng không có mò được chỗ tốt. Tất cả mọi thứ đều hủy, còn bị thương nặng la quân cảm thấy có chút không có cảm giác an toàn cái này gặp lại lợi hại địch nhân chính mình dựa vào cái gì tự vệ a à. hắn cũng không muốn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào linh nhi trên thân cứ việc linh nhi không ngại nhưng chính hắn là để ý lần này chu sát tư mã trấn dương trí trọng thương đạm thai kính tuy nhiên tổn thất nặng nề nhưng la quân trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công la quân liền quyết định thật tốt nghiên cứu một chút linh tuệ hòa thượng lưu lại bảo tàng nhìn xem còn có hay không cái gì hắn đồ tốt, có thể cầm để chống đỡ cường địch. Linh Nhi cũng không có quấy giày La Quân, nhưng ở ngày thứ hai buổi tối, Linh Nhi đột nhiên rời đi. La Quân cũng không phát hiện Linh Nhi rời đi, hắn còn tại nghiên cứu Linh Tuệ Hòa Thượng lưu lại bảo tàng. Đến mức Linh Nhi, nàng tự nhiên không phải không chào mà đi, mà chính là nàng có một ít chuyện muốn muốn đi làm. Ở trong trời đêm, Linh Nhi thi triển đại na di thuật. Mấy cái chuyển rời, liền cấp tốc đến đại chiêu vương hướng lên trên hư không sau đó nàng thần niệm bắn phá rất nhanh liền theo một chút bình thường trên thân người đạt được rất nhiều tin tức cái này đại chiêu vương hướng rất nhiều đồ vật ngay tại nàng trong đầu như lòng bàn tay đại chiêu vương hướng có trận pháp bảo vệ quốc thổ bên trong đều hình thành giám sát linh nhi thần niệm bắn phá cũng rơi vào đến đại chiêu phủ trong mắt cao thủ nhưng những thứ này linh nhi là không quan tâm nàng rất nhanh liền đến đại chiêu phủ trên không tiếp lấy thân hình lóe lên liền trực tiếp tiến đại chiêu phủ đại chiêu phủ ban đêm là phồn hoa linh nhi tiến vào đại chiêu phủ về sau tin tức này lập tức liền truyền đến hoàng đế đường ngộ trong tai đường ngộ cấp tốc bẩm báo nhạn cửu nương hắn đối linh nhi cũng là đã lạnh gan làm nhạn cửu nương nghe được linh nhi thế mà lẻ loi một mình đi tới đại chiêu phủ nàng nhất thời cũng cảm giác đến đau đầu nàng thật là không muốn cùng linh nhi còn có la quân lại nổi lên cái gì xung đột Nàng là hiểu bo bo giữ mình, nhưng là, lúc này Linh Nhi như là đã đến, nhạn cửu nương liền không khả năng làm như không thấy có tai như điếc, nàng hiểu dấu tài, nhưng không có nghĩa là nàng nhu nhược. Lấy Linh Nhi tu vi, nhạn cửu nương cảm thấy mình căn bản không cần đi gọi hắn trợ thủ. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn trợ thủ cũng đến không có tác dụng quá lớn. Tiểu cô nương, nhạn cửu nương trong nháy mắt bắt được Linh Nhi bóng người. Kế tiếp nháy mắt, nhạn cửu nương trực tiếp buông xuống, xuất hiện tại Linh Nhi trước mặt. Lúc này, là tại trên đường phố, bốn phía người đến người đi, nhưng nhạn cửu nương trực tiếp thi triển huyễn thuật, để hắn người bình thường ánh mắt xuất hiện ảo giác, không nhìn thấy nàng và Linh Nhi tồn tại. Nhạn cửu nương ngăn ở Linh Nhi trước mặt, tiểu cô nương, người đột nhiên buông xuống đại chiêu phủ, vì chuyện gì? Giết người, Linh Nhi nhìn nhạn cửu nương liếc một chút, nói ra. Nhạn cửu nương nao nao, lại là không nghĩ tới Linh Nhi như thế thẳng thắn, giết ai? nàng lập tức hỏi. Đạm thai kính, Linh Nhi nói ra, nàng tại thần niệm bắn phá bên trong lấy được lấy tin tức, biết đạm thai kính thân phận chân thật. Hắn coi như trước đó có mạo phạm ngươi, lúc này đã bản thân bị trọng thương. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người, nhạn cửu nương nói ra. Tránh ra, Linh Nhi lười nhắc cùng nhạn cửu nương nói nhảm. Nhạn cửu nương lông mày nhướn lên, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta xưa nay không đi chủ động gây chuyện, nhưng đã tiểu cô nương ngươi đều đến trước mặt. Vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng. Nàng đón đến, nói, để tránh gây hỏa tới vô tội, chúng ta lên mặt đi đánh đi. Linh Nhi gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện trên tầng mây. Cảnh ban đêm tĩnh mịch, tại trên tầng mây, cái kia ánh trăng vẩy đến phá lệ thông thấu, đó là rất mỹ diệu cảnh sắc, cũng là rất kỳ dị cảnh sắc nhạn cửu nương có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt nàng tinh xảo mà mỹ lệ. Nàng xem ra so linh nhi lớn không bao nhiêu, năm tháng cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Nhưng nàng đã tránh thức trải qua biển cả hóa thành tang biên. Nhạn cửu nương cả đời kinh lịch quá nhiều kiếp nạn cùng truyền kỳ, nàng sớm nhất thời điểm, tại nhất tôn ma thần thủ hạ, khi đó bất quá là cái nô tỳ, không có chút nào địa vị có thể nói. Về sau, nàng tại ma thần bên người thu hoạch được cơ duyên, bắt đầu tu luyện về sau, lại bị hãm hại, bị ma thần cầm tù 100 năm. 100 năm sau, ma thần bị hắn đại năng giết chết, nàng may mắn chạy ra. tràn trọc giang hồ, đã từng đi qua rất nhiều vị diện thế giới, tiến vào động thiên phúc địa, cũng lâm vào qua hổ lang chi địa. Tại cái kia thuộc về nàng thời đại bên trong, nàng đã từng quát tháo phong vân qua, đã từng vô thượng vinh diệu qua. Nàng là từng bước một đi tới, dùng máu tươi, dùng máu và nước mắt chế tạo ra thuộc về nàng nhạn cửu nương huy hoàng. Qua nhiều năm như vậy, nhạn cửu nương dùng nàng trí tuệ kinh doanh lục diệp sẽ. Nàng hiểu bo bo giữ mình, nàng trí tuệ vô song. Trong lòng nàng, nàng vẫn luôn là nhân vật chính, nàng nhân sinh sách viết ra, đó là hùng vĩ truyền kỳ. Nhưng nhạn cửu nương trí tuệ nhất địa phương chính là, nàng thức thời. Nàng biết, thuộc về nàng thời đại đã qua, cho nên, nàng mới có thể giấu tài. Năm tháng không có thể đối phó nhạn cửu nương dạng này người, nhưng thời đại có thể, khí vận có thể. Cho nên, cứ việc nhạn cửu nương ứng phó qua vô số cảnh tượng hoành tráng, quyết chiến qua vô số đại năng cùng cao thủ. Nhưng hôm nay, nàng đối mặt tư đồ linh nhi tiểu cô nương này, nàng lại là cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan. Nhạn cửu nương biết, cái này là sinh tử tồn vong chi chiến, có lẽ hôm nay, nàng liền sẽ nên cái này sát kiếp. Nhưng, nàng đã không có đường lui. Mà lúc này Linh Nhi cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nàng lại không dám xem nhẹ nhạn cửu nương nhạn cửu nương tu vi xa xa tại Linh Nhi phía trên. Linh Nhi hiện tại nơi dựa dẫm cũng là cái kia chư thiên chi nhãn. Sư phụ, ngay tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, tần khả khanh phá không mà đến. Người tới làm cái gì, lui ra, nhạn cửu nương gặp tần khả khanh, lập tức trầm giọng quát nói. Tần khả khanh đứng tại nhạn cửu nương bên người, nàng nhìn thấy sư phụ ngưng trọng. Đồng thời, tần khả khanh cũng nhìn về phía Linh Nhi, Linh Nhi toàn thân áo trắng, lạnh lùng, giống như suốt trần tiên tử. Tần Khả Khanh cảm thấy có chút tự ti mặc cảm, cái này không phải là bởi vì dung mạo, mà chính là Linh Nhi tuổi còn trẻ, thế mà liền đã có tư cách cùng sư phụ đối chiến, hơn nữa còn để sư phụ coi trọng như vậy. Cùng lúc đó, xa như vậy chỗ bóng người bỗng nhiên lóe lên, lại tới một người. Người này lại là đạm thai gia tộc lão tộc trưởng, đạm thai tông nguyên. Lại một cái không trung sơ kỳ cao thủ ngỗng tiền bối, vãn bối đến đây giúp người một tay. Đạm thai Tông Nguyên xuất hiện sau lưng Linh Nhi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, quát to. Nơi này là đại triều vương hướng tình trạng, Linh Nhi lần này đến, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng lúc này, nhạn cửu nương cũng không có hoan hỉ, ngược lại khẽ nhíu mày. Bất quá, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, sau đó, lại một bóng người lóe qua. Lần này tới lại là, là quân. Là quân cấp tốc đến Linh Nhi bên người, hắn là trong tu luyện đột nhiên phát hiện Linh Nhi không thấy. Là quân tâm tư nhạy bén, lập tức đoán được Linh Nhi muốn làm gì. Hắn biết đại chiêu phủ bên trong tàng long ngọa hổ, Linh Nhi như thế chạy tới, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, là quân cái gì đều không lo được, liền vội vàng chạy đến. Linh Nhi, người không sao chứ? Là quân đến Linh Nhi bên người, lo lắng hỏi. Linh Nhi ánh mắt thanh tịnh mà biến ảo khôn lường, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, ta không sao. Tần Khả Khanh ở một bên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nàng nhịn không được cái mũi lại là chua chua. Đến vừa vặn, đạm thai Tông Nguyên biết La Quân, giờ phút này thấy thế, liền cười lạnh một tiếng, nói ra, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Hôm nay Lão Phu thì nhìn xem, các ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. La Quân trong lòng siết chặt, hắn biết, lúc này tình huống là tuyệt đối hung hiểm một cái nhạn cửu nương cũng đã là khó có thể đối phó lại nhiều như thế một cái đạm thai tông nguyên không trung cảnh cao thủ la quân tâm niệm thay đổi thật nhanh tận là đang nghĩ lấy như thế nào thoát thân nào biết được đúng lúc này nhạn cửu nương mở miệng nàng nói ra tiểu cô nương người hòa la quân đi thôi ừm nàng lời này vừa nói ra la quân nhất thời sướng sờ sướng sờ cơ hồ cho là mình nghe lầm linh nhi cũng hơi hơi hoảng hốt đi la quân nói ra nhạn cửu nương gật gật đầu nói ra đi thôi ngỗng tiền bối ngài đạm thai tông nguyên nhất thời thất sắc đi linh nhi la quân lập tức kéo linh nhi tay linh nhi không có cam lòng nhưng cũng biết hôm nay chuyện không thể làm ngay sau đó cũng liền y la quân la quân thì thật sâu nhìn một chút nhạn cửu nương nói ra tiền bối ân tình vãn bối ghi ở trong lòng về sau hắn liền kéo Linh Nhi, cấp tốc rời đi. Từ đầu đến cuối, là quân đều không xem thêm tần khả khanh liếc một chút. Ngỗng tiền bối, tiểu tử kia người mang bảo tàng, lại giết chúng ta nhiều như thế cao thủ. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, ngài cùng vãn bối đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem bọn hắn đánh giết ở chỗ này. Đạm thai Tông Nguyên nói ra, ngài vì sao muốn thả bọn họ đi. Nhạn cửu nương mắt nhìn đạm thai Tông Nguyên, nàng từ tốn nói, Tông Nguyên, người cũng tuổi tác không nhỏ, làm sao có một số việc vẫn là nhìn không thông suốt. Hai người kia, ở đâu là dễ dàng như vậy giết chết. Tiểu cô nương kia tu vi tuy nhiên không bằng người ta, nhưng ta cũng có thể cảm giác được, nếu thật đánh lên, chỉ sợ ta đều khó mà toàn thân trở ra. Tăng thêm cái kia la quân, cực tà hồ. Cho nên ngài sợ, đạm thai tông nguyên có chút nổi nóng. Nhạn cửu nương nói ra, người không muốn lầm, ta hôm nay xuất thủ, là bảo trì đại chiêu phủ tôn nghiêm đã bọn họ rút đi, mục đích liền đã đạt tới. Ngươi nói ta sợ, Tông Nguyên, ngươi tốt nhất phải hiểu rõ thân phận của ngươi. Thời đại này, là thời đại nào, ta nhìn ngươi đều vẫn không rõ. Hôm nay chúng ta coi như có thể thủ thắng, nhưng ngươi có 100% nắm chắc đem bọn hắn giết chết sao? Cái này, Đạm Thai Tông Nguyên xác thực cũng không dám nói mình có 100% nắm chắc. Nhạn Cửu Nương nói ra, thả đi là một phần ân tình, để bọn hắn đào tẩu vậy coi như là một kiện nhân quả, người trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Nàng sau khi nói xong, thì bắt tần khả khanh hồi đại chiêu phủ bên trong. Nhạn cửu nương buông tay để la quân đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Kinh lịch trung ương thế giới cái này mấy cái trận đại chiến, la quân cùng Linh Nhi danh tiếng xem như đi ra. Nhạn cửu nương là lão hồ ly, nàng thông minh như vậy người, tự nhiên không phải không biết tiến thối. Nhạn cửu nương có chính nàng phòng tuyến cuối cùng, Linh Nhi muốn tới đại chiêu phủ giết người, cái kia chính là nhạn cửu nương phòng tuyến cuối cùng, nàng tuyệt sẽ không cho phép. Mà chỉ cần không bước qua cái này phòng tuyến cuối cùng, hắn đều tốt nói. Là quần cùng Linh Nhi vẫn là trở lại đông đại hoang. Tại phòng bị tu di trong biệt thự, là quần có chút trách cứ Linh Nhi, hắn cảm thấy lần này quá hung hiểm. Tuy nhiên tại người ngoài xem ra, hắn cùng Linh Nhi là sát tinh, giống như làm sao đều chơi không chết. Nhưng vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn làm sao lại không có điểm bước đếm đây? Mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm, cử tử nhất sinh a. À. Nếu như tối nay nhạn cửu nương không buông tay, trời mới biết sau đến tột cùng sẽ như thế nào, hắn cùng Linh Nhi cũng không phải liền giết không chết. Linh Nhi, ngươi êm đẹp chạy qua đi làm cái gì? Cái này nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Ta biết ngươi, thì vì cho ta xả giận đúng hay không? La Quân nói ra, cái này có trọng yếu không? nếu như ngươi bởi vậy ra cái gì sai lầm ta về sau làm sao bây giờ còn muốn hay không sống la quân là thật sinh khí hắn rất hít hướng linh nhi như vậy thần sắc nghiêm nghị linh nhi ở trước mặt bất kỳ người nào cũng sẽ không thấp cao ngạo đầu lâu duy chỉ có tại la quân trước mặt ngoại lệ nàng gục đầu xuống la quân cũng không để ý tới linh nhi sau một lúc lâu la quân cũng cảm giác được có người tại kéo hắn góc áo hắn quay đầu liền trông thấy Linh Nhi tội nghiệp nhìn lấy hắn. Là quân nhất thời thì mềm lòng, hắn có chút không thể làm gì, thật sự là cầm Linh Nhi không có biện pháp nào. Ta rốt cuộc không làm như vậy, Linh Nhi nhỏ giọng nói ra. Biết liền tốt, là quân bóp phía dưới nàng mũi ngọc tinh xảo, nói ra, lần sau ngươi còn dám như thế lỗ máng, nhìn ta không đập nát ngươi cái mông. Linh Nhi gặp La Quân không tức giận, lập tức liền hì hì cười dưới. La Quân không khỏi lắc đầu, thở dài, nói ra, người tiểu nha đầu này, thật sự là ta khắc tinh a. À. Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Đêm nay, liền rất là bình tĩnh. Về sau, là Quân cùng Linh Nhi tắm rửa ngủ. Tại cái này phòng bị tu di trong biệt thự, điện cùng nước đều là tự chuẩn bị. Điện là la quân chế tạo ra dụng tiểu lôi ao, vô hạn cung cấp điện. Nước nha, đơn giản hơn, là một kiện tiểu pháp khí, có thể chứa đựng hơn vạn tấn nước, dạng này thì dùng mãi không cạn. Linh Nhi đi tắm trước, La Quân ngược lại là thật muốn cùng nàng cùng nhau tắm. Hắn nếu thật sách đi ra, Linh Nhi cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng La Quân cũng không dám làm như thế, sợ chính mình một cái cầm giữ không được xấu Linh Nhi tu vi. La Quân khắp nơi tìm linh tuệ hòa thượng bảo tàng, nhưng là đều không có tìm được như uyên ương tử mẫu thần lôi, còn có luân hồi kiếm lớn như vậy lực sát thương vũ khí. Pháp khí cũng không phải ít, nhưng La Quân cũng lười đi cùng. Trên tay hắn sớm có đỉnh cấp pháp bảo Thiên Đạo bút, không phát huy ra tác dụng đều là không có cái gì chứng dùng. Ngược lại là cái kia đan dược rất hữu dụng. La Quân càng nghĩ, cảm thấy mình là cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Trước đó dựa vào nhanh nhạy, dựa vào pháp bảo, dựa vào linh nhi chờ một chút, cái này đối với mình tu hành là rất bất lợi. Tại đánh với Đạm Thai Kính một trận bên trong, La Quân cảm thấy chiếm được cảm giác thành tựu cùng kinh nghiệm lúc trước không từng có cùng linh tuệ hòa thượng cùng một chỗ lúc, cũng là đánh bại khô mộc chân quân, thế nhưng đối la quân lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm cùng tinh thần đều tựa hồ là không có mảy may trợ giúp. Vẫn là muốn dựa vào chính mình, làm ra làm chơi ra chơi, một bước một cái dấu chân. La quân nói thầm, la quân rất rõ ràng, chính mình cước bộ đã bước quá nhanh. Lúc này muốn truy cầu cũng không phải cảnh giới nâng lên thăng, mà chính là để tích xúc hùng hậu, để cơ sở vững chắc. Dạng này mới sẽ không lưu lại tâm linh lỗ thủng. Chân thật nấu đi ra tốt canh vĩnh hoàn toàn không phải loại kia dựa vào bột ngọt, các loại áp súc tươi tài liệu nhanh chóng chế tác được có thể đánh đồng. Tiếp đó, La Quân muốn làm liền là rời đi trung ương thế giới. Hắn muốn trước đi một chuyến Thiên Châu, đi Thiên Châu muốn cấp cho một số pháp bảo đan dược, quan trọng hơn là còn muốn gặp gặp Kiều Ngưng, nhìn một chút Lạc Tuyết. Đối với Lạc Tuyết, La Quân cũng không phải quá yên tâm. Thế nào về Thiên Châu đâu? La Quân mạch suy nghĩ rất là rõ ràng mặc dù mình cùng Linh Nhi lúc này xem như danh chấn trung ương thế giới. Nhưng là cái này mấy lần đại chiến bên trong, các đại vương triều đều là mất mặt. Chính mình lúc này nếu như chạy đến bọn họ thủ đô đi muốn ngồi truyền tống trận đi, đoán chừng bọn họ khẳng định nhẫn không cái này giọng điệu. Đối phương nhất quốc chi lực, cái kia cũng không phải là quân cùng Linh Nhi có thể chống lại. Cái này giống như là nhạn cửu nương có thể nhịn nhẫn la quân cùng Linh Nhi làm chết như vậy nhiều đại chiêu vương hướng cao thủ, nhưng là tuyệt không thể chịu đựng linh nhi chạy đến đại chiêu phủ đi giết người cái kia chính là trần trụi đánh mặt đúng giới ngoại là quân đột nhiên mi mắt sáng lên trước đó hắn cùng kiều ngưng tại lục diệp hội chỗ đó thăm dò được giới ngoại vốn đang chuẩn bị thông qua giới ngoại trở lại thiên châu đáng tiếc sau đó xảy ra ngoài ý muốn giới ngoại là hỗn loạn tri địa chẳng khác gì là cùng loại chỉnh cái trung ương thế giới chợ đen tri địa từ nơi đó đi không biết nhói nhói đến bất kỳ thế lực nào tôn nghiêm cùng thần kinh. Là quân ngay sau đó thì có chủ ý. Linh Nhi đã ngủ say, là quân tính toán đợi Linh Nhi tỉnh, hừng đông liền đi giới ngoại. Giới ngoại chi địa, là quân tòng thần đọc bắn phá bên trong, đã theo một số phổ thông tu sĩ trên thân đạt được giới ngoại rất nhiều tin tức. Trong bình tĩnh thế giới từ lần trước thần đế bọn người đại náo một trận sau khi, liền một mực chưa từng xảy ra cái gì đại sự kiện. Nói đến, năm đó thần đế sự kiện thành mê, lấy lúc trước thần đế bọn người tu vi, cũng không thể lực ngăn cản trung ương thế giới vị kia hoàng đế tàn bạo. Nhưng cụ thể, trung ương thế giới phát sinh chuyện gì, lại không người nói được rõ ràng. Chỉ biết là sau đó, vị kia hoàng đế tàn bạo bị thần đế bọn người giết, vậy hoàng đế không động điện thần khí cùng thần đế bị ngạn các động thành phấn vụn. Mà sau đó, thần đế dựa vào bỉ ngạn các toái phiến lại chế tạo lần nữa ra bỉ ngạn các. Năm đó trung ương thế giới, rất nhiều lão đại đều không có xuất thủ can thiệp. Đây cũng là thần đế bọn họ thành công một nguyên nhân, các đại lão vốn là đều không muốn gây sự, không lấy tới bọn họ trên đầu, mới sẽ không quản. Lần này, một ít lão đại đi ra, đó là bởi vì bọn họ muốn có được bảo tàng. Về phần năm đó, lấy thần đế bọn họ tu vi tại sao sẽ thành công đâu. Cái này bên trong bí mật chỉ có đương sự người mới biết, thì như nhiều năm về sau, mọi người cũng sẽ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao La Quân, Lan Đình Ngọc những người này như vậy yếu tu vi, lại có thể dung chuyển càng thêm cường đại kỳ phân trắng thế giới. Trung ương thế giới bình tĩnh 30 năm thời gian, từ khi La Quân đến sau khi, liền rốt cuộc không có bình tĩnh. Đầu tiên là ly hận thiên cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này các đại vương chiều cao thủ thương vong thảm trọng. Sự kiện lần này, cho Trung ương thế giới các đại lão gõ cái cảnh báo. Cái kia chính là, vô lượng sát kiếp cũng không phải nói đùa, cái kia chính là đến XXX các ngươi dám mạo hiểm đầu thì làm chết các ngươi. Loại tình huống này thì so quốc gia bắt đầu đại lực tham nhũng, tra rõ vấn đề tác phong. Sau đó, lúc này ban kỷ luật cải trang vi hành đến, sau đó thì một nhóm lớn đụng vào họng súng. May mắn còn sống sót biết chuyện này, sau đó thì đều thành thành thật thật. Giờ này khác này, tại đại chiêu phủ bên trong chính phát sinh một kiện làm cho người giận sôi sự tình. Thập điện phía dưới đường dần một thân màu đen áo choàng, Hắn khoanh chân ngồi tại hắn trong tính thất. Tại hắn bốn phía, hết thảy để đặt 10 tên hài đồng, ước chừng đều là 2-3 tuổi. Cái này 10 tên hài đồng toàn bộ đều mất đi. Đường Dần nửa bên mặt bị mặt nạ che lấp, lộ ra nửa bên mặt lộ ra hung ác nham hiểm vô cùng. Hắn trong con ngươi ẩn chứa vô tận cho tàn chi khí. Cái kia 10 cái hài đồng đều là bé gái, toàn bộ đều còn sống. Lúc này, Đường Dần đột nhiên hai mắt trợn lên, cho tàn chi khí nhất thời thì theo hắn theo trong mắt tỏa ra những thứ này cho tàn chi khí cấp tốc đem chọn cái tĩnh thất tràn ngập những hài đồng kia nhóm cấp tốc tỉnh lại tiếp lấy liền bị những cái kia cho tàn chi khí bao khỏa cho tàn chi khí bên trong có vô số điều sợi tơ một vật những sợi tơ này theo đám trẻ con mi tâm thăm dò vào sau đó hấp thu huyết dịch những tia đó tuyến rất nhanh liền như sung huyết biến thành màu đỏ đám trẻ con thân thể cũng bắt đầu khô sẹp đồng thời, bọn họ cánh tay cũng thay đổi thành màu cho tàn. Toàn bộ thân thể màu da cũng bắt đầu biến thành màu cho tàn, bọn họ thê lương thét lên, khóc giống, dẫy ruộng. Nhưng những thứ này đều chỉ có thể đường dần càng thêm hưng phấn Không lâu sau khi đường dần đem những hài đồng này máu tươi toàn bộ rút khô Đồng thời đem những hài đồng này chế tác thành một loại đặc thù khôi lỗ Chuyên môn đưa cho hắn ngăn cản công kích khôi lỗ Rất lâu sau khi cho tàn chi khí bị đường dần hút nhập trong thân thể những hài đồng kia thi thể cũng đều đến hắn phòng bị tu di bên trong. Những hài đồng này là hắn để cho thủ hạ theo cả nước các nơi tóm đến. Những năm gần đây, chết ở trong tay hắn vô tội hài đồng, nhiều vô số kể. Hắn tu chính là tà đạo, nhưng tại cá nhân hắn nói là chính hắn chính đạo. Mà lại, hắn hành sự bí ẩn, tiên đế tại vị lúc cũng không biết tình huống này. Đại triều phủ bên trong cũng có một chút cao tầng lão đại biết chuyện này nhưng các đại lão đều là bo bo giữ mình, đồng thời khuyết thiếu đồng tình tâm, căn bản liền sẽ không quản loại này nhàn sự. dù sao chỗ có nhân quả cũng là thuộc về hắn đường dần. và lại đường dần người này có thù tất báo, nếu như tố cáo hắn, cái kia đường đế cũng sẽ không thật đem cháu mình giết. sau khi đường dần nếu là thu sau tính sổ sách, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng giải quyết sự tình. đường dần lúc này mới vừa lòng thỏa ý một số cửu ca chết cho hắn đã kích rất lớn. Hắn từ nhỏ bởi vì cá tính nguyên nhân thì không nhận phụ thân ưa thích. Phụ thân tuy nhiên sớm đã chết, nhưng còn nhỏ kinh lịch cho Đường Dần rất nhiều bóng mờ. Từ nhỏ, cũng không ai nguyện ý cùng Đường Dần làm bằng hữu, thậm chí không ai nguyện ý tới gần Đường Dần. Này cũng cũng không trách người khác. Giống Đường Dần loại này 6 tuổi thì cắn chết trẻ sơ sinh ít hầu, 7 tuổi thì ngược sát nha hoàn chủ, ai dám tới gần hắn a? Nhưng cửu ca Đường Chính Vũ thì cũng vẫn luôn đối với hắn rất tốt cho nên đường dần sau đó cũng liền chỉ nghe đường chính vũ lời nói tại đường dần tâm lý hắn đối cửu ca là có một loại rất mạnh không muốn xa rời như là cha con lại có chút biến thái không thể nói nói đường chính vũ chết để đường dần cảm thấy thế giới đổ sụp hắn mãi mãi cũng quên không cửu ca là thế nào chết cũng là cái kia gọi là tư đồ linh nhi nữ nhân một kiếm ngay trước hắn mặt giết cửu ca tiện tỳ đường dần nhịn không được siết chặt quyền đầu hắn trong mắt lộ ra điên cuồng tàn nhẫn ánh mắt, tiện tì, người dám giết ta cửu ca, ta nhất định sẽ làm cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta sẽ đưa người chế tạo thành một bộ đảm nhiệm ngàn người cưỡi, vạn người nếm nô lệ. Đúng lúc này, cửu tiêu phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Ừm, đường dần trong lòng hơi động, ám đạo, chẳng lẽ là cái kia một đầu phong long. Hắn ngay sau đó không nói nhiều nói, cấp tốc thân hình lóe lên, thì hư không xuyên thẳng qua rời đi tĩnh thất. Đường dần là đi qua đại chiêu phủ trận pháp tán thành, có thể tự do ra vào. Hắn trong nháy mắt liền đến cửu tiêu phía trên, tầng mây phiêu miểu, ánh trăng thanh u. Đường dần nhìn một cái, luân hồi ma nhãn cấp tốc khởi động, liền gặp ngoài trăm dặm một đầu ly long toàn thân lửa cháy, ngay tại tầng mây bên trong điên cuồng tiến lên. Đường dần lập tức đuổi theo. Cái kia điên ly long thần thú, không người dám tới gần liền Ân Huyền như thế tuyệt đỉnh cao thủ đều thua ở Phong Long trong tay, hắn các đại lão tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, e sợ cho bị Phong Long tới gần, sau đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Gần nhất trung ương thế giới, thật là là tràn ngập nguy hiểm a. À. Đường dần nhanh như điện chớp, một đường nhanh chóng truy đuổi. Như hắn là tu sĩ tầm thường, sớm cũng liền mất dấu. Nhưng hắn có luân hồi ma nhãn tại, liền chết trưởng khống lấy cái kia Phong Long đi hướng. Đường dần đuổi tới 10 giờ sáng, rốt cục tại Bắc Hải một tòa đảo hoang phía trên đuổi tới Ly Long Thần Thú. Ly Long Thần Thú cũng là mệt mỏi, nó bản năng phía dưới đi nghỉ ngơi. Trên người nó hỏa diễm hừng hực, rơi vào đảo hoang, cái kia đảo hoang phía trên chỗ có sinh vật, rừng cây cấp tốc bị đốt cháy thành cho bụi. Chỗ đến, quả nhiên là không có một ngọn cỏ. Đoạn đường này đến, Ly Long Thần Thú không biết tạo bao nhiêu sát nhiệt. Lúc này, ly long thần thú phủ phục tại trên đỉnh núi cả thân thể nó to lớn vô cùng tựa như là một tòa hỏa diệm sơn đường dần thân hình lóe lên liền xuất hiện tại ly long thần thú trước mặt ly long thần thú ngẩng đầu nó lập tức liền nhìn đến đường dần ly long thần thú lập tức liền lại phấn khởi nó là gặp người liền muốn giết không có bất kỳ cái gì nguyên nhân ly long thần thú chính muốn xuất thủ nhưng đường dần tốc độ càng nhanh chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền thi triển ra luân hồi ma nhãn. Nồng đậm hắc vụ cấp tốc đem cái kia ly long thần thú bao phủ lại, mà quang tại trong xương mù dày đặc cấp tốc phun trào, đồng thời xâm nhập hướng ly long thần thú não vực. Ly long thần thú bạo hống, nó điên cuồng gào thét, ý đồ chống cự. Nó nếu là thanh tỉnh trạng thái, quả quyết sẽ không bị đường dần luân hồi ma nhãn vây khốn, rất đáng tiếc, nó bây giờ thần trí không rõ, sau đó liền hãm sâu trong luân hồi, không cách nào tự kiềm chế. Tại cái kia luân hồi ma trong mắt, ly long thần thú dường như kinh lịch trăm ngàn đời thống khổ. Nó chu lên, rên thảm vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Cái này sinh ý, dần dần bình tĩnh lại. Rất lâu sau khi, ly long thần thú rốt cục trung thực đi xuống. Giới ngoại, tốt xấu lẫn lộn chi địa, cũng là trung ương thế giới ngoài vòng pháp luật giao dịch chỗ. Ở chỗ này, không có trật tự, thời khắc giết hại. Bình thường dám đến giới ngoại giao dịch, cũng là phi phàm hạng người. Nhưng, giới ngoại cũng có thật nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật, rất nhiều danh quý pháp bảo cùng tài liệu chỉ có ở ngoại giới mới có thể kiếm đến. Nơi này là Hỗn Loạn Thiên Đường, cũng là Hỗn Nguyên Địa Ngục. Ở ngoại giới, Lục Diệp Hội cũng có phân hội, bọn họ nắm giữ một cái truyền thống trận. Đồng thời, giới ngoại còn có một cái Thánh Quang Sẽ. Thánh Quang Hội ở ngoại giới thực lực chính là mạnh nhất, rất nhiều dân liều mạng vì an toàn đều muốn đổ vật bán cho Thánh Quang sẽ cùng Lục Diệp sẽ. Dạng này là so sánh có bảo hộ một số, dù sao, Thánh Quang sẽ cùng Lục Diệp hội làm việc phải coi trọng rất nhiều. Đương nhiên, cũng có tự mình giao dịch, tự mình giao dịch sẽ xuất hiện đầu cơ kiếm lợi hiện tượng, nhưng cũng có rất nhiều hắc ăn hắc hiện tượng. Giới ngoại chi địa, cùng sa mạc sa mạc liền nhau, lâu dài bão cát phần quanh trên không. Nơi này cơ hồ không có cư dân bình thường, phần lớn đều là dân liều mạng còn có một số muốn mua tài liệu tu sĩ. Nơi này cũng thường có hắn thế giới người tới mua bán giao dịch. Cho nên, Thánh Quang sẽ cùng lục diệp hội đều có truyền tống trận tại. Là quân cùng Linh Nhi cũng là tại dưới tình huống như vậy đi vào giới ngoại. Lúc trước hắn không có lựa chọn giới ngoại, là bởi vì hắn biết mấy cái đại vương triều các đại lão sẽ không bỏ qua giới ngoại nơi này. Lúc này Uy đã đạt tới, hắn tự nhiên là dám đến giới ngoại. Tối thiểu hiện tại, mấy cái đại vương triều không biết như vậy đồng lòng muốn cùng đi cầm bảo tàng. La quân cũng biết, trong này, khó tránh khỏi còn sẽ có cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy cái đại vương triều không chủ động xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ an bài tai mắt bí mật quan sát, chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua trong tay mình bảo tàng. Cho nên, La quân biết. Hắn nhất định phải lấy sắc bén thủ đoạn đối phó kẻ xâm lấn. Đối với giới ngoại tình huống, là quân đã như lòng bàn tay hắn quyết định đi tìm Thánh Quang sẽ đến mượn truyền tống trận dùng một lát. Lục Diệp sẽ, đó là không sẽ tìm, dù sao, cũng xấu hổ, mà lại, Lục Diệp sẽ tới cơ sở là nhận hay là không nhận la quân sinh ý. Vậy cũng là vấn đề, đại chiêu vương hướng chết như thế nhiều người tại la quân trên tay, Lục Diệp hội phân hội còn đem la quân cùng Linh Nhi đưa đi, cái này truyền đi, cũng là đánh đại chiêu vương hướng mặt mũi. La quân ở ngoại giới ẩn núp chừng 10 giờ, đem giới ngoại trong trong ngoài ngoài tình huống lần nữa xác định một lần. Hắn phát hiện cái này giới ngoại tạm thời tựa hồ còn không có cái gì đặc biệt cao thủ khủng bố xuất hiện, bởi vậy cũng nhỏ khẽ thở vào một cái. 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời chính liệt. Sa mạc sa mạc mặt, mặt trời bản thân liền là cực độc cay, là quân cùng Linh Nhi cùng đi đến Thánh Quang hội trước cổng chính. Là quân hiểu được, Thánh Quang lại là chuyên chú vào các loại hỗn loạn giao dịch thành thành phố tồn tại bọn họ tại trung ương thế giới thì như thế một cái phân hội nhưng ở hắn thế giới bên trong cũng là có phần sẽ thực lực không lộ ra ngoài nhưng theo la quân đoán chừng khả năng thánh quang hội thực lực không ở thiên chỉ các cùng lục diệp hội phía dưới thánh quang lại là tràn ngập thần bí la quân tâm đạo thánh quang hội thế lực càng lớn càng tốt dạng này phòng giao dịch coi trọng quy củ sẽ không vì trước mắt bảo vật đi loạn định tốt quy củ chỉ cần giá tiền cho phù hợp làm không có vấn đề gì lớn Thánh quang hội đại điện rộng rãi mà đại khí, tổng thể do trời cương nham thạch chế tạo, kiên cố vô cùng. Tiến vào thánh quang trong hội bộ, liền có chuyên môn nữ hầu người đến đây tiếp đái. La quân còn chưa mở miệng, cái kia nữ hầu người liền mỉm cười, nói ra, hai vị nhất định là gần nhất huyên náo mưa gió nổi lên bốn phía La quân công tử, tư đồ cô nương A. La quân nào nào, cái kia nữ hầu giả thuyết nói, xem ra không sai, hai vị mời đi theo ta đi nhà chúng ta tiểu chủ nhân đã xin đợi đã lâu la quân giật mình nói tiểu chủ nhân nữ hầu giả thuyết nói không sai la quân nói ra chúng ta quen biết nữ hầu giả thuyết nói tiểu chủ nhân trước đó vẫn chưa cùng công tử gặp qua nhưng cái này không trở ngại tiểu chủ nhân cùng công tử ngài làm làm ăn la là quân nói ra tốt a à, xin mang đường linh nhi ở một bên ngược lại là không quan trọng nàng là cái không nguyện ý suy nghĩ nhiều người trong đầu cũng là chưa từng có cái gì âm mưu quỷ kế. Linh Nhi tu vi tiến triển chỗ lấy nhanh vô cùng, thứ nhất là linh thể chi thân, thứ hai cũng là tâm tư thuần túy, sạch sẽ, không có tạp niệm. Áo đen tố trình cũng có linh nhi loại này đặc tính, cho tới bây giờ đều không thích cùng người quanh co lòng vòng. Cái kia nữ hầu người dẫn đường, đem La Quân cùng Linh Nhi trong chiều mang đến. Đầu tiên là đi qua một ngôi đại điện, lại đi qua một tòa đình viện. Tuy nhiên nơi này chỗ sa mạc Thế nhưng trong đình viện lại là phong thủy nhu hòa, khí tức thư sướng, cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi khắp nơi trên đất. Đó là khó được sanh biết. Đi qua đình viện, sau khi liền đến một gian thiên điện, thiên điện trước có cái tiểu đình viện. Chúng ta tiểu chủ nhân liền tại bên trong chờ đợi. Nữ hầu giả thuyết nói. Là quân gật gật đầu. Nữ hầu người theo sau thì lui ra. Là quân cùng Linh Nhi còn không có cất bước. Cái kia thiên điện đại môn thì bị mở ra, mở cửa là một lão giả lão giả một thân áo xanh, nghiêm túc mà uy nghiêm. Nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không phải là tiểu chủ nhân. Hai vị, mời, lão giả kia trong chiều làm một cái mời tư thế. La quân nói ra, tốt, đồng thời, hắn cũng dò xét lão giả này tu vi, hắn nhìn không quá đi ra. Lão giả này cho La quân một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Cái này cũng đã nói lên, lão giả này tu vi xa xa tại La quân phía trên. Thế gian này quả thật là tàng long ngọa hổ, La Quân không khỏi thầm than. Đương nhiên, nơi này xuất hiện một cao thủ như vậy cũng không kỳ quái. Cái này thánh quang hội nổi danh bên ngoài, không có khả năng không có cao thủ tỏa chấn. Đây là tiểu chủ nhân tiếp kiến La Quân. Tiểu chủ nhân tự nhiên cũng muốn phòng ngừa La Quân xuất thủ, bởi vì cái gọi là, nhưng nên có lòng phòng bị người mà. La Quân cùng Linh Nhi dắt tay tiến vào bên trong, cái kia trong biện một tên xem ra mới 13-14 tuổi thiếu niên tại trước khay trà ngồi trồm hốm, hắn ngay tại chậm rãi nấu lấy trà nóng. Trà là một loại văn hóa, ba 000 thế giới bên trong, trà văn hóa thẩm thấu hơn phân nửa. Phía tây lưu hành là cà phê cùng rượu vang đỏ văn hóa. Thiếu niên kia một thân trắng như tuyết trường sam, trên mặt hắn còn có ngây thơ, nhưng dài đến có phần vì đẹp đẽ. Thì liền la quân gặp, cũng thầm khen một tiếng tốt một bộ túi ra a. La Quân cảm thấy thiếu niên này muốn thì nguyện ý đi cho quan to quyền quý làm long dương chuyện tốt, nhất định là rất được hoan nghênh. Hắn ý nghĩ này bất quá là chợt lóe lên, hắn cũng biết, người trước mắt mình không thể khinh mạn. Thiếu niên này gặp La Quân cùng Linh Nhi tiến đến, liền lập tức đứng lên. Hắn đang muốn hành lễ lúc, ánh mắt lại bị Linh Nhi hấp dẫn lấy. Cái kia một cái chớp mắt, thiếu niên ngây người. Thế gian lại có như thế nữ tử? Thiếu niên ánh mắt si ngốc thì thào nói ra. Thiếu gia, lão giả kia lập tức nhắc nhở thiếu niên, thiếu niên lập tức trở về qua thần, hắn đổ là thoải mái không bị trói buộc, đi đầu lễ, nói ra, tại hạ bạch phân trọng, gặp qua la công tử, tư đồ cô nương. Vừa mới tại hạ vì tư đồ cô nương dung nhan tuyệt thế chỗ nghiêng đổ, nhất thời thất thố, còn mời la công tử, tư đồ cô nương đừng nên trách. Tại hạ tuyệt không khinh bạc chi ý. La quân bỗng cảm giác thư sướng, cùng dạng này ra thế tốt đẹp, gia giáo ưu tú công tử ca ở chung, là một kiện vô cùng dễ chịu sự tình. Cùng gia giáo tốt đẹp nhân tướng chỗ, đó là một kiện như gió xuân ấm áp sự tình. Nhưng thường thường rất nhiều người, liền tối thiểu tôn trọng cũng đều không hiểu. Tôn trọng cũng không phải là làm hắn vui lòng người, mà là một loại tốt đẹp tu dưỡng. Tiểu công tử khách khí, là quần cũng ôm quyền đáp lễ. Linh Nhi nhàn nhạt gật đầu, cũng coi là hướng về Bạch Vân Trọng đáp lễ. Đây đã là Linh Nhi rất nể tình, đổi người khác, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn, ý cũng sẽ không ý, thích thế nào. Hai vị mời ngồi, Bạch Vân Trọng theo sau nói ra. La Quân liền lôi kéo Linh Nhi cùng một chỗ ngồi xuống tại Bạch Vân Trọng đối diện. Bạch Vân Trọng mỉm cười, hắn cho hai người rót nước trà, sau đó nói ra, trà này chính là tiên hạc vân vụ trà, là tại hạ chân tàng, hai vị nếm thử, nhìn phải trang hợp ý. La Quân liền nhìn đến nước trà này phiêu đáng ra pha trộn nhiệt khí, thế mà hình thành tiên hạc một dạng khí vụ, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. La Quân nếm một miệng, liền cảm giác cửa vào đắng chát, nhưng gốc lưỡi nhưng lại có một tia trong veo dư vị, dư vị bắt đầu còn nhạt, tiếp lấy nhưng lại càng phát ra nồng đậm, khiến người ta như tại vân vụ tiên cảnh. Trà này vào bụng sau khi, chỉnh thân thể nhất thời ấm áp, hơn nữa còn có từng tia từng tia dinh dưỡng dòng nước ấm tại thể nội hành tàu. Tuyệt đối đồ tốt, càng thích hợp người tu đạo đến uống. Trà ngon. La Quân nhịn không được tán thán nói. Hắn tiếp lấy lại đối bên người Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, người cũng nếm thử. Linh Nhi gật đầu, nói ra, ừm, nàng cũng dâng trà, tỉ mỉ thưởng trà lên. Sau khi, nàng cũng nói, rất tốt uống. Bạch Vân Trọng nhìn đến Linh Nhi cũng nói dễ uống, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn đối bên cạnh lão giả nói ra, đỗ quản ra, đem trà này bao một số tới, ta muốn tặng cho La Huynh. La Quân trong lòng buồn cười, con hàng này rõ ràng là muốn đưa cho Linh Nhi. Hắn lập tức nói, Bạch Hiếu ra, vô công bất thụ lộc. Bạch Vân Trọng vung tay lên, nói ra, La Huynh lời này liền khách khí, bất quá là điểm tiểu lễ vật. Vào cửa cũng là khách mà. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, như thế liền đa tạ. Bạch Vân Trọng nói ra, dễ nói. La Quân liền còn nói thêm. Xem ra Bạch Thiếu Gia cũng đã minh Bạch ta lần này đến mục đích. Bạch Vân Trọng nghe vậy lúc này nghiêm mặt lên, hắn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, La Huynh là muốn cho chúng ta mượn thánh quang hội truyền tống trận dùng một lát, đúng không? La Quân nói ra, không sai, bạch thiếu ra, ta thật là muốn mượn các người truyền tống trận, giá cả nên thế nào đến, chúng ta thì thế nào tới? Bạch Vân Trọng mỉm cười, nói ra, tầm thường giá thì là một cái thần đan. La Quân nói ra, ta nguyện ý ra một trăm mai. Bạch Vân Trọng khoát khoát tay, nói ra, La Huynh, ngươi không cùng ta nói chuyện làm ăn, vậy chúng ta thì là bạn tốt. Nhưng đã nói tới làm ăn, vậy chúng ta vẫn là muốn tại thương nói thương. La quân không khỏi cảm giác đến đau đầu, tiểu gia hỏa này một mặt hòa khí, cười tủm tỉm. Nhưng đoán chừng không phải cái gì tốt đánh ra nhân vật A. À. Xem ra, khó tránh khỏi là phải bị hung hăng làm thịt một bút. Há, cái kia bạch thiếu ra người ý là, La quân liền nói ra. Bạch vân trọng nói, La huynh, Ta tuyệt không phải là dậu đổ bìm leo người. La Quân nói ra, ta tin tưởng Bạch Hiếu ra ngươi làm người. Bạch Vân Trọng mỉm cười, nói ra, nhưng La Huynh, ngươi nhìn một chén này trà, tại tầm thường cũng không đáng cái gì tiền, đúng không? La Quân nói ra, không sai, Bạch Vân Trọng nói ra, như một chén này trà trong sa mạc đâu. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta minh bạch Bạch Hiếu ra ngươi ý tứ, cho nên ta chủ động thêm đến một trăm mai thần đan. Bạch Vân Trọng nói ra, thực có như thế cái cố sự, một vị nhà giàu hãm trong sa mạc, có người bán cho hắn đầy đủ nước, sau đó hắn ra một nửa thân ra. Nhưng là nhà giàu sau đó còn cảm thấy rất giá trị. La Quân cười ha ha, nói ra, Bạch Thiếu ra, người khẩu vị xem ra không nhỏ a à. Ta một nửa giá trị con người, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Bạch Vân Trọng cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, La Huynh nói là, bất quá một cái truyền tống trận, ta sao cũng không tiện muốn la huynh một nửa thân ra la quân nói ra mà lại càng mấu chốt là ta cũng không phải là lâm vào sa mạc nhà giàu chỉ bất quá tìm bạch hiếu ra ngươi là một đầu tương đối dễ dàng đường nếu như không được ta còn có thể mặt khác nghĩ biện pháp bạch vân trọng nói ra không sai la huynh ngươi xác thực còn có thể tìm khác đường nhưng những đường đó bên trong ẩn chứa hung hiểm la huynh trong lòng ngươi là rõ ràng như vậy đi la huynh ta cũng sẽ không ép buộc. 500 triệu thuần dương đan thuốc, ta đưa ngươi rời đi. Là quân không khỏi biến sắc. Cái này bạch vân trọng quả nhiên là điều tiểu hồ ly, xem ra cười tủm tìm, nhưng cái này vừa mở miệng, thật đúng là. Bạch vân trọng nói ra, đây là ta đi qua tính toán, không biết đối ngươi thương cân động cốt. Nếu như ngươi từ bỏ ta truyền tống trận này, lâm vào hung hiểm không nói, nếu như thụ thương chờ một chút, tiêu hao đan dược cũng không đếm hết. Ta cho rằng, cái giá này thì công đạo, La huynh, ngươi cứ nói đi." La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó cũng liền cười một tiếng, nói ra, "Đã như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì? Bạch Hiếu ra ngươi là người sảng khoái, vậy ta La Quân cũng sẽ không mập mờ, thành giao." La Quân một tiếng này thành giao ra, Bạch Vân Trọng liền hơi hơi chậm rãi một hơi. Thì liền Bạch Vân Trọng bên người đỗ quản ra trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. La Quân bất động thanh sắc, nhưng lại đem bọn hắn nhỏ biểu lộ đều thu nhập đến trong mắt. La Quân cũng liền trong lòng hiểu rõ, hắn nói tiếp, bất quá ta có nỗi nghi hoặc, còn hy vọng Bạch Thiếu ra có thể vì ta giải hoặc. Bạch Vân Trọng nói ra, La Huynh mời nói. La Quân nói ra, Bạch Thiếu ra giống như đối trong tay của ta đan dược số lượng rất rõ ràng. Cái này ta đối ngoại không có tiết lộ qua. Bạch Vân Trọng cười ha ha một tiếng, nói ra, nhưng người hôm đó cho đường văn thanh 5 tỷ đan dược đây là có theo có thể tra. Sau đó, đại bộ phận đan dược bị ngươi cầm về, cho nên dựa theo ta thôi toán, La Huynh trong tay ngươi đan dược sẽ không ít hơn 9 tỷ đan dược. Chúng ta làm ăn, coi trọng lợi ích tối đại hóa, nhưng cũng muốn để khách nhân có năng lực tiếp nhận. La Quân nói ra, bọn họ đều cho rằng, ta chỉ cấp đường văn thanh 10% bảo tàng. Bạch thiếu ra, người thế nào hội thôi toán ta chỉ có đại khái 9 tỷ hai bên đâu. Bạch Vân Trọng nói ra, 10% thật sự là hoang đường. 11 tỷ thuần dương đan thuốc vốn chính là con số trên trời, cái này trùng hoàng bảo tàng bất quá là trùng hoàng bên trong một tòa bảo tàng. 11 tỷ đã là kỳ tích, bởi vậy thôi toán, La Huynh ngươi là thành tâm cùng đường văn thanh chia đều. Dựa theo La Huynh như lời ngươi nói, sau đó chắc hẳn bọn họ là cảm thấy La Huynh ngươi còn ẩn tàng quá nhiều, bởi vậy bọn họ mới đưa tới họa sát thân. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta cùng bạch hiếu ra người bèo nước gặp nhau, người lại có thể tin tưởng tại ta. Đáng tiếc có ít người cùng ta từng sinh tử cùng chung hoạn nạn, lại không chịu tin ta. Bạch Vân Trọng nói ra, há, La Huynh nói là. La Quân khoát khoát tay, nói ra, tính toán, không đề cập tới cũng được. Hắn thực cũng tâm lý rõ ràng, nếu như đem Tần Khả Khanh theo cùng tại tử cấm quan hệ bên trong tháo rời ra, cái kia Tần Khả Khanh cũng sẽ 100% tin tưởng mình. Nhưng cũng tiếc, Tần Khả Khanh hội tín nhiệm hơn cùng nàng cùng nhau lớn lên tìm muội một số. La quân ngay sau đó thì cùng Bạch Vân Trọng bên này làm giao phó, hắn giao 500 triệu đan dược. Như thế sau khi, Bạch Vân Trọng vừa lòng thỏa ý, hắn vươn tay hòa La Quân nắm tay, nói ra, La Huynh, hy vọng lần giao dịch này sẽ không để cho ngươi cảm thấy tại hạ là cái tiểu nhân hèn hạ. Đây là tại thương nói thương một loại thủ đoạn. La Quân cười một tiếng, nói ra, Bạch thiếu ra, làm ăn thủ đoạn ta rất dài. Nếu là ta xem thường Bạch Hiếu ra, quả quyết sẽ không đáp ứng Bạch Hiếu ra ngươi. Bạch Vân Trọng thở phào, nói ra, La Huynh, người người bạn này, ta giao bình tĩnh. Dễ nói, La Quân cũng cười cười. Bạch Vân Trọng theo sau còn nói thêm, truyền tống trận sớm đã chuẩn bị tốt, hai vị muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Nhưng nếu như hai vị có thời gian lời nói, ta ở bên trong đường chuẩn bị một bàn tiệc rượu, hy vọng có thể vì hai vị thực tiễn một phen. La Quân nói ra, như có cơ hội, chúng ta đem tại địa phương khác lại tụ họp. Giờ phút này giới ngoại chỉ sợ cũng gió dục mây vần, chúng ta sớm một số rời đi, nơi này cũng liền sớm một số bình tĩnh. Bạch Vân Trọng nói ra, đã như vậy, vậy ta đưa tiến hai vị. Làm phiền, La là Quân cười cười, nói ra. Ngay sau đó, Bạch Vân Trọng cùng đỗ quản gia tự mình đưa tiến, mang theo La Quân cùng Linh Nhi xuyên qua đình viện, đi vào một chỗ mật thất dưới đất cái kia mật thất dưới đất có chút rộng lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Truyền tống trận vẫn là lấy bát quái trận làm cơ sở. Bát quái, nhìn như đơn giản, nhưng bên trong ẩn chứa tri thức cùng ảo nghĩa là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đó là cuối cùng cả đời cũng vô pháp hoàn toàn lý giải. Tốn khảm cấn khôn vì tứ âm quẻ, chấn cách đổi làm vì tứ dương quẻ. Càn đoái vì kim, khôn cấn vì đất, chấn tốn vì mộc, khảm là nước, ly là hỏa bát quái phối cửu cung còn có tiên thiên phối pháp hậu thiên phối pháp thái ất phối pháp. Mà lại, bát quái tại dịch học bên trong cũng là có phi thường cao địa vị. Bát quái phép tính cùng tổ hợp là biến hóa vô cùng. Bạch Vân Trọng để đố quản gia tự mình khởi động truyền tống trận, là quân cùng Linh Nhi thì đứng ở truyền bên trong trận trung tâm khu vực. Đi hướng địa phương thì là Thiên Châu. Trong truyền tống trận còn có Bạch Vân Trọng một số thủ hạ, tất cả mọi người túc nhiên nhi lập, nghe theo Bạch Vân Trọng chỉ huy trong truyền tống trận kim quang đột khởi bạch phân trọng phất tay nói ra la huynh linh nhi cô nương như có cơ hội tại hạ chắc chắn đi thiên châu bái phỏng hai vị la quân cười một tiếng nói ra đến lúc đó ta ổn thỏa vì bạch hiếu ra thiết yến đón tiếp bạch Vân trọng cười lên ha hả ngay tại la quân cùng tư đồ linh nhi chuẩn bị rời đi thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện liền nghe một tiếng ầm vang toàn bộ thánh quang hội đại điện thế mà đều chấn động kịch liệt lên La Quân cùng Linh Nhi đều bị kinh ngạc. Bạch Vân Trọng cùng đỗ quản gia càng là biến sắc. Bạch Vân Trọng vốn là khiêm tốn công tử, giờ phút này lại đột nhiên mặt lộ vẻ màu lạnh. Cái gì cầu tạc lớn mật như thế tử, lại dám cưỡng ép công kích ta thánh quang hội trận pháp. Đỗ quản gia lập tức nói, lão nô trước đi xem một chút. Bạch Vân Trọng liền đối với La Quân cùng Linh Nhi nói ra, hai vị thuận buồm xuôi gió. Hắn nói xong cũng trực tiếp đi la quân lúc này hoàn toàn có thể thi pháp rời đi mặc kệ thánh quang hội sau sự tình nhưng là la quân ngẫm lại vẫn là nói với linh nhi đối phương hiển nhiên là hướng chúng ta đến bọn họ nếu biết chúng ta bản sự hơn nữa còn có thánh quang sẽ ở như tình huống như vậy hạ còn dám động thủ tất nhiên là tuyệt đối cường địch cái này bạch thiếu ra là không người đẹp chúng ta không thể không quản linh nhi gật đầu nói ra ta nghe ngươi la quân cười một tiếng Hai người lập tức liền theo tới. Cái kia Thánh Quang hội cũng là có đại trận bảo vệ, không phải vậy lời nói, bị người một cái pháp thuật tùy tiện hủy, cái kia chính là chuyện cười lớn. Mà giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết. Tại Thánh Quang sẽ lên hư không, một đầu màu đen to lớn ly long ngay tại đối với Thánh Quang hội cuồng phún thần tàng tinh hỏa. Cường hãn thần tàng tinh hỏa hung hãn tới cực điểm, cái kia to lớn mà bén nhọn hỏa trụ tuyệt mãnh liệt đốt cháy Thánh Quang hội bảo vệ đại trận. Đúng lúc này, đỗ quản gia, bạch phân trọng, còn có hắn một số cao thủ toàn bộ đi ra. Bọn họ trong nháy mắt đem cái kia màu đen ly long vây lại. Bạch Vân Trọng cùng đỗ quản gia cũng liền thấy tại màu đen ly trên thân rồng đứng một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen kia hung ác nham hiểm tới cực điểm, chỉ liếc hắn một cái, liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bạch Vân Trọng thủ hạ 18 tên tinh vệ toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Bạch phân Trọng thân hình lóe lên, liền đối mặt hướng thanh niên mặc áo đen kia. Hắn nghiêm nghị quát nói, các hạ là người nào, vì sao muốn vô tội công kích ta thánh quang biết. Thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên chính là to gan lớn mật đường dần, đường dần hướng bạch phân trọng tà mị cười một tiếng, sau đó nói ra, bởi vì ngươi đáng chết. Hắn nói xong sau khi, liền thi triển ra luân hồi ma quang. Cái kia một cái chớp mắt, một đạo hắc sắc ma quang hình thành kiếm quang, hướng về bạch phân trọng đầu lâu tia chớp chảm giết tới. Kiếm quang này quỷ dị tới cực điểm, có loại như dòng nước năm cảm giác, thanh thuần, thanh xuân. Nhưng đột nhiên lại khiến người ta cảm thấy kiếm quang này bên trong có dấu 18 tầng địa ngục. Trong nháy mắt, kiếm quang này cũng làm người ta trong óc suy nghĩ phức tạp vô cùng, cũng để cho người khó lòng phòng bị. Điêu trùng tiểu kỹ, Bạch Vân trọng quát lạnh một tiếng, hắn tuy nhiên không phải duy nhất thiếu chủ nhân, nhưng đã có thể chủ quản thánh quang hội phân hội, liền từng có người bản sự. Trong lúc nguy cấp, Bạch Vân trọng hai mắt ngưng tụ, hắn trong mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc phù. Cái kia kim sắc trên bùa, phù văn toán loạn, đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang này trực tiếp liền đem đường dần ma quang chém giết thành phấn vụn. Cái kia đỗ quản gia cũng liền lập tức xuất thủ. Nhiệt chướng, để mạng lại, đỗ quản gia hét lớn một tiếng, hắn lại là trực tiếp nhất quyền hướng đường dần đánh giết tới. Đỗ quản gia quyền pháp chính là địa cương thần quyền, lực lượng hung hãn tuyệt luân nhất quyền ra, to như hoàng thiên, nặng như hậu thổ. Đồng thời, 18 tinh vệ cùng nhau xuất đao. 18 đạo đao quang như 18 đạo tuyệt thế thiên lôi trảm giết tiếp. Ngay vào lúc này, Đường Dần thân thể lóe lên, cái kia màu đen ly long đột nhiên hai cánh mở ra, liền đem Đường Dần bao lấy. Tất cả công kích liền thì công sát màu đen ly trên thân rồng. Màu đen ly long bạo giống một tiếng, lại là bình yên vô sự, lông tóc không thương. Nhưng là màu đen ly long liền càng thêm phẫn nộ, nó ngược lại hướng về đỗ quản gia ra sức vồ một cái chộp tới. Cái kia một cái chớp mắt, ly long ma chảo cấp tốc biến lớn, hình thành một cái tiểu thế giới. Trực tiếp liền đem đỗ quản gia, còn có bạch phân trọng bọn người toàn bộ bắt vào đi. Long chảo bên trong, long khí cuồn cuộn, vô số long khí hình thành tuyệt sát kiếm khí công sát hướng mọi người. Đồng thời, đường dần luân hồi ma nhãn triển khai hắc sắc ma khí mang theo vô tận luân hồi chi lực tại long chảo bên trong cuồn cuộn, để người tinh thần không thể tập trung, buồn ngủ, vô cùng tận bên trong, dường như nhìn thấy kiếp trước kiếp này, dường như đây là đã định trước vận mệnh, bọn họ đáng chết nơi này chỗ. Cái kia 18 tên tinh vệ cao thủ, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Ly Long chính là thần thú, vốn là bá đạo vô cùng. Ly Long Long chảo thủ một chảo phía dưới, liền đem Bạch phân Trọng cùng đỗ quản ra một mực vây khốn, mà lại 18 tinh vệ toàn bộ chết thảm. Thánh quang hội ở ngoại giới như thế nhiều năm qua, vẫn luôn không có cái gì người dám khiêu khích. Đỗ quản gia vốn là công tham tạo hóa tồn tại, cái kia 18 tinh vệ cũng là dị thường cường hãn, như thế nhiều năm qua, vẫn luôn là bình an vô sự. Ngày hôm nay, hết thảy thăng bằng đều bị đánh vỡ. Bạch Vân trọng bản thân cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn bất quá là xem ra tuổi trẻ mà thôi, trên thực tế đã hơn 300 tuổi. Bạch Vân Trọng tu vi trên thực tế sớm đã là hư tiên cảnh đỉnh phong, mà lại hắn có một kiện bản mệnh pháp bảo, làm Thiên Viêm phù. Thiên Viêm phù chính là trung phẩm đạo khí, đi qua Bạch Vân Trọng trăm năm thối luyện, huyết nhục tương liên, hấp thu vô cùng thiên viêm, một khi thi triển, hung hãn tuyệt luân. Lúc này, luân hồi ma khí cùng long khí cuồn cuộn phun trào, hóa thành 10 triệu lợi kiếm công giết tới. Bạch Vân Trọng cấp tốc thủ bình tĩnh tâm thần, hắn Thiên Viêm phù phát động lập tức bắn ra vô số kim quang. Những kim quang này hình thành một bộ kim quang khải giáp. Bạch Vân Trọng bàn tay lớn vồ một cái, liền đem kim quang khải giáp mặc lên người. Cái kia long hình kiếm quang ngàn ngàn vạn vạn, chém giết điên cuồng tới. Luân hồi ma khí không ngừng tập kích hướng Bạch Vân Trọng tâm linh. Bạch Vân Trọng kim quang khải giáp miễn cưỡng ngăn cản được cái này hai trọng công kích, nhưng là hắn pháp lực cũng tại cấp tốc tiêu hao. Bạch Vân Trọng không thể không theo phòng bị tu di bên trong bắt lấy thuần dương đan thuốc ăn. Bạch Vân Trọng cũng coi là thiếu gia nhà giàu, hắn đan dược tất nhiên là không ít. Đồng thời, Bạch Vân Trọng hai mắt trợn lên, ngày đó viêm phù dung hợp Bạch Vân Trọng pháp lực, cùng thiên viêm phù tự thân pháp tắc, liền nổ bắn ra to như 10 người ôm hết thiên viêm hỏa trụ tới. Ngày này viêm hỏa trụ bắn giết hướng về phía trước, chính là muốn đem cái này long chảo thế giới chém ra một đường vết rách tới. Bạch Vân Trọng biết trong này tuyệt đối không thể ở lâu. ầm ầm, Thiên Viêm hỏa trụ bắn giết ra ngoài, cái kia luân hồi ma khí nhất thời yên ba cuồn cuộn, hình thành vô số gợn sóng không gian trồng chất. Thiên Viêm hỏa trụ bắn giết ra mấy ngàn dặm xa, nhưng thủy trung không có bắn tới Long Chảo Thế Giới Thế Giới chi vách tường. Tuy nhiên Long Chảo Thế Giới bản thân thì không sợ hỏa thiêu, nhưng Thiên Viêm hỏa trụ Thiên Viêm chi lợi hại cũng là có thể đối Long Chảo Thế Giới tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng giờ phút này. Tại Luân hồi Ma Quang phụ trợ hạ, Bạch Vân Trọng cũng không làm gì được cái này Long trảo thế giới. Đồng thời, Long trảo thế giới pháp lực mãnh liệt, long hình thần kiếm cuồng bạo chém giết, trùng điệp sóng kiếm, còn như biển gầm sơn băng, đinh tai nhức óc. Bạch Vân Trọng nhất thời cũng chỉ có thể hết sức chèo chống, hắn có rất nhiều thần thông, nhưng lúc này lại toàn đều không thể dùng tới. Tại thời khắc này, Bạch Vân Trọng rốt cuộc thật sự hiểu ly long thần thú lợi hại lúc trước hắn nghe nói các lộ cao thủ bị một đầu ly long thần thú giết chết còn cảm thấy những người kia quả thực ngu xuẩn đây lúc này hắn mới biết được bị cái này ly long quấn lên là nhiều sao khủng bố mà lại bạch phân trọng vẫn không rõ đường dần cùng ly long lúc này cũng không có tới tận lực đối phó hắn bởi vì đường dần cùng ly long cùng một chỗ tại đối phó cái kia đỗ quản gia đỗ quản gia mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu cái kia đỗ quản gia chính là động tiên đỉnh phong tu vi, trong tay còn có vô lượng thiên cắt pháp khí. Động tiên đỉnh phong, tự nhiên không phải rau cải trắng tồn tại. Thánh quang hội tồn tại đã lâu, lão phái cao thủ tự nhiên là phải có. Đỗ quản gia tại thánh quang hội trung ương thế giới phân hội, chẳng khác nào là chấn chàng tử đại nhân vật. Đồng thời, thánh quang hội tổng bộ còn có cao thủ tồn tại, cho nên thánh quang biết cái này một bên, luôn luôn đều là bình an trôi chảy đỗ quản ra trong tay vô lượng thiên cát thoạt nhìn là cái màu đồng cổ đỉnh nhỏ, bên trong chiếc đỉnh nhỏ thì đựng thiên cát. Những thứ này cát đá rất nhỏ, đồng thời ở trong đỉnh càng không ngừng lưu động, mười phần quỷ dị. Chỗ lấy này cát đá được xưng thiên cát, chính là là bởi vì cái này cát đá là theo trong thái không chết cát trong gió lốc được đến. Đỗ quản ra trong nháy mắt phát động vô lượng thiên cát, ầm ầm. Long chảo thế giới bên trong, lập tức liền xuất hiện cát bụi phong bạo, Loại này cắt bụi phong bạo hung mãnh tuyệt luân, hạt cắt đụng nhau, tuôn ra trói lọi tia lửa. Giống như thiên tai, toàn bộ long chảo thế giới cấp tốc sụp đổ. Một giây sau, đỗ quản gia liền mang theo bạch phân trọng rời đi long chảo thế giới. Tiểu thiếu gia, người mau chóng rời đi, nơi này giao cho lão nô. Đỗ quản gia hướng bạch phân trọng hét lớn một tiếng. Bạch phân trọng lại là đầy nghĩa khí, nói ra, đỗ quản gia, ta hôm nay cùng ngươi chung sinh tử đỗ quản gia quát to, cút nhanh lên. Bạch phân trọng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua đỗ quản gia như thế hung lệ. Riêng là đối tượng hay là hắn? Muốn đi, một cái cũng đừng hòng đi. Lúc này, đường dần lạnh hừ một tiếng. Cái kia ly long hướng lên trời bạo giống một tiếng, đột nhiên, toàn bộ thân hình bắt đầu phồng lớn. Tốt xấu lẫn lộn giới ngoại, mỗi ngày đều sẽ có chém chém giết giết xuất hiện. Nơi này các tu sĩ đã là không cảm thấy kinh ngạc nhưng bọn hắn là lần đầu tiên nhìn đến, động tính huyên náo lớn như vậy. Cách xa xa, liền thấy một đầu ma long đem cái kia thánh quang hội tổng bộ hoàn toàn vây xung quanh. Cái kia ma long thân thể như bàn sơn một dạng, từ trên xuống dưới, đem chọn cái thánh quang hội tổng bộ quay chung quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Đỗ quản gia, còn có bạch vân trọng đều bị bao khỏa ở bên trong. Giống, ly long phun ra thần tàng tinh lửa đốt cháy đỗ quản gia cùng bạch vân trọng. Đỗ quản gia vô lượng thiên cát luân phiên thi triển vô cùng bão cát tại thần tàng tinh hỏa bên trong luân phiên nổ tung. Nhưng lúc này luân hồi ma khí hình thành luân hồi thế giới đem vô lượng thiên cát nuốt vào đi. Nhưng thần tàng tinh hỏa lại đang không ngừng đốt cháy Đỗ quản gia cùng bạch phân trọng. Đỗ quản gia động thiên pháp tắc cũng không dám thi triển. Cái này thần tàng tinh hỏa cũng là hắn động thiên quy tắc khắc tinh. Lúc trước chưa chắc như ân huyền những người kia cũng là so ly lòng yếu quá nhiều. Mấu chốt nhất là. Thần tàng tinh lửa đốt cháy động thiên, chính là một thiêu một cái chuẩn. Đây mới là mấu chốt nhất. Lúc này, đỗ quản gia vô lượng thiên cắt bị khắc chế ở. Bọn họ tại cái này thần tàng tinh trong lửa, hết sức ngăn cản. Như vậy đi xuống, sớm muộn là một con đường chết. Đây là một loại tuyệt vọng. Lúc trước không trung cảnh trung kỳ ân huyền cũng là chết tại loại này trong tuyệt vọng. Mà lúc này, đến phiên đỗ quản gia cùng bạch phân trọng. Riêng là bạch phân trọng hắn pháp lực càng yếu, hơn càng thêm khó có thể ngăn cản. Nếu không phải thiên viêm phù bảo vệ, đã sớm chết không có chỗ chôn Tiểu thiếu ra, lão nô đã sớm khuyên qua ngươi, cái kia la quân không thể chạm vào, ngươi nhìn hiện tại, rước hỏa vào thân A. Đỗ quản gia không khỏi oán trách Bạch Vân Trọng, hắn đồng thời cũng là đau lòng Bạch Vân Trọng. Bạch Vân Trọng không khỏi đắng chát, nói ra, thật xin lỗi, đỗ quản gia, là ta hại ngươi Á đỗ quản ra ánh mắt bên trong toát ra bi thương thần sắc đến hắn như thế nào lại không sợ chết đâu hắn lại sao cam tâm chết đây tại cái kia rất nhiều cao thủ vì trùng hoàng bảo tàng từ đó tranh đoạt ứng kiếp thời điểm hắn chả âm thầm may mắn qua hắn sao cũng không nghĩ tới đám lửa này thế mà đốt tới trên người hắn tới cũng đúng lúc này la quân cùng linh nhi rốt cục xuất hiện la quân là cố ý tới chậm không cho bạch phân trọng một điểm cảm giác nguy cơ lần này xuất thủ bạch phân trọng chỗ đó sẽ biết chỗ chân quý la quân tuy nhiên không là tiểu nhân nhưng cùng bạch phân trọng ở chung bao nhiêu cũng muốn mang một ít làm ăn vị đạo bạch thiếu ra có muốn hay không ta la quân cười ha ha một tiếng tiếp lấy thân hình lóe lên liền cùng linh nhi cùng đi đến bạch phân trọng cùng đỗ quản ra trước mặt bạch phân trọng chính đang khổ cực ngăn cản thần tàng tinh hỏa hắn nhìn thấy la quân cùng linh nhi đi mà quay lại không khỏi cuồng hỉ bất quá con hàng này lập tức còn nói thêm các ngươi hai vị trả lại làm gì sao riêng là la huynh ngươi tu vi còn không bằng ta đây hắn cái này tinh hỏa mười phần cổ quái a la quân không từ mũi đều tức điên hắn vỗ xuống bạch phân trọng đầu nói ra hào tiểu tử xem thường ca ngươi đúng không hắn nói xong cũng cầm ra linh hồn tinh thạch nói ra đỗ quản gia tiểu bạch tiến đến linh hồn tinh thạch cấp tốc bao phủ trực tiếp liền đem đỗ quản gia cùng bạch phân trọng cho bao phủ lại đỗ quản ra tại cái kia một cái chớp mắt thu vô lượng thiên cát, cùng Bạch Vân Trọng thì trốn vào linh hồn trong tinh thạch. Hai người vẫn là có thể từ bên trong nhìn đến tình huống bên ngoài. Là quân đối với cái này thần tàng tinh lửa đốt cháy là căn bản không để vào mắt, hắn đem linh hồn tinh thạch ném vào đến trong lỗ tai, cũng coi là triệt để bảo vệ Bạch Vân Trọng cùng đỗ quản ra. Đồng thời, Linh Nhi im lặng vận chuyển chư thiên chi nhãn. Cái kia chư thiên chi nhãn phóng xuất ra đỏ cách tinh mẫu tới. Vô số đỏ cách tinh mấu vây xung quanh Linh Nhi, đồng thời, những thứ này đỏ cách tinh mấu tại Linh Nhi pháp lực thôi vận hạ, bắn ra nồng đậm tinh thần từ điện tới. Liền gặp Linh Nhi quanh thân, điện quang từ tư, những thần tàng đó tinh hỏa một khi đụng chạm tới, lập tức liền bị bắn ra trở về. Tiện tì, đường dần lúc này cũng nhìn thấy Linh Nhi, hắn lập tức liền là cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Là quân là không nghe được ngoại nhân mắng Linh Nhi, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi làm sao có thể muốn chết. Thân hình hắn lóe lên, lập tức liền hướng đường dần lao đi. Đồng thời, đại linh hồn lôi kiếm thì hướng đường dần chém giết mà đi. Kiếm quang lóe lên, lôi quang hung hãn. Một kiếm chi lực, ngập trời phiên giang, là quân một kiếm này sắc bén tới cực điểm. Cái kia đường dần đều bị kinh ngạc, hắn lập tức vận chuyển luân hồi ma nhãn ngăn cản đại linh hồn lôi kiếm. Trong luân hồi, đại linh hồn lôi kiếm luân phiên đột phá, nhưng cuối cùng nhất vẫn là mất phương hướng tại luân hồi ma trong mắt la quân chỉnh thân thể xông vào đến luân hồi ma quang bên trong hắn tu linh hồn đối luân hồi hiện tại là phá lệ coi trọng cho nên cũng không e ngại luân hồi ma nhãn đường dần có hắn tiên thiên ưu thế nhưng la quân cũng sẽ không sợ hãi đường dần như hôm nay đơn thuần chỉ là đường dần tại la quân tuyệt đối có lực đánh một trận chỉ là đáng tiếc cái này ma long ở đây la quân khẳng định không được nhất định phải linh nhi xuất thủ. Luân hồi ma quang bên trong, là quân luân phiên xông vào, nhưng trong lúc nhất thời, hắn không có cách nào cấp tốc phá vỡ luân hồi. Hắn cần thời gian nhất định đến lĩnh hội. Dù sao, hắn cũng không phải thần. Nhưng lúc này, linh nhi cũng xuất thủ. Nàng tế ra chư thiên chi nhãn, cái kia chư thiên chi nhãn bắn ra một đạo trắng noãn thánh quang, cấp tốc liền đem luân hồi ma quang phá vỡ. Tất cả luân hồi đều cấp tốc tan thành mây khói. Đường dần thấy thế, bị kinh ngạc. Hắn hít sâu một hơi, bạo giống một tiếng, lần nữa khu động Ma Long. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không dám lấy lực lượng một người đến ứng phó La Quân cùng Linh Nhi hai cái này quái thai. Ma Long cũng theo bạo giống một tiếng, đột nhiên song chảo đều xuất hiện. Nhất thời, mưa gió nhấp nhô. Long chảo lần này là thuần túy công kích, hung hãn tuyệt luân, long lực minh mông, vô cùng vô tận. Nhất chảo chụp vào Linh Nhi, nhất chảo chụp vào La Quân. Linh Nhi có chút bận tâm La Quân, nhưng nàng không dám biểu lộ ra, cũng là sợ hội thương tổn đến La Quân lòng tự trọng. Nội tâm của nàng thực cũng biết, La Quân là ứng phó được, nhưng nàng cuối cùng miễn không biết có chút bận tâm. Đại khái, là Ma Long cũng biết thần tàng tinh hỏa đối La Quân vô hiệu, cho nên căn bản không dùng Long trảo thế giới tới đối phó La Quân cùng Linh Nhi. Ma Long tuy nhiên đã thần trí không rõ, nhưng là giết địch chi thuật lại là thâm nhập cốt tủy là quân tại cái này nguy cơ một cái chớp mắt trong đầu hiện ra vô số phương án tới đầu tiên đại luân hồi kiếm có thể trực tiếp phá mất nhưng đại luân hồi kiếm chỉ có hai cái không thể lãng phí đem đại linh hồn lôi kiếm hợp thành một kiếm cũng có thể phá mất nhưng hao tổn pháp lực quá nghiêm trọng không thích hợp tiếp tục tác chiến không thể một kiếm thì phế bỏ a à. sử dụng ẩn thân thuật đồng dạng sẽ cực kỳ tiêu hao pháp lực đỗ quản gia đến lượt ngươi là quân đầu vận hành tốc độ cực nhanh, cấp tốc chính mình chui vào đến linh hồn trong tinh thạch, sau đó tập hợp đỗ quản ra bạch phân trọng pháp lực cùng một chỗ chém ra một đạo linh hồn ô quang. Quá trình này là điện quang thạch hỏa, mọi người phối hợp là phi thường ăn ý. Một giây sau, linh hồn ô quang chém ra, là quân một đoàn người liền rời đi ma long long chảo. Đồng thời, linh nhi cũng chỉ là một kiếm liền đem cái kia long chảo lực công kích trảm thành phấn vụn. Linh nhi ngạo mà đứng. Tại hư không bên trong cùng Ma Long đối lập. Là Quân theo linh hồn trong tinh thạch đi ra, cũng cùng Ma Long đối lập. Đường Dần đứng tại Ma Long phía trên, trong mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn. Đồng thời, Đỗ quản gia cùng Bạch Vân Trọng cũng theo linh hồn trong tinh thạch đi ra. Bốn đại cao thủ cùng một chỗ vây quanh Đường Dần cùng Ma Long. Lúc này, Đường Dần cũng là thật bình tĩnh, vẫn là không có chút nào khiếp đảm. Ma Long đột nhiên gào thét một tiếng, hướng lên trời bay đi. Tốc độ cực nhanh, tầm thường cao thủ quyết định là theo không kịp. Muốn truy sao, Linh Nhi lần này lại không có lỗ máng, ngược lại hỏi La Quân. La Quân không có suy nghĩ nhiều, nói truy. La Quân cảm thấy cái này Ma Long đã nhập ma, hơn nữa còn từ đường dần trưởng khống. Nếu là chưa trừ diệt, chỉ sợ nguy hại quá lớn. Cũng không phải là La Quân thì có giúp đỡ thiên hạ đại trí, mà chính là Ma Long thức tỉnh, trung quy là hòa La Quân có quan hệ. Như vậy đi xuống mà long nếu là giết một tốt hơn người đây cũng là cùng la quân có nhân quả quan hệ tốt linh nhi đến la quân mệnh lệnh lập tức liền thi triển đại na di thuật đuổi theo linh nhi tốc độ cực nhanh la quân còn không có kịp phản ứng trước mắt thì mất đi linh nhi tung tích ta dựa vào cô gái nhỏ này không biết mang lên ca sao la quân lập tức cũng liền thi triển đại na di thuật đuổi theo đỗ quản gia thì nói ra tiểu thiếu gia đợi lão nô tiến đến tương trợ thân hình hắn lóe lên, cũng theo đuổi theo. Bạch Vân trọng hô lớn, ta cũng muốn đi. Hắn lập tức theo đuổi theo, bất quá con hàng này đuổi tới không chung, lập tức mắt trợn tròn. Phía trước những người này, thân pháp thật sự là quá nhanh. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Vân Trọng trên không trung lâm vào mê mang. La quân thân pháp cũng là cực nhanh, chính là Ma Long cũng trốn không thoát La quân truy tung. Đỗ quản gia mặc dù không có đại na di thuật, nhưng dầu gì cũng là động tiên đỉnh phong tuyệt đỉnh tu vi rất nhanh liền đuổi kịp la quân hai người liền cùng một chỗ đuổi theo cái kia ma long là hướng lên trên hư không bay đi rất nhanh thế mà đã đột phá bầu khí quyển trực tiếp tiến vào mênh mông trong thái không tại bầu khí quyển bên trong đã là trời chiều rơi xuống mà lúc này trong thái không lại là lóa mắt cùng cực loại kia độ sáng cùng nhiệt độ căn bản là khiến người ta khó có thể chịu đựng càng mấu chốt là phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lốc xoáy, cổ quái lốc xoáy, toàn thân kim sắc ma long cũng là tiến vào cái này cổ quái lốc xoáy bên trong, mà Linh Nhi cũng theo đuổi theo. Là quân cùng đỗ quản ra kém một đường, cái kia lốc xoáy đột nhiên thì biến mất. Sau đó, thì ở trong không gian, tại mặt trời gay gắt chiếu dọi xuống, là quân cùng đỗ quản ra mộng tại nguyên chỗ. Là quân không khỏi trong lòng lo lắng, nói ra, đây là thế nào chuyện, sao lại đột nhiên biến mất đâu. Đỗ Quản gia trầm ngâm nói, lão phu minh bạch là thế nào chuyện. La Quân nói ra, "Ừm." Đỗ Quản gia nói ra, "Nơi này cũng không phải thật sự là vũ trụ, mà chính là vẫn còn đang trung ương thế giới kết giới bên trong." La Quân nói ra, "Thế nào nói?" Đỗ Quản gia nói ra, "Nơi này là kết giới quy tắc chi địa, cái kia đường dần khẳng định là quen thuộc những lão đại đó nhóm thiết trí kết giới, mang theo tư đồ cô nương đi một cái khác bên trong tiểu thế giới." La Quân không khỏi lo lắng nói linh nhi hội gặp nguy hiểm ta nhất định phải lập tức đi vào đỗ quản gia người có biện pháp nào không đỗ quản gia buông buông tay nói ra cái này lão phù thật sự là lực bất tòng tâm đường dần là đại chiêu phủ quý tộc cho nên biết đối kết giới quen thuộc những thứ này kết giới như chúng ta cái này các ngoại nhân là không có đụng chạm lấy cơ hội hắn đón đến còn nói thêm bất quá là công tử ngươi cũng không cần quá lo lắng tin tưởng linh nhi cô nương đã dám truy vào đi thì có niềm tin chắc chắn. La Quân nói ra, lời nói là nói như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất A. À. Nhưng mà, mặc kệ La Quân như thế nào lo lắng, Linh Nhi hiện tại đều nhất định muốn đến đối mặt nàng cần phải đối mặt đồ vật. La Quân tuy nhiên tại Linh Nhi trong não vực lưu ấn ký, nhưng lúc này ấn ký ở giữa cũng đã không thể câu thông. Thiết lập trung ương thế giới kết giới các đại lão hợp lực chỗ tổ thành quy tắc cùng lực lượng là La Quân cùng Linh Nhi cũng không dám tưởng tượng. Linh Nhi một đường truy sát Ma Long, nàng vốn đang cảm giác ánh sáng mặt trời cực lóa mắt. Nhưng lại gặp Ma Long cấp tốc chui vào đến một đoàn cùng loại mây trắng lốc xoáy bên trong. Linh Nhi không kịp nghĩ kỹ, liền theo chui vào. Chỉ là cái này đi vào, tình cảnh trước mắt nhất thời phát sinh biến hóa. Cái kia lại là một cái cùng loại với mẫu thể nguyên thai tồn tại. Phi thường bao la, to lớn nguyên thai. Nhìn một cái, toàn bộ đều là u ám nước ối, minh mông. Tiện tì, đường dần lúc này rốt cuộc xuất hiện tại Linh Nhi trước mặt, hắn vẫn là đứng tại ma trên thân rồng. Ma long đã còn lại nhỏ rất nhiều, đường dần âm khí âm u, hắn nhìn chăm chú Linh Nhi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có thể lăng nhục người, như vậy Linh Nhi đã sớm bị giày vò đến không thành nhân dạng. Đường dần đối Linh Nhi hận ý thâm nhập cốt tủy. Mà Linh Nhi con người thủy chung quạnh quẽ, đối với đường dần nhục mạ, nàng cũng không hề tức giận. Có lẽ đối với nàng tới nói, có thể chọc giận nàng chỉ có là quân bị thương tổn hoặc là vũ nhục nhưng là bất kể như thế nào cũng vĩnh viễn sẽ không có người có thể nghe được linh nhi hội cãi lại mắng chửi người nàng chỉ là hội giết người tiện tì người cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương đường dần nói ra linh nhi ánh mắt thanh lãnh không có chút nào bởi vì người đang ở hiểm cảnh mà tâm hoảng ý loạn nàng chỉ là nhìn về phía đường dần đường dần có rất ít như thế đắc ý thời điểm hắn đang định tiếp tục diễn giảng, tiếp tục nhục nhã Linh Nhi. Nhưng lúc này, Linh Nhi lại hơi hơi nhíu mày, nói ra, người lời nói, quá nhiều. Theo sau, lục tiên kiếm tế ra, sau đó đại lục tuyệt thuật thi triển đi ra. Một kiếm chém ra, kiếm quang này lóe lên, sát khí ngang dọc, quang lạnh trấn cửu châu. Ngập trời sát lục khí thức điên cuồng bao phủ mà ra, hướng về đường dần cùng ma long phủ đầu chém giết tới. Đường dần biến sắc, hắn một thế này đều là cản rỡ vô cùng. Từ trước đến nay đều là người khác gặp hắn không rét mà run. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại gặp phải Linh Nhi như thế cái quái thai. Linh Nhi cái này không nói một lời, một lời không hợp thì giết người tính cách, thật đúng là để đường dần cũng cảm thấy có chút đau đầu đây. Kia kiếm quang hung mãnh tuyệt luân chém tới, đường dần cấp tốc khu động ma long. Ma long đem hai cánh chấn động mạnh một cái, nhất thời, bốn phía nước ối cuồng liệt cuốn lên, như lũ quét, hung hăng đụng thẳng hướng Linh Nhi kiếm quang. Nhưng kiếm quang này lại là trực tiếp lọt vào đi vào, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái kia ma long hai cánh luân phiên đánh giết, phát ra như sắt thép giao minh thanh âm. Trong một chớp mắt, liền đem Linh Nhi kiếm quang bổ thành phấn vụn. Đón lấy, ma long lại thân thể chấn động, hai cánh, song chảo cùng nhau công giết tới. Chảo phong mãnh liệt, hai cánh như thiên kiếm. Đồng thời, ma long lại ngoác ra cái miệng rộng, phun ra ra khủng bố thần tàng tinh hỏa tới. Ma Long không ngớt vô cảnh cao thủ đều có thể đánh giết, lúc này nó phát động tất cả công kích, cái này là tuyệt đối khủng bố. Đây là thuộc về thần thú tôn nghiêm. Cứ việc, giờ phút này Ma Long đã đọa lạc thành ma thú. Linh Nhi thần ở hư không bên trong, bốn phía đã là núi kêu biển gầm, cuồng phong bạo vũ, nàng tựa như một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể thịt nát xương tan. Cũng chính là tại đây là, linh nhi trong mắt lóe lên hàn ý nàng bay thẳng đến lục tiên kiếm phía trên phun ra ra một miệng tinh nguyên chi khí Giết hại động thiên toàn bộ ngưng tụ tại lục tiên kiếm phía trên lục tiên kiếm lập tức phát ra vui sướng tiếng oanh minh đồng thời lục tiên kiếm thượng pháp thì lưu động giống như có vô số thế giới ẩn chứa bên trong theo sau linh nhi một kiếm chém ra đi đây là kinh hồng nhất kiếm một kiếm chém ra kiếm quang to lớn vô cùng cấp tốc đem trước mắt rất nhiều công kích chém giết thành phấn vụn, đem trước mắt hỗn độn thế giới chém thành hai khúc, đem cái kia ma long hai cánh trực tiếp chặt đứt. Cái kia ma long thê lương gầm hét lên. Thần tàng tinh hỏa càng thêm hung hãn, trực tiếp đem Linh Nhi bao vây lại. Linh Nhi không nói một lời, nàng lần nữa chém ra một kiếm, lại là đem cái kia thần tàng tinh hỏa phá vỡ một đầu lỗ hồng. Đón lấy, Linh Nhi thân hình lóe lên, thì xuất hiện tại đường dần cùng ma long phía sau. Linh Nhi lại một kiếm chém giết hướng đường dần. Đường dần không khỏi hãi hùng khiếp phía, tiện ti, lực lượng ngươi coi là thật vô cùng vô tận sao. Linh Nhi giết hại động thiên ngưng tụ một kiếm cần thời gian khôi phục, lúc này là bổ ra phổ thông lưỡng kiếm. Nhưng phổ thông chỉ là đối với Linh Nhi tới nói, kiếm quang này đối người khác tới nói, cái kia chính là khủng bố ác mộng. Ma Long cấp tốc thoát đi, nhưng Linh Nhi kiếm quang như bóng với hình. Nguyên thai biến hóa, pháp tắc 10 tầng đường dần bạo giống một tiếng, đồng thời phát động luân hồi ma nhãn. Luân hồi ma quang đem vô số nguyên thai lực lượng hấp thu, đồng thời tại đường dần phía sau, cấp tốc hình thành 10 tầng bích trướng. 10 tầng ma quang nở rộ màu đen bích trướng, trung gian có trùng điệp thần bí nước ối. Linh Nhi kiếm quang phá vỡ tam trọng bích trướng, liền bị triệt để tiêu trừ. Tiện ti, nơi đây chính là trung ương thế giới trung ương nguyên thai, chính là bản điện hạ trong lúc vô tình phát hiện bí mật. Chỉ cần tiến cái này nguyên thai bên trong, không có bản điện hạ cho phép, bất kỳ người nào đều thoát đi không nơi đây. Cũng không ai có thể tiến đến, tiện thì hôm nay bản điện hạ sẽ từ từ tra tấn ngươi, lăng nhục ngươi, ngươi như thế xinh đẹp, bản điện hạ nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt khoái lạc. Đường Dần trong miệng không ngừng ô ngôn úy ngữ. Đồng thời, hắn mang theo Ma Long thân thể chuyển một cái, sau đó ngồi xếp bằng. Linh Nhi trước mắt nhìn không thấy Đường Dần chỉ thấy được người tầng nguyên thai bích trướng. Linh Nhi cước bộ đạp tại giữa không trung, nàng toàn thân áo trắng, xuất trần mà phiêu nhiên. Giờ phút này, nàng ánh mắt trầm tính, thanh tịnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Đường dần thì là bạo giống một tiếng, nói, tiện tì, người chịu chết đi. Linh Nhi liền nhìn đến toàn bộ nguyên thai bắt đầu sôi trào lên, to lớn vô biên nguyên thai bên trong, như toàn bộ hải dương đều bị đun sôi lên. Đón lấy, ma long gào thét. Đường dần phát động toàn thân pháp lực, ma long thì là cuồng mãnh phun ra xuất thần tàng tinh lửa. Nguyên thai chi lực quán trú tại đường dần trên thân, đường dần luân hồi ma nhãn bắn ra ma quang, thu nạp thần tàng tinh hỏa. Trong lúc này ở giữa, phát sáng ma cầu bắt đầu cấp tốc bành trướng. Nguyên thai chi lực cùng thần tàng tinh hỏa đi qua luân hồi ma quang thối luyện, không ngừng biến lớn, bên trong quang mang càng ngày càng lóa mắt. Vậy liền giống là một cái hành tinh đến cực hạn, ngay lập tức đem muốn nổ tung, dạng này bạo phát đi ra lực lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào, không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Sư phụ nói với ta qua, Linh Nhi cái này thời điểm đã nhìn đến đường dần thủ đoạn, nàng thầm nghĩ trong lòng, trong ba ngàn thế giới, trừ thế giới bao la không có nguyên thai. Hắn thế giới đều có nguyên thai, nguyên thai là thai ngén thế giới căn bản. Nguyên thai cũng có thể dựng dục ra cổ quái quy tắc. Cho cái gì, thì thai ngén cái gì xem ra người này là tại thai ngén một số tà ác đồ vật. Linh Nhi tại trong lúc nguy cấp, tuyệt đối là có một cỗ tĩnh khí, nàng mạch suy nghĩ rõ ràng, không chút hoang mang, nhưng lại có thể tìm tới tốt nhất xử lý biện pháp. Đường dần thai ngén nguyên thai cũng không có nổ tung, mà chính là đột nhiên biến hóa, cuối cùng nhất hình thành một bộ khôi giáp. Này tấm áo giáp màu vàng óng có thể tùy ý biến hóa, trong nháy mắt liền đem ma long cùng đường dần đồng thời bao phủ lại. Đường dần ha ha lệ cười rộ lên, nói ra, tiện tì, chỉ cần ngươi còn tại nguyên thai bên trong, thì không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phá vỡ nguyên thai quy tắc. Lực lượng ngươi lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp thương tổn đến ta nguyên thai khải giáp. Ta sẽ đánh tới ngươi tình trạng kiệt sức, sau đó mới hảo hảo tra tấn ngươi. Hắn nói xong sau khi, trước sai sử ma long công kích. Ma long tuy nhiên tổn thất một hai cánh, nhưng nó sức khôi phục cũng là kinh người, rất nhanh liền khôi phục tám thành chiến đấu lực, cái kia hai cánh, vốn chính là có thể cùng bản thể tách rời ma long hướng linh nhi chạy nhanh đến đồng thời phun ra thần tàng tinh hỏa linh nhi thân hình lóe lên liền né tránh ma long công kích ma long lập tức đuổi kịp linh nhi liên tục né tránh ma long liền liên tục truy sát linh nhi đột nhiên liền đến đường dần phía sau nàng một miệng giết hại động thiên phun ra đến lục tiên kiếm phía trên sau đó một kiếm hung hăng chém ra đường dần căn bản không tránh kịp ầm ầm một kiếm trực tiếp chém chúng vô cùng lực sát thương nhưng là rất kỳ diệu cái này một cái chớp mắt linh nhi kiếm quang chạm tại đường dần trên khải giáp tất cả sát lục chi lực đều hóa thành hư vô tựa như là câm đạn một đốm lửa đều không có tràn ra tới ma long lúc này công giết tới linh nhi thân thể chuyển một cái liền là né tránh đường dần ha ha lệ cười sau đó dày đặc nói ra tuyệt vọng đi tiện tì Linh Nhi cũng không nói lời nào, nàng liên tục chuyển rời né tránh, mà lòng rốt cục khóa chặt lại Linh Nhi, nhất trảo tàn nhẫn lấy xuống. Linh Nhi liền cũng biết, công kích mình cùng pháp lực, một khi tiếp xúc đến cái kia kỳ diệu nguyên thai khải giáp, liền sẽ hóa thành hư vô. Nàng cấp tốc nhất trưởng hướng cái kia long chảo vỗ tới. Một trường này, là hư thế, bất quá là vì thoáng ngăn cản mà thôi, đón lấy, nàng thân hình lóe lên. Liền liền chạy cách ra ngoài. Cùng lúc đó, đường dần rốt cục xuất thủ đường dần luân hồi ma quang hình thành một đạo khủng bố ma quang chi kiếm trên không trung tia chấp chảm giết tới vừa lúc là phong bế linh nhi đường đi đồng thời ma long lại nhất chảo công giết đi lên đường dần cười lên ha hả lúc này hắn là tràn ngập khoái ý linh nhi người trên không trung đột nhiên thân thể lóe lên thế mà cả người tiến vào cái kia lục tiên kiếm bên trong lục tiên kiếm bên trong có vô cùng giết hại hải dương Linh Nhi khống chế lục tiên kiếm, cấp tốc đem đường dần ma quang chém giết thành phấn vụn, đồng thời, lục tiên kiếm hung hãn tuyệt luân hướng đường dần chảm giết tới. Người cái này tiện tì, đường dần tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Nhi còn có như thế một chỗ. Hắn nhất quyền bạo hướng Linh Nhi lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm cực sắc bén, chỉ là lúc này cũng không phá nổi nguyên thai khải giáp. Oanh! Đường dần ngăn cản không nổi, cả người bị chảm bay ra ngoài nhưng hắn lại là một điểm thương tổn đều không có thụ ma long theo phía sau bắt tới cái kia lục tiên kiếm không chung xoay chuyển một kiếm chém tới ma long vung chảo phanh ma long lại là nhất chảo đem lục tiên kiếm bổ bay ra ngoài đơn thuần so pháp lực linh nhi là không bằng ma long nhưng lúc này linh nhi cũng không tiện thi triển pháp lực đến khống chế hắn đồ vật bởi vì quy tắc lực lượng một khi tiếp xúc đến khải giáp liền sẽ bị hóa giải mất Ma Long đoạt công đi lên, đường dần ở một bên cũng thỉnh thoảng ra chiêu. Cái này một người một dòng luân phiên công sát lục tiên kiếm, linh nhi pháp lực cũng tại kịch liệt tiêu hao. Ha 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 ha, đường dần cười như điên không thôi. Hắn biết, hôm nay cầm xuống cái này tiện tỷ bất quá là chế cùng sớm sự tình. Lục tiên kiếm tại nguyên thai bên trong vừa đi vừa về bôn tẩu, nhưng cũng không ngừng tiếp nhận đả kích. Đường dần cùng ma long luân phiên truy sát, làm không biết mệt. Cũng chính là vào lúc này, Linh Nhi đột nhiên theo lục tiên kiếm bên trong đi ra. Cái kia một cái chớp mắt, nàng pháp tướng trang nghiêm, một thân quần dài trắng tay áo tung bay. Ma Long cùng Đường Dần không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp công giết tới. Linh Nhi cấp tốc tế ra Chư Thiên Chi Nhãn. Linh Nhi vẫn luôn có Chư Thiên Chi Nhãn, nhưng nàng lại không có thi triển Chư Thiên Chi Nhãn. Đây là bởi vì Linh Nhi không xác định Chư Thiên Chi Nhãn phải chăng có thể phá mất cái này nguyên thai khải giáp nàng nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Mà lúc này, Linh Nhi du tẩu nguyên thai, trong lòng đã nắm chắc. Chư thiên chi nhãn mặc dù là tiên khí, nhưng cũng không thể bao trùm tại nguyên thai phía trên. Nhưng vấn đề mấu chốt là, đường dần cũng không phải là nguyên thai chủ nhân. Không ai có thể là nguyên thai chủ nhân. Đường dần bất quá là sử dụng nguyên thai quy tắc mà thôi. Cái kia một cái trước mắt, chư thiên chi nhãn tế ra. Linh Nhi pháp lực quán trú tại chư thiên chi nhãn phía trên, chư thiên chi nhãn bên trong, khí linh nguyên đêm toàn lực thi triển. Chư thiên chi nhãn bắn ra bốn phương tám hướng trắng noãn thánh quang. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ nguyên thai đều được thắp sáng. Phá, Linh Nhi bỗng nhiên mềm mại quát một tiếng, những cái kia trắng noãn thánh quang như vô số tinh thần xúc giác, tại Linh Nhi pháp lực quán trú, cưỡng ép đem đường dần tinh thần lực lượng bóc ra nguyên thai. Toàn bộ nguyên thai bị màu trắng thánh quang bao phủ, trung mạch lạc, đường vân, linh nhi đều rõ ràng. Cái kia một cái chớp mắt, nguyên thai cùng linh nhi thành làm một thể. Bóc ra, linh nhi lần nữa mềm mại quát một tiếng. Sau đó, tia chớp ở giữa, cái kia ma long cùng đường dần trên thân áo giáp màu vàng óng biến mất. Giết, linh nhi lại quát một tiếng. Chư thiên chi nhãn thánh quang co vào, hình thành một đạo cự đại vô cùng thánh quang chi kiếm. Âm ầm một giây sau, cái kia ma long liền bị chảm thành phấn vụn. Hoàn toàn không có có chút sức chống cực nào, chư thiên tri nhãn dung hợp nguyên thai lực lượng, tại cái này nguyên thai bên trong, Linh Nhi cũng là vô địch tồn tại. Lúc này, Linh Nhi vừa nhìn về phía đường dần. Đường dần ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến, hắn rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Hắn cảm thấy mình là không sợ chết, hắn cho là mình là chẳng sợ hãi. Nhưng giờ khác này, làm tử vong tránh thức phủ xuống thời giờ đợi, Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình là e sợ như thế tử vong. Hắn nhìn về phía Linh Nhi, Linh Nhi ánh mắt y nguyên lạnh lùng, không chứa bất kỳ tâm tình gì, giống như nàng là cái không có cảm tình người. Đường Dần muốn cầu xin tha thứ, hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng, hắn cũng không cần mở miệng, bởi vì Linh Nhi căn bản sẽ không nghe, Linh Nhi trực tiếp thi triển Chư Thiên Chi Nhãn. Cái kia thánh quang chi kiếm tia chớp chém giết không có chút nào giấy rụa cùng may mắn, đường dần cũng bị chém giết thành phấn vụn. Theo sau, Linh Nhi thu chư thiên chi nhãn, quay người rời đi nguyên thai. Cái này nguyên thai phong tỏa, như không nắm giữ quy tắc, thật là khó có thể rời đi. Nhưng Linh Nhi đã nắm giữ ảo diệu, cho nên liền trực tiếp đi. Mỗi một cái thế giới nguyên thai, đều là cực bí ẩn tồn tại. Đường dần gặp phải nguyên thai, là hắn một cọc cơ duyên, đồng thời cũng trở thành hắn táng thần chi địa quả nhiên là vận vậy mệnh vậy mà ở bên ngoài la quân cùng đỗ quản gia không có đợi bao lâu liền nhìn đến linh nhi tránh qua tới tựa hồ cũng là linh nhi mới vừa đi vào sau đó bên này vừa nói mấy câu linh nhi thì đi ra tại nguyên thai bên trong chiến đấu vốn cũng chính là điện quang thạch hỏa linh nhi la quân nhìn đến linh nhi đi ra thở phào một hơi hắn kéo tay nàng nói ngươi không sao chứ linh nhi lắc đầu Nói ra, ta không sao đây. Là quân nhịn không được nói ra, lần sau khác như thế lỗ mãng. Linh Nhi nao nao, nàng là muốn nói, là đi qua là quân đồng ý. Có điều nàng vẫn gật đầu, nói ra, tốt. Là quân cũng qua nét mặt của Linh Nhi bên trong biết nàng ý nghĩ, hắn nhịn không được cười nói. Người tiểu nha đầu này, ta cho ngươi đi giết, đó là nói cùng đi. Ngươi liền không thể chờ ta một chút sao, ngươi bây giờ tu vi cao hơn ta không tầm thường a. À linh nhi nhịn không được thì cười một chút đỗ quản gia bỏ qua một bên đầu người ta vợ chồng trẻ liếc mắt được tình hắn tổng không tốt tham dự đúng cái kia ma long cùng tên kia la quân lại hỏi linh nhi linh nhi liền nói ra bị ta giết đều chết la quân nói ra linh nhi nói ra ừm đỗ quản gia nghe vậy không khỏi nổi lòng tôn kính nói ra từ đồ cô nương quả nhiên là thật bản lãnh khó trách cái kia rất nhiều cao thủ đều thua ở trên tay ngươi Linh Nhi nhìn đỗ quản gia liếc một chút, lại là không có nói cái gì. La Quân cười ha hả, nói ra, đỗ quản gia, chúng ta trở về đi. Đỗ quản gia tự nhiên cũng sẽ không đối Linh Nhi thái độ có ý tưởng, mệnh đều là người ta cứu, có cái gì dễ nói. Ngay sau đó, ba người thì cùng một chỗ trở về. Trong nháy mắt, liền trở lại thánh quang hội đại điện. Cái kia thánh quang hội đại điện cũng không nhận được tổn thương, duy nhất tổn thương cũng là Bạch Vân Trọng tổn thất 18 cái tinh vệ cao thủ. Là quân cùng Linh Nhi trở lại Thánh Quang Hội sau khi, Bạch Vân Trọng lập tức chào đón. Cái kia ma long cùng cái kia kẻ trộm, Bạch Vân Trọng lo lắng hỏi. Đỗ quản gia liền nói ra, đã bị tư đồ cô nương giết. Bạch Vân Trọng nghe vậy liền nhìn về phía Linh Nhi, hắn trong mắt lóe lên một tia kính sợ, nhịn không được nói ra, tư đồ cô nương tốt thanh tú bản sự, bội phục. Linh Nhi không nói gì, cái này lập tức để Bạch Vân Trọng có chút xấu hổ. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Bạch Vân Trọng nói ra, tốt, hắn ngay sau đó thì dẫn La Quân một đoàn người nhập buồng trong. Ở trong nhà ngồi xuống sau, Bạch Vân Trọng đầu tiên là làm một lễ thật sâu, nói ra, tại hạ đa tả hai vị ân cứu mạng. Audio điện tử võ tấn bền. La Quân thấy thế, nói gấp, Bạch thiếu ra không cần phải khách khí, việc này, vốn cũng chính là ta cùng Linh Nhi gây nên. Cái kia kẻ trộm thì là hướng về phía ta cùng Linh Nhi đến, cho nên, cái này bên trong cũng không có cái gì ân tình có thể nói. Bạch Vân trọng lại là nghiêm túc, nói ra, một mã thì một mã, ta đã thu nạp huynh ngươi 500 triệu thuần dương đan thuốc. Đây chính là ta phải thừa nhận hậu quả, đáng tiếc ta không có chịu đựng lấy. Là huynh người cùng tư đồ cô nương vốn có thể chạy đi, nhưng các người không có đi, đây chính là ân cứu mạng. Hắn theo sau lại đối Đỗ quản gia nói ra, "Lão Đỗ, đem cái kia 500 triệu thuần dương đan thuốc lấy ra, còn cho La huynh." Đỗ quản gia nói ra, "Tốt, tiểu thiếu gia, 500 triệu thuần dương đan thuốc là so sánh đại mua bán." Nhưng Đỗ quản gia dù sao cũng là bị La Quân cùng Linh Nhi cứu, hắn lúc này cũng sẽ không thịt đau. La Quân ngược lại là không có cự tuyệt, 500 triệu thuần dương đan thuốc, hắn lấy ra có thể làm rất nhiều chuyện. Bạch Vân Trọng theo sau đem 500 triệu thuần dương đan thuốc trả lại. La Quân thì lại lấy ra 100 triệu thuần dương đan thuốc đến, nói ra, Bạch Thiếu ra, người nhân thủ hao tổn không ít, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cũng nên cho chút đền bù tổn thất. Cái này, người cần phải nhận lấy. Bạch Vân Trọng liên tục khoát tay, nói ra, ân cứu mạng còn chưa báo, ta sao có thể còn thu ngươi đan dược, tuyệt đối không thể. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này đan dược, là ngươi đi giao nộp dùng, ngươi tổn thất như thế nhiều nhân thủ, cũng nên hướng người phía trên có chút bàn giao. Về phần ngươi nói ân cứu mạng, đó là người ta ở giữa sự tình, giữa bằng hiếu, cái kia có cái gì có ân hay không? Ngày sau, ta như có cần trợ giúp địa phương, người giúp ta một tay chính là, người cứ nói đi, bạch thiếu gia. cái này, bạch phân trọng ngốc ngẩn ngơ. một bên đỗ quản gia nói ra, tiểu thiếu gia đã là công tử đều nói như vậy, vậy ngươi thì thu cất đi. Bạch Vân Trọng ngay sau đó liền thì thu cái này 100 triệu thuần dương đan thuốc. Theo sau, Bạch Vân Trọng lại sâu sắc nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, La Huynh người bạn này, ta Bạch Vân Trọng giao bình tĩnh. Ngày sau nhưng có chỗ cần, chỉ cần ta Bạch Vân Trọng có thể làm được, tuyệt không chối từ. La Quân liền nói, dễ nói dễ nói. Hắn là không có suy nghĩ nhiều, cũng thực không có nghĩ qua muốn cái gì hồi báo, đây bất quá là hắn làm việc làm người cơ bản nguyên tắc A. Không thể cái gì đồ vật, cái gì chỗ tốt đều muốn chính mình cầm lấy. Muốn cho người khác chỗ tốt, riêng là muốn cho bằng hữu chỗ tốt. Dạng này, đường mới có thể thông thuận. Như thế sau khi, Bạch Vân Trọng muốn lưu La Quân cùng Linh Nhi ở chỗ này ăn cơm. La Quân liền nói ra, Bạch Hiếu ra, vẫn là tính toán, sợ nhiều sinh biến cho nên A. À. Bạch Vân Trọng không khỏi cười khổ, nói ra, tốt A, à, La Huynh người ý tứ ta cũng hiểu. Vậy cứ như vậy đi ngay sau đó bạch phân trọng cùng đỗ quản gia lần nữa đưa la quân cùng linh nhi phía trên truyền tống trận lần này sẽ không có ngoài ý muốn a à. làm la quân cùng linh nhi đứng tại mật thất truyền tống trận sau trong lòng của hắn nhịn không được oán thầm đỗ quản gia thôi động truyền tống trận la quân lại nghĩ tới cái gì đột nhiên nói ra ách đỗ quản gia tại hạ biết ngươi họ đỗ còn không biết ngươi tục danh đâu có thể thỉnh giáo sao đỗ quản gia nao nao sau đó nói ra lão phu họ đỗ, cái tên đằng. Là quân cùng Linh Nhi nghe vậy sau đồng thời khẽ giật mình, theo sau, là quân lập tức liền không tử tế cười. Liền băng sơn giống như Linh Nhi cũng không nhịn được khóe miệng liên lụy ra mỉm cười tới. Đỗ tử đằng ha, là quân ý vị thâm trường nói ra, tên rất hay. Bạch Vân Trọng cùng đỗ quản gia nhất thời đều có chút mộng, Bạch phân Trọng nhịn không được nói, danh tự, tốt ở chỗ nào a? À? Là quân nói ra, há ta nhớ tới ta một người bạn cái gì bằng hiếu bạch phân trọng nhịn không được hỏi la quân nói ra tần thọ sinh vừa dứt lời âm cái kia truyền tống trận kim quang đã đem la quân cùng linh nhi triệt để bao khỏa theo sau la quân cùng linh nhi biến mất tại trong truyền tống trận mà ở chỗ này bạch phân trọng còn đang thì thào nhắc tới hắn nhịn không được hỏi đỗ quản gia nói ra cái này la huynh nói chuyện cực kỳ kỳ quái a à. Nghe được lão Đỗ tên ngươi, nhớ tới hắn bằng hữu Tần Thọ Sinh, hai người này có vùng liên hệ. Đỗ Tử Đăng, Tần Thọ Sinh, Đỗ Tử Đăng, Tần Thọ Sinh. Bạch Vân Trọng không ngừng nhắc tới. Một bên Đỗ quản gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau đó, Bạch Vân Trọng rốt cuộc kịp phản ứng, hắn cười ha ha, cười đến nước mắt đều đi ra. Ai nha, lão Đỗ, ta thế nào cho tới hôm nay mới phát hiện, tên ngươi như thế chơi vui a. À? Ai nha, cười ta đau bụng a à. người nói người cha năm đó cho ngươi đặt tên thời điểm hắn thế nào muốn a à. đỗ quản gia tâm tình rất không thoải mái tên hắn vốn là rất tốt nhưng lại bị la quân làm ra như thế cái hàm nghĩa đi ra hắn cảm thấy lấy sau hắn cùng người báo danh quý thời điểm đều sẽ có bóng ma tâm lý la quân cùng linh nhi đến một chỗ khác truyền tống trận chính là là tử vong thành ở trên trời châu bên trong tự nhiên cũng có cùng loại giới ngoại các điểm buôn bán đó chính là tử vong sa mạc bên trong tử vong thành. Thánh quang hội chỉ ở khu vực biên giới kinh doanh, cho nên, bọn họ tại tử vong thành cũng có phân hội. Là quân cùng Linh Nhi thuận lợi ra truyền tống trận, hai người vẫn chưa tại tử vong trong thành mỏi mòn chờ đợi. Theo sau liền trực tiếp rời đi tử vong thành, hai người tại Vân Hải bên trong Ngao Du. Cái này một cái chớp mắt, xem như triệt để kết thúc trung ương thế giới tầm bảo hành trình. Bên trong hung hiểm, đã là không cần nhiều lời. Bất quá, cuối cùng nhất kết cục cuối cùng là rất tốt. Là quân lúc này trong tay còn có 92 ức thuần dương đan thuốc. Còn có 5 kiện hạ phẩm đạo khí, 9 kiện trung phẩm đạo khí, 3 kiện thượng phẩm đạo khí, 1 kiện tiên khí. Những này là la quân trước mắt lớn nhất tài phú. Còn cách khác khí, còn có một số hắn đan dược, đó cũng là không đếm hết. Là quân cũng cảm thấy mình cần quất cái thời gian, thật tốt đến thối luyện phía dưới tâm đắc pháp khí chờ một chút cái gì hắn gần nhất thật là bận quá, đều không có rảnh rỗi qua. La Quân là muốn trực tiếp đi Đại Khang Hoàng Thành, hắn muốn gặp Kiều Ngưng, cũng muốn nhìn Lạc Tuyết tình huống. Nhưng La Quân cũng có chút cố kỵ Linh Nhi, sợ Linh Nhi sẽ cùng Kiều Ngưng xấu hổ. Linh Nhi cũng biết La Quân là muốn đến đó, nàng vốn là cho là mình đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng đến giờ phút này, nàng lại lại có chút sợ hãi. Nàng có thể đối với bất kỳ người nào băng lãnh, nhưng Kiều Ngưng là La Quân người thương. Nàng không biết mình nên thế nào ở chung. Sau đó lúc này, Linh Nhi vẫn là lùi bước, nàng nói ra, "Ừm, ta trước đi một chuyến thần nông thế giới, cho Bạch tỷ tỷ đưa đan dược, chờ ngươi sự tình làm xong, ta lại tới tìm ngươi, có được hay không?" La Quân nghe vậy cũng thở phào một hơi, hắn nói gấp tốt. La Quân biết, sớm muộn mọi người là muốn gặp mặt, cũng không thể cả một đời không thấy, nhưng lúc này, La Quân cũng là cảm thấy tránh được nên tránh mọi người hiển nhiên lẫn nhau đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay sau đó, La Quân thì cùng Linh Nhi mỗi người đi một ngả. Linh Nhi lấy đi 2 tỷ thuần dương đan thuốc, 1 tỷ là Linh Nhi, 1 tỷ là cho áo đen tố trinh. La Quân đem cái kia phòng bị tu di biệt thự cho Linh Nhi đi trang bị đan dược. Linh Nhi sau khi đi, La Quân liền đi đại khang hoàng thành. Cái này thời gian một năm quý giá, La Quân tự nhiên là muốn đem phần lớn thời gian lưu cho Linh Nhi. Cứ việc, có lẽ về sau hai người ở chung thời gian còn rất dài. Nhưng La Quân biết mình thua thiệt Linh Nhi quá nhiều. Mà ngay tại lúc này, trung ương thế giới nguyên thai bên trong bắt đầu sinh ra kỳ dị biến hóa. Nguyên thai chính là trung ương thế giới mẫu thân, cái này nguyên thai có thể dựng dục ra một cái thế giới chân thật, huyền diệu đã là không cần nhiều lời. Cái kia nguyên thai bên trong, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Vô cùng tận nước ối như nước biển, nhưng ở nước ối bên trong, Bị tạc thành cho tàn đường dần cùng Ma Long. Bọn họ toái phiến đang bị nước ối thai ngén. Toái phiến đang hấp thu nước ối dinh dưỡng. Trên nguyên tắc tới nói, những mảnh vỡ này dù cho bị nước ối thai ngén, cũng chỉ có thể dựng dục ra một cái hoàn toàn mới tồn tại tới. Nhưng bên trong càng quỷ dị là, đường dần có một đôi luân hồi ma nhãn. Luân hồi ma trong mắt trí nhớ, tin tức không có bị xóa đi rơi những ký ức kia tin tức giấu ở trong luân hồi, bởi vậy, trước hết nhất thai ngén ngưng tụ ra chính là cái kia một đôi ma nhãn. Sau đó bốn phía hết thảy toái phiến thì đều hướng ma nhãn tụ lại. Ma nhãn thành căn cơ. Đến cùng hội dựng dục ra nhất tôn cái gì dạng tồn tại đến, ai cũng không biết. Bởi vì đây là không có tiền lệ. Thiên châu khí hậu bây giờ là tháng tư, ánh trăng trong sáng, năm tháng tinh tốt. Thiên châu các đại phái, lẫn nhau an phận, tựa như là không có sát kiếp một dạng. Toàn bộ 3.000 thế giới, đều ở vào một loại trước khi mưa bão tới yên tĩnh, cái này yên tĩnh có thể là 3 năm, 5 năm, cũng có thể là 10 năm. Nhưng mặt ngoài là ninh tĩnh, nội địa bên trong đã là gió dục mây vần. Người thông minh, đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị, toàn lực ứng phó, để cầu an ổn độ kiếp. Như hiên chính hạo như vậy, như nhạn cửu nương như vậy. Cũng có người lờ mờ không biết, càng điên cuồng lên, như đường dần như vậy lúc này là buổi tối, là quân tiến đại khang hoàng thành, hắn tuân thủ đại khang hoàng thành pháp lệnh, tiến đến sau khi, liền không có phi hành, mà chính là nhanh chóng đi bộ, hướng thiếu uy phủ mà đi. Lúc này mới vào đêm không lâu, đại khang hoàng thành đèn đuốc sáng trưng. Thiếu uy phủ bên trong, đồng dạng là đèn đuốc sáng trưng. La quân trở lại thiếu uy phủ lúc, trước phủ đứng gác gia đình gặp La quân, đầu tiên là sướng sờ, sau đó thì hoan hỉ nói ra, Công tử trở về a, à, tiểu nhân lập tức đi thông báo phu nhân." La Quân cười một tiếng. Hắn trong phủ luôn luôn hòa ái, khẳng khái hào phóng, trong phủ trên dưới không có không thích hắn La Quân. Bất quá La Quân người mới vừa vào đến, Kiều Ngưng liền đã biết mà lại ra đón. Theo Kiều Ngưng cùng một chỗ còn có hai tên nha hoàn Bích Nguyệt, Bích Đào bồi tiếp. Kiều Ngưng một thân quần dài màu đỏ, long lanh mà đoan trang, mỹ lệ mà trang nhã nàng có được thịnh thế dung nhan. Trở về Á, kiều ngưng như tầm thường thê tử một dạng, mỉm cười, nói ra. La quân gật gật đầu, nói ra, ừm. Kiều ngưng đơn giản một tiếng trở về A, à, bao hàm rất nhiều. Nàng biết, mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ kinh lịch vô số hung hiểm. Hắn có thể trở về, đó là một loại vô cùng lớn hạnh phúc. Kiều ngưng nói ra, nước tắm cất kỹ, người trước đi tắm. La quân tiến lên giữ chặt kiều ngưng tay, sau đó lại hỏi lạc tuyết đâu kiều ngưng mỉm cười nói ra nàng hiện tại rất tốt tâm tình rất ổn định người tắm rửa xong sau lại đi nhìn nàng đi la quân gật đầu nói ra tốt ngay sau đó kiều ngưng thì vẫy lui hai tên nha hoàn nàng bồi tiếp la quân tiến gian phòng bên trong trong phòng kia nước tắm xác thực đã sớm cất kỹ kiều ngưng trong não vực có la quân lưu lại dấu ấn tinh thần la quân vừa đến thiên châu nàng liền biết. La quân tại kiều ngưng trước mặt một cách tự nhiên cởi sạch y phục, sau đó ngâm mình ở trong bồn tắm. Ấm áp thủy tướng toàn thân ngâm, mỗi một cái lỗ chân lông đều chiếm được giãn ra. Kiều ngưng đứng tại bồn tắm phía sau, vì la quân nhẹ nhàng nhào nặn hai vai. Lần trước la quân lúc rời đi, vẫn là muốn đi tìm đại ca nhị ca. Hắn sau đó lộn vòng trở về tìm đến một chuyến hoàng thượng hiên chính hạo. Nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, đều không có tới gặp kiều ngưng. Kiều Ngưng theo Tô Yên Nhiên chỗ đó nghe La Quân tình huống, nàng mặc dù có chút sốt ruột, nhưng cũng biết La Quân lần này tức thời là nhiệm vụ thất bại, cũng không có gì đáng ngại. "Ngươi nhiệm vụ lần trước?" Kiều Ngưng hỏi. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, "Không nghĩ tới a, à, thất bại. Lại là thất bại tại nhỉ ca nơi này, ta tìm khắp rất nhiều địa phương, chính là không có bọn họ bóng người." "Bọn họ sẽ không có chuyện gì a?" À. Kiều Ngưng cũng có chút bận tâm bọn họ. La Quân nói ra, không có việc gì, nếu đang có chuyện, làm hội theo vĩnh sinh phong vân bảng phía trên xóa tên. Kiều ngưng nhỏ khẽ thở vào một cái, nói ra, vậy ngươi nhiệm vụ lần này. Là quân nói ra, vẫn là phải tìm đến đại ca, nhị ca. Cầm tới cuối cùng nhất ba kiện trí bảo, tinh chủ lại cho ta thời gian một năm. Kiều ngưng không khỏi đại hỉ, nói ra, ta cùng đi với người tìm. Là quân nào nào, hắn nắm chặt kiều ngưng nhu di, trần chờ một cái trước mắt, mới lên tiếng, linh nhi cùng ta một mực tại cùng một chỗ kiều ngưng cũng là ngơ ngẩn nàng nhất thời cũng có chút mất tự nhiên linh nhi hòa la quân những chuyện kia kiều ngưng tâm lý rõ ràng nàng liền lập tức cố cười một tiếng nói ra vậy cũng rất tốt liền để linh nhi cùng ngươi đi đúng người nàng đâu la quân lý giải kiều ngưng cảm thụ trong lòng của hắn tràn ngập áy náy sau đó thì một thanh trực tiếp đem kiều ngưng kéo vào đến trong bồn tắm mặt sau đó ra sức kiều ngưng đôi môi mềm mại Kiều Ngưng cũng không phải là dáng vẻ cái cớm người, cũng đáp ứng lại la quân hôn nồng nhiệt. Sau đó, Kiều Ngưng cũng là ướt súng, phái dán vào da thịt, mê người địa phương như ẩn như hiện, tràn ngập dụ hoặc. Thật xin lỗi, la quân nói ra. Kiều Ngưng vũ mị cười một tiếng, nói ra, cái kia có cái gì thật xin lỗi. La quân có chút gian khó nói, ta thật rất hy vọng cho ngươi, cho Linh Nhi còn có mặc nùng đều là một đời một kiếp một đôi người hứa hẹn. Nhưng các ngươi ba cái, ta một cái đều bỏ qua không? Tại sao phải bỏ qua đâu? Kiều Ngưng hơi kinh hãi, nói ra, chẳng lẽ Linh Nhi không nguyện ý? Không có, La Quân nói ra, nàng chỉ là so sánh ngượng ngùng, cũng không quen giao tiếp. Ta cùng nàng song tu qua, nàng tại ta trong não vực thấy qua chúng ta trí nhớ, nàng biết ta và ngươi, còn có cùng mặc nùng cảm tình. Nàng cũng lý giải, chỉ là, ngươi biết, nàng tính cách không giống các ngươi. Kiều Ngưng nói ra, ta còn chưa thấy qua nàng, nhưng cũng theo ngươi trong trí nhớ được chứng kiến nàng. Không quan hệ, ta nguyện ý chiều theo nàng một số, cũng sẽ lý giải nàng. La Quân nói ra, ta cùng nàng từ khi kết hôn đến nay, cùng một chỗ thời gian ngược lại ngắn nhất. Nàng không quen nhiều người, một năm nay, ta sẽ tận lực bồi tiếp nàng. Kiều Ngưng nói ra, ừm, um, ta biết. La Quân nói ra, thật xin lỗi. Không cho phép lại nói xin lỗi. Theo ta quyết định cùng ngươi cùng một chỗ lúc người những tình huống này ta liền biết kiều ngưng mỉm cười nói ra la quân trong lòng nhất thời thư sướng rất nhiều hắn trung thành cảm tạ kiều ngưng mặc nùng còn có linh nhi thích cùng lý giải cái gì đều đừng nói thật tốt yêu ta đi theo sau kiều ngưng dâng lên hôn nồng nhiệt la quân nhất thời cũng liền kích động toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào sau đó ngay tại trong bồn tắm hai người lật qua lật lại phiên vân phúc vũ kiều ngưng trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp kéo chặt lấy la quân. Vài lần kịch chiến, cuối cùng nhất la quân rốt cuộc thống khoái bản giao đến kiều ngưng trong thân thể. Rất rất lâu sau khi, kiều ngưng mới tỉnh hồn lại, nàng rúc vào la quân trong ngực. Trong bồn tắm nước đã rét lạnh một mảnh. Kiều ngưng lúc này có chút ngượng ngùng, nói ra, người mỗi lần trở về, ta váy liền không có dùng. La quân hì hì cười một tiếng, nói ra, trời xanh làm chứng, lần này là ngươi tiên chủ động lăn là ai đem ta kéo vào được kiều ngưng nói ra la quân cười ha ha đúng lúc này bên ngoài truyền đến nha hoàn bế nguyệt thanh âm công tử phu nhân cần nô tỳ làm nóng nước sao thêm người muội nước nóng a à. la quân không khỏi cười mắng kiều ngưng cũng là thẹn đến hoảng nói ra chết bích nguyệt người cố ý cười nhạo ta đúng hay không bích nguyệt ở bên ngoài nhịn không được khách khách cười một tiếng nói ra là phu nhân ngài thanh âm quá lớn nô tỳ sợ bị người khác nghe được mới thủ ở bên ngoài. Kiều Ngưng là tốt ở chung người trong phủ hạ nhân nha hoàn kính yêu nàng đồng thời cũng dần dần cùng nàng có chút không biết lớn nhỏ. Bất quá Kiều Ngưng nguyện ý cũng ưa thích dạng này ở chung. Sau khi Kiều Ngưng đứng dậy mặc quần áo, là quần cũng đổi một bộ quần áo. Như thế sau khi là quần mới nói với Kiều Ngưng các loại cơm nước xong xuôi sau đợi chút nữa ta có đổ tốt cho ngươi. Kiều Ngưng nói ra, ồ. Đưa ta lễ vật. Lễ vật quá nhiều, cần ngươi tùy ý chọn tuyển." La Quân nói ra, "Ta cùng Linh Nhi là theo trung ương thế giới bên kia tới, chúng ta theo chúng tinh điện trực tiếp buông xuống đến trung ương thế giới." Kiều Ngưng nói ra, "Chúng tinh điện bàn nhược thiên chu thế mà liền truyền tống trận đều không cần, liền có thể trực tiếp xé rách kết giới, tiến vào trung ương thế giới." La Quân nói ra, "Tinh chủ thần thông pháp khí, là chúng ta khó có thể tưởng tượng, cái này cũng không kỳ quái." trung ương thế giới kết giới thành lập cũng không lâu, trước đó Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện liền có thể tự do đến trung ương thế giới. Nhưng sau đó La Quân muốn muốn đi tìm bảo bối lúc, nhất định phải truyền tống trận. Đến cùng tại trung ương thế giới thành lập kết giới là những người kia, cái này La Quân thì không được biết. La Quân có chút bức thiết muốn gặp được Lạc Tuyết, hắn sau khi thì đơn độc đi tìm Lạc Tuyết. Lạc Tuyết phần lớn thời gian đều là đợi trong phòng, Kiều Ngưng cũng mang Lạc Tuyết ra ngoài đi dạo qua mấy lần. Bất quá Lạc Tuyết đều biểu hiện được không hứng thú lắm. Thích thật náo nhiệt người, thụ không cô độc. Nhưng Lạc Tuyết là cái ưa thích cô độc người, nàng từng tại Hàn Băng thế giới Hàn Băng trên Thiên Sơn một người ngốc mấy năm. Ở nơi đó nàng hầu như không cần thế nào ăn đồ ăn, những hàn băng đó khí tức rất tốt tư nhuận thân thể nàng, nàng ngủ ở băng tuyết bên trong lúc là thoải mái nhất trạng thái. La Quân đi vào Lạc Tuyết trước gian phòng lúc cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã không cảm giác được băng hàn hắn biết lạc tuyết liền tại bên trong, sau đó liền gõ gõ cửa. Người nào, lạc tuyết thanh âm truyền đến. Là ta, là quân nói ra. Lạc tuyết trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói ra, vào đi. Là quân ngay sau đó đẩy cửa vào, hắn nhìn đến lạc tuyết an vị tại trước bàn, nàng đang xem lấy một số cổ thư tịch. Lạc tuyết thần thái an bình, một thân trắng như tuyết hy phục, băng tuyết xuất trần. Trong phòng vẫn còn có chút hàn ý, nhưng đã không có bất luận cái gì băng xương hạt tròn. Tựa như là mở điều hòa cảm giác. Thân thể ngươi, xảy ra vấn đề sao? La Quân thấy thế bị kinh ngạc, hỏi. Lạc tuyết nhìn về phía La Quân, nàng không có trả lời La Quân vấn đề, mà chính là nói ra, tại sao ngươi không có bảo hộ muội muội ta? Muội muội ta ra chuyện thời điểm, ngươi ở đâu? Nàng đi bao lâu, ngươi thì khác tìm tân hoan. La Quân sướng sờ sướng sờ, vạn vạn không nghĩ đến, hắn trở về sau khi gặp phải lạc tuyết dạng này chất vấn nhưng la quân không thể nào trốn tránh hắn hít sâu một hơi nói ra năm đó sự tình có chút phức tạp lại phức tạp cũng nên nói rõ ràng lạc tuyết nói ra la quân nói ra sự tình muốn theo sự kiện kia nói lên la quân giảng hắn đóng băng chính mình cơ hồ muốn chết đi sự tình sau đó hắn bởi vì bi thương la phi dung chết đuổi đi lạc ninh đợi đến lại hồi thế giới bao la thời điểm Lạc Ninh đã chết. La Quân không có bất kỳ dấu giếm nào, hắn không thể che giấu lương tâm đi dấu giếm. Cứ việc, trong lúc này có rất nhiều chuyện là không có cách nào nói rõ ràng. Lạc Tuyết nghe sau trầm mặc đi xuống. La Quân có chút bận tâm Lạc Tuyết, hắn nhịn không được nói ra, "Lạc Tuyết, ta Muội muội ta có cái gì sai?" Lạc Tuyết rất nghiêm túc hỏi La Quân. La Quân nghẹn lời. Lạc Tuyết nói ra, là cái kia tiểu tinh linh Cam nguyện hy sinh cũng không phải là muội muội ta cưỡng cầu nàng. Nàng chỉ là yêu ngươi, muốn ngươi sống tới. Cái này có thể trở thành ngươi đuổi đi nàng lý do sao? Không thể, La Quân nói ra. Lạc Tuyết nói ra, muội muội ta chết, ngươi có trách nhiệm, trách nhiệm rất lớn. La Quân nói ra, không sai, ta xác thực có trách nhiệm. Lạc Tuyết nói ra, nếu như ngươi thật cảm thấy ngươi có trách nhiệm, vậy ngươi thì cùng Kiều cô nương tách ra, cùng ngươi còn lại những lão bà kia tách ra cả một đời vì muội muội ta trông coi dạng này ta mới có thể để mắt ngươi không có khả năng la quân nói ra hắn đón đến nói chuyện cũ đã qua người sống hăng hái lạc ninh chết ta khó chịu không ít hơn ngươi nửa phần nhưng thời gian ta còn muốn qua đi xuống lạc tuyết cười lạnh nói ra ta một mực chờ đợi ngươi trở về la quân nói ra ta lần này trở về chính là muốn mang ngươi hồi phúc châu nhà Tại Lạc Ninh nhà bên kia, Trầm Mặc Nùng giúp La Quân cho Lạc Ninh lập một cái y quan trùng. La Quân một mực không có đi, đó là bởi vì hắn không cách nào đối mặt. Lạc Tuyết nói ra, người không muốn cùng đi với ta, người nói cho ta biết địa chỉ liền tốt. Mặt khác, người an bài người khác đưa ta một chút. Không muốn an bài kiều ngưng, từ đó về sau, chúng ta không gặp nhau nữa. La Quân chấn động trong lòng, nói ra, người như thế hận ta. Lạc Tuyết nhìn một chút La Quân, nói ra ta không nên hận sao la quân nói ra lạc ninh đã không tại ngươi là nàng thân nhân duy nhất ta hy vọng ta có thể chiếu cố ngươi nhưng ta không cần lạc tuyết nói ra vậy ngươi tại sao còn muốn giữ lấy lan đình ngọc khối kia tinh thạch la quân có chút nổi nóng nói ra lạc tuyết hơi hơi ngẩn ngơ la quân nói ra ngươi không chỉ là hận ta không có bảo vệ tốt lạc ninh đi ngươi càng hận hơn ta tại sao muốn tạo thành lan đình ngọc tới giết lạc ninh a à? Lan Đình Ngọc chết, ta nhìn ngươi đều do tại trên đầu ta đi. Lạc tuyết, ta cùng Lạc Ninh ở giữa cảm tình, ngươi không hiểu. Cho nên, ta cũng xin ngươi đừng vọng thêm phỏng đoán. Ta có một chút có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nếu như Lạc Ninh trên trời có linh, nàng nhất định hy vọng ngươi cùng ta là thân nhân, ta và ngươi đều là nàng thân nhất thân nhân. Lạc tuyết trầm mặc đi xuống. Lạc quân nói ra ta chỉ là muốn cùng Lạc Ninh ở giữa lẫn nhau lãnh tĩnh một chút, ta chẳng qua là cảm thấy thấy được nàng sẽ nghĩ tới vì ta mà chết tiểu phi dung. Cho nên, ta chỉ là muốn tạm thời tách ra một chút, nếu như ta biết dạng này hội hại nàng bị Lan Đình Ngọc giết chết, ta tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không như thế làm. Lạc tuyết trầm mặc đi xuống. Thật lâu sau, nàng nói ra, tại ngươi những thứ này trong thê tử, muội muội ta chiếm cứ cái gì địa vị. La quân nói ra, vấn đề này, quá tàn nhẫn, ta không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cùng lạc ninh ở giữa thực tình yêu nhau nàng trước khi chết từng lưu lại một sợi tàn hồn đó là có chỗ bàn giao bàn giao cái gì lạc tuyết bị kinh ngạc gấp giọng hỏi lạc quân nói ra nàng muốn ta không nên hận chính mình lạc tuyết ngây người nàng thực biết lạc quân là cái không sẽ nói láo người thì một câu nói kia lạc tuyết liền biết muội muội là yêu lạc quân lạc quân nói tiếp ta vẫn luôn qua được không tính thái bình như tại kỳ phấn trắng thế giới như vậy hung hiểm, là chuyện thường ngày. Ta, ngươi hẳn phải biết, Lan Đình Ngọc là thiên châu thiên mệnh chi vương. Ta là thế giới bao la thiên mệnh chi vương, quay chung quanh tại bên người chúng ta hung hiểm cùng kỳ ngộ là không thể đếm hết được. Ta cùng Lạc Ninh, Linh Nhi, Kiều Ngưng, mặc nùng chỗ lấy đi cùng một chỗ, là kinh lịch quá nhiều chuyện, là tình chi sở trí. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lạc Tuyết nói ra, tốt, không cần nhiều lời. Ta hiểu, ta minh bạch. Mới vừa rồi là ta thất ngôn, nàng đón đến, nói ra, ta cũng thừa nhận, Lan Đình Ngọc sự tình để cho ta thật có chút giận lây sang ngươi. Ta cảm thấy, cái này rất hoang đường, cũng rất tàn nhẫn, ta duy nhất yêu nam nhân giết ta yêu nhất muội muội. Cho nên, ta hận ngươi không có bảo vệ tốt muội muội ta. Ta minh bạch ngươi cảm thụ, La Quân nói ra, Lạc Tuyết nói ra, đa tạ. La Quân không muốn cùng Lạc Tuyết như vậy xa lạ, nhưng hắn cũng biết có chút ngăn cách cần thời gian đến san bằng. Hắn ngẫm lại, lại hỏi, trên người ngươi băng hàn giống như sinh ra biến hóa. Thân thể ngươi ra cái gì tình huống sao? Lạc Tuyết nao nao, nàng theo sau liền lấy ra cái kia một cái hàn băng hồn ngọc. Nàng nói ra, người đi sau khi không lâu, ta cảm giác được cái này hàn băng hồn ngọc chẳng khác nào có sinh mệnh. Nó một mực tại hấp thu trên người của ta hàn băng chi khí. Ta đưa nó nhét vào trong ngực, mỗi ngày cảm giác thân thể rất thư sướng mà hắn cũng không ngừng hấp thu hàn băng chi khí. Hiện tại cái này hàn băng hồn ngọc bên trong ẩn ẩn giống như tim có đập một dạng. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ Lan Đình Ngọc không chết? Lạc tuyết một chút đem ngọc bội nắm chặt, nàng nói ra, người muốn lại giết hắn. La Quân sướng sờ sướng sờ, hắn tiếp mà hỏi ngược lại, tựa hồ ngươi đã không hận hắn. Lạc tuyết ngây người, nàng gục đầu xuống, thật lâu sau, nàng hỏi La Quân, nói ra, ta cần phải còn hận sao? Mặc kệ như thế nào, hắn đều dùng mệnh hoàn lại. Ta có phải hay không cần phải buông xuống cửu hận? Là quân minh bạch, lạc tuyết là hy vọng đạt được chính mình cho phép. Không phải vậy lời nói, nội tâm của nàng cũng sẽ một mực cóng gông xiềng. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, Lan Đình Ngọc một lòng muốn chết, chính là vì hoàn lại đoạn này cửu hận. Ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn chết, từ đó thanh toán xong. Nếu như hắn có thể sống sót, ta sẽ không lại tìm hắn báo thù. Ta cùng hắn, từ đó cũng là người qua đường, còn ngươi, người nguyện ý tiếp nhận hắn, ta không phản đối. Ta không biết, lạc tuyết lắc đầu, nàng nói ra, chỉ cần hắn sống tới, ta sẽ từ đó không lại gặp hắn. Là quân không khỏi đau lòng, nói ra, thật xin lỗi, lạc tuyết. Ta hy vọng ta có thể để ngươi không như vậy thống khổ, nhưng ta cũng không biết nên thế nào làm. Khả năng, đây chính là tạo hóa trêu người đi lạc tuyết không khỏi đỏ mắt vành mắt nàng nói ra đình ngọc mới là khổ nhất từ nhỏ hắn mụ mụ thì chết phụ thân hắn không thích hắn hắn huynh đệ khi dễ hắn la quân gật gật đầu nói ra xác thực chỉ mong hắn có thể sống sót về sau có thể quên mất đi qua tiêu sái tự tại sống một thế đi nhất định sẽ lạc tuyết nói ra theo sau la quân liền nói cái kia đợi chút nữa cùng đi ra ăn cơm đi lạc tuyết gật gật đầu Nói ra, tốt. La Quân lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, người còn hận ta sao? Lạc Tuyết lắc đầu, nói ra, tính toán, không hận. La Quân nhịn không được cười lên, cảm thấy Lạc Tuyết tính tình đột nhiên có chút giống Tiểu Bằng Hữu. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể giải mở Lạc Tuyết khúc mắc, đây là để La Quân cảm thấy rất vui vẻ sự tình. Giả dạ tiệc thời điểm, người một nhà ở chung vui sướng. Ăn cơm xong sau, Lạc Tuyết thì trở về phòng nghỉ ngơi. Kiều Ngưng nói với La Quân, người trở về sau, lạc tuyết tựa hồ có biến hóa, không có trước kia sao tích tụ. La Quân cười một tiếng, nói ra, nàng có khúc mắc, giải khai liền tốt. Cái gì khúc mắc, Kiều Ngưng không khỏi hỏi. Hai người là vừa nói chuyện, sau đó cùng một chỗ về đến phòng bên trong. La Quân tiện tay đóng cửa, đồng thời nói ra, lạc tuyết hận ta. Hận ngươi, có lầm hay không, điều này sao còn hận đến trên đầu ngươi đến. Kiều Ngưng cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. La Quân nói ra, thật là ta không có bảo vệ tốt Lạc Ninh, nếu như lúc trước ta để Lạc Ninh ở bên cạnh ta, liền sẽ không có Lan Đình Ngọc giết chết Lạc Ninh cái này việc sự tình, Lạc Tuyết hận không phải là không có đạo lý. Có cái lông gà đạo lý a, à, Kiều Ngưng lập tức nói, đây đều là người nào cũng không muốn, trách sao? Nàng hiện tại cái gì thái độ, muốn là nàng còn trách ngươi, ta được đi thật tốt giáo dục phía dưới cô gái nhỏ này dài đến rất xinh đẹp, thế nào có thể là không phải không phân đây. Là quần nhịn không được cười lên, hắn ôm kiều ngưng, hôn lên nàng môi đỏ, tiếp lấy cười cười, nói ra, người thế nào như thế đáng yêu đâu. Kiều ngưng nói ra, lão nương cao tuổi rồi, người thế nào có thể nói đáng yêu đâu. Là quần cười ha ha. Hắn nói tiếp, đã cùng lạc tuyết nói rõ, nàng sẽ từ từ tiếp nhận. Kiều ngưng nói ra, tốt ha. À? Là quần còn nói thêm, đi thôi, dẫn người đi nhìn đồ tốt. Ta nhớ tới, người nói người cùng Linh Nhi là theo trung ương thế giới tới. Chẳng lẽ các người đem cái kia bảo tàng thu hồi lại? Kiều Ngưng vô cùng ngạc nhiên nói ra. Không sai, La Quân nói ra. Theo sau, hắn thì nắm lấy Kiều Ngưng tiến bản nhược chuông. Như vậy như chuông bên trong từ thành thiên địa, bên trong cùng loại một cái to lớn lòng đất cung điện. Bàn nhược chuông nguyên bản công hiệu là cái gì, La Quân đã không được biết lúc này bàn nhược chuông đã bị nhanh nhạy chế tạo thành một cái đại không gian chữ vật một đường đi vào liền có thể nhìn đến rực rỡ muôn màu pháp khí bảo vật các loại bảo bối chờ chút kiều ngưng không khỏi cảm khái nói ra trời ạ à, trong này đều có thể có thể so với trời cao tông vũ hóa môn tàng bảo khố la quân nói ra cái kia ngược lại sẽ không trời cao tông vũ hóa môn tích lũy mấy ngàn năm bọn họ nội tình không ngừng như thế một điểm kiều ngưng nói ra dù sao đi trong này bảo bối đã đầy đủ cho ngươi khai sơn lập phái la quân nói ra khai sơn lập phái chỗ đó như vậy đơn giản một cái tránh thức danh môn đại phái là cần mấy ngàn năm tích lũy trời cao tông vũ hóa môn còn có thần tộc bọn họ mặt trên còn có không ít quá phía trên cao thủ tồn tại đây bất quá ta cũng không cần lo lắng những thứ này ta biết bạch tố trinh tại thần nông thế giới bên trong vì ta chế tạo một cái giả lam điện Kiều Ngưng biết áo đen tố trinh sự tình, nghe vậy không khỏi vui vẻ, nói ra, có đúng không, vậy thì thật là quá tốt. La Quân nói ra, không quá mức đau là, ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, không đủ tiếp quản giả lam điện. Cho nên, Bạch Tố Trinh không có ý định đem kết giới mở ra. Các loại đến ngày đó, ta không sai biệt lắm, có lẽ ta thì có cơ hội này. Cho nên nói, lúc này ta lớn nhất chuyện khẩn yếu vẫn là tăng cao tu vi A. À. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, người tu vi tăng lên đã rất nhanh, không thể lại nhanh. Dục tốc bất đạt, căn cơ bất ổn, tương lai đại thành tựu lúc lại càng phát ra hung hiểm. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hắn đón đến, nói ra, nơi này đồ vật, người tùy ý chọn đi. Trừ món kia tiên khí nại hà chi kiều, hắn, người muốn cái gì đều có thể lấy đi. Kiều ngưng ánh mắt lập tức liền bị cái kia nại hà chi kiều hấp dẫn. Nại hà chi kiều trong góc cũng không hiển nhiên, đồng thời có chút phong cách cổ xưa, tràn ngập cho bụi. Nhưng tựa hồ, chỉ cần thổi ra cho bụi, liền có thể trông thấy bên trong là đẫm máu. Tựa như là đoạn đầu đài một dạng. Kiều Ngưng đột nhiên đã cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng Tu Vi còn dừng lại tại tầng 10 sơ kỳ, loại này tiên khí, nàng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tức thời La Quân không nói, nàng cũng sẽ không tuyển. Mà La Quân là không muốn đem lại nói quá vẹn toàn, vạn nhất hắn nói để Kiều Ngưng tùy ý chọn, Kiều Ngưng thật sự muốn tiên khí đâu? Cái này nại Hà Chi Kiều, người là muốn lưu cho người nào? Kiều Ngưng theo miệng hỏi. La Quân nói ra, lưu cho Lam Tử Y. Hắn là thẳng thắn. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, cần phải lưu cho nàng. La Quân cười cười, theo sau Kiều Ngưng thì chọn lựa pháp khí tới. Nàng chọn không ít, cuối cùng nhất còn cầm một kiện hạ phẩm đạo khí, gọi là mặt pháp âm lôi cái kia mạt pháp âm lôi có thể lấy theo kiều ngưng tu vi tăng trưởng mà lên cấp. Mà lại, mạt pháp âm lôi cũng là thuộc về lôi thuộc tính pháp khí. Cứ như vậy, kiều ngưng thì nắm dư ô kim áo cả xa cùng mạt pháp âm lôi hai kiện pháp khí. Cái này hai kiện pháp khí phẩm dai so trước đó thượng cổ lôi phù còn có thái cổ long bi đều muốn cao hơn rất nhiều. Kiều ngưng mừng rỡ vô cùng, nàng lại có muốn đi ra ngoài sông sáo tâm tư. Là quân, ta dự định hai ngày nữa, cũng muốn đi ra ngoài một lần. Người cũng nhìn đến, luôn đợi tại cái này thiếu uy phủ bên trong, không có lịch luyện. Tu vi thế nào cũng không thể đi lên, kiều ngưng nhịn không được nói ra. Là quần ngẫm lại, nói ra, vậy được rồi. Hắn không nguyện ý kiều ngưng ra ngoài sông sáo, nhưng là hắn cũng biết, kiều ngưng tính tình thì là ưa thích đi khắp nơi động. Chính mình đem nàng như kim ti điều một dạng vây ở chỗ này, tổng cũng không phải cái biện pháp. Người cứ yên tâm đi, Ta cũng không phải tiểu thái điểu. Cái này giang hồ, ta quen đây, không có việc gì. Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, tốt à. Hắn là không có cách nào. Kiều Ngưng còn tuyển hắn rất nhiều pháp khí, đều là một số thực dùng pháp khí chờ một chút loại hình. La Quân lại cho Kiều Ngưng 200 triệu thuần dương đan thuốc, cái này đầy đủ Kiều Ngưng sử dụng thật lâu. Kiều Ngưng cũng coi là một phương phú bà. Kiều Ngưng, La Quân ngồi dưới đất hắn nhìn lấy kiều ngưng còn tại chọn chọn lựa lựa, đột nhiên thì hô một tiếng. Kiều ngưng nói ra, ừm, um, nàng giống như là tại dạo phố thời đại mới mỹ nữ một dạng, lúc này dành thời gian quay đầu phản ứng la quân một tiếng. La quân nói ra, người nói, ta nếu để cho ngươi hoài cái bảo bảo, người có thể hay không thì không muốn ra ngoài sông. Kiều ngưng nao nao, theo sau vỗ mị cười một tiếng, nói ra, người còn nghĩ đến việc này a? À, người vừa mới đã đáp ứng ta nha. La quân nói ra, Ta vậy là không có biện pháp thỏa hiệp." Kiều Ngưng đi vào La Quân trước mặt, nàng nói ra, "Đời này, ta yêu ngươi." Cũng đặc sắc qua, ta đã không tiếc, đây là một cái đại thời đại, ta hy vọng ta cũng có thể đặt mình vào tại dạng này lịch sử dòng nước lũ bên trong." La Quân nói ra, "Muốn là có thể, ta nhiều hy vọng có thể cùng các ngươi liền rời đi loại này phân tranh chi địa. Ta một chút đều không muốn đi cuốn vào loại này dòng nước lũ bên trong." Kiều Ngưng nói ra, ngươi là thời gian dài trong này, mới nói loại lời này. Thật làm cho ngươi rảnh rỗi, ngươi trước hết nhất chịu không nổi. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một cái an phận chủ. La Quân nói ra, ta biết ngươi cảm thụ, ngươi ra ngoài sau khi, ta sẽ lo lắng ngươi. Nhưng ta ra ngoài sau, ngươi cũng giống như vậy lo lắng. Ta không thể chọn, ngươi lựa chọn được, ngươi vẫn chưa trả lời ta, muốn là ngươi có bảo bảo, hội lưu lại sao? Kiều ngưng nghiêng đầu hạ, sau đó nói ra, tốt ha, tuy nhiên ta cũng không có nhiều ưa thích tiểu bảo bảo. Nhưng xem ở hắn là chúng ta tiểu bảo bảo phân thược, ta nguyện ý vì hắn an phận một số. Nàng đón đến, nói, có thể vấn đề mấu chốt là, chúng ta thì rất nhiều lần, vẫn luôn không có mang thai tiểu bảo bảo. Là quần sờ mũi một cái, nói ra, thân thể ta cũng không có vấn đề, người nhìn, ta đều có một đứa con trai cùng một đứa con gái. Kiều Ngưng nói ra, Lan, người nói là thân thể ta có mau bệnh. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ta đùa giỡn với người đâu, thực vấn đề này ta cũng rất là hiếu kỳ, không biết đây là tại sao. Kiều Ngưng từ cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa, nàng cũng sẽ không vì lần này đi xoắn suýt. Đường đường Ngân Sa Vương sẽ không vì đứa bé mà đi lo sợ không đâu. La Quân cũng biết lưu không được Kiều Ngưng, cũng chỉ có thể trong lòng chờ đợi nàng có thể một mực bình an. Giải quyết bảo tàng những chuyện này, hai người thì ra bàn nhược chuông như vậy như chuông bị la quân lại nhét vào phòng bị tu di bên trong đêm nay cũng liền như vậy đi qua trên giường la quân cùng kiều ngưng tự nhiên miễn không phiên vân phúc vũ cực kỳ khoái hoạt nhưng thực la quân trong lòng là có một số thương cảm hắn cảm thấy vận mệnh bất đắc dĩ chỗ hắn hy vọng kiều ngưng có thể tại thiếu uy phủ bên trong tránh thoát trận này sát kiếp nhưng kiều ngưng tâm cuối cùng vẫn là ở phương xa hắn cũng lưu không được nhiếp mị nương đây là số mệnh hôn lại người, các nàng đều có chính mình ý chí lực, không khỏi la quân ý chí lực đến chuyển di. Buổi sáng thời điểm, Kiều Ngưng không đến mảnh vải giúp vào la quân trong ngực. La quân mở mắt ra chữ, hắn nghĩ tới một việc, nói ra, ta đoán chừng, hoàng thượng giờ phút này cần phải trong hoàng cung A. Kiều Ngưng nao nao, nói ra, trong khuê phòng, người thế nào sẽ nghĩ tới đến hắn đâu. La quân tay tại Kiều Ngưng viết đồn phía trên tác quái, đồng thời cười nói, ta là như thế một cảm giác, chỉ cần ta cần hoàng thượng hỗ trợ, tên này là chuẩn không tại. Ta muốn là cho hắn tặng đồ, hắn nhất định nhi ngay tại. Ngươi muốn cho hắn tặng đồ, Kiều Ngưng nói ra. Đúng, La Quân nói ra. Kiều Ngưng nói ra, hoàng đế này, không quá trượng nghĩa. Ngươi làm gì còn muốn cho hắn tặng đồ? La Quân nói ra, mặc kệ thế nào nói, thiếu uy phủ ở chỗ này đều thụ hắn che chở. Và lại, hắn vẫn là nhi tử ta cha nuôi đây kiều ngưng nói ra tốt a à, tùy ngươi la quân cười một tiếng hắn còn nói thêm ngươi còn không có nói cho ta biết hắn có phải hay không tại hoàng cung đâu kiều ngưng nói ra chỗ đó có mùi thịt hắn chuẩn tại ngươi đều nói hắn thế nào khả năng không tại hoàng cung la quân cười ha ha lên kiều ngưng nói ra bất quá a à, hiện tại hắn đã là xưa đâu bằng nay ngươi cho hắn bao nhiêu đan dược hắn sẽ không quá để ý La Quân nói ra, ta biết, hắn tại nhất nguyên chi chu bên trong tu luyện lúc là gặp sự kiện lớn. Thập điềm báo đan dược, không biết bị hắn hấp thu bao nhiêu. Chắc hẳn đế huyền cũng cho hắn không ít đan dược. Kiều Ngưng nói ra, người biết liền tốt, người này lòng ham muốn không nhỏ. La Quân cười một tiếng, nói ra, đó là hắn sự tình, ta tận chính mình tâm ý liền tốt. Không có khả năng hắn có ức vạn gia tài, ta 10 triệu thân ra muốn đưa phía trên toàn bộ đi lấy hắn vui vẻ cho chuyện một lát sau khi, Kiều Ngưng thân thể bị La Quân mỏ phát nhiệt, nàng liền nhô ra tay. La Quân thân thể cứng đờ, liền vừa nóng máu sôi trào, xoay người đem Kiều Ngưng áp dưới thân thể. Phiên vân phúc vũ, phú, liều chết triền nguyên, tự tư không cần nhiều lời. Ăn sáng xong sau, đã là 11 giờ trưa. Triều đình tảo chiều đều đã tan họp, La Quân liền trực tiếp đi Hoàng Cung. Hiên chính hạo quả thật là tại, hắn tại trong ngựa thư phòng tiếp kiến La Quân hiên chính hạo một thân màu vàng sáng áo choàng hắn càng phát ra ôn tồn lễ độ trước kiệu uy nghiêm dần dần hóa thành gió xuân ôn hòa nhưng chính là như vậy một cái hiên chính hạo triều thần nhóm lại là càng phát giác hắn thâm bất khả chắc la quân cũng có loại cảm giác này hắn vốn cho rằng chính mình là nhanh muốn đuổi kịp hiên chính hạo nhưng hiện tại xem ra lại là người mù đuổi bà nương càng đuổi càng xa vi thần tham kiến hoàng thượng la quân hành lễ Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, không cần giữ lễ tiết. La quân nói ra, tạ hoàng thượng. Hiên chính hạo cười nhạt nói, ngươi là có hay không tại trong lòng thầm nhủ, ngươi tìm chấm hỗ trợ thời điểm, chấm mỗi lần đều không tại. Nhưng ngươi muốn cho chấm đưa chỗ tốt thời điểm, chấm mỗi lần đều tại. La quân giật mình, hắn có chút quái dị nhìn về phía hiên chính hạo. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cái gì đều bị hiên chính hạo xem thấu. Thật lâu sau, La quân mới phản ứng được, nói ra, Hoàng thượng biết ta vì sao mà đến. Hiên chính hạo nói ra, người cũng đừng quên, thiên trì các tình báo khắp thiên hạ. Các người tại trung ương thế giới bên trong náo xôn xao, việc này chấm như thế nào lại không biết. La quân không khỏi cười khổ, nói ra, thiên hạ vốn cũng không có sự tình có thể giấu giếm được Hoàng thượng ngài. Hiên chính hạo trầm mặc nửa ngày, nói ra, người liệu sẽ cảm thấy chấm thật sự là một cái bợ đỡ người. La quân nói ra, đương nhiên sẽ không. Hiên chính hạo nói ra, chấm như sợ phiền phức, lúc trước không biết lấy sức một mình tới khiêu chiến trời cao tông, vũ hóa môn còn có thần tộc. Chấm không giúp ngươi, là bởi vì chấm biết, có một số việc, cần chính ngươi đi làm. Giúp ngươi, cũng có thể cuốn vào nhân quả, không phải chấm sợ cái này nhân quả, mà chính là có không cần như thế. Cái này cùng nhau đi tới, ngươi là một mực tải hướng lên trên đi. Cho nên, chấm quyết định, xem ra là không có sai. Là quần nào nào. Hắn ngẫm lại, trong lòng vẫn là tin tưởng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo người này, người không thể dùng thế tục ánh mắt đến xem hắn. Hắn không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt, hắn có lúc tựa hồ nhát như chuột, nhưng có lúc lại to gan lớn mật. Nhưng chính là dựa vào hắn ngưu lược, hắn chỉ huy đại khang đi cho tới hôm nay loại này thế lực bá chủ giống như cấp độ. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt sau, theo bàn nhược chuông bên trong lấy ra một kiện thượng phẩm đạo khí. Hắn nói ra, hoàng thượng đây là vi thần muốn hiến cho ngài. Hiên Chính Hạo mắt sáng như đuốc, hắn chỉ quét mắt một vòng, liền phát hiện La Quân trong tay pháp khí phẩm chất phi phàm. Một kiện thượng phẩm đạo khí, thật là quý giá vô cùng lễ vật. Thượng phẩm đạo khí lại hướng lên một bước cũng là tiên khí. Một kiện thượng phẩm đạo khí cũng không phải là bao nhiêu đan dược có thể cân nhắc. Liền xem như Hiên Chính Hạo trong tay Thiên Long bát bộ phù đồ huyền tháp, cái kia cũng coi như khó lường tiên khí. Bất quá thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp tại hiên chính hạo ma điển phụ trợ hạ uy lực đã không thể tưởng tượng vật này gọi là đan thần thiên lô la quân nói ra hiện tặng cùng hoàng thượng hắn nói xong đem bảo bối này hướng hoàng thượng ném qua đi hiên chính hạo nội tâm kích động thân thủ tiếp được đan thần thiên lô hắn trong mắt lóe lên nóng rực chi sắc hắn nói ra tốt tốt có cái này đan thần thiên lô chấm thì có biện pháp đem ma điển cùng thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp dung hợp Đến lúc đó, ba kiện đạo khí hợp làm một thể, trở thành tiên khí ở trong tầm tay. Là chấm thân thủ chế tạo ra đến tiên khí. Hiên chính hạo theo phía sau hướng la quân, nói ra, người phần này lễ, rất nặng. Chấm, không thể báo đáp. La quân khoát tay, nói ra, ngài là niệm từ cha nuôi, ta được chư nhiều bảo bối, cho ngài phân một kiện, chưa nói tới cái gì lễ nặng. Hiên chính hạo nói ra, nhưng là về sau, có lẽ, chấm vẫn không sẽ giúp người bận biểu chấm chỉ có thể cam đoan với ngươi, ngươi đem thân nhân ngươi đặt ở thiếu uy phủ, chấm có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. La quân nói ra, cái này đầy đủ. Hiên chính hạo nói ra, tốt. La quân ngay sau đó nói ra, như thế, vi thần cáo lui. Hiên chính hạo nói ra, chấm đưa tiến ngươi. Lần này, hiên chính hạo tự mình đem La quân đưa ra hoàng cung. Đây là La quân vinh hạnh đặc biệt, hiên chính hạo chưa bao giờ dạng này đưa qua một người. Sự kiện này, rất nhanh cũng liền tại triều chính trên dưới truyền ra. Triều đình trên dưới, lại làm sao có thể không đúng cái kia thiếu uy phủ lau mắt mà nhìn đây. Là quân tại thiếu uy phủ cũng không có đợi quá lâu, hắn đã hấp thu lần trước giáo huấn. Hắn muốn trước gấp rút đi tìm đến đại ca cùng nhị ca. Kiều Ngưng cũng dự định rời đi thiếu uy phủ, nhưng nàng không có nói ra. Các loại là quân mang lạc tuyết rời đi sau khi, Kiều Ngưng chân sau liền rời đi. La Quân cũng không có trực tiếp mang Lạc Tuyết đi thế giới bao la, mà chính là trước đi một chuyến trời cao tông. Lạc Tuyết bị La Quân giấu ở bàn nhược chuông bên trong. Đây là 10 giờ sáng, La Quân trong nháy mắt liền đến đến cái kia trời cao tông trên không. Hắn cùng Lăng Vân Phong đã lưu dấu ấn tinh thần, cho nên kháo đắc cật, hơi chút liên hệ. Không lâu sau khi, Lăng Vân Phong thì theo trời cao trong tông đi ra. Hai người tại một tòa núi lớn chi đỉnh gặp nhau. Lăng đại ca, La Quân gặp toàn thân áo trắng Lăng Vân Phong, mỉm cười. Lăng Vân Phong gặp La Quân, cũng là rất cảm thấy thân thiết, hắn cởi mở cười một tiếng, nói ra, rất lâu không thấy. Đón đến, lại cẩn thận dò xét La Quân, hắn lập tức liền kinh ngạc, nói ra, tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng là cái gì Tu Vi? La Quân nói ra, hư tiên trung kỳ. Lăng Vân Phong không khỏi hút ngụm khí lạnh, nói ra, ta cái trời ạ, à, người cái này Tu Vi thật sự là soạt 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 tăng ha lúc trước nếu là trưởng giáo trí tôn của chúng ta đối với các ngươi nhiều chút coi trọng hôm nay ta trời cao tông há không nhiều thêm giúp đỡ la quân khe khẽ thở dài nói ra đại khái đây là mệnh số đi nếu ta một mực đợi tại trời cao trong tông chỉ sợ cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này lăng vân phong nao nao nói tiếp vậy cũng đúng la quân nói ra lăng đại ca ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý lần này tới thì là có nhiều thứ tặng cho ngươi Hắn nói xong sau khi thì đưa ra một cái phòng bị tu di. Lăng Vân Phong nghi hoặc tiếp nhận, hắn lập tức liền cảm ứng rõ ràng bên trong đồ vật. Trời à, Lăng Vân Phong cảm ứng rõ ràng sau, nhất thời chấn kinh đến run nhẹ nhẹ cấp độ. Lăng Vân Phong thực có rất ít thất thố thời điểm, nhưng La Quân luôn luôn cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. Tại La Quân cho hắn phòng bị tu di bên trong, có 100 triệu thuần dương đan thuốc, còn có một cái hạ phẩm đạo khí. Đạo khí A bao nhiêu người tu đạo tha thiết ước mơ pháp khí, mà lại, đây là một kiện hoàn hảo không chút tổn hại đạo khí. Đây là một món tiền của khổng lồ. Lăng Vân Phong nhìn lấy La Quân, hắn ánh mắt bên trong có kích động, có phức tạp, nhưng sau cùng chỉ hóa thành hai chữ, cảm ơn. Tuy nhiên chúng ta từng làm qua một trận sư đồ, nhưng ta một mực coi ngươi là đại ca. La Quân cười một tiếng, nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, đại ca rất hổ thẹn, một mực thụ ngươi tốt chỗ, không có nửa phần phản hồi. La Quân nói ra, cái kia không trọng yếu, ta tin tưởng, nếu là Lăng đại ca ngươi đến nhưng bảo tàng này, cũng sẽ không quên mất ta. Cái kia là tuyệt đối. Lăng Vân Phong lập tức vô cùng kiên định nói ra. Vậy là được, La Quân nói ra, Lăng đại ca, ta còn khác sự tình phải xử lý, thì không cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn đi. La Quân, Lăng Vân Phong nhịn không được hô một tiếng. La Quân hơi hơi nghi hoặc nói ra, ừm lăng vân phong nói ra tương lai ngươi như có cần đại ca địa phương núi đao biển lửa đại ca cũng sẽ không một chút nhíu mày la quân nhếch miệng cười một tiếng nói ra ta cũng giống như vậy đại ca ngươi như cần ta một mực ngôn ngữ ta đi rồi hắn sau đó thì hóa thành một vệt cầu vồng hướng lên trời tế bay đi lăng vân phong ngây người đỉnh núi thật lâu không thể bình tĩnh hắn vĩnh viễn không có nghĩ tới lúc trước ra tay trợ giúp la quân bây giờ hội đổi lấy dạng này phong phú hồi báo. Tựa như là một cái thiên sứ đầu tư người, chỉ đầu tư một chút xíu, sau đến hồi báo lại là lật gấp mấy trăm lần một dạng. Là quân lần này là hướng Bắc Hải bay đi, lần này, hắn là muốn đi Minh Nguyệt Cung. Tại Đại Na Di Thuật Thần Diệu phía dưới, quá ngàn núi, lật biển cả đều chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, toàn bộ địa cầu, bất quá là một cái thôn làng lớn nhỏ. Vũ trụ mới thật sự là rộng lớn thiên địa. Khác biệt là, địa cầu bên trong thôn làng ở giữa, có chút thôn làng có bình chướng, không khiến người ta tiến, cần giấy phép. Những thứ này thôn làng ở giữa, là quân cũng không phải trâu bò nhất tách ra người, cho nên có nhiều chỗ, hắn vẫn là cần truyền tống trận mới có thể đi vào. Là quân rất nhanh liền đến minh nguyệt cung trên không. Ánh nắng tươi sáng, trên mặt biển minh mông, đó là rất mỹ lệ trên biển phong cảnh. Minh Nguyệt cung tại đảo hoang phía trên lộ ra phá lệ hùng vĩ tinh mỹ. La quân có Minh Nguyệt cung cho phép, cho nên cái kia hộ cung đại trận cũng sẽ không kháng cự La quân. La quân trực tiếp thì đi vào. La quân cũng không có trực tiếp chạy đến Minh Nguyệt tiên tôn Minh Nguyệt điện, mà chính là tới trước Ly Thiên điện trước. Ly Thiên điện trước cửa điện, hai tên nữ đệ tử gặp La quân, lại là hoan hỉ vô cùng, nói ra: "La công tử, ngài tới rồi." Các nàng là phát ra từ thực tình ưa thích La quân. Đây cũng không phải La quân mị lực quá lớn mà chính là mỗi lần la quân đến đây, đều là xuất thủ xa xỉ. Dạng này chủ, không ai không thích, mà lần này, la quân cũng không ngoại lệ, tiện tay thì ném ra hai cái pháp khí, còn có một số đan dược, hắn vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ lễ vật, hai vị cô nương không muốn ghét bỏ. Hắn lễ vật đưa ra, các cô nương liền rụt rè đều khó mà làm đến. Đa tả công tử, hai nữ hoan hỉ vô cùng. Bọn họ một cái tên là Tiểu Đan, một cái tên là Tiểu Hà tiểu đan nói ra, là công tử, ngài là muốn gặp chúng ta điện chủ A. Là quân nói ra, vâng, cách cô nương tại A. Tiểu đan nói ra, điện chủ tại, nhưng đệ tử muốn trước đi thông bẩm một tiếng. Ngay vào lúc này, bên trong truyền đến ly thiên nhược thanh âm, các ngươi hai cái này tiểu nha đầu, lại thu nạp quân đồ vật A. Tiểu đan cùng tiểu hà hì hì cười một tiếng, cùng một chỗ nói ra, điện chủ, là la công tử cứng rắn nhét. La quân cười ha ha, nói ra, không sai, hai vị tiểu cô nương đáng yêu như thế, ta gặp liền không nhịn được muốn đưa ít đồ. Ly Thiên Nhược Từ cũng là bất kể so sánh, các nàng những cô nương này ở giữa cảm tình là rất thuần phát. Ly Thiên Nhược theo rồi nói ra, là quân, ngươi vào đi. Là quân nói ra, tốt. Ly Thiên Nhược cũng đi ra đón lấy, nàng hơi chỉnh đốn xuống chính mình quần áo, sau đó ở trong đại điện nghênh đón là quân. Là quân nhìn thấy Ly Thiên Nhược lúc, Lý Thiên Nhược một thân màu trắng váy dài, trang nhã, đoan trang, đại khí. Mà lại, nàng tu vi đã tinh tiến, chính là hư tiên chi cảnh. La Quân lập tức liền nói ra, "Cách cô nương, chúc mừng ngươi trình độ cao vút, càng thượng tầng hơn lầu." Lý Thiên Nhược không khỏi cười khổ, nói ra, "Ngươi cái tên này, ta vốn cho là mình lần này tấn thăng là đến thiên tạo hóa. Người khác là tuyệt không có ta dạng này vận khí, ngươi ngược lại tốt, nhanh như vậy thì hư tiên trung kỳ." cái này để người ta còn có sống hay không la quân cười ha ha một tiếng hắn nói ra tiên tôn ở nhà a ly thiên nhược nói ra trước đó vài ngày ra ngoài hôm qua vừa trở về ngươi vận khí rất tốt la quân cười ha ha một tiếng ly thiên nhược nói ra ngươi là muốn gặp ta sư phụ đi ta cái này mang ngươi tới la quân nói ra chờ một chút có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi cùng hồng trần ly thiên nhược nói ra đầu tiên là hối lộ đệ tử ta hiện tại ngay cả ta người sư phụ này cũng muốn hối lộ ta không muốn la quân nói ra ách dạng này a à. hắn đón đến đem đã xuất ra hạ phẩm đạo khí lượng lược đạo khí này gọi là cấm ma châu vốn là dự định đưa tặng cho cách cô nương ngươi đã ngươi không muốn cái kia coi như chờ một chút ly thiên nhược ánh mắt sáng lên nàng đều có chút hưng phấn ngươi không phải nói đùa sao la quân nói ra nói đùa cái gì đâu nhưng người bây giờ không muốn, cái kia còn nói cái gì? Chết tiểu tử, lấy tới. Ly Thiên Nhược gần như tham lam. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó liền đem cấm ma châu ném cho Ly Thiên Nhược. La Quân đạt được pháp bảo mặc dù nhiều, nhưng là đạo khí vẫn là có hạn. Hắn có thể tặng đưa ra ngoài là bởi vì hắn rộng rãi. Nhiều như vậy pháp bảo lưu trên tay, chính mình cũng dùng không đến. Sao không đi ban ơn cho bằng hữu của mình đâu? tỷ như cái này cấm ma châu có thể đem không gian cầm cố gặp phải động tiên cao thủ là có thần diệu chi dụng nhưng la quân cảm giác tay bên trong đồ vật quá nhiều cùng bắt cát một dạng tóm đến càng chặt càng là không tinh hắn dứt khoát thì đều không cần cấm ma châu tại la quân trên tay có chút gà mờ bình thường động tiên pháp tắc chính hắn thì có thể xuyên thấu lợi hại cấm ma châu cũng không thể tránh được đương nhiên nói cho cùng cuối cùng vẫn là tu vi vấn đề nếu như là động tiên cao thủ, không chung cao thủ cầm cấm ma châu, uy lực lại là không thể so sánh nổi. La Quân tại phân phối những thứ này đạo khí phía trên, cũng là có suy tính. Bàn về quan hệ đến, Trầm Mặc Nùng, Kiều Ngưng, Linh Nhi cùng hắn mới là thân nhất. Nhưng là, tiên khí thật không có cách nào cho Mặc Nùng cùng Kiều Ngưng, các nàng cầm tiên khí là hại các nàng. Liền xem như trung phẩm đạo khí tại các nàng trên tay đều không được. Bởi vậy là quân chỉ chuẩn bị cho các nàng hạ phẩm đạo khí, mà linh nhi tu vi cao nhất là quân không chút nghĩ ngợi thì cho chư thiên chi nhãn cái này tiên khí. ách ly thiên nhược tuy nhiên mừng rỡ tại cái này cấm ma châu nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ cái này vô công bất thụ lộc. ha ha là quân cười to hai tiếng sau đó nói người yên tâm cầm lấy đi ta không có gì ý đồ ta lần này đi được bảo tàng đồ vật có rất nhiều tiện tay đưa người một kiện mà thôi. Ly Thiên Nhược thật sâu nhìn La Quân liếc một chút. Nàng tin tưởng La Quân lúc được bảo tàng, nhưng nàng không tin như cấm ma châu dạng này đạo khí sẽ rất nhiều. Nàng biết, đây là một phần rất nặng tình. La Quân tiếp lấy lại cầm một kiện hạ phẩm đạo khí, nói ra, đây là cho kiếm cô nương. Đa tả, Ly Thiên Nhược hít sâu một hơi, nói ra. La Quân hết thảy năm kiện hạ phẩm đạo khí, hiện tại thì đưa ra ngoài bốn kiện, sau cùng một kiện là hắn lưu cho trầm mặc nùng hắn chả có 9 kiện trung phẩm đạo khí, hai kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện tiên khí. Ly Thiên Nhược sau đó thì mang La Quân đi gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt trong điện, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong điện tiếp kiến La Quân. Kiếm hồng bụi cũng tại, Ly Thiên Nhược đem La Quân cho đạo khí đưa cho kiếm hồng bụi. Đây là La Quân cho ngươi, ta cũng có một kiện. Ly Thiên Nhược mỉm cười, nói ra kiếm hồng bụi trông thấy món kia hạ phẩm đạo khí lúc không khỏi vui mừng không thôi có chút không dám tin tưởng kiếm hồng bụi cũng sự tình đại cao thủ chấp sự nhiều năm cũng có phong độ đại tướng nhưng giờ phút này tại sư phụ cùng sư tỷ trước mặt lại là có chút không biết làm sao nàng nhìn sư tỷ liếc một chút vừa nhìn về phía sư phụ minh nguyệt tiên tôn không khỏi cười một tiếng nói ra thu đi la quân không phải cái giả khách sáu người kiếm hồng bụi liền là nhận lấy sau đó hướng la quân làm một lễ thật sâu nói ra đa tạ la công tử la quân nói ra không cần phải khách khí sau đó mọi người đồng đều mỗi người ngồi xuống minh nguyệt tiên tôn nói ra bạch thế giới một hàng vẫn thuận lợi chứ la quân nói ra rất là thuận lợi minh nguyệt tiên tôn nói ra ở trong đó đến cùng là cái tình huống như thế nào la quân nói ra vô cùng phức tạp chuyện này nhắc tới cũng là lời nói dài minh nguyệt tiên tôn mỉm cười nói ra ta đối bên trong tình huống rất ngạc nhiên nơi này cũng không có người ngoài người thật tốt nói một chút đi la quân ngay sau đó cũng liền hít sâu một hơi nói bên trong tình huống chính là linh tu sự tình cũng là không có chút nào khiêng kỵ sách đi ra la quân giảng hơn một giờ mới kể xong minh nguyệt tiên tôn bọn người sau khi nghe xong không khỏi lâm vào trầm mặc trong các nàng tâm là phiên giang đảo hải một lúc lâu sau Minh Nguyệt Tiên Tôn thở dài, nói ra, bạch thế giới bất quá là linh tôn một cái tiểu cứ điểm. Cái này tiểu cứ điểm bình quân mức độ đã vượt xa hắn thế giới. Xem ra, bổn tỏa đều vẫn còn có chút ếch ngồi đáy giếng. Là quân im lặng, Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó còn nói thêm, có điều, trùng hoàng thật đúng là lợi hại. Cho dù là tàn phá chi thân, đều có thể dung chuyển toàn bộ bạch thế giới. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ tại, chỉ sợ, bồn tỏa ở trước mặt hắn, cũng là con kiến hôi đi la quân không khỏi cười khổ bởi vì minh nguyệt tiên tôn nói thật là sự thật la quân lúc này đột nhiên phát hiện đến minh nguyệt tiên tôn sắc mặt khó coi tựa hồ là nguyên khí bị hao tổn bộ dáng hắn không khỏi bị kinh ngạc tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm minh nguyệt tiên tôn phất phất tay nói ra thiên nhược hồng trần các ngươi đi về trước đi hiển nhiên minh nguyệt tiên tôn là ngờ tới la quân muốn nói gì Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi không rõ nội tình, nhưng sư phụ đã lên tiếng, các nàng tự nhiên tuân theo. Ngay sau đó thì đứng dậy rời đi. Các loại hai người này rời đi về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thân thể ta thật là ra một số tình huống. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, đây là có chuyện gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, người hẳn còn nhớ a. À. Lần trước ta thương tâm, thương thế rất nghiêm trọng. Về sau tại người biển linh hồn bên trong hấp thu đầy đủ linh hồn chi lực bổ sung lúc đó ta thương tâm lập tức tốt, mà lại tu vi cũng có tăng trưởng lớn. Là quân biến sắc, nói ra, lúc trước ngài hấp thu thời điểm, nhanh nhạy cũng đã nói cử động lần này không ổn. Chẳng lẽ hiện tại nhân quả đến? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, xác thực là nhân quả tới. Những linh hồn chi lực đó cũng không an phận, áp dụng tác quái. Ta phải không ngừng vận công trấn áp bọn họ. Bọn họ đã cùng ta huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, ta căn bản không có biện pháp đưa chúng nó bóc ra. La Quân nói ra, ngài ý là, những linh hồn chi lực đó cũng không có tránh thức thần phục. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không thể nói như vậy, cũng là còn có tạp chất, bởi vì nó không phải thuộc về ta linh hồn. Mà lại, cái tỷ lệ này lớn hơn một chút, ta linh hồn chi lực theo chân chúng nó. Ân, dùng thông tục lời nói tới nói, nhóm máu có chút không hợp. La Quân nói ra, ngài không có nói cho cách cô nương các nàng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sợ các nàng lo lắng, Ta không có nói. La Quân nói ra, muốn là nhanh nhạy còn tại liền tốt, có lẽ nhanh nhạy có thể có biện pháp. Minh Nguyệt Tiên tôn nao nao, nói ra, nhanh nhạy tiền bối đến đó. La Quân nói ra, ta lần này đi trung ương thế giới, lấy hắn bảo tàng. Hắn bảo tàng bên trong có hắn vẫn muốn đại linh dịch thuật. Sau đó nhanh nhạy thì đến nơi này của ta, hắn chỉ chỉ chính mình mi tâm, nói ra, ở chỗ này bế quan đi, ta cũng làm hắn không ra. Là quân mi tâm bí mật, Minh Nguyệt Tiên Tôn là biết được. Nàng cười một tiếng, nói ra, hắn bế quan, chúng ta cũng không tiện quấy dày. Chuyện ta, người không cần lo lắng, ta hội tự mình giải quyết. Là quân nói ra, ta có gì có thể hỗ trợ sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta muốn ra ngoài một chuyến, đến giải quyết cái phiền toái này. Cũng là đập xuống cơ duyên, nhưng là hiện tại, ta cần ngươi biển linh hồn cho ta lần nữa bổ sung linh hồn chi lực. Cái gì, còn muốn bổ sung, là quân hoảng sợ, minh nguyệt tiên tôn nói ra, ta cần hấp thu càng nhiều linh hồn chi lực tới áp chế bọn họ. không phải vậy lời nói, thì ta trạng huống này, căn bản là không có cách ra ngoài. là quân nói ra, nhưng là, này lại, minh nguyệt tiên tôn nói ra, người nói tình huống ta rõ ràng, đây là uống chậm chỉ khát. nhưng cái này có thể cho thời gian của ta, ta cần thời gian. là quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đáp ứng minh nguyệt tiên tôn yêu cầu. La Quân nhớ tới đại số mệnh thuật, lúc đó hắn biết rõ đại số mệnh thuật là hại người đồ vật. Có thể hắn vẫn là một lần một lần sử dụng, mà bây giờ, tiên tôn chính là cái này tình huống, không có lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, La Quân nói ra, đã như vậy, vậy thì mời tiên tôn hưởng dụng đi. Hắn lập tức bắn ra biển linh hồn, cái kia nồng đậm biển linh hồn đem chọn cái đại điện bao phủ. Minh Nguyệt tiên tôn liền ngồi xếp bằng, ngưng thần hấp thu cái này linh hồn chi lực lên lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn hấp thu thời gian rất lâu. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tế ra vô số thuần dương đan thuốc tới. Cơ hồ có 100 triệu số lượng. La Quân nhìn lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn không ngừng hấp thu linh hồn chi lực, còn có thuần dương đan thuốc, hắn thật sự là có chút bận tâm Minh Nguyệt Tiên Tôn hội xảy ra vấn đề. Như vậy thao thiết hấp thu năng lượng, thân thể có thể đem tất cả tạp chất thối luyện rồi chứ. Chỉ một lúc sau, La Quân nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn thì xông phá một tầng bích trướng, nàng pháp lực bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt, liền đến động tiên đỉnh phong. Mà lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn không có đỉnh chỉ loại tu luyện này. Nàng lại lấy ra 100 triệu thuần dương đan thuốc hấp thu. Minh Nguyệt Tiên Tôn tích xúc nhiều năm như vậy, trên tay đan dược là không ít. Là quần nhịn không được nói ra, Tiên Tôn, lần trước ngài liền đã thương tâm, không thể lại tiếp tục. Thuần dương đan thuốc hình thành thuần dương chi long, vây quanh Minh Nguyệt Tiên Tôn cái kia linh hồn chi lực thì cũng hình thành màu đen long thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn song trọng hấp thu. Nàng cũng không mở mắt, nói ra, ngươi cứ yên tâm, trong nội tâm của ta lúc này tính toán sẵn. Là quân hơi hơi ngẩn ngơ, đã Tiên Tôn đều nói như vậy, hắn tự nhiên chỉ có im miệng phần. Minh Nguyệt Tiên Tôn trọn vẹn hấp thu một đêm linh hồn chi lực, đồng thời hao phí 300 triệu thuần dương đan thuốc. 300 triệu thuần dương đan thuốc đem minh nguyệt tiên tôn lực lượng kéo lên đến động tiên đỉnh phong, cái này là tuyệt đối bạo lực kéo lên. Người bình thường tuyệt đối không dám làm như thế, mà lại cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn thương tâm, hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Loại kia khổ sở, là quân thử qua. Mà lúc này, minh nguyệt tiên tôn là có chút phò đã mẻ không sợ rơi. Đồng thời, nàng đang không ngừng bạo lực bổ sung linh hồn chi lực, cho nên nàng còn có thể ổn định nàng hấp thu linh hồn chi lực càng nhiều, sau phản vệ liền sẽ càng lợi hại. Đây mới thực là uống chậm chỉ khát. Tựa như là một người vốn là đã uống rượu độc, cảm thấy mình dù sao cũng là trúng độc, nhưng rượu này lại tốt uống, dứt khoát thì toàn uống một dạng. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này trùng kích đến thời khắc mấu chốt, nàng tiếp lấy lại lấy ra 100 triệu thuần dương đan thuốc. La Quân ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn không khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh, e sợ cho Minh Nguyệt Tiên Tôn hội xảy ra chuyện gì minh nguyệt tiên tôn đây là thuộc về bạo lực kéo lên nàng tích lũy kinh nghiệm đều còn chưa đủ dạng này trùng kích căn cơ bất ổn mà lại cực nguy hiểm la quân đã từng ý đổ bạo lực kéo lên thôn vệ không qua thiếu long quả nhưng về sau kém chút mất mạng minh nguyệt tiên tôn đang hấp thu linh hồn chi lực bên trong kinh nghiệm tích lũy la quân vẫn luôn là vận dụng linh hồn chi lực hắn biết linh hồn chi lực bên trong có rất nhiều phong phú tích lũy nhưng những vật này hắn vẫn luôn biết có thể đem ra vây khốn người khác, lại không thể hấp thu. Tựa như là đao kiếm đã thương người, nhưng người không thể đem đao kiếm nhắm ngay chính mình. Năm đó áo đen tố trinh thôn vệ không ít cao thủ lực lượng, đồng thời lấy lôi kiếp không ngừng thối luyện tạp chất, có thể sau tới vẫn là đụng phải khủng bố nhân quả. Thế gian này quy tắc, thiên đạo quản thúc trong lúc vô tình, nhìn không thấy, nhưng ứng nghiệm thời điểm mới biết được chỗ kinh khủng. Là quân muốn khuyên can tiên tôn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn kinh nghiệm cùng tích lũy bị linh hồn chi lực không ngừng bổ sung. Đây là một cái mạo hiểm mà quá trình khá dài, La Quân liền thì chờ ở bên cạnh lấy, hắn một mực chờ lấy. Biển linh hồn bên trong linh hồn chi lực vô cùng vô tận, tuy nhiên Minh Nguyệt Tiên Tôn hấp thu không ít, nhưng đối với biển linh hồn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cái này biển linh hồn là áo đen tố trình cho La Quân đánh xuống thiên hạ hắn lại bởi vậy mà được lợi cả đời. Âm ầm đúng lúc này, Minh Nguyệt tiên tôn sau lưng xài sạch trùng thiên, thậm chí toàn bộ Minh Nguyệt cung đều có lóa mắt xài sạch phóng hướng chân trời. Một vị không trung cảnh cao thủ, như vậy sinh ra. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, Minh Nguyệt tiên tôn thông qua linh hồn chi lực bên trong toái phiến, khám phá thời gian pháp tắc. Minh Nguyệt cung trong vòng nghìn dặm bên trong rất nhiều yêu ma, gặp tình huống này, liền đối với cái kia Minh Nguyệt Cung càng thêm kính sợ. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ đó, càng thêm không thể đo lường. Minh Nguyệt Cung trên dưới, cũng là hoan hỷ cùng cực. Là quần ánh mắt phức tạp, hắn biết, Minh Nguyệt Tiên Tôn trên thân thể, tai họa ngầm càng thêm lớn. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này tản mát ra cường đại dị thường mà ấm áp khí tức, nàng tinh thần trạng thái tốt tới cực điểm. Là quân liền thu hồi biển linh hồn, hắn làm một lễ thật sâu nói ra chúc mừng tiên tôn minh nguyệt tiên tôn nhìn về phía la quân nàng cười nhạt một tiếng nói ra ta biết ngươi lo lắng nhưng bây giờ ta thắng đến thời gian một năm trong vòng một năm cho dù không có thể giải quyết trên thân vấn đề nhưng cũng có thể thích đáng an bài minh nguyệt cung la quân nói ra một năm nay vãn bối cũng đều vì tiên tôn đi tìm trị liệu chi pháp còn xin tiền bối ban thưởng thêm một viên tiếp theo dấu ấn tinh thần để vãn bối ngày sau tốt cùng tiền bối liên hệ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt, như thế làm phiền. Nàng sau khi nói xong, thì hơi động đậy đọc, tiếp lấy bắn ra một cái dấu ấn tinh thần. Là quân đem cái này dấu ấn tinh thần lưu trữ trong não vực. Là quân cùng đại ca, nhị ca cũng là có dấu ấn tinh thần liên hệ. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn hoàn toàn không cảm ứng được đại ca, nhị ca dấu ấn tinh thần vị trí. Dấu ấn tinh thần như điện thoại một dạng, đến không tín hiệu địa phương, đó cũng là không thể làm gì. La là quân sau đó lại lấy ra một kiện thượng phẩm đạo khí, nói ra, tiên tôn, vật này gọi là thiên long cầm, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, hiện tại tặng cùng ngài. Minh Nguyệt tiên tôn nao nao, nàng nhìn về phía ngày đó long cầm, ánh mắt lại là phức tạp tới cực điểm. Tiên tôn, ngài, La quân nói ra, Minh Nguyệt tiên tôn phất tay áo quay lưng đi, nàng nói ra, hai kiện hạ phẩm đạo khí, một kiện thượng phẩm đạo khí còn có ngươi trước đó ân cứu mạng thật sự là thật đáng buồn a à, làm tử y sắp sửa trước đó nhắc nhở ta chiếu cố ngươi hiện tại ngược lại là ngươi nhiều lần ban ơn cho tại ta nàng lòng tự trọng quả thực là bị thương tổn la quân hít sâu một hơi nói ra tiên tôn ngài không cần lo lắng không cần lo lắng minh nguyệt tiên tôn thê lương cười một tiếng nói ra người lễ cũng không nhẹ nàng quay người đối mặt la quân la quân nói ra người sống một đời có người cho rằng tu là quan trọng nhất muốn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có người cho rằng tiền tài trọng yếu nhất có người cho rằng quyền lực trọng yếu nhất có người cho rằng sắc đẹp trọng yếu nhất nhưng trong lòng ta cho rằng bằng hữu trọng yếu nhất tiên tôn ngài là ta tiền bối cũng là bằng hữu ta được chỗ tốt không nghĩ bằng hữu vậy ta còn phối tình yêu tình báo hai chữ sao bằng hữu minh nguyệt tiên tôn gật gật đầu nàng nói ra, tốt, là quân, người rất tốt. lớn nhất bắt đầu thời điểm, bổn tọa là mười phần không hiểu lam tử y tại sao muốn đối người coi trọng như thế. hiện tại, bổn tọa cũng triệt triệt để để minh bạch. người nào có thể trở thành bằng hữu của ngươi, vậy sẽ là may mắn nhất sự tình. là quân nói ra, còn mời tiên tôn nhận lấy lễ vật này. minh nguyệt tiên tôn vật đầu, nói ra, tốt, ta nhận lấy. là quân sau đó lại khu động ra thuần dương đan thuốc hết thảy 500 triệu. Những đan dược này, tiên tôn cũng thu cất đi. 500 triệu, Minh Nguyệt tiên tôn đánh giá một phen, nhất thời hoảng sợ. Nàng toàn bộ Minh Nguyệt cung tồn kho cũng bất quá là điểm ấy số lượng, đây là phú khả địch quốc số lượng. 10 triệu thuần dương đan thuốc, cái kia chính là khoản tiền lớn. Tốt, Minh Nguyệt tiên tôn cũng không nhiều lời, nhận lấy những đan dược này. Là quần ngay sau đó ôm quyền, nói ra, vãn bối còn có việc, trước hết cáo từ ta không tiến ngươi ngươi đi đi minh nguyệt tiên tôn nói ra la quân gật gật đầu sau đó hắn quay người hóa thành một vệt cầu vồng rời đi minh nguyệt cung chúc mừng sư phụ làm minh nguyệt tiên tôn xuất hiện tại ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi trước mặt lúc hai người đệ tử một gối quỳ xuống tràn ngập vui sướng vì sư phải đi ra ngoài một bận cái này minh nguyệt cung thì giao cho các ngươi quản lý minh nguyệt tiên tôn lại là nói ra Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi biết sư phụ thường xuyên ra ngoài, cũng là không lấy làm lạ. Nhưng lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi thở dài, nói ra, Thiên Nhược, Hồng Trần, vi sư nếu là một năm về sau không thể trở về tới. Các ngươi liền đem cái này Minh Nguyệt Cung trên dưới bảo bối toàn bộ phân phát, đem cái này Minh Nguyệt Cung như vậy giải tán. Các ngươi cũng liền tự giải quyết cho tốt. Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Sư phụ, ngài đây là ý gì? ngài chính tuổi xuân đang độ ly thiên nhược nói ra nàng và kiếm hồng bụi cảm thấy vô cùng sợ hãi minh nguyệt tiên tôn trầm giọng nói ra có một số việc vi sư thì không dối gạt các ngươi vi sư từ lần trước sau khi bị thương thân thể vẫn luôn có vấn đề mặc dù sau đó tới bị la quân biển linh hồn tiêu trừ một lần nguy cơ nhưng vi sư thể nội linh hồn chi lực thủy chung quấy phá vi sư lúc này lại lần nữa dựa vào la quân linh hồn chi lực cưỡng ép tăng cao tu vi nhưng vi sư trên thân tai họa ngầm càng thêm không thể tưởng tượng. Vi sư hiện tại chỉ có thời gian một năm, nếu như có thể giải quyết trên thân vấn đề, vậy liền hết thảy không đề cập tới. Nếu như giải quyết không, liền sẽ bị mất mạng. Cái này minh nguyệt cung, gây thù hằn quá nhiều, lấy các người bản sự, thủ không được, còn không bằng tán. Ly Thiên nhược cùng kiếm hồng bụi nghe vậy không khỏi ngây người, các nàng vốn là mang cự đại vui sướng. Lại làm sao biết, cao ốc thế mà đem nghiêng dạng này tâm lý tranh lệch làm cho các nàng không thể tiếp nhận các nàng càng không thể tiếp nhận là sư phụ có khả năng hội rời đi sư phụ hai nữ nhất thời nước mắt rơi như mưa là quân lần này là trực tiếp đi gặp tô yên nhiên sau đó lấy thiên chỉ các truyền tống trận trở về thế giới bao la hắn thuận tay cho tô yên nhiên đưa một triệu thuần dương đan thuốc đem tô yên nhiên cảm động đến hận không thể lấy thân báo đáp trở lại thế giới bao la về sau là quân đi trước phúc châu bên kia hắn bồi tiếp lạc tuyết đi vào lạc ninh y quan trùng trước lạc tuyết tại y quan trùng trước đợi một ngày một đêm đó là vô tận tương tư cùng đau khổ lạc quần cũng bồi tiếp ngồi một ngày một đêm hắn muốn rất nhiều cùng lạc ninh một chút hắn còn có thể thế nào có thể làm gì chỉ có thể hướng phía trước nhìn hắn không thể không tiếp nhận dạng này hiện thực tại một đời người bên trong cũng là sẽ có trọng yếu người rời bỏ ngươi ngươi cho dù mọi loại tưởng niệm cho dù vô cùng không muốn nhưng lại cái gì đều cải biến không. Một ngày sau đó, Lạc Tuyết quyết định lưu lại, ngay tại cái này Phúc Châu lưu lại. Là Lạ quân không yên lòng, dù sao Lạc Tuyết thể chất đặc thù, sợ bị người có quyết tâm nhớ thương. Hắn ngẫm lại, nói ra, muốn không, ta đem cha mẹ ngươi, còn có Lạc Ninh y quan trùng toàn bộ dắt đến Yến Kinh bên kia đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bố trí xuống phong thủy đại trận. Dạng này, ngươi ngay tại Yến Kinh bồi lấy bọn hắn, có thể sao? Lạc Tuyết nói ra, ta ngay ở chỗ này, rất tốt. Lạc Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi quên, trước đó những linh tôn đó phải bắt ngươi, ngươi không có năng lực chống cự, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bây giờ? Lạc Tuyết trầm mặc đi xuống. Lạc Quân nói ra, ta đến an bài, có thể a? À. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, tổ phần không muốn dắt, cố thổ nan ly, cái này ta biết, huống chi được vốn tới nơi này mặt thì không có cái gì. Ngươi giúp ta tại Yến Kinh bên kia tìm cái vị trí ở lại đi." La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, "Tốt, ta lấy tay đến an bài." Sau đó, La Quân liền mang theo Lạc Tuyết trở lại đến Yến Kinh. Hắn cũng không có mang Lạc Tuyết đi cùng trầm mặc nùng gặp mặt, bởi vì vậy sẽ không là vui sướng gặp mặt. Lạc Tuyết nhìn đến chính mình lại một cái thê tử, còn có nhi tử, nàng sẽ chỉ càng phát giác La Quân có lỗi với nàng muội muội. Cho nên, La Quân đem Lạc Tuyết an bài tại heo tần đại trong tử điếm. Phòng Tổng thống, Lạc Tuyết đối ở rất hài lòng. La Quân lại cho Lạc Tuyết an bài ăn, uống. Hắn là để khách sạn nhân viên đúng hạn đưa ăn, uống đến trong phòng tới. Sau đó, La Quân mới lại đi gặp Nhi Tử cùng Trầm mặc Nùng. La Quân trực tiếp buông xuống hoa viên biệt thự, hắn Nhi Tử niệm từ một tuổi chín tháng. Niệm từ đối La Quân cuối cùng có cảm tình, La Quân đến nhà về sau, Niệm từ chính trong phòng khách một người chơi đùa, nhưng nhìn thấy La Quân, sững sờ sau khi, thì hô, cha. Ba ba, sau đó hướng La Quân chạy tới. La Quân bỗng cảm giác ngoài ý muốn, đồng thời kinh hỉ, liền hoan hỉ vô cùng đem nhi tử ôm. Triệu mẹ cùng lưu mụ đang chiếu cố tiểu niệm từ, các nàng nhìn thấy La Quân, lập tức tôn kính vô cùng hô, tiên sinh. La Quân ôm niệm từ, vừa cười vừa nói, phu nhân đâu. Triệu mẹ nói ra, phu nhân gần nhất ra đi làm việc, đi 3 ngày. Là quần hơi hơi ngoài ý muốn, hắn lập tức vận chuyển trong não vực dấu ấn tinh thần. Đó là cùng trầm mặc nùng ở giữa liên hệ. Mặc nùng, là Quân nhẹ hô một tiếng. Tại khác biệt thế giới bên trong, là chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ấn ký, nhưng không thể tiến hành ý thức giao lưu. Mà tại cùng một cái vị diện thế giới bên trong về sau, chỉ muốn đối phương không có bị che đậy tại không tín hiệu địa phương, là có thể tiến hành ý thức giao lưu bên kia rất nhanh liền có đáp lại, mang theo kinh hỉ. Ừm, là quân, người trở về à nha. Trầm mặc nùng thanh âm là dễ nghe như vậy, êm tai, kiều mị. Triệu mẹ cùng lưu mụ chỉ thấy là quân đột nhiên không nói lời nào, các nàng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Là quân còn một lần đùa con trai của làm. Là quân cười một tiếng, dụng ý biết nói ra, người ở chỗ nào vậy? Có hay không gặp phải phiền phức, có muốn hay không ta giúp ngươi? trầm mặc nùng cười một tiếng nói ra ta lập tức liền trở lại một chút sự tình mà thôi đông hải bên này có ngư quái xâm nhập ngư dân đã bị ta giết bất quá là chút đến điểm tạo hóa đồ vật cũng dám ra đây làm càn la là quân cười cười sau đó trước mặt hắn đột nhiên không gian ba động lên đón lấy trầm mặc nùng thì thi triển đại na di thuật đi ra trống rỗng xuất hiện triệu mẹ cùng lưu mụ thấy cảnh này rất là bình tĩnh Trầm mặc nùng vừa xuất hiện, tiểu niệm từ lập tức làm phản, kêu muốn tìm mụ mụ. Trầm mặc nùng yêu thương ôm con trai của lên. Nàng xuyên quần áo bó màu đen, cả người lộ ra già dặn, tỉnh táo, cơ trí, mỹ lệ vô song. Toàn thân khí chất, không chỗ ẩn tàng, để người vì đó tâm động. Mà lại, tại trải qua cho bú, tính về sau, nàng ngực cũng phá lệ ngạo nhân. Nàng vừa đến, liền có mùi thơm sông vào mũi, tóc nàng đánh lấy đại ba lãng quyển, rõ ràng là thời đại lộng triều nhân. Dạng này nữ tử, nhân gian nam tử, cái kia có thể có tư cách nắm giữ A. À. Nếu để cho những cái kia ngưỡng mộ trầm mặc nùng nam người biết, trầm mặc nùng chỉ là trượng phu nàng mấy cái cái thê tử một trong, những ưu tú đó các nam nhân đoán chừng muốn phát điên. La quân nhìn một chút, đều là ngốc ngẩn ngơ. La quân bồi tiếp trầm mặc nùng cùng nhi tử cùng nhau chơi đùa thật lâu, đến tận buổi tối, thật vất vả nhi tử khốn, mới từ triệu mẹ cùng lưu mụ mang theo niệm từ đi tắm rửa ngủ niệm từ trước khi ngủ hội uống sữa tươi uống xong sữa bò ánh mắt thì đều muốn không mở ra được la quần rốt cuộc cùng trầm mặc nùng có hai người thế giới thời gian tách ra đã tiếp cận hai tháng tự nhiên là có đếm không hết tương tư huống chi trầm mặc nùng như thế mê người la quần chỗ đó còn cầm giữ được hai người lên trên lầu trong phòng ngủ lớn cùng nhau tắm cái tắm huyên ương trong phòng tắm liền thì kích tình bành trướng một lần, về sau lại lăn đến trên giường. Phiên vân phúc vũ, lật qua lật lại, liều chết triền miên, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hai mở sướng đầm đìa sau đại chiến, bọn họ mới trên giường an tĩnh lại. Trầm mặc nùng không đến mảnh vải, thỏa mãn nhào vào la quân trên lồng ngực. Lúc này, bọn họ một câu cũng không muốn nói, lười nói. Rất rất lâu về sau, trầm mặc nùng mới lên tiếng, lần này có thể đợi bao lâu a à? La Quân không khỏi cười khổ nói ra, đợi cái ba ngày liền đi, nhiệm vụ lần này thời gian có một năm, nhưng là lần trước nhiệm vụ thất bại. A, à, Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nàng chống đỡ đứng người dậy nhìn về phía La Quân, nói ra, không phải đã 10 phần chắc chín sao? Làm sao lại thất bại đâu? La Quân nói ra, không tìm được nhị ca, cho nên liền không có cầm tới sau cùng ba kiện chí bảo. Ta hiện tại là hấp thu giáo huấn, mau chóng đi tìm tới nhị ca cùng đại ca sau đó đem bảo bối nắm bắt tới tay thì hết thảy dễ nói trầm mặc nùng nói ra vậy được rồi la quân còn nói thêm đến dẫn người đi tuyển vài thứ hắn về sau liền dẫn trầm mặc nùng tiến bàn nhược chuông bên trong hai người cứ như vậy cái gì cũng không có mặc dạo bước tại bàn nhược chuông bên trong dù sao cũng không chịu có thể có người ngoài tại khoan hãy nói ngẫu nhiên dạng này chạy không tự mình cảm giác còn là quái dị bên trong mang theo một điểm thoải mái cũng là La Quân có phải hay không dò xét trầm mặc nùng cái này khiến trầm mặc nùng cảm thấy vẫn còn có chút không được tự nhiên. bất quá trầm mặc nùng rất nhanh liền bị những ngọc đẹp đó đầy rẫy pháp bảo đan dược hấp dẫn. sau đó trầm mặc nùng liền nhanh chóng bắt phòng bị tu di bên trong y phục mặc lên. người cảm thấy cái gì phù hợp người liền lấy đi. La Quân nói ra, trừ món kia tiên khí người không thể cầm. trầm mặc nùng nói ra, lưu cho làm tử y tiền bối, đúng không? nàng ngược lại là thông minh. là Quân cũng không tị hiềm, nói ra, không sai. Về sau, trầm mặc nùng thì tuyển một kiện hạ phẩm đạo khí, là Quân giúp thuần phục khí linh. Như thế về sau, lại cho trầm mặc nùng 100 triệu thuần dương đan thuốc. Trầm mặc nùng chính mình cũng mỉm cười nói nói, giống như là chơi game một dạng, trên người của ta toàn bộ trang bị đều là ngươi đánh cho ta xuống tới. Là Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không phải cũng nỗ lực. Ta nỗ lực cái gì?" Trầm Mặc Nùng hơi sững sờ. La Quân nói ra, "Nhan sắc a." À. Lăn, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Trầm Mặc Nùng cười mắng. Sau đó, hai người trở lại trên giường, lại một vòng điên loan đảo phượng. Sau lần này, liền ngủ thật say. Buổi sáng thời điểm, La Quân nghĩ đến một vấn đề, nói ra, "Chúng ta về sau tại niệm từ trước mặt, tựa hồ phải chú ý một số." "Chú ý cái gì?" Trầm Mặc Nùng hơi sững sờ. Nói ra, cũng không có ở trước mặt hắn làm cái gì bất nhã sự tình a. À. La Quân nói ra, không phải nói cái này, không thể ở trước mặt hắn thi triển pháp thuật. A, à, Trầm Mặc nùng nói ra, ngươi là lo lắng hắn cùng người đồng lứa không thể chơi đến cùng một chỗ sao? La Quân nói ra, hiện tại nói với hắn chúng ta tồn tại, hắn cũng không hiểu. Về sau, hắn là không muốn học pháp thuật đều rồi nói sau. Tóm lại ta không muốn để cho hắn tương lai các bạn học cảm thấy hắn không bình thường. Mặt khác, ta cảm thấy một mình hắn quá cô đơn điểm. Trầm mặc nùng nói ra, hiện tại cũng là con một, cái kia có không cô đơn. Chờ thêm học sẽ khá hơn một chút đi, ta cũng cho hắn tìm sớm dậy, mỗi cái tuần lễ đều sẽ đi cùng hắn tiểu bằng hữu chơi lên mấy lần. Là quân nói ra, ai, vẫn là ta trách nhiệm. Hắn thân này một bên, tổng là mấy người các ngươi nữ nhân bồi tiếp. Ta sợ hắn sẽ có chút âm nhu, không có nam tử hán khí khái. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ừm, ngươi nói những thứ này, ta sẽ chú ý. Ngươi cũng không nên quá lo lắng, hai tử giáo dục cái này một khối ta sẽ rất xem trọng." La Quân nói ra, "Muốn lăng tiền bối, đó cũng là nhân vật cái thế. Về sau còn không phải có Trần Gia Hồng bi kịch, cuối cùng vẫn là giáo dục thiếu thốn. Một đứa bé trưởng thành, chỉ có yêu là không đủ. Yêu chiều càng không được." trầm mặc nùng nói ra trần gia hồng hiện tại cũng cải biến không phải sao lại nói ta đối con của chúng ta có lòng tin hắn tuyệt sẽ không giống trần gia hồng như vậy cực đoan ta cũng sẽ không yêu chiều hắn la quân nói ra ừm um, ta tin tưởng ngươi chỉ cần ta có thể còn sống về sau hắn trưởng thành ta đều sẽ bớt thời gian để dẫn dắt ta cũng không cầu gì khác về sau có thể có bao nhiêu tiền đồ dù sao chỉ cần hắn có thể làm cái nam nhân làm tâm địa thiện lương người vậy là được trầm mặc nùng cười một tiếng nói ra nhất định có thể thương lượng xong cái này một gốc giả về sau la quân nói với trầm mặc nùng lạc tuyết đã qua tới sự tình hắn muốn trầm mặc nùng hỗ trợ sắp xếp cẩn thận lạc tuyết trầm mặc nùng biết la quân ấy náy tại lạc tuyết nàng nói ra người yên tâm đi ta sẽ thích đáng an bài la quân nói ra ừm có trầm mặc nùng cái này hậu cần tổ chức bộ trưởng tại la quân thật là bớt lo không ít sau đó, trong ba ngày qua, La Quân đều bồi tiếp nhi tử. Trầm Mạc Nùng cũng chính là điện thoại chỉ huy một số người đi xử lý sự tình, bao quát lạc tuyết sự tình. Hắn thời điểm, nàng cũng bồi tiếp. Đối với tiểu niệm từ tới nói, hắn là có rất ít phụ mẫu cùng một chỗ bồi tiếp thời điểm. La Quân tận lực đầy con trai của đủ, nhưng cũng phát con trai của hiện tính khí có chút mềm mại, chỉ cần hơi không như ý, liền sẽ thút thít, lại hướng triệu mẹ trên thân chạy. Trong nhà, sùng ái nhất tiểu gia hỏa này cũng là triệu mẹ, có thể nói là không điểm mấu chốt, không nguyên tắc. cái này khiến La Quân cảm thấy có chút đau đầu, nhưng hắn lâu dài bên ngoài, không có khả năng vừa vừa về đến, thì đối với Nhi Tử Đại Huấn đặc huấn, thêm con trai của phía trên cũng còn quá nhỏ. Trầm Mặc Nùng nhìn đến La Quân sầu lo về sau, liền nói ra, người yên tâm, ta sẽ đến chậm rãi dẫn đạo. La Quân gật gật đầu, hắn biết rõ, sinh đứa bé không dễ dàng dưỡng đứa bé càng là không dễ dàng. Dưỡng nhi dục nữ, tuyệt đối không phải cho hắn đầy đủ điều kiện vật chất là được rồi. Xã hội bây giờ sớm đã không phải là trước kia xã hội, xã hội bây giờ, coi trọng vật chất. Dưỡng mà không dậy, giống như giết con, mà sau cùng giáo dục, thì là phụ mẫu làm gương tốt. Tại ngày thứ ba thời điểm, là quân vốn là ngay tại bồi tiểu niệm từ xếp gỗ, đột nhiên, tiểu niệm từ định trụ. Là quân hơi kinh hãi, sau đó, hắn liền nhìn đến tiểu niệm từ mi tâm bên trên có biến hóa. Là quân lập tức liền biết, là ma đế. Cũng là cha mình. Triệu mẹ, người ra ngoài một hồi đi. Là quân lập tức đối một bên triệu mẹ nói ra. Triệu mẹ nghe vậy liền nhìn qua, nàng cũng phát hiện có chút biến hóa, lập tức liền nói ra, tốt, tiên sinh. Sau đó thì ra phòng ngủ. Rất nhanh, nhất tôn hư không nguyên thần thì theo niệm từ mi tâm bên trong chui ra cái này là ma đế vì bảo vệ mình tiểu tôn tử, cố ý thả nhất tôn kỳ dị hư không nguyên thần. Là quân cũng nghiên cứu qua, ma đế tôn này nguyên thần thật lâu không rời, pháp lực bền bỉ, tựa hồ là đi qua đặc thù đoán tạo. Tại tiểu niệm từ mi tâm bên trong, không chỉ có không có thương hại, ngược lại vẫn còn ấm dưỡng tác dụng. Cho nên, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, tiểu niệm từ cơ hồ là liền cảm vặt đều không qua được. Đây là khiến người ta rất bớt lo một việc. Nguyên thần cùng ấn ký khác biệt, ấn ký phương thức liên lạc yếu kém, mà nguyên thần thì là có thể liên thông chư thiên vạn giới. Tựa như là quân người tại kỷ phấn trắng thế giới, lại có thể khống chế tại thế giới bao la vô thủy thần ngẫu một dạng. Chỉ là, pháp lực bị kết giới cách trở, khó có thể thua đưa tới. Lúc này, mà đế nguyên thần hình thành, toàn thân áo đen, tự mang uy nghiêm xuất hiện tại la quân trước mặt. Lấy la quân giờ này ngày này tu vi, hắn có thể tùy tiện nhìn sát trước mắt tôn này nguyên thần. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Thiên Nhai nhìn La Quân liếc một chút, sau đó thì nhìn về phía niệm từ. Ra ra, tiểu niệm từ lúc này lấy lại tinh thần, sau đó nhìn đến Trần Thiên Nhai, liền hoan hỉ hô. Hắn đối Trần Thiên Nhai lại là thân mật cực kỳ. Trần Thiên Nhai ngay lập tức đem tiểu niệm từ ôm, hỏi, có muốn hay không ra ra? Muốn, mỗi ngày nghĩ, tiểu niệm từ nói chuyện còn không lưu loát, chỉ biết mấy cái đơn giản từ ngữ la quân ở một bên đều nhìn đến có chút ghen ghét nhưng nói cho cùng trong lòng của hắn là vui vẻ ta không có đã nói với ngươi một việc la quân đột nhiên nói ra trần thiên nhai nao nao hắn sau đó thản nhiên nói ừm um. hắn tại đối niệm từ cùng đối la quân thái độ chính là là chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên có lẽ trần thiên nhai trong lòng vẫn là đối la quân không thể tiêu tan liền muốn la quân cũng không thể đối với hắn tiêu tan một dạng có lẽ là Trần Thiên Nhai khỏi bị mất mặt. La Quân nói ra, ta đi qua một lần bình hành thế giới, ở nơi này, ngươi cùng lăng tiền bối là hai huynh đệ, quan hệ hòa thuận. Ngươi là một cái kỹ sư, ngươi chỉ có ta cái này một đứa con trai. Nhà chúng ta, rất hòa thuận, ngươi bộ dáng, thì cùng vừa mới ôm niệm từ lúc là một dạng. Trần Thiên Nhai trầm mặc đi xuống, hắn nhớ tới hắn vẫn cứ làm một giấc mộng. Giấc mộng kia bên trong, tựa hồ hòa La Quân nói tới không sai biệt lắm. Cái này một cái chớp mắt, là quân cùng Trần Thiên Nhai đồng thời đang nghĩ, đến cùng cái kia là mộng, cái kia mới là hiện thực. Đã từng, bọn họ sinh mệnh bên trong không có pháp thuật, cũng là chúng sinh bên trong một viên. Bây giờ, bọn họ tay cầm ngôi sao, phúc vũ phiên vân. Nghĩ như thế nào đến, đều cảm thấy chỉ có phổ thông, mới là chân thực. Ma, thần, không đều là trong thần thoại mới có sao. Là quân đột nhiên động nghiệp, sau đó, trong não vực pháp lực vận chuyển, cường hãn tới cực điểm đây hết thảy hết thảy đều tại nói cho hắn biết ma thần mới là chân thực cái này chính là chân thật không khỏi ngươi không tin không khỏi ngươi hoài nghi trần thiên nhai từ tốn nói thế nào đột nhiên phát hiện người đã không hận hắn lời nói băng lãnh mà đâm chúng nhân tâm la quân trong nháy mắt liền nhớ lại chết thảm mẫu thân hắn tại một thế này bên trong chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân liền xem như niệm từ mẫu thân nên bầm thây vạn đoạn ta xem ở niệm từ phân thượng cũng sẽ không giết mẫu thân hắn la quân trầm giọng nói ra ngươi có thể đối với ta mẹ ra tay bởi vậy có thể thấy được tại trong lòng ngươi ta cũng chưa từng có nửa điểm phân lượng trần thiên nhai nói ra đây không phải không cần nhiều lời sự tình sao lúc trước không giết ngươi đã là ta nhân từ buông ta xuống nhi tử la quân nhất thời giận hắn tất cả nhẫn nại tu dưỡng tại trần thiên nhai trước mặt đều đã ức chế không nổi ra ra, tiểu niệm từ nhìn đến la quân nổi giận, nhất thời dọa đến khóc lên, ôm chặt lấy Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai không để ý tới la quân, lại là xem thường thì thầm an ủi niệm từ. Ngươi ra ngoài đi, đợi chút nữa lại đi vào, ta có việc tìm ngươi. Trần Thiên Nhai sau đó lãnh đạm nói với La Quân. La Quân hít sâu một hơi, hắn trung quy là không nói gì thêm nữa. La Quân cũng không hy vọng, đời trước ân oán lan đến gần tiểu niệm từ nơi này, hắn con trai của hy vọng là vui vẻ, không buồn không lo. Trầm mặc nùng cũng trong nhà, nàng tại nàng trong phòng ngủ chính khoanh chân tu luyện. Bất quá lúc này, trầm mặc nùng cũng cảm giác được biến hóa, liền đến đến phòng khách hỏi chính xem TV La Quân, Trần Thiên nhai đến. Nàng là hạ giọng hỏi. La Quân vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng lại gật gật đầu. Trầm mặc nùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lẫn nhau ở giữa quan hệ, thật là quá phức tạp, Tại ước chừng sau 10 phút, Trần Thiên Nhai ôm tiểu niệm từ đi vào trong phòng khách. Hắn buông xuống tiểu niệm từ, tiểu niệm từ thì chạy đến tìm trầm mặc nùng. Là quân, người tiến đến. Trần Thiên Nhai hô một tiếng. Là quân ngốc rất lâu, hắn lập tức chưa kịp phản ứng. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, cái này là ma đế lần thứ nhất hô tên hắn. Trước kia, đều là nghịch tử, nghiệt tử hô. Là quân đi vào trong phòng ngủ, cửa phòng ngủ đã đóng lại trần thiên nhai nói ra ta biết ngươi là ân oán rõ ràng người ngươi muốn nói cái gì la quân hỏi trần thiên nhai nhìn la quân liếc một chút nói ra ta có không tốt lắm cảm giác luôn cảm thấy đệ đệ ngươi giống như gặp phải sự tình gì ta hy vọng ngươi có thể đi tìm một chút hắn giúp hắn một chút không có khả năng la quân trực tiếp cự tuyệt nói ra hắn mà chết ta sẽ rất vui vẻ ta hiện tại từ bỏ giết hắn suy nghĩ đây đã là ta đối với hắn nhân từ nhất từ. Trần Thiên Nhai nói ra, người ta thù, vẫn luôn tại. Nhưng ta đã cứu ngươi, đã cứu thê tử ngươi, đã cứu ngươi đồ đệ. Đã chúng ta đều không nói tình phụ tử, cái kia mấy cái này tình, người cuối cùng phải trả giá A. À? Là quân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Nhai nói ra, sau chuyện này, người ta ở giữa, lại không ân tình. Ngươi muốn báo thù tìm ta, Ta tùy thời chờ lấy." La Quân nói ra, nhất định sẽ. Trần Thiên Nhai nói ra, hắn tại Đỏ Lam thế giới bên trong, Đỏ Lam thế giới bên trong có Thái Hoàng Ma Tôn môn đồ. Ta hiện tại không biết hắn gặp phải tình huống như thế nào, nhưng ở trong cõi u minh, cảm giác được hắn rất không ổn. "Đã như vậy, vì cái gì ngươi không tự mình đi cứu hắn?" La Quân hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, nếu ta bản thể tại địa cầu, đương nhiên sẽ không tới tìm ngươi ta hiện tại đã cách nơi này chỗ rất xa trong thời gian ngắn là về không được. La Quân nói ra, tốt a. À? Trần Thiên Nhai nói ra, người muốn lập tức đi. La Quân nói ra, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, Trần Thiên Nhai cái này sợi nguyên thần hóa thành một sợi khói đen, bay vào đến niệm từ trong mi tâm. La Quân trầm mặc đi xuống. hắn đợi trong phòng ngủ thật lâu, nãy giờ không nói gì. La Quân trong lòng cũng không có đi tiếp tục hận Trần Diệt Hàn năm đó Trần Diệt Hàn ý đổ vũ nhục Linh Nhi, nhưng đã bị hắn hung hăng giáo huấn một lần. Cái này nhân quả, tại hắn nơi này xem như kết. Nhưng là là quân xưa nay không dám ở Linh Nhi trước mặt nhắc đến cái này một gốc giả. Bởi vì Linh Nhi sẽ không quên. Mà lại từ đồ viêm lão gia tử cũng là bởi vì bị Trần Diệt Hàn đánh nhất trưởng trọng thương mà chết. Thù này Linh Nhi càng sẽ không quên. Nếu như hắn để Linh Nhi biết, hắn là đi giúp Trần Diệt Hàn. Cái kia La Quân thật không biết Linh Nhi sẽ nghĩ như thế nào. La Quân tâm lý lập tức liền có quyết đoán, chuyện này, hắn đến một người đi, lặng lẽ đi, cấp tốc giải quyết. La Quân hít sâu một hơi, hắn quyết định dùng một tháng thời gian, nhìn xem có thể hay không giải quyết Trần Diệc Hàn sự tình. Sau đó, hắn thì cùng Trầm Mặc Nùng tạm biệt, Trầm Mặc Nùng cũng hỏi La Quân, đến cùng chuyện gì phát sinh? La Quân lại là không có nói, hắn cùng Mặc Nùng cũng không muốn nói chỉ nói là có chút việc phải xử lý không cần lo lắng trầm mặc nùng tuy nhiên lo lắng nhưng la quân khăng khăng không nói nàng cũng là không thể làm gì sau đó la quân liền đến biệt thự trên nóc nhà buổi sáng tia nắng ban mai là xinh đẹp như vậy kim sắc nhu hòa quang mang vẩy chiếu vào trên thân người khiến người ta tự dưng cảm thấy cái thế giới này là tốt đẹp như thế sau đó la quân bắt đầu cảm giác ba nghìn thế giới cái kia một cái chớp mắt toàn bộ 3.000 thế giới đều tại La Quân trong não vực hiển hiện ra. Trong não vực tinh thần lực cảm giác ba 000 thế giới, tựa như vô số mạch lạc hình thành, rộng lớn, cuồn cuộn, vô biên vô hạn, mà lại phức tạp tổ hợp, giao nhau. Cũng là lại khó phương trình thức cũng không thể cùng tình cảnh trước mắt cùng so sánh. Đây là vô số không gian tổ hợp. Cái gọi là không gian pháp tắc, chính là muốn lĩnh ngộ những thứ này 3.000 thế giới tổ hợp phương thức, từ đó hình thành chính mình không gian. Nhất diệp nhất bồ đề, nhất niệm nhất thế giới. Ba nghìn thế giới cũng không phải là lượn lờ trên bầu trời địa cầu, mà chính là thật sự không gian tổ hợp. Bọn họ cũng không phải là hư huyễn tồn tại, mà chính là không gian tổ hợp đến cực hạn. Muốn tại ba nghìn thế giới bên trong tìm kiếm được đỏ lam thế giới cũng không dễ dàng, thì giống như là muốn tại một cái đại hình trong tiệm sách tìm tới một quyển sách một dạng. Nhất định phải tìm được quy củ mới được, là quân tại sau 10 phút, rốt cuộc tìm được đỏ lam thế giới đỏ lam thế giới cũng không có cao nhân bố trí xuống kết giới. Như trung ương thế giới, thiên châu, kỳ phân trắng thế giới như vậy, bố trí xuống kết giới thì không qua được. Nhất định phải dựa vào truyền tống trận. Nhưng là, đỏ lam thế giới, cũng không tiện đi vào. Cái này đỏ lam thế giới, ẩn tàng sâu đậm. Mà lại, lại là biến hóa, phiêu giật. Đỏ lam thế giới không gian tổ hợp giống như là thâm ảo trận pháp, phương trình thức một dạng. La quân lần nữa hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu đỏ lam thế giới không gian tổ hợp. Đỏ lam thế giới không gian tổ hợp cùng không gian pháp tắc quan hệ lại không lớn, cũng không phải là lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền có thể thông suốt. Nhất định phải đối với trận pháp tổ liệt kê có sâu đậm tạo nghệ mới được, cái này bên trong còn có phương trình thức 10.000 loại vận dụng. Nếu không phải là quân tại bình hành thế giới bên trong có cao thâm học vấn làm cơ sở, lại đối với trận pháp có rất nghiên cứu sâu cứu. Như vậy cái này đỏ lam thế giới, hắn rất khó tại ba nghìn thế giới bên trong tìm ra cái đầu tự tới. Thâm ảo như vậy, Trần Diệc Hàn có bản lãnh này đi vào sao? Là quân ám đạo. Cũng thế, cái này đỏ lam thế giới một mực tại trôi nổi bất định bên trong. Có chủ tâm muốn đi vào rất khó, nhưng cũng bảo vệ không cho phép sẽ xuất hiện mèo mù đụng vào chuột chết tình huống. Đoán chừng Trần Diệc Hàn này trí lực, cũng là không cẩn thận xông vào. Cũng không đúng, là quân nghĩ lại vừa muốn nói, trần diệc hàn muốn đi chấp hành nhiệm vụ hắn không thể nào là mù xông vào tốt ga nói cho cùng hắn cùng ta đều là trần thiên nhai sở sinh hắn cũng ngu xuẩn không đi nơi nào hắn phá vỡ cũng không có cái gì hiếm lạ la quân trong lòng suy nghĩ đồng thời bắt đầu phá giải hắn cứ như vậy đứng ở trên sân thượng phía trên đứng một ngày một đêm trầm mặc nùng đều coi là la quân đã sớm đi một ngày một đêm về sau là quân rốt cuộc tham phá đỏ lam thế giới ảo diệu. Tại cái kia một cái chớp mắt, tìm đúng thời cơ, thân thể dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch, giống như một đạo thiểm điện, xuyên thấu đỏ lam thế giới trong khe hở. Tại cái kia một cái chớp mắt, là quân tiến vào một cái tân thế giới. Đầu tiên là minh mông đại hải. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt. Trên mặt biển minh mông. Là quân đứng ở hư không bên trong, hắn thần niệm cấp tốc bắn phá đến bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Đây chính là la quân bây giờ pháp lực cường đại kinh khủng chỗ. Cái này hơi bắn qua, liền có thể từ vô số sinh linh, phi điểu, thậm chí từ trường toái phiến bên trong rảnh đến vô số tin tức. Trong không khí rời rạc từ trường toái phiến bên trong, ngẫu nhiên có thể bắt được một số mảnh vụn linh hồn, lại mang có một ít trí nhớ. Những ký ức kia cũng là tin tức. Nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Tại thế giới bao la bên trong, Thông minh hacker cao thủ có thể thông qua internet, bắn phá toàn cầu. Mà tại pháp lực thế giới bên trong, La Quân cũng có thể thông qua thần niệm thu hoạch đến vô số tin tức. Lúc này, vô số tin tức giống như là thủy triều tuôn đi qua. Đỏ lam thế giới. Đỏ lam thế giới chiếm diện tích cực lớn, thế mà so thế giới bao la diện tích còn rộng lớn hơn gấp 3. La Quân lập tức liền minh bạch, là không gian, không gian pháp tắc tổ hợp một cái nho nhỏ phòng bị tu di bên trong có thể có rất lớn không gian, mà toàn bộ đỏ lam thế giới chính là như vậy một cái thần kỳ thiên địa. Đỏ lam thế giới bên trong, có 6 tỷ nhân khẩu. Là cổ quốc, tại thế giới bao la trước kia, nhân khẩu là không có hiện tại nhiều như vậy. Thời cổ người, phổ biến thọ mệnh thấp, cái này đỏ lam thế giới có thể có 6 tỷ nhân khẩu, đã rất là không dậy nổi. Đỏ lam thế giới bên trong, có thánh nguyên đế quốc, vì đệ nhất đại quốc tại Hải Đông một bên. Số dư bách quốc đều thần phục với Thánh Nguyên đế quốc, hàng năm đều muốn chiều cống. Bất quá cũng có thảo nguyên lang tộc một mực tàn phá bừa bãi Thánh Nguyên đế quốc biên cảnh. Là quân tin tức không ngừng đổi mới. Ừm, nhân gian ít có tu sĩ, pháp lực mức độ vô cùng thấp. Mà tại thiên trúc trên núi, có ngày đình tồn tại. Ở trong thiên đình, chính là có nguyên hoàng đại đế là thiên đình trí tôn. Có khác phương bắc dậy cùng thiên sư đạo. Bên trong, phương Bắc dạy chính là vạn trung tín đổ tín ngưỡng vị trí. Thiên sư đạo hơi thua, phương Bắc dạy thích truyền giáo, thiên sư đạo thì trừ ma vệ đạo. Thiên đình cũng muốn tôn phương Bắc dạy tôn chủ. Phương Bắc dạy tôn chủ, thế người xưng là che trời tôn chủ. Thiên sư đạo đạo tôn vì vô ngã đạo tôn. Là quân trong nháy mắt này, liền phải nhiều như vậy tin tức. Nhưng hắn không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới Thái Hoàng Ma Tôn tin tức, cũng không thể nào biết Trần diệt Hàn hạ lạc. Muốn từ chỗ nào vào tay đâu? La Quân không khỏi suy tư, đồng thời thi triển đại na di thuật lại là hướng về Thiên Trúc núi mà đi. Hắn muốn theo Thái Hoàng Ma Tôn tới tay, sau đó nhìn có thể hay không tìm tới Trần Diệp Hàn Hạ Lạc. Từ nơi này đến Thiên Trúc núi, có mấy vạn dặm xa. La Quân mấy hơi thở ở giữa, liền đã đến đạt Thiên Trúc núi. Hắn là vượt qua Thánh Nguyên Đế quốc, Thánh Nguyên Đế quốc một phái thịnh thế cảnh tượng. Mà một đường hướng đông rốt cục nhìn thấy thiên trúc núi. Ngày đó trúc núi cao vút trong mây tiêu, lại lâu dài vân vụ lượn lờ. Nhìn lấy tựa như là ở trên trời, thiên trúc núi còn có trận pháp bảo vệ, có mạnh đại bình chướng tồn tại. Phàm nhân không thể vượt qua. Thiên đình tên, đại khái cũng là vì vậy mà đến. Là quân vượt qua thiên trúc núi cũng không có chút nào khó khăn, trực tiếp tiến vào thiên trúc trong ngọn núi. Tới thiên trúc trong núi, lập tức lại là một phái không giống nhau cảnh tượng tại thiên trúc ngoài núi mặt, vẫn là tàn phá cùng hoang vu. Mà tiến vào bên trong, lập tức liền nhìn đến một mảnh bao la thảo nguyên, trên thảo nguyên cây rong béo khỏe, lại mở rất nhiều mỹ lệ hoa tươi. Ánh mặt trời chiếu, đẹp không sao tả xiết. Cái kia bên trên bầu trời, còn có thiên mã đang bay lượn. Đồng thời, là quần dõi mắt nhìn qua, liền nhìn đến trước mới lại có một đạo đại môn, chính là Nam Thiên Môn. Là quân thầm nghĩ trong lòng, Nam Thiên Môn thiên đình ngược lại thật là có chút trùng hợp. phàm nhân muốn thăng tiên, thì là muốn đến nơi này a. À. Là quần kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn hơi nghiêng người đi, liền nhanh chóng đi vào nam thiên môn trước cửa. Cái kia nam thiên môn trước có ngày đem chấn giữ. Nam thiên môn bốn phía là màu trắng tinh bích quay chung quanh, nhưng là cũng không cao. Nhưng lại tản mát ra vô cùng năng lượng đem bên trong toàn bộ thiên đình bảo vệ lấy. Ngày đó đem thân thể xuyên áo giáp màu trắng có chút huy phong hết thảy 18 tên thiên tướng. La Quân có thể cảm giác được, tựa hồ toàn bộ thiên đình pháp lực mức độ đều không cao lắm. Hắn tới nơi này, trong lòng cũng không có sinh ra bao nhiêu e ngại cảm giác. Đây là một loại trực giác, mà trực giác luôn luôn đều là rất chính xác. Người tới là đường kia tiên gia, xưng tên ra, một tên thiên tướng gặp La Quân, lập tức quát nói. Nói cũng không phải là tiếng hoa, cũng không phải âm gợi yêu, mà chính là đỏ lam ngữ nhưng la quân tại thần niệm bắn phá lúc hấp thu vô cùng tin tức bởi vậy hắn cũng trực tiếp học hội đỏ lam ngữ la quân nghe rõ lập tức cũng liền dùng đỏ lam ngữ nói ra tại hạ là là cấp một tán tu theo hắn thế giới mà đến muốn cầu kiến nguyên hoàng đại đế la quân tại rất nhiều trong tin tức biết đại khái nguyên hoàng đại đế tu vi bất quá là hư tiên đỉnh phong cao thủ la quân căn bản không sợ được không toàn bộ đỏ lam thế giới tu tiên mức độ đều không cao lắm những thiên tướng đó nghe được la quân nói là tán tu ngược lại không kỳ quái nhưng nghe đến hắn nói là theo mặt khác thế giới đến nhất thời có chút mộng bức bên trong một cái thiên tướng nói ra cái gì mặt khác thế giới vị này tiên nhân người nói chuyện như thế nào khiến người ta nghe không hiểu nhiều la quân xứng sờ xứng sờ lập tức liền minh bạch hóa ra bọn họ không biết ba nghìn thế giới tồn tại cũng không kỳ quái bọn họ bất quá là chút tu vị yếu ớt thiên binh thiên tướng a La Quân nói ra, tại hạ cũng không có ác ý, xin gặp Nguyên Hoàng Đại đế. Đại đế há lại tùy ý có thể gặp, Thiên tướng lập tức quát nói. La Quân có chút đau đầu, hắn chỉ là muốn hỏi một chút tình huống, cũng không muốn tự dưng gây thù hằn. Hắn tại cái kia không hề giấu chân người đại hải chỗ có thể thần niệm tùy ý bắn phá, nhưng là ở chỗ này, thần niệm tùy ý bắn phá chính là đại bất kính. Tựa như là rất nhiều website thiết lập phòng hộ tường Ngày cái này tùy ý bài trừ phòng hộ tường tiến đến bắt lấy bí mật, đây là phạm pháp. Mà lại, là quân cũng biết mình tùy ý bắn phá tin tức, chưa hẳn cũng là chắc chắn 100%. Bất kỳ địa phương nào đều có tàng long ngọa hổ tồn tại, không thể chủ quan A. À. Là quân ngay sau đó liền hỏi, như thế nào mới có thể nhìn thấy đại đế? Ngày đó đem liền nói ra, người muốn gặp đại đế làm gì? Là quân nói ra, có việc hỏi. Thiên tướng nói ra, Ngươi là có hay không muốn muốn gia nhập Thiên Đình Tịch? La Quân nói ra, "Ừm. Gia nhập Thiên Đình Tịch, sau đó năng lực nhô lên người, có thể tấn thăng. Tấn thăng đến ba cấp thiên cấp bậc tướng, có thể có cơ hội nhìn thấy đại đế. Mà muốn vào triều sẽ, cần lên tới thần lang cấp bậc tướng. Ngươi chỉ cần nỗ lực cái 300 năm, có lẽ thì có cơ hội cùng đại đế hội thoại." La Quân không khỏi im lặng, thật đúng là quan lại tác phong nghiêm trọng a. À? Hắn nói ra ta muốn nhập thiên đình tịch. Thiên tướng liền nói ra, vậy thì tốt, dẫn người đi khảo hạch. Sau đó, thì có một tên thiên tướng nói ra, tốt, người đi theo ta đi. La quân gật đầu. La quân biết, mọi thứ vẫn là muốn chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Tiến vào nam thiên môn về sau, liền gặp Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cũng gặp đài cao lầu các, lại có vô số tinh mỹ cung điện. Khắp nơi đều có kỳ hoa dị số, thả mắt nhìn đi, còn có một mảnh bầu trời hồ, sóng nước lấp loáng. Nơi này phong cảnh vẻ đẹp khiến người ta say mê, thật không hổ là Thiên Đình tên. Là Quân cùng đi theo qua một đầu ngọc thạch lót đường đường nhỏ, về sau liền đến đến một tòa cung điện trước. Là màu đỏ cung điện. Màu đỏ trong cung điện tản ra sóng nhiệt, tại trước cung điện có hai tên đồng tử thủ hộ. Vị này tán tiên muốn muốn gia nhập Thiên Đình tịch, ta tiến hắn đến khảo hạch. Ngày đó đem nói ra, La Quân cũng liền hướng hai vị đồng tử mỉm cười. Cái kia hai cái đồng tử bên trong một cái nói ra, người tên là gì? Hắn lại là có chút ngạo mạn, tựa như là hơn người một bậc. La Quân nói ra, tại hạ La Quân. Đồng tử nói ra, quang có năng lực là không được, muốn nhập thiên đình tịch, nhất định phải thân thế trong sạch. Nếu như ngươi là thiên sư đạo hoặc là phương bắc dạy, khó mà làm được. La là Quân sờ mũi một cái, nói ra, tại hạ tuyệt không phải thiên sư đạo cùng phương bắc dạy người, nếu là bên trong một phái, cũng không cần phí hết tâm tư đến nhập thiên đình tịch. Một cái khác đồng tử nhất thời giận dữ, nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Cảm giác cho chúng ta thiên đình không bằng phương bắc dạy cùng thiên sư đạo. Là quân không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ta không có ý tứ này. Cái này đồng tử còn muốn dây dưa, còn bên cạnh đồng tử nói ra, để hắn đi vào đi, thân phận của hắn bối cảnh tự có chuyên trách sư huynh đến khảo tra. Cái kia đồng tử nghe vậy hung hăng trừng mắt La Quân, cái này mới không có nhiều nói tiếp. Sau đó, La Quân tại đồng tử chỉ huy hạ, đi vào trong cung điện. Tòa cung điện này gọi là tiên duyên các. Phạm nhân cho dù có pháp lực, bay qua thiên trúc núi, cũng phải đi qua tiên duyên các khảo hạch. Các loại tiến thiên đình, còn có giải rằng giặc đường muốn đi. Muốn tại thiên đình sống đến mức trở nên nổi bật, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. La Quân được đưa tới Pháp Thạch Điện bên trong, tại cái kia Pháp Thạch Điện bên trong, có mấy tên mặc lấy xinh đẹp khải giáp nam nam nữ nữ ngay tại đang trực. Bọn họ không có việc gì, nhìn thấy đến cái tân nhân, vẫn là rất vui vẻ. Đám người này bên trong, cầm đầu sư huynh gọi là lạnh hảo. La Quân liếc mắt qua, cái này lạnh hảo bất quá là thái hư bát trọng thiên đỉnh phong tu vi. Tại La Quân trong mắt, con kiến hôi nhân vật bình thường, mà lại, Lãnh Hạo là tu vi cao nhất. Tại Lãnh Hạo bên cạnh còn có hắn mấy cái sư muội, sư đệ. Những sư muội này, các sư đệ đối Lãnh Hạo sư huynh là 10 phần kính nể. Lúc này, tất cả mọi người dù bận vẫn ung dung nhìn về phía La Quân. Cái kia mang La Quân tiến đến đồng tử nói ra, "Lãnh sư huynh, người này là nhân gian tán tu, bây giờ muốn nhập Thiên Đình tịch." Lãnh Hạo gật gật đầu, nói ra, "Tốt, chúng ta biết, người lại đi xuống đi." cái kia đồng tử cung kính lui xuống đi. Lạnh hạo nhất danh sư muội lý mềm mại mai gặp la quân đứng tại chỗ, cùng như đầu gỗ, nàng nhất thời giận, trách mắng, người này nhân gian tán tu, cực kỳ không biết lễ nghĩa, gặp được tiên, không biết quỳ xuống hành lễ sao. La quân sững sờ hạ, hắn sau đó nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ta cho các người quỳ xuống. Thật có lỗi, cái này các người trả thật không chịu nổi. Người có ý tứ gì? Một cái khác sư đệ cũng là giận, Hắn cảm thấy cái này tán tu khẩu khí thật ngông cuồng. Lạnh Hạo thì tỉnh táo được nhiều, nói ra, các hạ đến đây, phải chăng có chủ tâm muốn gia nhập Thiên Đình tịch? Nếu là tiêu khiển, khuyên ngươi lập tức rời đi, bởi vì Thiên Đình tuyệt đối không phải ngươi có thể dương oai địa phương. La Quân mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi xuống trong lúc này ở giữa nhất Tôn tinh thạch phía trên. Cái kia tinh thạch có một cái bóng rổ cỡ như vậy, toàn thân trong suốt sáng long lanh. Hắn liền nói ra đây là các người khảo nghiệm tiên lực đồ vật a lạnh hạo chăm chú nhìn la quân hắn nói ra không sai chỉ cần ngươi có thế để cho tinh thạch này sáng lên vậy liền chứng minh ngươi có tư cách tiến vào thiên đình tịch nhưng là cho dù ngươi có thế để cho tinh thạch sáng lên đằng sau còn có đối thân phận của ngươi bối cảnh khảo sát nếu là ngươi bối cảnh không sạch sẽ hoặc là từng có qua vết bẩn ngươi đều không có tư cách tiến vào thiên đình la quân gật gật đầu nói ra tốt trước đo tiên lực đi lạnh hạo nói ra mời lạnh hạo vẫn là muốn trầm ổn rất nhiều bọn họ những người này tu vi yếu ớt không có một người có thể nhìn ra la quân tu vi nhưng lạnh hạo vẫn cảm thấy cái này la quân khí độ bất phàm không thể coi thường mà lúc này la quân đi vào cái kia tinh thạch trước hắn pháp lực đưa vào nguyên lai bất quá là có thể tiếp nhận một nghìn thất liệt mã bôn đằng chi lực muốn chút sáng tinh cầu năm thất liệt mã bôn đằng chi lực liền đầy đủ La Quân bây giờ đã nắm giữ 4 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực, mà Lam Tử y lúc trước Hư Tiên đỉnh phong lúc cũng mới 3 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Đây chính là La Quân vốn là tiếp tục thì so với thường nhân hùng hậu, tăng thêm hắn đại bản nguyên thuật, mới tạo nên phần này năng lực. Ma đế Hư Tiên đỉnh phong, giết chết được không trung cảnh cao thủ, bằng cũng là một phần thiên phú dị bẩm. Ma đế lực lượng không tại bầu trời cảnh cao dưới tay. Thậm chí là càng mạnh. Mà La Quân cũng thế hắn không chỉ là có 4 tỷ liệt mã bôn đẳng lực lượng mà lại cực hùng hậu vô cùng đối chiến lên không biết cỡ nào mãnh liệt làm tử y ba tỷ liệt mã chi lực tại hư tiên đỉnh phong cái này chỉ số phía trên vốn chính là người nổi bật lúc này là quân chỉ hơi chuyển động lực lượng cái kia tinh thạch nhất thời sáng lên mà lại càng ngày càng sáng lóa mắt tới cực điểm a à, gia hỏa này tiên lực giống như rất là hùng hậu a à? sao sẽ như thế hùng hậu Lạnh Hạo sư đệ sư muội nhóm không khỏi sợ hãi thán phục. Ầm, um, liền nghe một tiếng vang giòn, cái kia tinh thạch đột nhiên thành phấn vụn. Thế mà, nổ tung. Cái này, người này, Lạnh Hạo bọn người kinh ngạc đến ngây người. Lạnh Hạo lập tức nói, chuyển 10 tầng huyết tinh đi ra. A, à, sư huynh, 10 tầng huyết tinh, cái kia là năm đó thần nhãn chiến tướng khảo nghiệm tiên lực thì mới dùng tới. Ngươi khẳng định muốn dùng, một tên sư đệ bị kinh ngạc lạnh hạo lạnh giọng nói ra, thì chuyển khối kia 10 tầng huyết tinh đi ra. La quân ngược lại là không quan trọng, lúc này mọi người thấy ánh mắt của hắn đã lên biến hóa. La quân lúc này tự nhiên là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tốt nhìn thấy cái kia nguyên hoàng đại đế. Nghe ngóng tin tức, tự nhiên là muốn theo tối cao quyền lực tầng chỗ đó nghe ngóng. Cái kia 10 tầng huyết tinh rất nhanh liền rời ra ngoài. Lạnh hạo một mọi người nhìn về phía La Quân là quân pháp lực cảm ứng đi qua. Có thể dung nạp một tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Là quân lập tức liền cảm giác được. Xem ra, cái này lạnh hạo còn có chút nhãn lực. Biết không có thể lấy tầm thường đồ vật đến khảo sát năng lực chính mình. Là quân thầm nghĩ, cũng tốt. Hắn pháp lực thăm dò vào đi vào, tại lạnh hạo cả đám nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn soi mói. Cái kia 10 tầng huyết tinh bắt đầu tách ra huyết quang tới. Huyết quang càng ngày càng lóa mắt lóa mắt đến để bên trong tòa đại điện này tất cả đều là nồng đậm huyết quang. Đón lấy, tầng này huyết quang bắn thấu tiên duyên các, đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Sau đó, trong chấp nhóm này, toàn bộ thiên đình chấn động. Tất cả mọi người tại nhau nhau nghị luận cái này đột nhiên tới huyết quang. ầm ầm một giây sau, cái kia 10 tầng huyết tinh nổ tung lên. Là quân lúc này mới đưa pháp lực thu hồi lại, mà lạnh hạo các loại sư huynh đệ đã ngốc đây là thần nhãn chiến tướng năm đó cũng không có bản lãnh A. Huyết quang là la quân cố ý mà vì đó. Những thiên tướng đó nói la quân phải dùng 300 năm thời gian mới có thể cùng Nguyên Hoàng Đại Đế hội thoại, mà la quân chỉ dùng nửa giờ thì thuận lợi nhìn thấy Nguyên Hoàng Đại Đế. Nguyên Hoàng Đại Đế tại Ngọc Tiêu Điện tiếp kiến la quân. Lúc này, thiên đình trên dưới đều biết hạ giới đến một tên lợi hại tán tu. Cái này tán tu đem năm đó thần nhãn chiến tướng khảo nghiệm 10 tầng huyết tinh bạo thành phấn vụn. Ngọc tiêu điện cao lớn, hùng vĩ, to lớn. Kim sắc thảm dài đến 3.000 mét, một mực kéo dài đến bên trong tòa đại điện kia. Kim bích huy hoàng đại điện hai bên đứng đấy thiên đình chúng thần, chúng thần nhóm đẳng cấp rõ ràng, ăn mặc hoa lệ, lại lộ ra trang nghiêm. Tại vị trí cao nhất, có một kim sắc ngai vàng. Điêu long ngai vàng. Trên bảo tọa ngồi một tên đế hoàng, người mặc tú long kim bào, mang tử kim vương quan, uy vũ bất phàm. Cái này đế hoàng chính là nguyên hoàng đại đế, xem ra chừng 50, ánh mắt hiền lành mà uy nghiêm. Tu vi chính là hư tiên bình phong. Là quân tiến vào bên trong, hắn đi vào trong điện, tại khoảng cách nguyên hoàng đại đế 30 m địa phương đứng nghiêm. Gặp qua đại đế, là quân hơi hơi kho mình hành lễ. Lớn mật, lập tức có trọng thần quát nói, lớn mật tán tu, gặp đại đế, còn không quỳ xuống hành lễ. Là quân khẽ nhíu mày. Đó là cái thực lực phi tôn thế giới, lấy Nguyên Hoàng Đại Đế thực lực, còn thật không có tư cách để La Quân quỳ xuống. Bất quá tốt tại lúc này, Nguyên Hoàng Đại Đế mở miệng. Nguyên Hoàng Đại Đế đại khái cũng là cảm giác được trước mắt La Quân vô cùng lợi hại, hắn mỉm cười, nói ra, vị tiểu hữu này không phải là thiên đình bên trong người, không cần giữ lễ tiết. Đa Tạ Đại Đế, La Quân lập tức liền sườn núi xuống lừa. Nguyên Hoàng Đại Đế liền còn nói thêm, không biết tiểu hữu là phương nào nhân sĩ ngày nữa đình làm gì? La là quân thẳng thắn, nói ra, tại hạ La quân, kính đã lâu đại đế uy danh, nay đến đây thấy tôn vinh, vạn phần vinh hạnh. Hiện có một ít lễ vật, muốn tặng cho đại đế. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi La quân vẫn là mang lễ vật đến đây. Cái này khiến Nguyên Hoàng Đại Đế cảm giác được rất có mặt mũi. Lúc này, La Quân cũng bắt 10 cái pháp khí đi ra. Đều là chút không tệ pháp khí cái kia đại đế bên người nô tỳ lập tức đi lên phía trước dùng ngọc bàn tiếp pháp khí sau đó thượng trình đến nguyên hoàng đại đế trước mặt nguyên hoàng đại đế tự nhiên là sẽ không đi tiếp hắn chỉ là to liếc sơ một cái liền biết trước mắt tán tu xác thực rất có thành ý hắn liền để bên người thị vệ quan tướng lễ vật nhận lấy tiểu hữu khách khí như thế cô thì không khách khí với ngươi người tới ban thưởng là tiểu hữu ngọc lộ hoàn ngàn viên tử kim bảo một kiện nguyên hoàng đại đế cũng rất khách khí đa tạ đại đế la quân lập tức nói la quân cũng nhận lấy nguyên hoàng đại đế lễ vật về sau nguyên hoàng đại đế an bài la quân ở lại đầu năm nay cũng là như thế chỉ cần ngươi có thực lực đi tới chỗ nào ngươi cũng lại nhận tôn kính la quân liền suốt ngày đình khách quý hắn bị tiên quan nhóm an bài tại thanh u các chỗ nghỉ ngơi xuống tới la quân trong lòng là sốt ruột nhưng hắn cũng biết có mấy lời không thích hợp ở trong đại điện nói ra. Cái kia thanh u trong các có không ít phòng trọ, xem ra là chuyên môn an trí khách quý. Tại thanh u các trước còn có một cái có phần sân rộng, trong viện phong cảnh tươi đẹp, đình đài lâu tạ. Là quân tạm thời trước hết tại thanh u trong các ở lại. Nguyên Hoàng Đại Đế còn an bài hai tên nữ tiên quan viên đến chăm sóc la quân ẩm thực sinh hoạt thường ngày mà lúc này Nguyên Hoàng Đại Đế thì tại hắn dưỡng tâm trong các nghiên cứu la quân đưa 10 cái pháp khí. Audio điện tử võ tấn bền Nguyên Hoàng Đại Đế nhìn ra được cái này 10 cái pháp khí kiện kiện bất phàm, hơn nữa còn là la quân tiện tay đưa ra tới. Sau đó, Nguyên Hoàng Đại Đế đem thiếp thân nội quan thương dự kêu đến. Thương dự là một tên thái giám, không sai, tại thiên đình phòng trong quan viên cũng là thái giám. Nguyên Hoàng Đại Đế có thể thiếp hơn 2.000 tên, như vậy đại hậu cung sao có thể để nam nhân lẫn vào tiến đến. Những thứ này nội quan tu vi đều rất yếu, đi qua tiên ra cắt xén chi lễ về sau, bọn họ là không có cách nào đem vật kia một lần nữa mọc ra. Thương dự là nội quan đứng đầu, chúng thần đều rất kiêng kỵ hắn. Bởi vì hắn là nguyên hoàng đại đế trung thành nhất chó săn. Thương dự trên mặt không có bất kỳ cái gì tròm dâu, hắn xem ra cũng là chừng 50 tuổi. Lúc này, hắn đi tới, cung kính quỳ xuống hành lễ bất cứ lúc nào, thương dự tại nguyên hoàng đại đế trước mặt cũng sẽ không nửa phần vượt qua cùng buông lỏng. Đây cũng là nguyên hoàng đại đế thích nhất thương dự một điểm. Lão cẩu, người lên, người đến xem những pháp khí này. Nguyên hoàng đại đế nói ra. Thương dự nói ra, vâng, bệ hạ. Cái kia pháp khí đều đặt lên bàn. Thương dự tiến lên tỉ mỉ nhìn một phen, sau đó nói, bệ hạ, theo lão nô xem ra, những pháp khí này phía trên khí tức, tựa hồ không phải tới từ chúng ta đỏ lam chi vật. Hắn vị diện thế giới mà đến, nguyên hoàng đại đế sắc mặt hơi đổi. Thương dự nói ra, lão nô không dám khẳng định. Ba nghìn thế giới vẫn luôn là ba chúng ta giới đại bí mật, là không thể ngoại truyền. Nguyên hoàng đại đế nói ra, nhưng cô cũng nhìn ra, người này là đến từ ba nghìn thế giới. Pháp lực mạnh, không tại cô phía dưới. Thương dự không khỏi bị kinh ngạc, lại nói gấp, bệ hạ văn thành võ đức, trong thiên hạ ai có thể so sánh cùng nhau. Nguyên Hoàng Đại Đế nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, tại cái này đỏ lam trong thế giới, cô xác thực tính cả là một phương nhân vật. Nhưng là đỏ lam thế giới bên ngoài, tàng long ngọa hổ, không dám tưởng tượng. Đỏ lam thế giới bên trong, tổng thể đều bị quy tắc đã để ra chế, muốn tấn thăng, gì khó khăn. Mà ngoại giới lại không có loại này hạn chế, cho nên, chúng ta đỏ lam tổng thể pháp lực mức độ là dạng gì, cô tâm lý nắm chắc cực kỳ. Thương dự nói ra, nhưng ngài cũng nói, đỏ lam quy tắc quá lợi hại, đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách. Cho dù là cao thủ lợi hại hơn nữa, tham không phá bên trong ảo diệu cũng không cách nào tiến đến. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, đỏ lam thế giới một mực tại biến hóa, cho dù là trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ muốn muốn mạnh mẽ tiến đến cũng không có khả năng. Bọn họ nhất định phải đem 3.000 thế giới đều xé thành phấn vụn mới có thể bắt đến đỏ lam thế giới nhưng người nào có năng lực như thế xé nát ba nghìn thế giới. Nhưng là, nếu như hiểu thấu đáo bên trong bí mật, chính là hư tiên cao thủ, thái hư tầng 10 cao thủ cũng là có thể tiến đến. Thương dự thật tâm bên trong sớm đã minh bạch, nhưng lại giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói ra, nghe bệ hạ lời nói, lão nô lúc này mới hiểu ra. Nguyên hoàng đại đế rơi vào trầm tư. Thương dự ở một bên không dám đánh nhiễu. Người nói, cô phải làm thế nào đối đãi người này? Nguyên Hoàng Đại Đế bỗng nhiên nói ra, trên người hắn khẳng định còn có rất nhiều trọng yếu pháp bảo. Nhưng là, người này pháp lực quá cao, nếu là cưỡng ép đi lấy, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng tới. Thương Dự nói ra, chẳng lẽ tề tụ chúng ta cao thủ, cũng không thể vây giết người này. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, Thiên Đình có thiên vị chi lực, nếu là cô vận chuyển thiên vị chi lực, tự nhiên là có nắm chắc. Nhưng vẫn là sợ vạn nhất, mà lại, vô cớ xuất binh làm trò cười cho người khác thương dự nói ra phải có lấy cớ cái này rất đơn giản nói hắn ăn cắp ngài đồ vật phái thiên tướng đi thăm dò hắn không phản kháng thiên tướng trên thân liền mang theo ngài đồ vật hắn phản kháng an vị thực hắn tội danh người cái này lão cẩu nguyên hoàng đại đế cười một tiếng nói ra ngược lại là thông minh hắn sau đó phất phất tay nói ra thôi thôi thiếu động tâm đi cái này nhân thân bên trên có quá nhiều không xác định nhân tố, hắn dám như thế đến, cũng đã nói lên hắn có át chủ bài. Thiên đình gần đây bình an trôi chảy, vẫn là thiếu gây những thứ này tai họa thì tốt hơn. Người đi an bài một chút, buổi tối cô đơn độc mở tiệc chiêu đãi hắn, xem hắn này đến tột cùng có cái gì mục đích. Thương dự nói ra, vâng, bệ hạ, lão nô cái này đi làm. Là quân tại thanh u trong các khoanh chân tĩnh dưỡng, trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu lưu truyền, chỉ cần nhất động độc liền có thể quấy mưa gió, rời núi lấp biển, trời long đất nở đều là không nói chơi. Dạng này lực lượng cho la quân rất bình phục toàn cảm giác. Mà lại, linh hồn trong tinh thạch tinh khiết thiên lôi chi lực, càng là sắc bén vô cùng. La quân càng biết mình còn có một nan đề, cái kia chính là mình còn không thể tùy tiện ra tay đi trợ giúp Trần Diệp Hàn. Tinh chủ có lệnh, thiên mệnh giả lẫn nhau ở giữa, không được cùng một chỗ hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ bên ngoài là một cái trống không khu, Tinh chủ là không có văn bản rõ ràng quy định. La Quân đã từng cùng Lan Đình Ngọc tại kỷ phấn trắng thế giới hợp tác qua, nhưng Tinh chủ đối với cái này không có phát nói chuyện. Cho nên La Quân cũng biết đại khái Tinh chủ phòng tuyến cuối cùng là ở nơi đó. Trần Diệc Hàn nếu là có nhiệm vụ chính tuyến tại thân, hắn nhiệm vụ chính tuyến chính mình là tuyệt đối không thể nhúng tay. Đây là Tinh chủ phòng tuyến cuối cùng, hắn cần phải còn dễ nói cứu Trần Diệc Hàn không tính là trợ giúp Trần Diệc Hàn hoàn thành nhiệm vụ, mà lại là quân vì lý do an toàn cũng sẽ không trực tiếp đi cứu Trần Diệc Hàn. đương nhiên Trần Diệc Hàn đến cùng ra chuyện không, cái này còn chưa nhất định đây. chỉ là dựa vào Trần Thiên Nhai đối Trần Diệc Hàn một loại lo lắng. nếu là xác định Trần Diệc Hàn không có bất kỳ cái gì sự tình, đó là càng tốt hơn. La Quân liền có thể quay đầu rời đi. buổi tối thời điểm cái kia Thương Dự Công Công đến đây, vừa vào phòng hai tên tiên nữ thì cung kính hành lễ, hô, nô tỳ tham kiến thương gia gia. Thương dự nhàn nhạt gật đầu, hắn tại các tiên nữ trước mặt uy nghiêm cùng cực. Nhưng là lập tức, khi nhìn đến la quân sau thì lại đổi một bộ nụ cười chân thành gương mặt. Các tiên nữ tại thiên đình bên trong như chó đồng dạng địa vị hèn mọn, nếu là đến nhân gian, cái kia lại là đế vương đều muốn hướng tới tuyệt sắc. Mà la quân tại đỏ lam thế giới bên trong, có thể xưng lão đại cấp bậc, nhưng đến kỷ phấn trắng thế giới chỗ đó cũng sẽ vô cùng hèn mọn đây chính là một loại khác chuỗi sinh vật thời gian không gian đều là đang không ngừng chuyển đổi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cho nên làm người chứa cản dỡ thường dự hướng là quân thi lễ nói ra lão nô gặp qua tiên sinh vị này lão công công có thể tại nguyên hoàng đại đế bên người đứng vững gót chân tự nhiên là có chính hắn sinh tồn pháp tắc là quân gặp thương dự khách khí như thế, ngay sau đó cũng không dám kiêu căng, nói ra, ngài quá khách khí, một chút lòng thành, không được kính ý. Hắn sau khi nói xong, liền đưa ra một số đan dược. Cũng không phải là thuần dương đan, mà chính là một số dinh dưỡng đan dược. Nhưng đối với thương dự dạng này tu vi tới nói, lại là đồ tốt. Đa tạ tiên sinh, thương dự cũng không có cực tuyệt. Sau đó, thương dự còn nói thêm, tiên sinh, bệ hạ cho mời. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thương dự ngay sau đó dẫn đường, hắn đồng thời lại thân mật căn dặn La Quân vài câu. Luôn luôn cho chỗ tốt, tiếp nhận chỗ tốt, bao nhiêu thì có thân cận ý vị. Nguyên Hoàng Đại Đế Thiết Yến địa phương là tại dưỡng tâm trong các, xem như tư nhân tiểu tụ hội. Nhưng xanh sao rất là tinh xảo, hết thảy đều rất xinh đẹp. La Quân đi qua nhiều như vậy địa phương, cảm thấy cái này thiên đình tổng thể pháp lực mức độ tuy nhiên không cao, nhưng nơi này lại là lớn nhất tiên ra cảm giác cùng vị đạo thiên tướng các tiên nữ phục sức đều là lộng lẫy anh vĩ anh vĩ phiêu giật phiêu giật la quân nhìn thấy nguyên hoàng đại đế về sau khách khí thở dài sau đó nói tham kiến bệ hạ nguyên hoàng đại đế nói gấp không cần đa lễ tiểu hữu mời ngồi la quân ngồi xuống một bên các tiên nữ rót rượu như thế về sau nguyên hoàng đại đế để mọi người lui ra chỉ để lại thương dự phục thị Nguyên Hoàng Đại Đế liền nói ra, là tiểu hiếu, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi là đến từ hắn thế giới, đúng không? La Quân gật đầu, nói ra, bệ hạ lợi hại. Nguyên Hoàng Đại Đế cười nhạt một tiếng, nói ra, tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần vòng vo. La Tiểu Hiếu, chúng ta cái này đỏ lam thế giới cùng hắn thế giới có chút khác biệt, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện. La Quân nói ra, xác thực phát hiện. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, cho nên, ba nghìn thế giới bí mật chúng ta người ở đây cũng không biết la quân lập tức nói tại hạ nhất định thủ khẩu như bình nguyên hoàng đại đế còn nói thêm cái kia tiểu hữu đến đây là vì sự tình gì la quân nói ra tại hạ lần này đến là vì còn một cọc nhân tình cũng là vì điều tra một người an nguy há là ai nguyên hoàng đại đế nói ra la quân nói ra tại hạ nghĩ đến bệ hạ là thiên đình chi bài trong tay tình báo khẳng định là phong phú bệ hạ nếu là có thể tí gò CMN hữu dụng tình báo, tại hạ còn có hậu báo. Nguyên Hoàng Đại Đế nói, cái kia đều không cần nhiều lời, tiểu hữu ngươi lại nói đi. Cô như biết, tất không giấu giếm. La Quân nói ra, bệ hạ có nghe qua một cái đến từ ngoại giới người, người này gọi là Trần Diệp Hàn. Nguyên Hoàng Đại Đế hơi kinh hãi, nói, ngươi tìm hắn. La Quân vui vẻ, nói ra, bệ hạ nghe qua. Nguyên Hoàng Đại Đế không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, như thế nào chưa từng nghe qua, người này tại phương Bắc trong giáo sông ra sóng to gió lớn. Nói thế nào, là quân hơi kinh hãi. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, Trần Diệt Hàn chính là ma tinh, hắn vì phương Bắc dạy một cái tiểu giáo đồ, cùng phương Bắc dạy ra tay đánh nhau. Mà lại huyên náo rất lợi hại, phương Bắc dạy rất nhiều cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, về sau, che trời tôn chủ tự mình xuất thủ. Đem Trần Diệp Hàn bắt lại, Trần áp tại tử linh nguyên bên trong, tại từ linh nguyên bên trong, có vạn trùng toàn tâm. Trần Diệp Hàn mỗi thời mỗi khắc, đều tại thụ lấy nhân gian cực hạn khổ sở. La quân hoảng sợ, lòng hắn nắm chặt một chút. Hắn không thể thờ ơ. Muốn giáo huấn Trần Diệp Hàn, cũng nên từ hắn tới. Lúc nào đến phiên ngoại nhân, làm một cái tiểu giáo đồ, La quân cảm thấy rất là kỳ lạ, nói ra, đây là cái gì tình huống. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, nghe nói, cái kia tiểu giáo đồ là cái đáng thương tiểu cô nương, mỗi ngày thụ lấy sư phụ đánh chửi, ngược đãi. Nhưng cũng không biết làm sao, cùng Trần Diệc Hàn gặp phải. Trần Diệc Hàn thì cứu tiểu cô nương này. Hắn lúc nào hảo tâm như vậy, là quân cảm thấy rất cổ quái. Tiểu xúc sinh này, là quân thầm nghĩ, hắn không khi dễ tiểu nữ hài liền xem như tốt, lại chạy đi cứu người sao. Cái này nhất định có cái gì ẩn tình la quân đánh trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng trần diệc hàn là kẻ tốt lành gì trần diệc hàn chết sống la quân đều không quan tâm hắn bây giờ có thể làm đến không đi tìm trần diệc hàn phiền phức đã là vô cùng lớn nhân từ lần này nếu không phải vì đoạn cùng trần thiên nhai nhân tình hắn là quả quyết sẽ không tới cụ thể là tình huống như thế nào cô lại là không biết nguyên hoàng đại đế nói ra vậy tại sao muốn xưng hô trần diệc hàn vì ma tinh La Quân lại hỏi, Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, che trời tôn chủ nói người này là ma tinh hàng thế. Phương Bắc dậy từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa, cùng bọn hắn làm đối dĩ nhiên chính là ma. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ đến cái gì, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, theo ta được biết, Thiên Đình cùng Phương Bắc dậy luôn luôn giao hảo. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, Tiểu Hữu, chúng ta uống rượu. Hắn hiển nhiên không nguyện ý nói chuyện này. La Quân cũng minh bạch Phương Bắc dạy một mực áp Thiên Đình một đầu. Thiên Đình bên này tuy nhiên cùng Phương Bắc dạy giao hảo, nhưng Nguyên Hoàng Đại Đế trong lòng đoán chừng vẫn là có không thoải mái. Về sau là quân lại lấy ra một triệu thuần dương đan đem tặng. Đây đối với Nguyên Hoàng Đại Đế tới nói xác thực tính cả hậu lễ. Tiểu Hiếu, người chính là vì Trần Diệc Hàn mà tới sao? Nguyên Hoàng Đại Đế thu lễ vật về sau hỏi La Quân. La Quân thẳng thắn nói ra, không sai hắn là gì của ngươi? Nguyên Hoàng Đại Đế hỏi. Là quân tự diếu cười một tiếng, nói ra, hắn là ta người nào? Ha ha ha, hắn lại là cũng không nói gì. Hắn nếu là chết, ta không biết nửa phần đau lòng. Lần này đến bất quá là trả lại một nhân tình a. À. La Là quân theo về sau đứng dậy, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, lần này đi phương Bắc dậy sao? Là quân nói ra, không sai. Nguyên Hoàng Đại Đế ý vị thâm trường nói ra, một đường trân trọng. Là quần ngay sau đó quay người lại, liền nhanh chóng nhanh rời đi thiên đình, hướng phương Bắc mà đi. Phương Bắc dậy tại cực Bắc Chi Địa, cực Bắc Chi Địa, tuyết sơn liên miên, hùng vĩ mỹ lệ. Nghe nói tại có lúc, phương Bắc giáo hội ra hiện trong truyền thuyết cực quang, cái kia cực quang có khi xuất hiện thời gian rất ngắn, Giống như ngày lễ diễm hỏa trên không trung thoáng hiện một chút thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi có khi lại có thể tại trong bầu trời chiếu dọi mấy giờ có khi giống một đầu duy băng, có khi giống một đám lửa giống một chương ngũ quang thập sắc cự màn ảnh lớn, dường như chiếu lên một trận bóng màn DECMN, cho người ta thị giác phía trên lấy Mỹ hưởng thụ. Tại phương Bắc trong giáo, còn có một cái cây, được xưng là bồ đề thụ. Tại giá lạnh bên trong, bồ đề thụ lại xanh biếc trường thanh. Tục truyền năm đó che trời tôn chủ vốn là nhân gian tăng lữ, về sau đến phương Bắc, tại dưới cây bồ để tính tỏa ba ngày ba đêm, lập tức ngộ ra sinh tử huyền quan, từ đó thành lập phương Bắc dậy. Là quân một đường bay vút đi, mấy cái vạn dặm lộ trình, cấp tốc đến. Là quân đi thẳng đến cực Bắc chi địa. Hắn thấy là ngàn dặm đóng băng, tuyết sơn đứng vững, nơi này là một mảnh thê lương, không hề giấu chân người. Phương Bắc dậy thiết lập dậy ở đây, chính là không để nhân loại đến đây, cũng thành lập ra một loại cảm giác thần bí tới. Làm có nhân loại trăm cây nghìn đắng chạy đến, phương Bắc dạy dỗ cứu trợ người này, cũng triển lãm thần tích, để trở lại nhân gian truyền tụng. Đồng thời, phương Bắc dạy một chút chúng cũng sẽ ở nhân gian truyền bá tôn chủ ý chỉ, cứu trợ thế nhân chờ một chút, đồng thời kể ra phương Bắc giáo thần thánh cùng Mỹ Hảo. Là quân đến đây phương Bắc dạy, cũng không muốn làm to chuyện. Hắn muốn biết rõ ràng một việc, cái kia chính là Trần Diệt Hàn đến cùng vì sao lại bị vây ở tử linh nguyên bên trong. Hay chính là làm sao cứu Trần Diệt Hàn. Lúc này bên trong thiên địa, đen kịt một màu. Ở trên không thật nhiều băng tuyết phong bạo quyển cùng một chỗ, như nhắm người muốn nuốt quái thú. Là quần điện nhãn bắn phá, liền trông thấy nơi xa có một gốc cao đến trăm mét kỳ quái đại thụ. Bồ đề thụ, thật có bồ đề thụ, là quân không khỏi hơi kinh hãi. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cấp tốc hướng cái kia một bên bay qua. Không chung có không ít tầng băng phong bạo, là quân nhẹ nhóm từ đó lướt qua. Tại cách cái kia bồ đề thụ còn có ước chừng khoảng 30 dặm thời điểm, là quân cảm giác được một tầng phòng ngự trận pháp. Cái kia phòng ngự trận pháp pháp lực hùng hậu, còn có bát quái trận ở chính giữa, tuần hoàn qua lại. Nếu là không hiểu trận pháp này đặc điểm, công kích càng nhiều, trận pháp ngược lại càng càng, càng cường hãn. Là quân cũng không có ý định xông trận, hắn chỉ là đối bồ đề thụ có chút hiếu kỳ mà thôi. Cái này trận pháp đem bồ đề thụ hoàn toàn bao phủ, cho nên La Quân cũng cảm giác không thấy bồ đề thụ uy lực. Nhưng ngay tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, cái kia bồ đề thụ lại là cành lá um tùm tới cực điểm, cành lá kéo dài thật dài, gốc cây này cây gần như sắp muốn trưởng thành một rừng cây nhỏ. La Quân lúc này cũng không dám thần niệm lung tung bắn phá, sợ rước lấy giả má phiền. Hắn lại dõi mắt trông về phía xa, phát hiện bồ đề thụ phụ cận có tòa cử đại hồng đính cung điện. Hồng đính cung điện bốn phía cũng không có băng tuyết tàn phá bửa bãi, ngược lại cho người ta như xuân hạ giao thế thời tiết xanh biếc mỹ hảo. Chỗ xa hơn, còn có một đầu thật dài dòng sông. Dòng sông kia bên trong lại là ngũ quang thập sắc, không ngừng biến hóa, quỷ dị mà mỹ lệ. La quân tỉ mỉ quan sát kỹ bốn phía, rất nhanh liền phát hiện tại ngoài trăm dặm lại có một chỗ tuyết nhai. Tuyết nhai trên không, có kỳ quái tuyết ưng xoay quanh, cái kia tuyết ưng phát ra sắc nhọn gọi tiếng. Cũng là cái kia bác phong hướng về la quân bên này thổi tới, tăng thêm la quân thính lực biến thái, mới mơ hồ nghe được thanh âm. Trong mơ hồ, còn có nhân loại thống khổ kiều ngâm ngân thanh âm. La quân thân hình nhất động, theo khía cạnh rời đi phương bắc ngao hồng sắc cung điện, trong nháy mắt liền đến đến cái kia một chỗ tuyết nhai. Cái kia tuyết nhai tràn đầy một trăm trượng, chính là là chân chính vách đá dựng đứng. Tại tuyết nhai trên không, có vô số tuyết ưng hung ác xoay quanh. Nơi này là tránh thức lạnh tới cực điểm. La Quân lập tức liền thấy rõ ràng, tại cái kia tuyết nhai trên vách đá dựng đứng, thế mà khóa lại một người. Khóa lại người là cái tiểu nữ hài, tiểu nữ hài ước chừng 13-14 tuổi. Nàng toàn thân không đến mảnh vải, cứ như vậy khó chịu bị khóa ở chỗ đó. Càng nhìn thấy mà giật mình là, nàng hai cây tỷ bà cốt bị xích sắt xuyên thấu, tóc dài đem tiểu nữ hài nửa bên mặt che khuất, tiểu nữ hài nhẫn thụ lấy băng tuyết tàn phá bừa bãi, nàng phần lưng đã cùng cái kia vách đá dựng đứng đông lạnh cùng một chỗ. La Quân nhìn một chút, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Cô bé này coi như phạm vô cùng lớn tội, giết là được. Làm sao đến mức muốn như thế đối đãi cùng cha tấn? Chẳng lẽ, La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng là cùng Trần diệt Hàn có liên quan tiểu cô nương kia? La Quân thân hình lóe lên, liền tới đến tiểu cô nương kia trước mặt. Đồng thời, hắn nhìn đến có tuyết ưng đến gặm nuốt tiểu cô nương trái tim, hắn sau đó vung lên, liền đem những tuyết ưng đó đập chết. Tiểu cô nương trái tim đã lộ ra, đẫm máu cực kỳ khủng bố. Là Quân cảm giác ra tiểu cô nương có pháp lực tại, nhưng rất yếu. Thể chất nàng tựa hồ rất là đặc thù, năng lực tái sinh rất mạnh. Tức thời là trái tim bị cắn cắn cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. La Quân tìm ra một bộ y phục cấp tốc vì tiểu cô nương che giấu, hắn tuy nhiên cũng thích thích nữ sắc, nhưng đối loại này còn vị thành niên tiểu cô nương tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì ác tha tâm tư tới. Tiểu cô nương kia vốn là từ từ nhắm hai mắt tại, nhưng lúc này lại mở hai mắt ra. Nàng suy yếu nhìn về phía La Quân. Lúc này, tiểu cô nương trong mắt có một tia thần thái, Trần Đại Ca. Nàng hô. La Quân bị kinh ngạc, nói, ừm, người biết ta. Tiểu cô nương lại nhìn kỹ La Quân, lập tức nói, ngươi không phải Trần Đại Ca, ngươi là ai? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền minh bạch. Tiểu cô nương này đem chính mình nhận thành Trần Diệt Hàn. Mặc dù mình cùng Trần Diệt Hàn cũng không phải là song bào thai, nhưng làm sao đều là thân thể chảy xuôi mê muội đế huyết dịch. Chính mình cùng Trần Diệt Hàn vẫn là có như vậy một tia chỗ tương tự. Mà lúc này tiểu cô nương này quá hư nhược, cho nên chợt ngay từ đầu mới có thể nhận lầm người. La Quân cũng không có mù quáng cứu người, hắn nhìn ra tiểu cô nương là bị một loại nào đó pháp khí khống chế. Chính mình muốn mạnh mẽ cứu người cũng không khó, nhưng khẳng định sẽ kinh động phương bắc dậy người. La Quân cấp tốc lấy ra mấy cái ngưng tuyết đan đến, hắn cho Hiên Chính Hạo đưa đạo khí về sau, Hiên Chính Hạo lại cho La Quân ước chừng một triệu viên ngưng tuyết đan. Cái này ngưng tuyết đan liệu thương hiệu dụng còn là rất không tệ. Tiểu cô nương ăn ngưng tuyết đan về sau, thân thể lập tức liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều nàng nơi trái tim trung tâm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. tiểu cô nương thương thế rất nhanh liền tốt không sai biệt lắm. nàng khôi phục thần thái, lại là nói ra, người đi nhanh đi, nếu là bị bọn họ biết ngươi xuất thủ cứu ta, người hội rất thê thảm. trần đại ca cũng là bởi vì cứu ta, bây giờ mới rơi vào như vậy ruộng đất. la quân khẽ nhíu mày nói ra, người nói là trần diệt hàn. tiểu cô nương bị kinh ngạc nói ra, người biết trần đại ca. Ngươi là tới cứu Trần Đại ca đúng hay không?" La Quân nói ra, "Có cứu hay không, còn phải khác nói. Đầu tiên, ngươi đến nói cho ta biết, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiểu cô nương nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể cứu Trần Đại ca, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi." La Quân nói ra, "Ngươi tên là gì?" Tiểu cô nương nói ra, "Ta gọi chuông gió." "Chuông gió, ngươi đến cùng phạm sự tình gì?" La Quân hỏi. Chuông gió trầm mặc đi xuống, nàng sau một lúc lâu mang theo quật cường nói ra, ta không có sai. Ồ, là quân nói ra, có sai hay không, khả năng ngươi nói không tính. Ngươi nói ra đến về sau, ta mới có thể bình phán. Đương nhiên, ta bình phán không nhất định chuẩn xác, nhưng ta hành động muốn y theo ta bình phán đến. Chuông gió nói ra, phương Bắc dạy căn bản chính là trong ngoài không đồng nhất, bọn họ nói với thế nhân, tin tôn chủ, liền có thể đạt được phúc lợi. Bọn họ nói, muốn hé PCMN, phải có thích, muốn tâm địa thiện lương, liền có thể đạt được tôn chủ thương hại. Nhưng là, phương bác dạy lại đem thế nhân xem như đồ chơi, chính bọn hắn còn âm mưu quỷ kế, ti tiện xảo trá. Bọn họ chỗ trình bày cái kia một bộ đồ vật, chính bọn hắn cũng không tin. Bọn họ là tại lường gạt thế nhân, bọn họ nói để tâm lưu giữ thương hại, người nhìn, tại ta đưa ra không đồng ý với ý kiến về sau, bọn họ cũng là đối với ta như vậy. Bọn họ có thể giết ta, nhưng bọn hắn không giết bọn họ chính là muốn dạng này tra tấn ta, bọn họ muốn ta thừa nhận sai lầm, có thể ta không, ta không sai. La Quân không khỏi cảm thấy nhức đầu, hắn nói ra, cho nên ngươi là muốn ngưu cầu cái gì? Chuông gió nói ra, ta muốn hướng thế nhân vạch trần Phương Bắc dậy bộ mặt thật sự, ta muốn để thế người biết, che trời tôn chủ cũng bất quá là cái tiểu nhân hèn hạ. La Quân nói ra, có thể ngươi không có có năng lực như thế, ngươi chỉ là tại tự mình chuốc lấy cực khổ chuông gió nói ra vậy thì thế nào nếu như mỗi người tại sau khi biết chân tướng đều lựa chọn trầm mặc cái kia thật tướng liền sẽ vĩnh viễn trầm mặc đi xuống sinh mà làm người 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 bình đẳng dựa vào cái gì bọn họ muốn cao cao tại thượng lường gạt chúng sinh là quân thở dài hắn nói ra người biết ngươi vì sao lại đầu rơi máu chảy sao chuông gió nói ra bởi vì ta không thỏa hiệp là quân nói ra bởi vì vạn sự vạn vật đều là có quy tắc người không có tuân thủ quy tắc. Mạnh được yếu thua, đây chính là quy tắc. Người đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, muốn ăn thịt, cái kia heo cũng không có kêu oan địa phương A. Chuông gió nhìn chằm chằm la quân, sau một hồi khá lâu, nàng cắn răng nói ra, người cùng bọn hắn là cá mẻ một lứa, người đi. Ta không cần người cứu. La quân thở dài, nói ra, người quá cực đoan. Chuông gió nói ra, có nhiều thứ, không công bằng. Không có người nói chuyện, nhưng không có nghĩa là nó là chính xác. La Quân nói ra, ta biết ngươi nói ý tứ, nhưng đây là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Từ xưa đến nay, nó đều tồn tại, nó là bên trong nhân tính đồ vật, nhân tính quyết định những vật này tồn tại. Chuông gió nói ra, ta chỉ là muốn để lộ phương Bắc dậy xấu xí khuôn mặt. La Quân nói ra, để lộ một cái phương Bắc dậy, còn có vô số cái phương Bắc dậy. Chuông gió nói ra, cho nên liền muốn trầm mặc sao? bởi vì không làm nên chuyện gì liền để chân tướng trầm mặc sao la quân nói ra tốt a à, ta nói không lại ngươi ngươi là đúng có trí khí ta rất thưởng thức ngươi dũng khí năm đó ta đã từng có ngươi nhiệt huyết như vậy chỉ bất quá bây giờ đã bị san bằng vì ngươi phần này dũng khí ta cứu ngươi ra ngoài chuông gió hơi hơi giật mình nhìn về phía la quân nàng nói ra ngươi không thể cứu ta một khi cứu ta phương bắc dậy sẽ không bỏ qua ngươi bởi vì bọn hắn sợ hãi ta. Bọn họ sợ hãi là ngươi loại tinh thần này, cho nên bọn họ không giết ngươi chính là vì ngươi để tắt mất loại tinh thần này. Bọn họ vốn là có thể giết ngươi, La Quân nói ra. Chuông gió nói ra, không sai, có thể loại tinh thần này, chỉ cần ta có một hơi tại thì sẽ không bao giờ dập tắt. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta không có ngươi dũng khí, nhưng ta có thể cứu ngươi dũng khí. La Quân là thật tâm bội phục nhỏ như vậy cô nương hắn tuy nhiên có tinh thần chính nghĩa, nhưng ở cường quyền hạ, đã từng lá mặt lá trái qua. Mà tiểu cô nương này thuần túy là lấy trứng trọi đá, thịt nát xương tan đục không sợ. Cái này, là quân là đánh chết cũng sẽ không làm. Nói cho cùng, là quân cứu người, làm việc, nhiều khi vẫn là dựa vào chính hắn có cái này nắm chắc còn có một thân bản sự làm cơ sở. Mà cái này chuông gió, thuần túy cũng là không muốn sống. Là quân ngay sau đó liền thi triển pháp lực, cưỡng ép bắt lấy, cái kia trận pháp cũng không tính lợi hại, là quân chỉ một chảo lấy, liền đem chuông gió cứu ra. Đồng thời, là quân liền đem chuông gió ném đến phòng bị tu di bên trong. Là quân tìm không ít kiều ngưng y phục ném vào, đồng thời ý thức truyền vào đi vào, người trước mặc quần áo tử tế, trong này cũng có ăn, cực kỳ tu dưỡng một phen đi. Hắn sự tình, giao cho ta xử lý. Chuông gió tràn đầy lo lắng, nói ra, ta là một cái tổ ong vỏ vẽ, người cứu ta, Phương Bắc không dậy nổi từ bỏ ý đồ. La Quân nói ra, ta biết. Lúc này, La Quân cũng đã biết, đối phương người tới. La Quân không có trực tiếp đi cứu Trần Diệp Hàn, hắn còn cần tìm chuông gió làm rõ ràng, đối với việc này bên trong, Trần Diệp Hàn đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Nơi xa bóng người lấp lóe, trong một chiếc mắt thì có bốn cái bóng người nhanh chóng lướt đến, đem La Quân vây quanh. Người đến chính là Phương Bắc dậy bốn đại tôn giả phương Bắc dạy có giáo chúng 30.000, tín đồ ước phản. Mà giáo chúng bên trong, che trời tôn chủ có 12 đệ tử đích truyền, có 4 đại tôn giả, bát đại hộ pháp. Tại 12 đệ tử đích truyền phía dưới cũng là bốn đại tôn giả. Sau đó mới là bát đại hộ pháp. Cái này 4 đại tôn giả cũng là thủ hộ chuông gió. Đây cũng là che trời tôn chủ đối chuông gió sự kiện này coi trọng. Lúc này, bốn đại tôn giả trong nháy mắt liền đem la quân vây vào giữa. La Quân liếc một chút quét tới, lại có hai tên đạt tới hư tiên trung kỳ tu vi, còn có hai tên chính là tầng 10 đỉnh phong tu vi. Trình độ này, tại Đỏ Lam thế giới bên trong tới nói, rất cao. Mà lại, La Quân tại Thiên Đình bên trong đợi qua. Thiên Đình bên trong mắt nhìn đi, vậy cũng chỉ có Nguyên Hoàng Đại Đế một cái hư tiên tồn tại a. À. Đương nhiên, cái kia không có nghĩa là tại Thiên Đình bên trong liền không có hư tiên, có lẽ là La Quân không có nhìn thấy. Bốn đại tôn giả lấy đại hoa tôn giả cầm đầu, hư tiên trung kỳ tu vi. Tại phương Bắc trong giáo, địa vị cao thượng, tiếp mà có ngôi hoàng đế tôn giả, cũng là hư tiên trung kỳ. Còn lại hai cái tôn giả theo thứ tự là Morgan Stanley tôn giả, Đại Giã tôn giả. Cái kia đại hoa tôn giả người mặc bảo bối trường sa xa màu xanh lam, tiên phong đạo cốt, nhưng lại uy nghiêm dị thường. Hắn xem ra ước chừng khoảng 40 tuổi. Đại Hoa tôn giả nhìn về phía La Quân, lạnh giọng nói ra, các hạ người nào vì sao muốn để ý tới ta phương bắc dậy ra sự. La quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta không biết tiểu cô nương này phạm cái gì sai lầm ngất trời, lại muốn bị như thế tra tấn. Trong mắt của ta, thiên sai lầm lớn, giết là được. Phương bắc dậy lấy nhân nghĩa giáo hóa thiên hạ, cử động lần này thật sự là có hại khí độ. Cái kia ngôi hoàng đế tôn giả lại là tính tình nóng này, nói ra, người cái này tặc tử, ta phương bắc dậy ra sự, há lại cho ngươi đến khoa tay múa chân, lập tức giao ra chuông gió. Nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thật sao? Không khách khí, như thế nào cái không khách khí Pháp? Ta ngược lại muốn kiến thức một chút, hắn khách khí với thiên đình, là bởi vì biết thiên đình không là địch nhân, không cần thiết đánh cái kia vô vị chi chiến. Mà lúc này, hắn biết mình cùng phương Bắc dậy mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy trước tiên được nhất chiến đi. Không biết tự lượng sức mình ngôi hoàng đế tôn giả nổi giận liền muốn xuất thủ cái kia đại hoa tôn giả ngăn lại ngôi hoàng đế tôn giả hắn nhìn về phía la quân nói ra các hạ rốt cuộc là ai la quân nói ra ngoại giới người đại hoa tôn giả nói ra các hạ tu vi bất phàm nhưng đối mặt ta bốn người vây công dứt khoát không phải là đối thủ ta khuyên ngươi không muốn tự tìm khổ ăn ta phương bác dạy thờ phụng nhân nghĩa cũng niệm tình ngươi tu hành không dễ không muốn lạm sát kẻ vô tội là quân ngay sau đó cười một tiếng, nói ra, tốt, hướng người câu này không làm sát kẻ vô tội. Hôm nay người bọn bốn người, ta không giết các ngươi là được. Cùng lúc đó, hắn con người đảo một vòng, lại là trong lòng đã có so đo. Bắt bốn người này, chính mình liền có cùng che trời tôn chủ đàm phán thẻ đánh bạc. Cái kia đại hoa tôn giả mấy người nghe vậy không khỏi đột nhiên biến sắc. Cuồng vọng chi đồ, đại hoa tôn giả lệ quát một tiếng, sau đó quát nói, bố trận, toàn lực bắt người này. Còn lại ba đại tôn giả nghe vậy ầm vang hẳn là, cùng lúc đó, bốn người đồng loạt ra tay, đồng thời bố trận. Liền gặp cái kia đại hoa tôn giả trong tay xuất hiện một túi. Túi hướng bầu trời ném một cái, lập tức, giả thiên tế nhật, đỉnh đầu thương khung liền bị túi bao phủ. Vô cùng túi. Bốn đại tôn giả cũng tại trong bao vải, bọn họ pháp lực cùng một chỗ thi triển đi ra. Nhất thời, pháp lực cuồng mãnh phun trào vô cùng trong bao vải, chất chứa vô cùng chân khí, chân khí như âm dương cùng bát quái tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Bốn đại tôn giả phân biệt giữ vững tứ phương, là quân nhìn một cái, liền gặp bọn họ đều tại ngoài trăm dặm, tựa như là giữ vững chân trời góc biển. Tại cái này trong bao vải, vô cùng chân khí quay cuồng lên, như sóng biển ngập trời, lại như đang nổi lên biển động. Là quân liền bị vây ở ở giữa nhất. Các hạ, ta lại cho ngươi một cơ hội, quay đầu là bờ. Cái kia đại hoa tôn giả quát nói. Là quân trầm giọng nói ra, nếu như đem một cái tiểu nữ hài lột sạch y phục cột vào băng tuyết ngập trời bên trong, mặc cho ngốc ưng gặm nuốt là các ngươi nói, các ngươi bờ. Dạng này bờ, không quay đầu cũng được. Người căn bản cũng không hiểu, cái này chuông gió đến cùng làm cái gì. Đại hoa tôn giả lập tức nói. Bọn họ thanh âm ngang dọc mấy trăm dặm nhưng lại truyền đi rõ ràng vô cùng. Đây chính là thần thông vô thượng. Là quân trầm giọng nói ra, ta là không hiểu, nhưng ta cũng nói qua, đã có mọi loại sai, giết chết liền có thể. Các ngươi cử động lần này truyền đến thế gian, ta tin tưởng sẽ để cho tín đổ đối phương bác dậy trọng tân định nghĩa. Nàng nghi vấn phương bác dậy một chút chỉ, nàng tội đáng chết vạn lần. Như thế trừng phạt, đã là nhẹ, thật to giã tôn giả nói ra. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, phương bác dậy một chút chỉ lại như thế nào. Không thể bị nghi ngờ sao. Đại ca, chúng ta cùng hắn rông dài cái gì, giết hắn. Cái kia ngôi hoàng đế tôn giả là bạo tính khí, lúc này quát nói. Đại hoa tôn giả liền nói ra, tốt, đã các hạ ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình tới. Ngạo kiếm cửu trọng thiên. Bốn đại tôn giả đột nhiên cùng một chỗ miệng phun ra một miệng bạch quang, cái kia bạch quang trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, thế mà đem vô cùng chân khí toàn bộ hóa thành kiếm khí. Kiếm khí dập dần, hàn ý khủng bố cùng cực, trong nháy mắt kiếm khí hóa thành chín tầng kiếm quang ầm ầm chín tầng kiếm quang một trọng so một trọng hung mãnh cứ như vậy như biển gầm bạo phát hướng la quân nghiền sát mà đến bốn phương tám hướng chín tầng kiếm quang cuốn tới muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được la quân cảm nhận được cái này vô cùng kiếm khí chi lợi hại hắn cấp tốc chui vào đến linh hồn trong tinh thạch đón lấy hóa thành một đạo linh hồn ô quang trong nháy mắt lọt vào kiếm quang trong hải dương cái kia vô cùng kiếm khí cấp tốc rảo sát la quân linh hồn ô quang, nhưng là, linh hồn ô quang lại là cường đại vô cùng, trực tiếp đem những kiếm quang đó chém giết thành phấn vụn. Linh hồn ô quang cực nhanh, cấp tốc đi vào cái kia đại giã tôn giả trước mặt. Đại giã tôn giả gặp trước mắt ô quang lấp lóe, hắn thế mà không biết nên như thế nào né tránh. Ô quang kia đột nhiên xuất hiện huyết bồn đại khẩu, chính là trực tiếp đem đại giã tôn giả bắt đến ô quang bên trong. Là quân ôm đồm đại giã tôn giả, sau đó lại trực tiếp lấy đại Lôi Âm phổ độ phép tắc hóa. Kim quang kia phù lục chiếu xạ đại giả Tôn giả, cưỡng ép độ hóa. Chỉ một lúc sau, liền đem đại giả Tôn giả độ hóa tới. Đại giả Tôn giả đối mặt La Quân, cung kính nói, "Bần tăng từ đó quy y chủ nhân, đại thông đại ngộ." La Quân cũng không để ý tới đại giả Tôn giả, lại cấp tốc đi đem cái kia Morgan Stanley Tôn giả cho bắt vào đi. La Quân linh hồn ô quang tại cái này vô cùng trong bao vải xuyên tới xuyên lui như vào chỗ không người. Morgan Stanley tôn giả cũng bị la quân bắt lấy, cấp tốc độ hóa. Lúc này, đại hoa tôn giả cùng ngôi hoàng đế tôn giả mới cảm nhận được la quân chỗ kinh khủng. Đáng giận, đại hoa tôn giả cùng ngôi hoàng đế tôn giả cấp tốc biến hóa, đại hoa tôn giả bạo giống một tiếng, ngưng tụ vô cùng kiếm khí, hình thành một nói cực lớn quyền ấn, hung hăng chém tới la quân. La quân cũng không né tránh, cái kia linh hồn ô quang chém giết đi vào, trực tiếp đem đạo này quyền ấn chém sụp đổ. Lúc trước tuệ giả dựa vào xanh điện từ thạch liền có thể cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn gọi khiêu chiến, bây giờ Trần, truyền cái này thăng cấp bản linh hồn tinh thạch đối mặt mấy cái hư tiên cao thủ, vậy là không có đảm nhiệm. Gì lo lắng? Đại hoa tôn giả cấp tốc cầm ra một miệng thanh phong kiếm tới. Cái kia thanh phong kiếm kiếm quang lóe lên, mãnh liệt hướng là quân một kiếm đâm tới. Là quân còn không muốn thi triển đại linh hồn lôi kiếm, sợ đem đại hoa tôn giả cho giết cả người hắn theo linh hồn trong tinh thạch đi ra không né tránh lấy đầu đụng vào đại hoa tôn giả thanh phong kiếm trong nháy mắt đó la quân cả người biến thành kim sắc kim cương bất hoại chi thân một kiếm chém xuống liền gặp phanh một tiếng vang giòn cái kia kim thiết pha chạm ra tia lửa trói lọi tới cực điểm cái này sao có thể cái kia đại hoa tôn giả gặp la quân thế mà dùng đầu đón hắn cái này kinh thiên nhất kiếm không khỏi hoảng sợ. Đồng thời, cái kia ngôi hoàng đế tôn giả theo la quân phía sau nhất quyền từng đánh chết tới. Quyền lực quấy đáng vô cùng chân khí, hình thành một cỗ kinh khủng khí lưu thần quyền. La quân trở tay thi triển ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm. Liền gặp lôi quang lóe lên, cái kia đại linh hồn lôi kiếm trực tiếp đem ngôi hoàng đế tôn giả quyền lực vỡ nát. Đón lấy, la quân lại nhất quyền đánh giết hướng đại hoa tôn giả. Hắn là chân chính một đối hai. Giờ này khắc này La Quân, tình huống vô cùng kỳ quái cùng thú vị. Lúc trước hắn ứng phó đạm thai kính, ứng phó kỷ phấn trắng thế giới bên trong cao thủ. Tựa như là một cái mỗi ngày mang 200 cân vòng sắt luyện công người. Giờ phút này là quang ra vòng sắt, hắn phát hiện mình giống như lực lớn vô cùng, thần cản giết thần. La Quân hiện tại cũng là loại cảm giác này. Hắn nhất kiếm phá rơi ngôi hoàng đế tôn giả công kích. Lúc này, đại hoa tôn giả bạo giống một tiếng, Nhất quyền hướng là quân từng đánh chết tới, là quân lập tức cũng tuôn ra nhất quyền. Hai cỗ quyền lực mưa gió quyền đáng đụng giết cùng một chỗ. Oanh! Một giây sau, đại hoa tôn giả liền bị đánh bay ra ngoài ngàn mét. Hắn chỉ cảm thấy đối phương quyền lực rồi rào hùng hồn, khủng bố tới cực điểm. Hắn vô pháp tưởng tượng, rõ ràng mọi người cảnh giới không sai biệt lắm. Vì cái gì người này lực lượng thế mà mạnh đến trình độ như vậy? Là quân thân hình lóe lên cấp tốc đến đại hoa tôn giả trước mặt cái kia vô cùng chân khí xông tới la quân chém ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm đem trước mắt chân khí đánh tan đón lấy hắn lại nhất quyền đánh giết tới cái kia ngôi hoàng đế tôn giả căn bản đuổi không kịp la quân la quân liên tiếp đánh ra thập quyền đại hoa tôn giả cùng la quân đối thập quyền thập quyền về sau đại hoa tôn giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới la quân một phát bắt được đại hoa tôn giả lại cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật đem đại hoa tôn giả phong bế. Như thế về sau, liền đem đại hoa tôn giả ném vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó, là quân thân hình chuyển một cái, chuyên tâm đối phó ngôi hoàng đế tôn giả. Tại cái kia phòng bị tu di bên trong, đại hoa tôn giả thân thể bị thiên đạo sợi bạc trói lại, hắn mở mắt ra liền thấy đại giã tôn giả cùng Morgan Stanley tôn giả. Đại hoa tôn giả phát hiện bọn họ vẫn chưa thụ thương, không khỏi đại hỷ, nói ra, hai vị đệ đệ, nhanh giúp vi huynh trốn thoát thân này phía trên ràng buộc. Đại giã tôn giả cùng Morgan Stanley tôn giả nhất thời biến sắc. Đại giã tôn giả nói ra, đại hoa, người tốt sinh lớn mật. Chủ người đem người chụp tới, chính là vì để ngươi quay đầu là bờ. Người bây giờ thế mà còn là không biết hối cải. Morgan Stanley tôn giả cũng nói, như lại không hối cải, đừng trách chúng ta vô tình. Các ngươi, đại hoa tôn giả không khỏi trợn mắt hốc mồm, hắn rốt cục phát hiện không hợp lý. Mà lập tức, cái kia ngôi hoàng đế tôn giả cũng bị la quân trọng thương, ném vào phòng bị tu di bên trong. La quân đem bốn đại tôn giả bắt lấy, thân hình lóe lên, triển khai đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi phương bắc dậy khu vực. Lúc này, la quân cần đem sự tình làm đến càng rõ ràng một điểm, không thể mù quáng tiến lên. La quân cấp tốc đến ngoài vạn dặm một chỗ sơn phong. Theo băng tuyết ngập trời đến cái này xanh biếc sơn lâm, sáng sủa tinh không, cho người ta cảm giác tựa như là vượt qua bốn mùa. La quân sau khi dừng lại, liền đem biển linh hồn phóng xuất ra. Biển linh hồn đem tất cả khí tức bao phủ, đây cũng là để phương bác dậy không thể nào truy tung. Đón lấy, La quân đem bốn đại tôn giả vứt ra. Từ đại giã tôn giả, Morgan Stanley tôn giả nhìn lấy đại hoa tôn giả cùng ngôi hoàng đế tôn giả. Ngôi hoàng đế tôn giả còn không rõ nội tình, mắng to, các ngươi hai cái này phản đồ. La Quân còn đem chuông gió cũng làm ra đến. Chuông gió đã hoàn toàn phục hồi như cũ, nàng ngược lại là khôi phục được rất nhanh. Tuy nhiên kiều ngưng y phục ở trên người nàng lộ ra lớn hơn một chút, nhưng lúc này chuông gió cũng coi là khôi phục thần thái. Nàng trông thấy bốn đại tôn giả, trong mắt thì tránh qua cừu hận cùng vẻ khinh bỉ. Đại hoa tôn giả nhìn một chút chuông gió, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Đồng thời, hắn nhìn về phía La Quân, nói, "Tôn giả đến cùng muốn làm cái gì?" La Quân nói ra, ta muốn giải một ít chuyện, đồng thời, muốn làm một vụ giao dịch. Sự tình gì, giao dịch gì? Đại Hoa Tôn giả hỏi. Là Quân nói ra, một cái chuông gió, một số ngôn luận thật đáng giá để cho các người đại động can qua như vậy sao? Vẫn là nói cái này bên trong có cái gì ẩn tình. Đại Hoa Tôn giả trầm giọng nói ra, vốn là là chuyện nhỏ, chuông gió là dị đoan. Sự tử dị đoan là được, nhưng hết lần này tới lần khác nhảy ra một cái ma tinh Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn cứu chuông gió, náo ra sóng to gió lớn, đem chúng ta người giết vô số. Sự kiện này, huyền náo xôn xao, đã có người đang chất vấn ta dạy quyền uy. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuông gió thần phục. Như không thần phục, cũng muốn để giáo đồ biết, nghi vấn tôn chủ quyền uy, xuống chàng là dạng gì. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Còn có Trần Diệt Hàn, hắn cũng nhất định phải tại tử linh nguyên bên trong nhận hết vô số khổ sở. Dạng này, các giáo đồ mới có thể vĩnh viễn nhớ đến, phản bội tôn chủ xuống tràng lại là kinh khủng bực nào cùng thê thảm. Đại hoa tôn giả tiếp tục nói. Là quân nói ra, theo ta được biết, Trần Diệt Hàn không phải cái thích xen vào việc của người khác người. Hắn làm sao lại làm một cái chuông gió, mà náo ra những chuyện này đến. Trần Đại ca là người tốt, hắn chân thực nhiệt tình, chính nghĩa lẫm nhiên, chuông gió lập tức nói, người dựa vào cái gì nói như vậy Trần Đại Ca. Nàng đối Trần Diệp Hàn lại là sùng bái kính yêu cùng cực. Là quân xứng sở xứng sở, hắn làm như thế nào nói với chuông gió đây? Cũng khinh thường nói, càng không cần nói. Người xấu cũng có thể làm việc tốt, người tốt cũng sẽ làm chuyện xấu. Thế gian này rất nhiều thứ, vốn chính là biến hóa đa dạng. Một cái người xấu chỉ làm chuyện xấu, vậy cũng không phù hợp nhân tính. Một người tốt, không có một tia tạp niệm cùng tự tư cái kia càng không phù hợp nhân tính. đại hoa tôn giả nói ra tôn giá đến từ ngoại giới, mà trần diệc hàn cũng là đến từ ngoại giới. hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? còn có tôn giá đến đây, tựa hồ là vì trần diệc hàn mà đến. la quân cũng không trả lời đại hoa tôn giả lời nói, ngược lại nói nói người cảm thấy trần diệc hàn là cái dạng gì người? đại hoa tôn giả hơi sững sờ nói ra. Trần Diệc Hàn là ta dạy cửu nhân, ta đánh giá có sai lầm bất công, người cần gì phải hỏi ta. La Quân nói ra, vậy ngươi thì tận lực khách quan đánh giá một cái đi, xin nhờ. Đại Hoa Tôn giả nói ra, người đầu tiên đến nói cho ta biết, ngươi cùng Trần Diệc Hàn là quan hệ như thế nào. La Quân nói ra, cái này không trọng yếu, ta nói quan hệ gì, sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán. Đại Hoa Tôn giả nói ra, tốt a, à. hắn đón đến, nói ra, Trần Diệc Hàn người này, vừa chính vừa tà tính tình bạo lệ lấy giết người làm vui hôm nay nếu là đem hắn đổi thành các hạ ngươi lúc này chúng ta bốn người đã chết nhưng hắn bởi vì cứu chuông gió mi đầu cũng không nhăn đao sơn núi lửa cũng dám dưới cho nên ta nói hắn là vừa chính vừa tà la quân thầm nghĩ cũng không biết hắn là cái nào gân dựng sai thế mà còn trình diễn như thế vừa ra anh hùng cứu mỹ chuông gió lập tức cắn răng nói ra các ngươi phương bác dậy toàn bộ đều là đạo đức giả, há không nên giết. Đại hoa tôn giả nổi nóng quét mắt một vòng chuông gió, hắn đối chuông gió khinh thường cùng cực, thậm chí là lười nhác cùng phong linh nói nhiều một câu. Đại hoa tôn giả vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, người muốn làm gì giao dịch còn không có nói. La Quân nói ra, ta tới nơi này, không có ý cùng các người phương Bắc dậy là địch. Ta bất quá là nhận một cọc nhân tình, phải cứu Trần Diệt Hàn ra ngoài. Cho nên, Ta hy vọng các người có thể thả Trần Diệc Hàn. Chỉ muốn các người phóng thích Trần Diệc Hàn, ta liền sẽ đem bọn người phóng thích. Đồng thời, ta sẽ đem chuông gió cũng mang ra đỏ lam thế giới. Các ngươi không cần lại vì chuông gió mà buồn giàu. Ngôi Hoàng Đế tôn giả ở một bên lập tức nói, như vậy sao được? Hai người này cũng không thể thả. La Quân nói ra, vậy liền không có ý tứ, như là không thể thỏa hiệp, ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi giết, sau đó đi cưỡng ép cứu người vậy là ngươi tự tìm đường chết. Đại hoa tôn giả nói ra, ta thừa nhận, các hạ mạnh, còn tại trần diệt hàn phía trên. Nhưng nếu là tôn chủ xuất thủ, ngươi chính là hối hận không kịp. La quân nói ra, cái kia không phải là các ngươi muốn cân nhắc sự tình, mặc kệ ta thắng vẫn thua, các ngươi mệnh đều tại ta trên tay. Ta thắng, các ngươi muốn chết, ta thua, các ngươi chả là muốn chết. Các ngươi duy nhất cơ hội, cũng là hòa đàm. Chuông gió cùng Trần Diệt Hàn còn sống, đối với các ngươi tới nói, vĩnh viễn là phiền phức vĩnh viễn đang nhắc nhở các giáo đồ có hai người một mực tải phản kháng các ngươi mà chỉ có bọn họ chết biến mất loại này trí nhớ mới có thể tiêu trừ ta mang đi bọn họ về sau các ngươi có thể nói với ngoại giới bọn họ đã chết như vậy mọi người đều tốt hắn đón đến tiếp tục nói đỏ lam thế giới pháp lực mức độ chúng ta tâm lý đều nắm chắc các ngươi muốn tu luyện đến một bước này khó khăn thế nào trong lòng các ngươi càng nắm chắc hơn ta không tin, các người tại tôn chủ chỗ đó không có chút nào địa vị. Ta càng tin tưởng, tôn chủ nguyện ý vì các ngươi thả hai cái không có giá trị người. Đại hoa tôn giả hít sâu một hơi, nói ra, các hạ mạch suy nghĩ rất rõ ràng. La quân nói ra, ta không sợ nhất chiến, nhưng cũng không nguyện ý để đó tốt đường không đi, nhất định phải đi đến cá chết rách lưới một bước kia. Ta cũng không phải là Trần Diệt Hàn, tôn chủ có thể đánh bại Trần Diệt Hàn, cũng không có nghĩa là liền có thể đánh bại ta ta đã từng một mình chiến bại qua so với các ngươi tôn chủ tu vi còn cao nhân. Xin tin tưởng ta, ta cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Đại hoa tôn giả nói ra, tốt, người thả ta. Ta sẽ đi cùng tôn chủ nói. Là quân nói ra, không có vấn đề, ta sẽ ngừng tụ nhất tôn hư không nguyên thần đưa ngươi trở về. Ta cho các người ba cái giờ đến cân nhắc vấn đề này. Nếu như ba giờ sau, không có đáp án, như vậy rất xin lỗi, ta muốn giết người ta tuyệt không nói đùa. Đại hoa tôn giả nói ra, tốt. Sau đó rất nhanh, là quân thì ngưng tụ nhất tôn hư không nguyên thần, đồng thời thi triển đại na di thuật đem đại hoa tôn giả đưa về phương Bắc dậy. Hắn cũng thu chính mình đại phong ấn thuật. Hư không nguyên thần bất quá là một loại thủ đoạn, tại cùng một cái thế giới bên trong, là quân có thể liên tục không ngừng chuyển vận pháp lực đi qua. Mà như Trần Lăng tiền bối loại kia nguyên thần, là chân chính tu thành tự tại nguyên thần. Trên trời dưới đất, đều có thể tự hành tu bổ lực lượng. Sau đó, La Quân để đại giã tôn giả cùng Morgan Stanley tôn giả bắt ngôi hoàng đế tôn giả tiến phòng bị tu di bên trong. Chuông gió ngay tại La Quân ngồi đối diện. Ngươi muốn dẫn ta rời đi nơi này, chuông gió hỏi La Quân. Ngươi không muốn đi, La Quân hỏi lại chuông gió. Chuông gió nói ra, ta không muốn đi, ta còn không có hướng thế nhân vạch trần phương bắc dậy xấu xí khuôn mặt đây. Mọi người các loại đổi mới sau khi, cũng có thể thêm tạo uy chat công chúng số thiên đạo minh, bên trong có miễn phí Trung Hoa Đại Đế có thể nhìn nha. Là quân thở dài, nói ra, người chết, liền có thể để lộ cái này khuôn mặt sao? Không thể, chuông gió nói ra. Là quân nói ra, vậy thì tốt, người coi như ta không cứu được ngươi, người đã chết. Nhưng ta không có chết, người sao có thể chính mình lừa gạt mình? Chuông gió lập tức nói. Là quân lười nhác theo phong trào linh nói nhảm, hắn nói ra, ra, người có thể không lừa gạt ngươi chính mình, nhưng ta muốn mạnh mẽ mang ngươi đi, có bản lĩnh ngươi liền chạy đi thôi. Chuông gió lập tức đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Nàng ngược lại là nhanh chóng quyết đoán. La Quân thấy thế thật sự là không hiểu cái này Chuông gió đến cùng là làm sao nghĩ, tại sao có thể có cổ quái như vậy người? Hắn ngẫm lại, liền trực tiếp tế ra Kim Quang phù lục, liền muốn đem cô gái nhỏ này cho Độ Hóa tính toán. Các loại mang ra cái này đỏ lam thế giới về sau liền khôi phục lại nàng tự do thân đến lúc đó nàng lại muốn như thế nào liền đều theo nàng đi thôi kim quang kia phù lục lập tức liền chiếu dọi tại chuông gió trên thân mạnh đại nguyện lực bắt đầu độ hóa chuông gió chuông gió ngốc ngẩn ngơ sau đó ánh mắt của nàng thế mà trợn to nàng cố hết sức chống cự lên la quân kim quang tới ta không tuyệt không chuông gió quật cường tới cực điểm la quân giờ này ngày này kim quang phù lục chiếu xạ chính là liền hư tiên cao thủ đều khó mà chống cự trừ phi là hư tiên đỉnh phong mới khó có thể độ hóa nhưng là lúc này một cái tu vi cơ hồ bằng không chuông gió lại cự tuyệt la quân độ hóa la quân có thể cưỡng ép độ hóa nhưng lấy chuông gió loại tâm tính này thái độ sẽ trực tiếp để chuông gió thất khiếu chảy máu mà chết thà chết chứ không chịu khuất phục la quân thầm nghĩ tránh thức thà chết chứ không chịu khuất phục a à. nắm giữ như vậy tâm niệm nếu là chấp nhất tại tu luyện Tương lai thành tựu không dám tưởng tượng a. À. Ngay sau đó, La Quân từ bỏ độ hóa chuông gió. Hắn đem kim quang phù lục thu hồi, sau đó đánh cho bất tỉnh chuông gió, ném vào bàn nhược chuông bên trong. La Quân liền bắt đầu chờ đợi, không đến 2 giờ, Đại Hoa tôn giả liền trở lại. Đại Hoa tôn giả cũng không là một người đến, hắn đồng thời mang đến 6 người. 6 người kia chính là che trời tôn chủ đệ tử đích truyền. Từ đại đệ tử Vương Văn Quân dẫn đội cả đám buông xuống, đem la quân cấp tốc vây quanh. Đồng thời, Trần Diệt Hàn cũng bị bắt tới. La quân cấp tốc thu biển linh hồn. Cũng là tại dạng này một cái tình huống dưới, la quân cùng Trần Diệt Hàn gặp mặt. Đêm đã khuya, gió đêm phồng lên. La quân một thân trắng như tuyết trường sam, như suốt trần trích tiên. Mà lúc này Trần Diệt Hàn, hắn chật vật tới cực điểm. Trên người hắn tràn đầy vết thương, nước bùn. Hắn tóc tai rối bời. Ngày xưa bên trong, xinh đẹp quần áo, cao quý như vương tử đồng dạng Trần Diệp Hàn, giờ phút này tựa như là trên mặt đất bên trong chó hoang. Trần Diệp Hàn nhìn đến la quân cái kia một cái chớp mắt, quanh người hắn kịch chấn. Đại ca, sau một hồi khá lâu, hắn không lưu loát hô. La quân đạm mạc quét mắt một vòng Trần Diệp Hàn, hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mà chính là nhìn về phía cái kia Vương Văn Quân. Vương Văn Quân là dẫn đầu, không dùng bất luận cái gì giới thiệu, La Quân liền biết người này bất phàm. Thế mà đã là hư tiên đỉnh phong tu vi. Mà lại, Vương Văn Quân một thân màu đen trường sam, đầu đội khăn vuông, cả người xem ra mới chừng 30 tuổi. Tao nhã nho nhã, anh Tuấn tiêu sái, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Vương Văn Quân rất mạnh, mạnh phi thường. Là Quân chỉ nhìn Vương Văn Quân liếc một chút, liền đạt được như thế một cái kết luận. Nhưng thực, tại che trời tôn chủ trong đám đệ tử, Vương Văn Quân cũng không phải là mạnh nhất. Mạnh nhất thuộc về quái tài lão thập, lão thập gọi là đêm tối. Đêm tối Tu Vi đã đạt tới động tiên cảnh sơ kỳ. Nghe nói, hắn Tu Vi có thể cùng tôn chủ sánh ngang. Bất quá lão thập là cái sai mê tu luyện người, cho nên lần này, hắn cũng không có tới. Vương Văn Quân mang theo còn lại mấy cái sư đệ, những sư đệ này nhóm phần lớn Tu Vi đều là tầng 10, có là hư tiên, cũng có cửu trọng thiên. Tốt xấu lẫn lộn, Vương Văn Quân lúc này cũng liền nhìn về phía La Quân. Các hạ chính là La Quân, Vương Văn Quân nói ra. La Quân đối mặt Vương Văn Quân, nói ra, không sai. Vương Văn Quân nói ra, các hạ đề nghị, ta đã biết được. Người yêu cầu, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là người nhất định phải để đại giã tôn giả, Morgan Stanley tôn giả khôi phục bình thường. Đó là tự nhiên, La Quân nói ra. Còn có, chúng ta muốn nhìn lấy các ngươi rời đi toàn bộ các người rời đi về sau từ nay về sau không được lại bước vào đỏ lam thế giới một bước la quân nói ra ta không có vấn đề nếu như tương lai bọn họ muốn trở về ta không xen vào nhưng ta cũng sẽ không lại cắm tay chuyện này la quân là sợ trần diệc hàn còn có cái gì nhiệm vụ hắn sẽ không đi làm trần diệc hàn chủ dù sao hắn chỉ cần cứu ra trần diệc hàn lần này liền cũng coi là còn trần thiên nhai nhân tình cái này vương văn quân nói ra cái này không ổn đâu. La Quân nói ra, ta chỉ có thể làm chính mình chủ. Vương Văn Quân thì nhìn về phía Trần Diệt Hàn, nói ra, các tự động đâu. Trần Diệt Hàn đối La Quân lộ ra kính sợ, nhưng nhìn về phía Vương Văn Quân lúc, sắc mặt hắn liền không có đẹp như thế. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng Vương Văn Quân, nói ra, ta đại ca ý tứ, chính là ta ý tứ. La Quân quái dị mắt nhìn Trần Diệt Hàn, ra hỏa này lúc nào như thế nghe chính mình lời nói cái này khiến la quân chính mình cũng cảm thấy có chút nổi da gà. nguyên lai like là huynh đệ, vương văn quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn theo rồi nói ra, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi. la quân nói ra, tốt. vương văn quân nói ra, vậy thì tốt, người giao còn cho ngươi. hắn nói xong cũng phóng thích trần diệt hàn, trần diệt hàn trên thân trói buộc bị trừ bỏ, hắn thì hướng la quân bên này đi tới. trần diệt hàn thụ thương nghiêm trọng lúc này căn bản không có động võ năng lực, mà vương văn quân bên này là sẽ không cho trần diệt hàn khôi phục thương thế thời gian, bởi vì nếu như trần diệt hàn hòa la quân đô ở vào trạng thái toàn thịnh như vậy hết thảy đều sẽ biến không ổn định. la quân cũng liền lập tức để đại giả tôn giả cùng morgan stanley tôn giả hoàn tục, đồng thời phóng thích ngôi hoàng đế tôn giả ba đại tôn giả thì đều đến vương văn quân sau lưng. chúng ta đã tuân thủ lời hứa, hiện tại mời các hạ dẫn bọn hắn rời đi thôi vương văn quân ánh mắt sáng rực hắn đây là nhất định muốn la quân lập tức rời đi la quân gật gật đầu hắn hơi hơi thở phào nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành sau đó la quân lạnh lùng nhìn trần diệc hàn liếc một chút nói ra lần này ta là còn phụ thân ngươi nhân tình mà ngươi sau khi ra ngoài người đi ngươi ta đi ta về sau ngươi nếu là tái phạm tại ta trên tay ta không biết thủ hạ lưu tình trần diệc hàn gục đầu xuống la quân lạnh hừ một tiếng hắn là tuyệt sẽ không bị trần diệt hàn những động tác này làm cho mê hoặc, mặc kệ trần diệt hàn là thật tâm hay là giả dối, là quân đều không muốn quản. sau đó, là quân liền bắt đầu lấy pháp lực tìm kiếm ba nghìn thế giới, tìm kiếm ra ngoài khe hở. vương văn quân mấy người cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy là quân. thực vương văn quân bọn người cũng là muốn biết, là quân rốt cuộc muốn như thế nào rời đi. cái này đỏ lam thế giới quy tắc bình chứng lợi hại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Liền Tôn chủ đều không thể rời đi, người này thật là có bản lĩnh rời đi sao? Vương Văn Quân bọn người lại là nghĩ, hắn đã có bản sự tiến đến, tự nhiên cũng là có bản lĩnh ra ngoài. Mà lúc này, lại là đến phiên La Quân xấu hổ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như tìm không thấy ra ngoài đường. Lúc đi vào đợi, quy tắc còn dễ dàng một chút, mà ra ngoài quy tắc biến hóa thâm ảo phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Khó trách đỏ lam thế giới bên trong, không ai ra ngoài. La quân trong lòng rốt cuộc minh bạch. Cái này đỏ lam thế giới tựa như là huyền ảo tuyệt thế pháp bảo một dạng, bên trong ảo nghĩa vô cùng. Tiến đến không dễ dàng, ra ngoài càng không dễ dàng. La quân cái chán chảy ra hơi hơi mồ hôi tới. Vương văn quân mấy người cũng không quấy dày la quân. Hồi lâu sau, Trần Diệc Hàn rằng giặc nói ra, đại ca, ta thử qua có thể đi vào, ra không được, trừ phi là tu vi đạt tới động tiên cảnh, hơn nữa còn phải có phá giải cái này vạn trượng quy tắc tổ hợp biến hóa năng lực. Ngươi, là quân im lặng, hắn tự nhiên cũng là ý thức được điểm này, hắn thu hồi pháp lực, xấu hổ nhìn về phía vương văn quân, sau đó nói, ách, ngươi cũng nhìn đến, ta tạm thời còn không nghĩ ra biện pháp có thể ra ngoài. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lại cho các ngươi phương Bắc dậy gây phiền toái. Ta sẽ mau chóng rời đi. Vương Văn Quân đám người nhất thời sắc mặt thay đổi. đã như vậy, chúng ta muốn dẫn đi Trần Diệc Hàn cùng Phong Linh, chờ ngươi nghĩ ra rời đi biện pháp, chúng ta lại đem người giao còn cho ngươi. Vương Văn Quân nói ra, là Quân nói ra, vậy các ngươi cũng phải đem cái này bốn đại tôn giả cho ta. Không có khả năng, Vương Văn Quân lập tức nói, là Quân nói ra, ngươi nói không có khả năng, vậy ta cũng không có khả năng đem bọn hắn giao cho các ngươi. Vương Văn Quân sắc mặt rét run nói ra, xem ra các hạ là có chủ tâm không có ý định thiện. Là quân hai tay một đám, nói ra, ta tuyệt không phải có chủ tâm, các ngươi là trông thấy. Ta không nghĩ tới, cái này ra ngoài so tiến đến muốn khó nhiều như vậy. Vương văn quân gật gật đầu, hắn bỗng nhiên quát nói, chúng ta đi. Vương văn quân một đoàn người cấp tốc đem bốn đại tôn giả bắt, không sai sau đó xoay người liền nhanh chóng bay về phía nơi xa. Ca, không thể để cho bọn họ đi, bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Trần Diệc Hàn lập tức nói ra. La Quân nghiêng Trần Diệc Hàn liếc một chút, nói, nói nhảm, muốn người nói. Hắn một chảo, liền đem Trần Diệc Hàn bắt vào phòng bị tu di bên trong. Đón lấy, La Quân thân hình lấp lóe, chỉ trượt lóe, cái kia đại na di thuật triển khai, liền cấp tốc đem vương văn quân một đoàn người ngăn lại. Cùng lúc đó, La Quân biển linh hồn đem mọi người bao phủ lại. Bốn đại tôn giả bên trong, đại giã tôn giả, Morgan Stanley tôn giả vẫn là toàn thịnh thực lực. Vương Văn Quân một đoàn người, cũng là chiến đấu lực siêu cường. Cái này bên trong, Vương Văn Quân là hư tiên đỉnh phong thực lực. Đại giả tôn giả, Morgan Stanley tôn giả tầng 10 đỉnh phong thực lực. Nhớ ngày đó, tầng 10 đỉnh phong tại La Quân trước mặt cũng là không thể vượt qua thần. Mà cho tới bây giờ, tầng 10 đỉnh phong cao thủ tại La Quân trước mặt cũng là một đám ô hợp vương văn quân nhị sư đề cũng là hư tiên sơ kỳ tu vi như thế một đoàn cao thủ liền bị la quân một người cho bao phủ tại biển linh hồn bên trong la quân cũng liền xuất hiện tại vương văn quân trước mặt vương văn quân trên mặt xuất hiện hàn ý sát cơ xem ra các hạ là muốn lộ ra kế hoạch người căn bản cũng không có hòa đàm thành ý la quân mò xuống cái mũi nói ra thật có lỗi ta xác thực không nghĩ tới ra không được lúc này ta cần chư vị làm một người thẻ đánh bạc ở bên cạnh ta như thế ta mới có thời gian tìm ra rời đi phương pháp. Không ai có thể rời đi. Tôn chủ đều làm không được sự tình. Người cho rằng người có thể. Nhị sư đệ Long Dược không sai nghiêm nghị nói ra. Là quân không để ý đến cái kia Long Dược không sai. Hắn thở dài. Nói ra. Chúng ta vẫn là bớt nói nhảm. Ra tay đi. Vương văn quân cười lạnh một tiếng. Nói ra. Người bất quá là hư tiên trung kỳ. Coi như người có chút thủ đoạn đặc thù. Người cho rằng hôm nay ngươi thật cản đến phía dưới chúng ta sao? La quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Cuồng vọng, vương văn quân quát lạnh một tiếng, hắn cũng liền lập tức xuất thủ. La quân biển linh hồn đem rất nhiều cửu trọng thiên cao thủ, tầng người cao thủ trực tiếp vây khốn. Lấy bọn họ pháp lực, tự nhiên là khó có thể khám phá biển linh hồn ảo diệu. Bọn họ chỉ cảm thấy bốn phía đều là màu đen linh hồn chi lực, như tại trong hải dương. Đại dương này trồng chất, khó có thể hiểu thấu đáo. Mà có thể khám phá biển linh hồn cũng là Vương Văn Quân cùng nhị sư đệ Long Dược không sai. Vương Văn Quân lập tức phát giác được tình huống bây giờ, hắn trực tiếp bắn ra một món pháp bảo. Đó là một kiện chuyên môn bó nhân pháp bảo bối, gọi là Phược Long Tác. Phược Long Tác chính là thượng cổ thần Long Long Gân chế tác, đối Long, còn có nhân loại đều có cực lớn áp chế lực. Cái kia Phược Long Tác hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện hướng la quân quấn quanh mà đến tốc độ cực nhanh, đồng thời hóa thành thiên ti vạn lũ, khiến người ta không thể ẩn núp. La quân lúc này cũng là có áp lực, biển linh hồn áp chế các cao thủ, các cao thủ đều đang dẫy ruộng. La quân tuy nhiên có thể vây khốn bọn họ, nhưng cũng muốn hao phí không ít pháp lực. Đồng thời, hắn chả muốn đối mặt vương văn quân cùng Long Dược không sai công sát. Cái kia phược Long Tác truy giết tới, La quân cũng không nhiều lời, trực tiếp điểm ra trí thiên thần tác. Cái kia trí thiên thần tác hóa thành vô số đạo cầu vồng, trong nháy mắt thì cùng phược long tác trên không trung kịch chiến lên tình hình chiến đấu kịch liệt khó phân thắng bại la quân liền lại muốn phân ra pháp lực đến thi triển trí thiên thần tác long dược không sai cũng không phải đèn cạn dầu hắn chính là hư tiên sơ kỳ cao thủ pháp lực cũng là sâu dày vô cùng chỉ gặp hắn bạo giống một tiếng đem pháp bảo thiên linh châu tế ra tới ngày đó linh châu bên trong chính là vận thiên linh tinh sát khí mà thành có thể trong nháy mắt phát ra thiên đạo thiên linh thần quang trảm giết địch nhân. Long dược không sai toàn lực công sát, nhất thời phát ra thiên đạo bạch sắc thần quang. Một sát na kia, thiên đạo thần quang cùng một chỗ chém tới La Quân, ùn ùn kéo đến, như bảo vũ lê hoa, vạn châu bắn một lượt. La Quân không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Lúc này, La Quân cũng căn bản không có tránh, hắn trong nháy mắt phun ra một miệng màu trắng khí tức. Đại phong ấn thuật cỗ khí tức này cấp tốc hình thành thiên vệt cầu vồng, trực tiếp đem cái kia thiên đạo thần quang, thậm chí thiên linh châu, thậm chí long dược không sai toàn bộ bao phủ lại. Đại phong ấn thuật đem long dược không sai toàn bộ phong tỏa ngăn cản, đồng thời không ngừng co vào. Long dược không sai vận đủ pháp lực, cấp tốc chống cự, nhưng lại bị la quân đại phong ấn thuật áp chế gắt gao ở. Lúc này, Vương Văn Quân cũng xuất thủ lần nữa. Trong tay hắn xuất hiện một kiện khác pháp bảo. Phương Thiên Ấn Cái kia Phương Thiên Ấn chính là thiên ngoại thần Sơn hình thành, lực nặng ức vạn quân. ầm ầm Thiết Sơn chi lực cùng Vương Văn Quân pháp lực dung hợp, phát ra kinh thiên nhất kích. Là quân phía trước, màu đen Thiết Sơn cùng Vương Văn Quân quyền đầu dung hợp, to lớn Thiết Sơn quyền ấn hướng là quân đụng giết tới. Là quân linh hồn chi lực toàn bộ bị phá tan, biển linh hồn bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng tới. Chỉnh cái biển linh hồn bắt đầu run rẩy, xuất hiện vết nứt cái kia còn lại cao thủ ra sức chống cự, mắt thấy là phải thoát khốn. Là quân lấy mạc đại pháp lực, một bên trấn áp chưa cao thủ. Một bên khốn long sôi nổi, một bên ứng phó phược long tác. Đồng thời, hắn đối mặt vương văn quân thiết sơn, không nói hai lời, cũng là tam kiếm chém tới. Liên tiếp ba đạo đại linh hồn lôi kiếm. Âm âm, âm âm, âm âm, tam kiếm chém tới, lôi quang thoáng qua, quang lạnh xét đánh. Tam kiếm về sau, cái kia thiết sơn quyền ấn rốt cục xuất hiện tỉ mỉ cái khe nhỏ la quân lại nhất quyền bạo đi ầm ầm trong chớp mắt ấy la quân quyền lực rồi rào cuồn cuộn trực tiếp đem cái kia thiết sơn quyền ấn đụng thành phấn vụn vương văn quân phương thiên ấn tại thời khắc này vỡ vụn vương văn quân nhất thời hoảng sợ ra hỏa này làm sao lại mạnh như thế la quân chợt quát một tiếng nói lại tiếp ta một quyền hắn một bên áp chế còn lại cao thủ lại một bên hướng vương văn quân xuất thủ vẫn là sớm đoạt công để vương văn quân căn bản còn không tay la quân trong nháy mắt bổ ra thập quyền nhất quyền so nhất quyền mãnh liệt nhất quyền so nhất quyền hung vương văn quân liên tục tiếp la quân thập quyền lại là cảm giác đối phương quyền lực dồi dào như tinh thần đại hải mà lại vô cùng vô tận hắn là hư tiên đỉnh phong cao thủ bắt đầu tiếp ba quyền còn cảm thấy được nhưng càng về sau đã cảm thấy thân thể mỏi như liền hàm răng cũng bắt đầu buông lỏng. Người này, còn là người sao? Vương Văn Quân hoảng sợ muốn tuyệt. Là quân liên tiếp thập quyền về sau, lại vẫn là khí định thần nhàn. Hắn lúc này muốn giết Vương Văn Quân, đơn giản cùng cực. Nhưng là hắn lúc này còn không muốn đi đến sự tình không có hỏa hoãn chỗ trống. Bởi vậy thì lại tuôn ra nhất quyền. Cùng lúc đó, là quân đem thuần dương đan thuốc vận chuyển đi ra, quay chung quanh quanh thân, dốc vốn thôn vệ đi vào một quyền này của hắn tuôn ra uy lực càng sâu trước đó quyền lực ngôi sao vỡ vụn thiên địa thất sắc nhất quyền vương văn quân trong mắt đồng tử phóng đại hắn bạo giống một tiếng cũng giết ra nhất quyền ầm ầm quyền lực chạm vào nhau vương văn quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới ha 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 là quân cười vang sau đó quát nói lại đến sau đó hắn lại nhất quyền tuôn ra một quyền này càng thêm mãnh liệt càng thêm hùng vĩ như ngân hà lao nhanh, cuồn cuộn xuống. Vương Văn Quân lúc này cả người xương cốt, huyết dịch, hàm răng đều bị La Quân quyền lực chấn động đến thất linh bát lạc, nơi đó còn có lực lượng đón thêm La Quân một quyền này. Một quyền này nếu là đụng thực, Vương Văn Quân cũng là chỉ có một con đường chết. La Quân tự nhiên là không có ý định giết chết Vương Văn Quân, hắn ở lúc mấu chốt cũng sẽ thu tay lại. Bất quá ngay tại lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Đại sư huynh, ta đến một tiếng quát lớn từ xa tới gần, nghe được cái kia chữ lớn lúc còn tại ngoài mấy trăm dặm, nghe được vậy đến chữ lúc đã gần ngay trước mắt. Người tới chính là che trời tôn chủ người đệ tử đêm tối. Đêm tối nhỏ bé nhanh nhẹn, thân mang áo đen, trong mắt của hắn tinh quang ngoại phóng, cho người ta cực lớn áp bách lực. Đêm tối đến đây, không nói hai lời, chính là nhất quyền đánh giết tới. Ẩn chứa động thiên pháp tắc nhất quyền. Ầm ầm. Một quyền này hòa la quân quyền lực đụng giết cùng một chỗ. Nhất thời kích thích ngàn tầng lăn sóng. Cái kia một cái chớp mắt, biển linh hồn kịch liệt chấn động, còn lại rất nhiều cao thủ toàn bộ thoát khốn. Cái kia một cái chớp mắt, la quân cũng thấy trước mắt sao vàng loạn vũ. Đêm tối một quyền này, quá cường đại, riêng là la quân còn lực chiến mọi người lâu như thế. Đêm tối nhất quyền liền đem la quân đánh lui, hắn không lưu tình chút nào, cấp tốc bố trí xuống động thiên pháp tắc sau đó phương viên mấy trăm dặm cấp tốc toàn bộ trở thành đêm cái này đêm cùng bình thường đêm khác biệt phá lệ đen nhánh đêm có vô số loại đêm nhìn như đại đồng thực đều có khác biệt đêm tối tu luyện cũng là đêm trong bóng đêm sóng nhỏ dập dờn như thủy dịch lắc lư khiến người ta tưởng rằng dưới đáy nước nhưng hô hấp lại rất thông thuận tại dạng này ban đêm tựa hồ hết thảy phát sinh đều là có khả năng mà lúc này đêm tối lại phát ra nhất quyền hắn là không lưu tình chút nào một quyền kia tuôn ra động thiên pháp tác bên trong giả dạ chi lực toàn bộ ngưng tụ hóa thành to lớn đêm lực to lớn đại hắc ám quyền ý ẩn chứa động thiên chi lực hướng la quân tia chớp đánh giết tới la quân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái cái này một cái chớp mắt nguy cơ buông xuống la quân không kịp suy nghĩ nhiều hắn lập tức liền thu biển linh hồn đồng thời liền trí thiên thần tác cũng thu hồi lại mà cái kia vương văn quân phược long tác cũng hướng la quân quấn quanh mà đến. La quân cũng một chút đem đại phong ấn thuật thu hồi. Cái kia long dược không sai liền phải tự do, long dược không sai thiên linh châu hợp thành một đạo hung hãn thiên linh tinh sát thần kiếm hướng la quân chảm giết tới. La quân nhất định phải co vào chiến tuyến, hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả người giấu vào linh hồn trong tinh thạch. Linh hồn tinh thạch hóa thành một tia ô quang, ô quang kia tàn nhẫn một chảm, trực tiếp đem phược long tác chém thành hai đoạn. Đón lấy, linh hồn ô quang cùng thiên linh tinh sát thần kiếm chảm giết cùng một chỗ. Oanh! Thiên linh tinh sát thần kiếm bị cường hãn linh hồn ô quang chảm thành cho tàn. Đồng thời, đêm tối nhất quyền oanh sát tại linh hồn ô trên ánh sáng. Là quân thần hồn chấn động, cả người theo linh hồn ô quang bên trong bị đánh bay ra ngoài. Quanh người hắn khí huyết bắt đầu cuồng bạo, đêm tối nhất quyền có hiệu quả, tiếp lấy vận chuyển động thiên pháp tắc, trùng điệp không gian. Đêm chương 7, cảnh ban đêm nhỏ việc gì? Vô số sóng nhỏ dập dần, đem linh hồn tinh thạch thôn phệ, đồng thời phân liệt. Là quân cấp tốc thu nạp linh hồn tinh thạch, nhưng linh hồn tinh thạch bị động thiên phân liệt, căn bản là không có cách tụ lại. Đêm tối lạnh hừ một tiếng, ẩn tàng tại hư không bên trong, lạnh lùng nói ra, mất đi người linh hồn này pháp khí, người còn có bản lĩnh gì? Đồng thời, lòng dược không sai, còn có còn lại một đám cao thủ đều xuất hiện. Bọn họ vây quanh chính giữa La Quân. Ngược lại là Vương Văn Quân thủ thương không nhẹ, lúc này không có tham dự chiến đấu. La Quân cục thế trở nên rất là không ổn. Linh hồn tinh thạch bị không ngừng phân liệt, La Quân bất kể thế nào vận chuyển pháp lực, cũng vô pháp đem trước mắt động thiên pháp tắc, trùng điệp không gian xông phá. La Quân lần nữa thể nghiệm đến động tiên cảnh cao thủ chỗ kinh khủng. Cách dạng này một cảnh giới, lực sát thương quả nhiên là không thể so sánh nổi a. À la quân hít sâu một hơi hắn lúc này y nguyên rất là tỉnh táo hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi trong tay hắn còn có luân hồi kiếm nhưng luân hồi kiếm là đại sát khí là hắn át chủ bài không đến bị bất đắc dĩ la quân đều không muốn thi triển ra luân hồi kiếm biện pháp duy nhất là muốn trước đem linh hồn tinh thạch giải cứu ra nếu không hôm nay hết thảy đều là ngừng nói la quân tâm như gương sáng thân hình hắn đột nhiên lóe lên cấp tốc xuyên thẳng qua đến trùng điệp không gian bên trong. Là quân đem đại na di thuật vận chuyển tới cực hạn, cái kia trùng điệp không gian không ngừng biến hóa. Trốn được sao, đêm tối lạnh hừ một tiếng. Hắn trực tiếp biến hóa không gian, cấp tốc liền để Long Dược không sai ngăn chặn la quân đường đi. Long Dược không sai vận chuyển thiên linh châu, trực tiếp chém ra hung hãn một kiếm. Kiếm quang ngập trời, khí thế hoảng sợ. Đón lấy, cái kia đại giã tôn giả, Morgan Stanley tôn giả cũng từ phía sau xuất hiện, vận chuyển quyền ấn, mạnh mẽ oanh sát. Còn lại chư cao thủ cũng đồng loạt ra tay. Mà lại, đêm tối cũng giữ vững đường ra, tại La Quân chạy đi trong nháy mắt, hắn sẽ trực tiếp đập chết La Quân. La Quân mắt cũng không chấp, hắn lúc này vận chuyển mất linh hồn tinh thạch, liền đại linh hồn lôi kiếm đều không thi triển ra được. Nhưng La Quân lại là không sợ, trong nháy mắt thi triển đại kim đan, tạo hóa kiếm quyết, thiên trọng kiếm quang hợp thành một đạo. Vạn kiếm quy nhất, một kiếm hướng long dược không sai hung hăng chém giết tới. Oanh, lưỡng kiếm chém giết cùng một chỗ, là quân địa sát thần kiếm đem long dược không sai thiên linh tinh sát thần kiếm chạm thành phấn vụn. Long dược mặc dù hình nhanh lùi lại, tránh đi la quân địa sát thần kiếm. La quân tán địa sát thần kiếm, theo sông về phía long dược không sai. Còn lại người tuy nhiên theo không kịp la quân tốc độ, nhưng đêm tối khu động không gian biến hóa, bọn họ quyền lực toàn bộ oanh sát hướng la quân tại cái kia một cái chớp mắt rất nhiều quyền ấn pháp lực ra thân tựa như là vô số thần sơn đem la quân bao trùm đồng thời không ngừng đè ép tới xôi trào mãnh liệt lại tại nhỏ vụn hạt tròn bên trong toát ra vô cùng lực sát thương tới dạng này thương tổn khủng bố tới cực điểm mà lúc này la quân trong nháy mắt thi triển ra kim cương bất hoại chi thân toàn thân hắn đều bị kim sắc bao phủ ầm ầm rất nhiều quyền lực oanh tạc tới, là quân thân thể tản mát ra lóa mắt kim quang tới. Cái kia một cái chớp mắt, là quân cảm giác mình đặt mình vào ở trong lôi kiếp, vô số lôi điện ra thân. Giống. Lúc này, là quân đột nhiên bạo giống một tiếng, hắn tại tiếp nhận vô số thương tổn về sau. Lại là căn bản không hư hao chút nào, trực tiếp đánh ra ba quyền. Hắn quyền lực càng thêm hung hãn, trong nháy mắt liền đem trước mắt đại giã tôn giả đánh bay ra ngoài đại dã tôn giả phun máu tươi tung tóe trực tiếp bị đánh bay ra mấy vạn mét bên ngoài la quân lúc này giống như sát thần đồng dạng hắn vừa muốn thoát khỏi vòng vây đêm tối lập tức ở trong hư không nhất trưởng đắp áp xuống tới thế như bôn lôi động thiên pháp tác ẩn chứ một trong lòng bàn tay còn như ngân hà bao la bát ngát la quân thân thể nhảy lên liền chui vào đến đêm tối trong lòng bàn tay đối mặt đêm tối lực lượng khổng lồ la quân nhất trưởng đánh giết tới liền cùng đêm tối trưởng lực đánh ngang tay. Mà cái kia trùng điệp không gian nghiền sát xuống tới, hắn căn bản không sợ. Cái kia trùng điệp không gian rảo sát, cũng mảy may thương tổn không la quân kim cương bất hoại chi thân. Một giây sau, la quân liên tục ba trưởng đem đêm tối trưởng lực đánh giết thành phấn vụn. La quân đột phá hạn chế, tại không gian kia bên trong cấp tốc toán loạn. Đêm tối muốn đối phó la quân, đồng thời còn muốn áp chế la quân linh hồn tinh thạch cái này khiến đêm tối cũng có chút mệt mỏi. Là quân giờ phút này chỉ cần để linh hồn tinh thạch quy vị, như vậy cái này động thiên pháp tác đem đối với hắn không có chút nào lực sát thương. Đêm tối cũng ý thức được điểm này, cho nên liều mạng áp chế. Người này, chẳng lẽ hắn lực lượng vô cùng vô tận, hắn đã đánh ra nhiều như vậy lực lượng, sớm nên khô kiệt nha. Đêm tối bọn người thấy thế không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bọn họ cảm thấy coi như là quân nắm giữ đan dược bổ sung, lúc này cũng nên trèo trống không đủ là quân tu luyện đại bản nguyên thuật về sau tu hành tốc độ vừa giảm lại hàng lúc trước nhìn như không có chút nào tác phong ngược lại là cái gánh vác mà bây giờ đại bản nguyên thuật chỗ tốt sốt cục hiển hiện ra cái kia chính là hắn pháp lực hùng hậu trình độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng mà lại liền xem như linh nhi đang tiếp thụ thuần dương đan thuốc không ngừng bổ sung về sau cũng sẽ tinh thần mệt mỏi không chịu nổi nhưng la quân lại là thần thái sáng láng hắn căn bản không có cái phiền não này la quân một bên bổ sung thuần dương đan thuốc một bên chiến đấu lúc này hắn đã là tinh thần sung mãn lực lượng tràn đầy đây cũng là la quân vì cái gì một mực có tự tin không thi triển luân hồi kiếm nguyên nhân luân hồi kiếm là sát chiêu không đến bị bất đắc dĩ tuyệt sẽ không thi triển đi ra la quân liên tục oanh sát hắn hướng đêm tối oanh sát lại oanh sát còn lại cao thủ Xem ra ngược lại không giống như là mọi người vây công La quân, ngược lại là La quân một người vây công một đám cao thủ. Đêm tối còn nói được, còn lại cao thủ đã kêu khổ liên tục. "Đừng, đừng, thâm giả công tử, đừng có dùng ngươi không gian chi môn đưa ta đi lên. Van cầu ngươi, cái kia Morgan Stanley tôn giả đầu tiên cầu xin tha thứ." Còn lại người cũng nhao nhao hô, "Sư đệ, cầu buông tha bên trong." La quân cười ha ha đồng thời thế mà bắt mấy cái đến phòng bị tu di bên trong trực tiếp dùng kim quang phủ lục độ hóa đêm tối nổi trận lôi đình hắn tuy nhiên vận chuyển không gian pháp tắc có thể vây khốn la quân nhưng là hắn nhưng cũng không làm gì được la quân mà lại đêm tối pháp lực tiêu hao cũng là rất khủng bố hắn đều cảm thấy có chút mệt mỏi mà la quân con hàng này còn là sinh long hoạt hổ đêm tối cũng không dám lại khiến người khác phía trên hắn liên tục vận chuyển không gian pháp tác vây khốn la quân, la quân đột nhiên đem độ hóa bốn người phóng xuất ra, để bọn hắn cũng tại đêm tối động thiên pháp tác bên trong tùy ý quấy rối. bởi vậy, đêm tối lại muốn phân ra càng nhiều lực lượng đến quản thúc những người này. lúc này, đêm tối cảm thấy hết thảy đều là dối bời. đại giả tôn giả cùng morgan stanley tôn giả đi vào đêm tối bên người, thâm giả công tử tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được a. À đại giã tôn giả lo lắng nói ra. Vương Văn Quân, còn có đại hoa tôn giả, ngôi hoàng đế tôn giả đều là thụ thương trạng thái, cũng giúp không được đêm tối. Lúc này, cũng chính là Long Dược không sai còn có thể giúp đỡ bận biểu. Đêm tối đau đầu vô cùng, hắn đối Long Dược nhưng nói nói, nhị sư huynh, người nuôi lớn hoa tôn giả, ngôi hoàng đế tôn giả cùng đại sư huynh rời đi. Đồng thời cấp tốc bẩm báo sư phụ, kẻ này quá mức quỷ dị, chỉ sợ cần sư phụ tự mình đến đây, mới có thể hàng phục long dược không sai gật gật đầu hắn xuất ra thiên linh châu cấp tốc đem đại hoa tôn giả ngôi hoàng đế tôn giả đại sư huynh vương văn quân chứa vào thiên linh châu bên trong không sai sau đó xoay người ra đêm tối động thiên pháp tắc la quân liên tục oanh sát tăng thêm bốn người trợ giúp hỗ trợ rốt cục để la quân tìm tới cơ hội trong nháy mắt đó la quân trưởng khống lấy linh hồn tinh thạch thân thể chui vào đến linh hồn trong tinh thạch đón lấy hắn hóa thành một đạo linh hồn ô quang, cấp tốc hướng đêm tối trùng sát mà đến. Đêm tối không khỏi hoảng sợ, vô luận hắn làm sao khu động không gian pháp tắc. Nhưng là quân linh hồn ô quang đều muốn cái kia không gian pháp tắc vọt thẳng phá. Trùng điệp không gian tại linh hồn ô quang xông vào hạ, thùng rỗng kêu to. Thoáng qua ở giữa, linh hồn ô quang hướng đêm tối vị trí hiểm yếu chảm giết tới. Đêm tối trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, thân hình hắn chuyển một cái, Trực tiếp biến mất tại không gian bên trong Tại đêm, bên trong, hắn cũng là chúa tể Là quân trước mắt biến mất đêm tối tung tích Hắn cũng lười cùng đêm tối dây dưa Cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi Đêm tối nhìn thấy là quân muốn rời khỏi Hắn vào lúc này lại là có loại như chút được gánh nặng cảm giác Nháy mắt, là quân liền rời đi đêm tối động thiên pháp tắc. Tính toán, không dùng luân hồi kiếm muốn giết chết tiểu tử này cũng có phần không dễ dàng Hôm nay chỉ vì cứu người, vẫn là thiếu tạo sát nhiệt thì tốt hơn. La Quân không cùng đêm tối dây dưa, cấp tốc thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ. La Quân sau khi đi, đêm tối cũng thu động thiên pháp tắc. Hắn bốn tên sư huynh cũng trực tiếp theo đào tẩu, xem ra tất cả đều bị La Quân bắt đi. Mà tại đêm tối bên người còn có đại giã Tôn Giả, Morgan Stanley Tôn Giả. Hắn rốt cuộc là ai, như thế nào hung hãn như vậy cổ quái? đêm tối nhìn về phía nơi xa, xa như vậy chỗ cũng là đen kịt một màu. Hắn thì thào nói ra. Đại giã tôn giả nói ra, người này cùng cái kia Trần Diệp Hàn chính là huynh đệ, hôm nay tới đây, thuần túy là vì cứu Trần Diệp Hàn. Morgan Stanley tôn giả nói ra, mấy cái vị công tử đều bị la quân cho độ hóa, ta cùng đại giã đều bị hắn tà thuật cho độ hóa qua. Người bị độ hóa về sau, hết thảy tâm niệm đều hệ tại la quân trên thân. Cái này tà thuật rất là lợi hại, chỉ sợ, chúng ta vẫn là muốn nói với hắn mới được. Đại giã tôn giả nói ra, làm sao nói, bọn họ căn bản không có biện pháp rời đi, mà lưu bọn họ ở chỗ này, chính là cự mầm họa lớn. Ta xem chúng ta cùng giữa bọn hắn, là không có hòa đàm cơ hội. Đêm tối hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, chúng ta về trước đi cùng sư phụ đem sự tình nói rõ ràng. Sư phụ thấy rõ hết thảy, sẽ cho ra chúng ta đúng đắn chỉ thị. La Quân lại bay ra trọn vẹn ba vạn dặm tại một chỗ trên hải đảo rơi xuống. Hắn vẫn là tế gia biển linh hồn đem mọi người bao phủ lại. La Quân cần thời gian đến tham phá trở về đường. Cái này mẹ nó đã không phải là Trần diệt Hàn sự tình. Hắn chấp hành nhiệm vụ cũng chỉ có không đến thập tháng. Muốn là một mực bị vây ở chỗ này ra không được, cái kia mạng nhỏ là chân chính muốn xong đời. Cái này là sinh tử tồn vong chuyện lớn coi như ta dùng thập thắng tu luyện tới động tiên cảnh nhưng động tiên cảnh cũng không nhất định liền có thể khám phá ra ngoài quy tắc coi như ta khám phá động tiên cảnh tìm tới ra ngoài đường nhưng ta còn có thời gian đi tìm tới nhị ca sao la quân cảm thấy chuyện này khó giải quyết tới cực điểm hắn vốn là cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ rất tốt làm nhưng hắn không nghĩ tới đột nhiên chính mình hội xa vào đến dạng này tình cảnh lưỡng nan la quân ngẫm lại đem trần diệc hàn phóng xuất Trần Diệc Hàn rất là suy yếu. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Đại ca, ta cần một số đan dược đến khôi phục thương thế. Ngươi có thể cho ta không?" Trần Diệc Hàn tu vi đã đến Hư Tiên đỉnh phong. Hắn quả nhiên là ma tinh, tu vi tiến triển cũng là thần tốc. Tuy nhiên so ra kém Linh Nhi, nhưng so La Quân là mau một chút. Đương nhiên, La Quân một mực tại nhanh chóng tăng trưởng. Trần Diệc Hàn cũng không có ngồi trong nhà hưởng thụ la quân nhìn một chút trần diệc hàn hắn nhàn nhạt hỏi lại ngươi cảm thấy khả năng sao trần diệc hàn tự diếu cười một tiếng nói ra ta biết người đại khái vĩnh viễn không biết tha thứ ta la quân nói ra hiện tại chúng ta đều tại chúng tinh điện ta không thể giết ngươi tương lai ta có thể nhìn thấy ngươi không giết ngươi liền xem như ta lớn nhất khắc chế nếu như giết ta có thể triệt tiêu đại ca ngươi cừu hận ta có thể chết trần diệc hàn nói ra là quân lạnh giọng nói ra, đầy đủ, Trần Diệt Hàn, chớ cùng ta diễn xuất. Không có ý nghĩa. Trần Diệt Hàn ngốc ngẩn ngơ. Ngươi là ai, trong lòng ta rõ ràng, ta là người như thế nào, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Là quân nói ra, chẳng lẽ lại, ta độc đánh ngươi một trầu, ngươi còn từ đó thì đốn ngộ. Buồn cười không buồn cười. Trần Diệt Hàn nói ra, ta trước kia hận ngươi, bởi vì ta mẫu thân là bị mẫu thân ngươi hại chết. Chí ít, là có mẫu thân ngươi nguyên nhân, nhưng ta hiện tại nghĩ thông suốt, cái này chuyện không liên quan ngươi. Ta còn chưa nói, mẫu thân của ta là bị mẫu thân ngươi hại chết. Mẫu thân của ta chết tại phụ thân ngươi trên tay, ta không tìm đến ngươi phiền phức, ngươi có tư cách gì trách ta. La quân cả giận nói. Trần Diệc Hàn nói ra, nhưng mẫu thân ngươi là bên thứ ba. La quân nói ra, thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi còn dám nói năng lỗ máng, ngươi có tin ta hay không lại đánh ngươi một trầu thật xin lỗi, Trần Diệc Hàn lập tức gục đầu xuống. Hắn lập tức còn nói thêm, đại ca, vậy cũng là đời trước ân oán. Ta biết, người hận ta đã từng ý đồ khinh bạc qua tẩu tử. Người yên tâm, các loại sau khi ra ngoài, ta sẽ cho tẩu tử một cái công đạo. Người làm sao cho bàn giao, là quân cười lạnh liên tục, linh nhi ra ra, thân nhân duy nhất cũng là bị ngươi nhất trưởng đánh chúng, sau cùng bị thương nặng mà chết. Ta dùng mạng đền mạng, cái này được rồi đi. Trần Diệc Hàn lớn tiếng nói: "Ngươi đến cùng đang cùng ta diễn cái gì?" La Quân rất là kỳ lạ nhìn Trần Diệc Hàn liếc một chút, người mẹ hắn điên đi. Trần Diệc Hàn nói ra: "Trước kia, trong lòng ta chỉ có một người thân, cái kia chính là phụ thân. Nhưng bây giờ, ta minh bạch, ta còn có ngươi, đại ca. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta chính là đệ đệ ngươi. Ta có thể giết hết người trong thiên hạ, nhưng không thể không nhận cha thân, không nhận ca ca." người phàm là tâm lý có nhớ một tia thân tình năm đó thì sẽ không làm loại sự tình này tới ý nghĩ đều không nên có la quân nói ra trần diệc hàn nói ra năm đó ta hận thấu ngươi người vẫn là phụ thân ma kiếp phụ thân là ta thân nhân duy nhất cho nên ta muốn nghĩ hết biện pháp đối phó ngươi la quân nói ra hiện tại ta y nguyên là trần thiên nhai ma kiếp điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến trần diệc hàn nói ra những năm này Ngươi chứng minh chính ngươi. Ngươi chính là chúng ta người Trần gia, chỉ có chúng ta người Trần gia mới có thiên phú như vậy cùng vinh diệu. Ngươi mới xuất hiện bước, nhưng bây giờ lại ngự trị ở bên trên ta, ngươi có đầy đủ tư cách làm ta đại ca. Ta phục ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nguyên lai là dạng này, nguyên lai giữa chúng ta không phải thân tình, mà là bởi vì ta vượt qua ngươi." Trần Diệc Hàn nói ra, "Năm đó ngươi hèn mọn như cỏ rác, chúng ta dựa vào cái gì nhận người cái này tia bên ngoài huyết mạch. Mạnh được yếu thua, vốn là tự nhiên quy tắc. Là quần khoát khoát tay, nói ra, tính toán, ta lười nhát tranh với người vấn đề này. Người cho là như vậy đều tốt, dù sao, ta không biết nhận người người huynh đệ này. Trần Thiên Nhai đã cứu thê tử của ta, nhị tử, cho nên lần này tới, ta là còn cái này cái cọc tình. Tình trả, thù mới tốt báo, ta cả đời này làm việc, thì cầu cái ân oán rõ ràng, thống thống khoái khoái. Trần Diệc Hàn nói ra, tốt, đại ca chỉ nếu muốn giết ta, ta người đầu tùy thời vì ngươi chuẩn bị. Khổ nhục kế, đối với ta không dùng được, ta lười nhát giết ngươi, ngày khác Linh Nhi muốn giết ngươi lúc, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. La Quân nói ra, Trần Diệc Hàn nói ra, ta đối tẩu tẩu không dậy nổi, tẩu tẩu muốn giết ta, cũng là phải. La Quân không khỏi mắng, người điên. Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống. Sau đó, là quân còn nói thêm, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cứu chuông gió. Trần Diệc Hàn sướng sờ sướng sờ, sau đó cười khổ nói, đại khái tại đại ca ngươi tâm lý, ta sẽ không làm một chuyện tốt. Là quân nói ra, không sai, xác thực như thế. Trần Diệc Hàn nói ra, tốt ra, à, ta vốn cũng cũng không phải là người tốt lành gì, cái này cũng không đáng kể. Thế nhân nhìn ta như thế nào, càng là không quan trọng. Muốn ta làm cái gì, thì làm cái đó ta muốn giết người thì giết người ta muốn như vậy tôn kính đại ca ngươi vậy liền tôn kính ta mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào la quân nói ra quả nhiên là người điên trần diệc hàn cười nhạt một tiếng hắn tịnh không để ý danh tiếng có điều hắn vẫn là cùng la quân giải thích cứu chuông gió thuần túy là nhất thời hưng khởi trần diệc hàn nói ra ta tuy là ác tha dơ bẩn người nhưng cũng thưởng thức có cốt khí người chuông gió nha đầu này cùng tất cả mọi người khác biệt là thánh cũng là ma, ta cảm thấy nàng rất thú vị, thì cứu. Cũng là đơn giản như vậy. La Quân nói ra, vậy sao ngươi đến cái này đỏ lam thế giới? Đến đỏ lam thế giới lại làm cái gì? Trần Diệc Hàn nói ra, chính ta hiểu thấu đáo trong này huyền bí tiến đến, đến đỏ lam thế giới là chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là bàn nhiều thiên chu cũng không có vào thành, chúng tinh điện lại không giảng đạo lý, cho nên chỉ có chính ta tiến đến. Mặc dù có chút khó, nhưng cũng không tính rất khó khăn. La Quân nói ra, "Vậy ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Sớm hoàn thành cũng là một mực không tìm được máy sẽ ra ngoài, về sau lại cứu chuông gió, liền bị cái kia che trời tôn chủ cho vây ở Tử Linh Nguyên bên trong." Trần Diệc Hàn nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi nhiệm vụ còn có bao lâu thời gian?" Trần Diệc Hàn nói ra, "Còn có nửa năm." "Nửa năm, ngươi cảm thấy chúng ta ra ngoài sao?" La Quân hỏi. Trần Diệc Hàn nói thực ra nói, "Rất khó." không nói có thể hay không đến động tiên cảnh, đến, cũng không nhất định liền có thể khám phá bên trong ảo diệu. La Quân nhìn Trần Diệc Hàn liếc một chút, thầm nghĩ, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này ra ngoài sự tình, ta dẫn hắn đi, cũng là không tính trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lần trước tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong, ta không phải cũng là đem không cách nào ra ngoài Lan Đình Ngọc mang đi sao. Cũng không có làm trái tinh chủ quy tắc. Hắn sau đó lại thầm nghĩ, cũng không biết cái này tinh chủ có ý tứ gì, còn không cho mọi người lẫn nhau ở giữa chợ giúp. Hắn đến cùng là muốn các loại kỳ diệu đồ vật, vẫn là có chủ tâm ma luyện mọi người đâu. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tinh chủ thân phận một mực thành mê, thì liền tinh chủ ý đồ cũng để cho nhân nạn lấy thấy rõ ràng. Trần Diệp Hàn gặp La Quân Trầm Tư, lại là nói ra, nhưng ta biết, ta làm không được sự tình, đại ca ngươi chưa hẳn thì làm không được. La Quân không để ý đến Trần Diệp Hàn, hắn cũng liền thật không có cho trần diệc hàn bất luận cái gì đan dược chỉ là cho hắn một bộ quần áo đây là hắn nhân từ nhất từ để hắn cho trần diệc hàn đan dược cái này hắn vẫn là rất khó mà làm đến cứ việc lúc này để trần diệc hàn khôi phục công lực là phương pháp tốt nhất tối thiểu hai người cùng một chỗ đối kháng cái kia che trời tôn chủ thì có đầy đủ nắm chắc nhưng la quân vẫn là không qua được tâm lý một cửa ải kia cứu trần diệc hàn đi là trả nhân tình nhưng nếu như còn cho trần diệc hàn đan dược liệu thương cái này tính là gì la quân chỉ muốn mau mau kết chuyện này sau đó cùng trần diệc hàn không muốn lại kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì trần diệc hàn cũng biết la quân tâm tư ngay sau đó thì không nói một lời la quân đem trần diệc hàn ném đến phòng bị tu di bên trong để chính hắn đi tu luyện khôi phục sau đó la quân bắt đầu lâm vào trầm tư chuyện này muốn rời khỏi không đơn giản coi như cái kia che trời tôn chủ chịu đáp ứng hỗ trợ chỉ sợ che trời tôn chủ cũng tham không phá bên trong ảo diệu Là quân sâu biết rõ được đỏ lam thế giới quy tắc ảo diệu đến kinh khủng bực nào cấp độ Là quân cảm thấy trừ chính mình bên ngoài thiên hạ còn có người có thể phá lời nói đoán chừng cũng là hiên chính hạo nhưng hiên chính hạo cũng không có khả năng qua đến giúp đỡ tại cái này cũng liên lạc không được hiên chính hạo quả nhiên mỗi đến cần hiên chính hạo trợ giúp lúc người kia là vách đá dựng đứng đuổi không tới. Trăm phát trăm chúng, hết thảy, đều chỉ có dựa vào chính mình. Sinh tử tồn vong, lúc này, cái gì tích lũy, cái gì huyền môn chính tông đều không để ý tới. Là quân duy vừa an ủi là, hắn chả có vô cùng vô tận đan dược. Lại thêm đại bản nguyên thuật đã tu luyện lâu như thế, cũng coi là đánh tốt cơ sở. Tăng thêm kim cương bất hoại chi thân, chưa chắc là không thể liều mạng. Là quân cũng biết, dạng này cưỡng ép tăng lên sẽ có rất nhiều tai hại. Nhưng lúc này cũng là hoàn toàn không lo được. Ngay sau đó, là quân cắn răng một cái, ngồi xếp bằng. Đồng thời, là quân trực tiếp bắt 100 triệu thuần dương đan đi ra. Thuần dương đan tại biển linh hồn bên trong hình thành thuần dương chi long, hắn bắt đầu hấp thu thuần dương chi long tới. Đón lấy, là quân còn phân ra bộ phận pháp lực phòng bị Trần Diệt Hàn. Hắn đối Trần Diệt Hàn là ở vào vĩnh viễn phòng bị trạng thái, chỉ cần Trần diệt Hàn dám làm loạn, hắn sẽ lập tức lôi đỉnh phản kích. Thuần Dương chi long vây quanh La Quân, La Quân bắt đầu tham lam hấp thu thuần dương chi khí, trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu theo bắt đầu cuồng bạo. Không đến 3 giờ, La Quân đem 100 triệu thuần dương đan toàn bộ hấp thu tiến đến. Trong thân thể của hắn ở vào pháp lực cuồng bạo trạng thái. Đừng nhìn linh nhi động một tí thì hấp thu 100 triệu thuần dương đan, giống như chơi đùa. Nhưng La Quân muốn hấp thu 100 triệu thuần dương đan vẫn là rất mạo hiểm. Mà lại, đây là dựa vào La Quân đại bản nguyên thuật để hắn pháp lực hùng hậu đến có thể so với động tiên địa bước. La Quân pháp lực liên tục tại thể nội đập vào, cũng tại hắn trong não vực đập vào. Toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới đều ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Lần lượt trùng kích, theo trong não vực bắt đầu, nếu như là tầm thường hư tiên, lúc này như vậy bạo lực kéo lên, đã sớm thất khiếu chảy máu hơn nữa còn hội tâm ma bất ngờ bộc phát, sau cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà đại bản nguyên thuật giống như tường đồng vách sắt một dạng bảo hộ lấy la quân. Nhìn như gánh vác đại bản nguyên thuật giờ phút này bày ra lực lược, so bất luận cái gì ba nghìn đại đạo đều muốn lợi hại hơn cùng thực dụng. La quân lần nữa thôn phệ, lại là 50 triệu mai thuần dương đan thuốc. Âm âm, trong thân thể của hắn như núi lửa bạo phát. Đồng thời, là quân kim cương bất hoại chi thân triển khai kim quang in nhuộm, pháp lực cuồng bạo, dầm dầm rầm, lên lên lên, mãnh liệt mãnh liệt mãnh liệt. Sau cùng, oanh một tiếng, là quân tu vi thuận lợi đến hư tiên đỉnh phong. Hắn liệt mã bôn đằng chi lực đến khủng bố 6 tỷ. So làm tử y hư tiên đỉnh phong lúc trọn vẹn nhiều gấp đôi. Đây là một cái rất khủng bố trị số. Làm tử y động tiên sơ kỳ thì mới 6 tỷ. Sau đó, là quân đỉnh chỉ tu luyện theo hư tiên sơ kỳ đến hư tiên đỉnh phong, còn có thể cậy vào vô cùng thuần dương đan thuốc, cùng đại bản nguyên thuật đến bạo lực kéo lên. Mặc dù sẽ lưu lại mau bệnh cùng nhân quả, nhưng trước mắt cửa ải khó có thể qua. Nhưng muốn đột phá động tiên, đó là nhất định phải giải thấu không gian quy tắc. Không chân chính giải không gian quy tắc, ăn lại nhiều đan dược đều chỉ hội bạo thể mà chết. Cái kia là tuyệt đối không có cơ hội đột phá, tựa như là hồng thủy bị giam tại áp trong miệng, nếu như không tìm đúng một cái điểm xông phá. Như vậy bổ sung hồng thủy đan dược càng nhiều, thì càng nhanh bạo thể mà chết. Lúc này, là quần đã là sảng khoái tinh thần. Trong cơ thể hắn pháp lực lao nhanh, cuồn cuộn như giang hà chi tráng. Hắn cảm thấy mình có thể xé nứt thiên địa thương khung. Ta nhất định phải ổn định lại tâm thần, thật tốt thể ngộ tự thân pháp lực cùng quy tắc. Nếu như lúc này, ta có thể được đến một số động tiên cao thủ toái phiến đến lĩnh ngộ, thì là làm ít công to. La Quân thầm nghĩ, lúc trước Lam Tử Y có thể đột phá động tiên, hoàn toàn cũng là dựa vào cái kia siêu thiên đại thánh kim bàn nhược một đạo động tiên pháp tắc. Lúc này, La Quân cũng là kích động. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là áp lực càng lớn, động lực lại càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình là có khả năng đuổi kịp Lam Tử Y. Chỉ là, vừa nghĩ tới Lam Tử Y, La Quân đã cảm thấy tràn ngập ái náy. Nếu như Lam Tử Y không có rơi vào trạng thái ngủ say, lấy hiện tại cuộc thế cùng kỳ ngộ, lấy làm tử y thông tuệ, chỉ ít hẳn là không chung cảnh A. Chính mình lấy phương thức như vậy bắt kịp nàng, cái kia cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Là quân sau đó vừa trầm ngâm đi xuống, hắn cảm thấy mình vẫn là đến lấy tới động tiên cao thủ toái phiến, như thế mới có thể nhanh chóng đột phá đến động tiên. Chỉ có đến động tiên cảnh, hắn mới có thể đi đem đỏ lam thế giới quy tắc tham phá, từ đó rời đi cái này đáng chết đỏ lam thế giới. Luân hồi kiếm, hừ hừ hiện tại không cần tàng tư lão tử còn muốn cái gì tuyệt chiêu ẩn tàng lấy cái này lưỡng kiếm hàng phục che trời tôn chủ sau đó đạt được động tiên toái phiến cái này đỏ lam thế giới lại không lo vậy chờ ta tránh thức đến động tiên cảnh ta liền cũng có thể thực sự trở thành một phương lão đại lúc này la quân đắc chí vừa lòng niềm tin của hắn nhảy lên tới cực điểm sau đó la quân dứt khoát thì triệt hồi biển linh hồn lúc này đã sớm hừng đông hướng mặt trời mọc, kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu khắp nơi. La quân tâm niệm nhất động, liền trực tiếp chuyển rời đến trên mặt biển. Ba nghìn thế giới đại hải, luôn luôn không hề có sự khác biệt chỗ. Làm la quân nhìn lấy mênh mông mặt biển lúc, luôn cảm thấy chân này xuống mặt biển cũng là cùng một cái đại hải. Có lẽ, hết thảy đều chẳng qua là phương diện tinh thần phía trên thịnh yến. Có lẽ, hết thảy đều không tồn tại. Có lẽ, hết thảy đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. La Quân lúc này cũng không có thời gian thương tổn Xuân Cảm giác thu, hắn tận lực phóng xuất ra chính mình khí tức tới. Sau đó, rất nhanh, La Quân cũng cảm giác được nguy cơ ngay tại đánh tới. Rất hiển nhiên, Phương Bắc dậy một mực tại khẩn cấp truy tra La Quân. Lúc trước La Quân trốn ở biển linh hồn bên trong, bọn họ truy tìm không được. Mà giờ khắc này, La Quân phóng xuất ra khí tức, bọn họ lập tức liền phát giác được. Phương Bắc dậy không thể không gấp một cái trần diệt hàn liền đã đầy đủ để bọn hắn đau đầu. Mà cái này mới tới la quân, càng thêm hung mãnh. Nếu như chờ trần diệt hàn khôi phục thực lực, như vậy bọn họ mang lên một cái chuông gió, rất có thể thì cho phương bắc dậy mang đến tai họa ngập đầu. Tuy nhiên, la quân không có quyết định này muốn nhằm vào phương bắc dậy. Nhưng là phương bắc dậy cũng là tuyệt không yên lòng. Từ xưa đế vương chu sát đại tướng, không phải là bởi vì đại tướng có mưu phản chi tâm, mà chính là nếu như cái này đại tướng có phản năng lực. Như vậy, đế vương liền sẽ nhất định muốn cạo chết cái này đại tướng. Đây là vì quân giả lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Là quân cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh, nơi xa thì truyền đến tiếng thét. Mặt biển nhấc lên điên cuồng, thoáng qua ở giữa, hai đạo nhân ảnh đã lướt đến. Người đến chính là che trời tôn chủ cùng đêm tối. Hai đại động tiên cao thủ đồng loạt ra tay, xem như cho la quân rất lớn mặt mũi che trời tôn chủ đã là động tiên trung kỳ cao thủ. La quân vừa nhấc mắt, liền nhìn đến che trời tôn chủ cùng đêm tối. Đêm tối vẫn là một thân bó sát người áo đen, nhỏ bé nhanh nhẹn, mắt thả tinh quang. Mà che trời tôn chủ thì là người mặc mộc mạc vải xám áo, giống như đồng ruộng lão nông dân, nhưng là tràn ngập từ cùng khí tức. Che trời tôn chủ cho người ta một loại người cha hiền lành khí tức, trông thấy hắn, liền không nhịn được phải tín nhiệm hắn, đem hết thảy đều giao cho hắn hắn nói chuyện tựa hồ thì là chân lý lợi hại la quân thấy thế không khỏi ám đạo ngay cả mình cũng nhịn không được phải thân cận che trời tôn chủ nếu là người bình thường gặp cái này che trời tôn chủ chỉ sợ muốn nhịn không được quỷ bái la quân nhìn về phía che trời tôn chủ hắn mỉm cười nói ra hai vị đến đây xem ra là không có ý định buông tha tại hạ đêm tối lập tức lạnh hừ một tiếng nói ra nhanh chóng thả ta bốn vị sư huynh La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể. Hắn vẫy tay một cái, đem bốn người kia theo phòng bị tu di bên trong phóng xuất. Trong bốn người, cầm đầu gọi là Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa các loại người lập tức hướng La Quân nói, bần tăng tham gia chủ nhân. La Quân nhàn nhạt một chút, nói ra, Ấy, các người sư đệ, sư phụ đều tới. Có thể nguyện cùng bọn hắn cùng đi. Lý Xuân Hoa bốn nhân mã phía trên cừu hận nhìn về phía đêm tối cùng che trời tôn chủ. Lý Xuân Hoa nói ra, bần tăng các loại, trước đó thủ cái kia che trời mê hoặc tạo phía dưới rất nhiều nhiệt trướng Bây giờ quay đầu là bờ, quy y chủ nhân, về sau tuyệt không nguyện ý cùng che trời hàng ngũ làm bạn. La là quân gật gật đầu, nói ra, tốt, rất tốt. Hắn liền hướng đêm tối cùng che trời tôn chủ nói ra, hai vị, các ngươi cũng trông thấy, là bọn họ không muốn trở về đi che trời tôn chủ nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía la quân nói ra tiểu hữu chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám ngươi những thủ đoạn này bản tôn cũng là rõ ràng ngươi muốn muốn thế nào la quân nói ra cái này nói đến thì lời nói lớn lên bất quá cũng là nói được rõ ràng ta chỉ là tới mang trần diệc hàn ra ngoài thuận tiện mang đi chuông gió cũng tuyệt không cùng chư vị quyết tranh hơn thua ý tứ nhưng là ta hiện tại mới phát hiện ta căn bản ra không được muốn lĩnh ngộ cái này đỏ lam thế giới pháp tắc ít nhất phải động tiên cảnh mới được che trời tôn chủ nói ra bản tôn lĩnh ngộ mấy trăm năm cũng không có lĩnh ngộ được bên trong ảo diệu la quân từ tốn nói cái này ta biết bất qua tiến đến ảo diệu ta chỉ không cần đến một ngày thời gian thì lĩnh ngộ ra tới cho nên ta như đến động tiên cảnh ta tin tưởng ta là có thể lĩnh ngộ ra đến từ đó rời đi lúc này không phải ta muốn chơi xấu là ta ra không được Che trời tôn chủ nói ra, nhưng người đem người cứu trở về về sau, lại chủ động ngăn lại bản tôn đệ tử đường đi. Lúc này còn nặng thương tổn bản tôn đếm tên đệ tử cùng tôn giả, càng đem bản tôn còn lại bốn tên đệ tử lấy tà thuật độ hóa. Lần này đủ loại hành động, để bản tôn như thế nào tin tưởng tiểu hữu người thành ý đâu? Là quân nói ra, cái này ta việc này là quân đúng là đối lý một số, nhưng song phương cũng không phải là bằng hữu, lấy bằng hữu đạo nghĩa đến luận hiển nhiên là luận không rõ ràng. La Quân liền nói, tôn chủ, ta ngăn bọn họ lại, bất quá là muốn làm cái thẻ đánh bạc mà thôi. Nếu là thật lòng lưu giữ ác ý, không biết cho đến bây giờ, một cái phương bắc dậy người đều không giết. Che trời tôn chủ nói ra, dựa vào tiểu hữu người xác thực còn không có xuống sát thủ, bản tôn nguyện ý cho tiểu hữu một cái cơ duyên. Ồ, La Quân nói ra, tôn chủ mời nói. Che trời tôn chủ nói ra, Bản tôn có thể cho tiểu hữu ngươi một cái động tiên pháp tắc ấn ký, để ngươi đến lĩnh hội động thiên tạo hóa. Nhưng tiểu hữu ngươi muốn đem trần diệt hàn cùng phong linh giao ra. Là quân nhất thời nhíu mày, nói, cái này. Che trời tôn chủ nói ra, hôm nay đến đây, nếu muốn hàng phục tiểu hữu, bất quá là vẫy tay một cái. Đây là bản tôn lớn nhất thành ý. Là quân liền nói ra, muốn ta giao ra bọn họ, cũng không phải là không thể được. Nhưng ta cần tôn chủ cho ta một cái cam đoan. Cái gì cam đoan, che trời tôn chủ hỏi. Là quân nói ra, lấy lễ đãi chi, không thể thương tổn bọn họ. Chờ ta tìm tới rời đi chi pháp, ta sẽ lập tức đem bọn hắn mang rời khỏi đỏ lam thế giới. Có thể, che trời tôn chủ nói ra. Nhưng hắn lập tức cũng nói, người đến đem bản tôn bốn tên đệ tử phóng thích, cũng giải trừ trên người bọn họ tà thuật. Là quân khoát khoát tay, nói ra, như vậy sao được, ta trên tay không thể không có một điểm át chủ bài. Dù sao, mọi người còn không phải rất quen, ta như đem bọn hắn cũng phóng thích, đến lúc đó tôn chủ lại đối phó ta, chẳng phải là ta sẽ đi đến cùng đường mặt lộ. Hắn đón đến, nói ra, ngài cũng cứ yên tâm đi, bọn họ tại ta chỗ này, ta sẽ không bạc đái bọn họ. Đến lúc đó, chờ ta lĩnh hội rời đi pháp tắc, chúng ta lại mỗi người giao người. Như thế há không tốt hơn. Cũng được, che trời tôn chủ trầm ngâm sau một lúc lâu, đáp ứng là quân yêu cầu la quân hơi hơi thở phào hắn vốn cho rằng phải có một trận ác chiến lại không nghĩ rằng sự tình cư nhiên như thế dễ dàng giải quyết đây là khiến la quân bất ngờ đêm tối ở một bên nãy giờ không nói gì che trời tôn chủ thì nói ra hiện tại tiểu hữu người có thể đem trần diệc hàn cùng phong linh giao ra a la quân trầm mặc đi xuống hắn đột nhiên cảm thấy giống như chỗ nào không đúng kinh nói không ra nhưng chính là không thích hợp La quân quét mắt một vòng bên cạnh đêm tối đêm tối trong mắt sát y lóe lên liền biến mất La quân tâm bên trong một cái lộp bộp cái này một cái trước mắt hắn tựa hồ minh bạch một ít gì sau đó hắn nhìn về phía che trời tôn chủ nói ra hiện tại ta ở vào yếu thế vẫn là tôn chủ trước đem động thiên pháp tắc ấn ký ban cho tại hạ đi che trời tôn chủ ánh mắt chìm xuống nói ra xem ra tiểu hữu ngươi là không hề có thành ý làm sao có thể là quân lập tức nói che trời tôn chủ nói ra người rất nhiều hà khắc yêu cầu bản tôn đều đã đáp ứng người bây giờ còn không chịu giao người là đạo lý gì là quân nói ra ta chỉ sợ hai vị đem trần diệc hàn cùng phong linh muốn tới tay về sau chuyện thứ nhất liền sẽ là lấy tính mạng bọn họ đến áp chế ta để cho ta thả ngươi bốn vị đệ tử a đêm tối ở một bên lập tức lạnh hừ một tiếng nói lòng tiểu nhân che trời tôn chủ hít sâu một hơi nói ra tốt cho ngươi hắn bắn ra một cái ấn ký tới la quân cười ha ha một tiếng đột nhiên nhất chỉ chém ra một đạo kiếm quang đem cái kia ấn ký chém giết ra oanh một tiếng ấn ký tuôn ra mãnh liệt quang hoa đến khủng bố bạo tạc lực lượng oanh sát ra có thể suy ra la quân nếu thật là lấy tay tiếp được cái này mai ấn ký giờ phút này chỉ sợ hắn đã bản thân bị trọng thương lúc này che trời tôn chủ cùng đêm tối sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. La quân cười lạnh một tiếng, nói ra, che trời tôn chủ, người quả nhiên không có ý tốt. Từ vừa mới bắt đầu, người cũng không tin đảm nhiệm qua ta. Từ vừa mới bắt đầu, người thì không có tính toán để cho chúng ta còn sống. Bởi vì, chỉ cần chúng ta còn sống, người thì sẽ cảm thấy chúng ta cũng là uy. Che trời tôn chủ lạnh hừ một tiếng, giờ này khắc này, trên mặt hắn hiền lành không còn tồn tại thay vào đó là lạnh lùng cùng âm u, hắn khí chất sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Người căn bản không có khả năng ra ngoài, che trời tôn chủ lạnh giọng nói ra, cái này đỏ lam thế giới ảo diệu, không có người so bản tôn muốn càng rõ ràng. Lưu người còn sống, sẽ chỉ là càng đại uy. Là quân giật mình trong lòng, hắn lập tức minh bạch. Che trời tôn chủ tham tường đỏ lam thế giới ảo diệu mấy trăm năm, biết rõ bên trong gian khổ. Hắn cảm thấy không ai có thể tham phá, cho nên, che trời tôn chủ thì không tin mình có thể ra ngoài. Như vậy, cái này sẽ là một cái nút chết, cho nên, hắn là không phải giết chính mình không thể. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, xem ra, hôm nay ta được chiếu cố hai vị. Người bất quá là hư tiên cao thủ, người thật sự cho rằng, một mình ngươi có thể chiến thắng hai vị động tiên cảnh cao thủ. Che trời tôn chủ lạnh lùng nói ra. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không dối gạt tôn chủ, nếu là dự định thua, ta sẽ không để cho các ngươi đuổi tới. Chi trước đó không lâu, một vị động tiên cảnh đỉnh phong đại cao thủ, một dạng bị ta kém chút giết chết. Đến bây giờ còn tàn phế trong nhà, hôm nay hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đây. Nói khoác mà không biết ngượng, Che trời tôn chủ lệ quát một tiếng. Đón lấy, hắn liền phóng xuất ra động thiên pháp tắc. Cái này một cái chớp mắt, Che trời tôn chủ cùng đêm tối đều biến mất vốn là kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu sáng sủa bầu trời đột nhiên liền phát sinh đại biến hóa phương viên mấy trăm dặm toàn bộ đều là an lành bảy màu lưu quang lưu quang bắn ra bốn phía như tại thiên quốc khắp nơi đều là nhân từ tường cùng khí tức những lưu quang đó mỹ lệ tới cực điểm nhưng ở lưu quang bên trong còn có vô số không gian vòng xoáy an lành bên trong chính là có tránh thức đại nguy hiểm đêm tối lúc này cũng không có phóng thích động thiên hắn là muốn toàn lực phối hợp sư phụ đến đánh giết La Quân. La Quân lúc này dứt khoát để Lý Xuân Hoa bọn người tiến phòng bị tu di bên trong, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ đi ra chưa bất cứ tác dụng gì. Sẽ chỉ làm cái kia che trời tôn chủ trong nháy mắt đem bọn hắn mang đi. Bốn người này vẫn rất có phân lược, điểm này, La Quân tâm lý rõ ràng. Cái kia che trời tôn chủ chỗ lấy trả lại hòa La Quân lá mặt lá trái một phen, thì là muốn đem bốn cái đồ đệ giải cứu ra. Đương nhiên, vô luận là La Quân vẫn là che trời tôn chủ, hai người bọn họ tâm lý đều rõ ràng. Dựa vào những người này đến uy đối phương cũng không lớn có tác dụng. Che trời tôn chủ đầu tiên là muốn cứu bốn cái đổ đệ. Kết quả La Quân không có đáp ứng, cho nên hắn muốn bắt Trần Diệt Hàn cùng phong linh trên tay, từ đó để La Quân sợ ném chuột vỡ bình. Mọi người mỗi người có con tin nơi tay, liền có thể phòng ngừa đối phương chó cùng rứt dậu trực tiếp giết người. Đây là che trời tôn chủ dự định. Mà giờ khắc này, là quân cũng không nghĩ tới dùng lý xuân hoa bốn người đến uy che trời tôn chủ. Tất cả mọi người là có đại tu vi tại thân người, đại quyết đoán đều là có. ngô xuẩn sự tình là nhất định sẽ không làm. Là quân thân ở che trời tôn chủ động thiên pháp tác bên trong, cả người hắn dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch. Không tại động thiên bên trong quyết chiến, là quân trong lòng có chủ ý, thân hình nhất động, cấp tốc hóa thành linh hồn ô quang tia chớp xông vào ra ngoài. Che trời tôn chủ động thiên pháp tác chính là vạn tượng bàn nhược. Trong này có chúng sinh đau khổ, có thần quốc thiên đường, có thập bát trọng địa ngục. Che trời tôn chủ cũng không phải là cũng đồng dạng động tiên cao thủ, hắn trả hấp thu dân chúng tín ngưỡng chi lực. Những tín ngưỡng chi lực đó, hắn cũng không thể hấp thu song toàn. Nhưng mặc dù như thế, lấy hắn thực lực cũng có thể chiến thắng đồng dạng động tiên đỉnh phong cao thủ. Lúc này, là quân linh hồn tinh thạch xông vào. Mà che trời tôn chủ động thiên pháp tác cấp tốc biến hóa, là quân liền dường như xuyên thẳng qua tại trong thiên đường. Ở trong đó có vô số cảnh đẹp, cũng có tiên nữ, món ngon, chờ một chút, khiến người ta vui đến quên cả trời đất. Thỉnh thoảng, lại như là tại kinh lịch thập bát trọng địa ngục. Hắn phi hành mấy vạn dặm, lại dường như kinh lịch mấy cái luân hồi. Loại cảm giác này để La Quân rất là không lanh lẹ hắn thế mà không cách nào đột phá che trời tôn chủ động thiên khó trách trần diệt hàn hội thua ở che trời tôn chủ trong tay cái này che trời tôn chủ xuất thủ quả nhiên bất phàm xa hoàn toàn không phải đệ tử của hắn có thể so sánh với đêm tối so cái này che trời tôn chủ quả nhiên là kém xa la quân trong lòng không khỏi âm thầm may mắn nếu không phải hắn cưỡng ép tăng cao tu vi đến lưu tiên đỉnh phong giờ phút này hắn mặc dù có luân hồi kiếm đó cũng là không có có sức liều mạng Lần trước, hắn luân hồi kiếm nơi tay, cũng không có phá mất đạm thai kính. Nếu không phải có rất nhiều thần lôi đánh lén, cái kia có thắng lợi sau cùng. La quân lúc này cũng không nản trí, bởi vì che trời tôn chủ động thiên pháp tắc tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn La quân, không thể giết La quân. La quân cũng muốn theo động thiên bên trong lĩnh ngộ ra không gian quy tắc tới. Ngay vào lúc này, che trời tôn chủ cùng đêm tối đồng loạt ra tay đêm tối trực tiếp tế ra cách khác khí diệt thần huyết luân. Một đạo mãnh liệt huyết quang mang theo rồi rào rất lực, đồng thời ẩn chứa động thiên chi lực, hung ác hướng la quân chảm giết tới. Đêm tối trước đó toàn lực khống chế động thiên, áp chế la quân linh hồn tinh thạch. Một mực không thể rút tay ra ngoài tế ra đồ thần huyết luân. Cái này đồ thần huyết luân nhất định phải đêm tối toàn lực ứng phó, chính là là công kích tính pháp khí. Lực sát thương lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Đồ thần huyết quang hiện, nhân gian ánh sáng diệt. Cái kia huyết quang hung hãn vô cùng, hướng về La Quân chảm giết tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, khu động linh hồn ô quang hung hăng đụng giết tới. Cái kia một cái chớp mắt, hắn tương thanh điện từ thạch lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Tựa như một đạo lôi quang, oanh một tiếng cùng đồ thần huyết luân chém giết cùng một chỗ. Âm âm, hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, động thiên bên trong nhất thời nhất lên chiều dâng tới. Vô số không gian bắt đầu đổ sụp lên lôi quang kịch liệt đem cái kia đồ thần huyết luân trong nháy mắt đánh về nguyên hình la quân nhất kích phía dưới thế mà đem đêm tối cái này động tiên cao thủ trực tiếp đẩy lui la quân lực lượng cuồng bạo tới cực điểm che trời tôn chủ thấy thế không khỏi âm thầm kinh hãi hắn biết la quân rất mạnh lại không nghĩ rằng la quân thế mà mạnh tới mức này che trời tôn chủ cũng không nhiều lời hắn cấp tốc tế ra pháp khí vạn giới diệu tinh thạch cái kia vạn giới diệu tinh thạch thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ thạch đầu, đột nhiên thi triển đi ra, phát ra lóa mắt quang mang tới. Như thái dương thần mang, đem trọn tỏa hư không chiếu sáng. Tinh mang chấn động lấp lóe hình thành người đạo khủng bố ngôi sao tia điện. Tia điện tráng kiện vô cùng, toàn bộ hướng la quân chảm giết tới. Ừm, cái quỷ gì, điện, thế mà dùng điện chảm ta, la quân đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi cười hắn trực tiếp thu linh hồn kiếm quang, lấy kim cương bất hoại chi thân tiếp nhận che trời tôn chủ mười đạo ngôi sao tia điện. Cái đồ chơi này tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng lôi kiếp lôi điện so ra, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Cái này, cái kia che trời tôn chủ thấy thế, lần nữa hoảng sợ. Gia hỏa này, còn là người sao? Che trời tôn chủ nói thầm. Sư phụ, hắn đối lôi điện tựa hồ miễn dịch, đêm tối thấy thế, nói gấp. Che trời tôn chủ cũng liền lập tức tỉnh ngộ lại, hắn lập tức thu vạn giới diệu tinh thạch, lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ bản tôn liền ngươi cũng đối phó không? Lần này, che trời tôn chủ là chân chính giận. Đêm tối bạo giống một tiếng, lần nữa vây giết la quân. Hắn đem cái kia đồ thần huyết luân tế ra, trên không trung tế ra 10 đạo tráng kiện huyết quang. Những thứ này huyết quang như máu đạo thần kiếm một dạng, không ngừng chém giết la quân. Mỗi một đạo thần bên trong kiếm đều ẩn chứa động thiên quy tắc cùng lực lượng, vô cùng cường đại la quân cấp tốc dung nhập linh hồn trong tinh thạch hắn hóa thành linh hồn ô quang cùng ám dạ huyết quang liên tục đụng thẳng vào nhau phá la quân bạo giống một tiếng đột nhiên tìm đúng đêm tối đổ thần huyết luân bản thể sau đó chắp tay trước ngực nói đại linh hồn lôi kiếm làm một kiếm trực tiếp chém giết tới linh hồn lôi quang chợt lóe lên rồi rào kiếm lực chém giết mà ra bốn phía không gian lập tức đổ sụp đêm tối bị kinh ngạc hắn biết la quân một kiếm này lợi hại lập tức rút đi che trời tôn chủ cũng theo khu động không gian muốn đem đêm tối đưa đi nhưng bọn hắn trung quy là chậm một bước đêm tối không tránh kịp đành phải đem hết toàn lực ngạnh hám đại linh hồn lôi kiếm ầm um, hỏa quang trói lọi đại linh hồn lôi kiếm trực tiếp đem cái kia đồ thần huyết luân chảm thành phấn vụn đồng thời là quân xuất thủ càng thêm cấp tốc luân hồi kiếm trực tiếp chém giết mà ra ầm um, ầm um, trùng trùng điệp điệp rồi rào khủng bố luân hồi kiếm lực chém ra luân hồi lực lượng để những không gian pháp tắc đó toàn bộ trở thành vỡ nát, cái kia một cái chớp mắt, đêm tối cũng lập tức thi triển ra động thiên pháp tắc, muốn muốn tạo ra vô số không gian đến ứng phó la quân luân hồi kiếm. Nhưng là, trễ, luân hồi kiếm nhất kiếm chảm ra, kiếm khí tung hoành ba ngàn dặm. Một kiếm chém ra, bên trong thiên địa, thì chỉ có một kiếm này. Kiếm quang tránh qua, đêm tối trực tiếp bị chảm thành phấn vụn. Hắn tất cả lực lượng, Pháp tắc đều tại luân hồi dưới kiếm nhao nhao phá nát vô số toái phiến phiêu đảng La Quân không nói hai lời trực tiếp bắt vô số toái phiến dung nhập linh hồn trong tinh thạch một giây sau hắn cấp tốc hướng phía trước lao ra La Quân đạt được động thiên pháp tắc toái phiến hắn đã không muốn cùng che trời tôn chủ quấn đấu nữa là thời điểm thật tốt tìm một chỗ lĩnh hội động thiên đến động thiên cảnh sao lại còn sợ cái này che trời tôn chủ nhưng là lúc này che trời tôn chủ ái đổ chết thảm hắn triệt để bạo tẩu chỗ đó có thể chứa la quân rời đi tặc tử người muốn chết ha, che trời tôn chủ nổi giận hắn động thiên cũng triệt để bắt đầu cuồng bạo chết động thiên pháp tắc bên trong hết thảy thế giới không gian bắt đầu hiện ra đổ sụp thái độ tựa như là vũ trụ hồng hoang toàn bộ đều muốn hủy diệt vô cùng hủy diệt lực lượng hình thành lòng quyển phong phòng xoáy hắc động những thứ này tai nạn sau cùng thành làm một thể che trời tôn chủ tín ngưỡng chi lực cũng rót đi vào tại la quân trên không rốt cục hình thành một đạo cự đại vòng xoáy màu đen đó là khủng bố vòng xoáy tựa hồ trong nước xoáy có hết thảy vũ trụ huyền bí thần kỳ la quân vốn là chuẩn bị rời đi nhưng lúc này hắn cảm giác được to lớn hấp lực cái này hấp lực ngay tại đem hắn biển linh hồn xé rách xé rách la quân bị kinh ngạc ta dựa vào hắn sao lại đột nhiên khủng bố như thế la quân liều mạng ngưng tụ linh hồn tinh thạch nhưng là loại này khủng bố hủy diệt hấp lực căn bản ngăn cản không nổi la quân biển linh hồn trực tiếp bị xé rách đi vào loại cảm giác này tựa như la quân người mặc tuyệt thế khải giáp nhưng lúc này la quân khải giáp bị người cưỡng ép bắt kéo đi la quân nhất thời cảm giác được cảm giác an toàn thật to không đủ la quân không biết là đây là che trời tôn chủ không tiếc hủy diệt động thiên pháp tác đến rảo sát hắn. Tại che trời tôn chủ vạn tượng bàn nhược động thiên pháp tác bên trong, lớn nhất trung cực ảo nghĩa cũng là chư thần hủy diệt. Loại này hủy diệt lực lượng tăng thêm tín ngưỡng lực lượng, chính là độc nhất vô nhị lực lượng. Hủy diệt cùng tín ngưỡng, hai thái cực, là quân cảm giác được biển linh hồn cũng tại đứng trước hủy diệt, đang bị từng khúc xé rách. Che trời tôn chủ động thiên pháp tác dung luyện ngàn năm, cực không dễ bây giờ bởi vì ái đồ chết thảm không tiếc hủy diệt động thiên trước đến giết chết la quân cử động lần này cũng đủ để la quân tuy bại nhưng vinh giờ phút này liền xem như la quân bỏ mình như vậy che trời tôn chủ tu vi cũng sẽ giảm bớt đi nhiều trở lại hư tiên đỉnh phong hắn tuy nhiên có thể lần nữa luyện ra động thiên thế nhưng cũng không phải là một ngày chi công mà lại cũng có khả năng rốt cuộc luyện không ra coi như luyện ra muốn khôi phục lại giờ này ngày này thực lực cái kia cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành che trời tôn chủ là lưu giữ tất sát La quân tâm tư la quân cũng liền đứng trước sinh tử tồn vong mãnh liệt cảm giác nguy cơ hướng la quân tập giết tới càng làm cho la quân cảm thấy khủng hoảng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo biển linh hồn đang bị rào sát thôn phệ ngay tại một điểm một yếu bớt cái này khiến la quân vô cùng đau lòng a à. đồng thời cái kia cố hủy diệt lực lượng bắt đầu bao lấy la quân để la quân không chỗ có thể trốn nếu không có La Quân kim cương bất hoại chi thân lợi hại, lúc này La Quân đã bị rảo sát thành toái phiến. Nhưng mặc dù như thế, La Quân cũng vẫn là cảm giác được thân thể lực lượng đang bị hủy diệt chi lực tức đoạt. Tiếp tục như vậy, một con đường chết, La Quân nói thầm, ngươi chịu chết đi, che trời tôn chủ ở trong hư không cuồng hống liên tục. Đến các ngươi hiến thân thời điểm, La Quân cũng quản chẳng phải nhiều, lúc này, hắn đầu óc chuyển cực nhanh. Lập tức để Lý Xuân Hoa mấy người đi ra. Lý Xuân Hoa bốn người lúc này đối La Quân là trung thành tuyệt đối, cảm thấy có thể vì La Quân dâng ra tánh mạng, đó là vô thượng vinh quang. Là chủ nhân, chúng ta không tiếc mạng sống. Hướng, bốn người này cùng đánh máu gà giống như, trong nháy mắt thì xông vào đến hủy diệt vòng xoáy bên trong. Ngươi, che trời tôn chủ lần nữa nổi giận liên tục, lòng hắn tại máu. 12 tên đệ tử đích truyền, bị Trần Diệc Hàn trước đó giết năm cái, hiện tại đêm tối cũng chết cái này bốn tên đệ tử, lại rơi vào đến tình cảnh như thế này. Đây đều là tâm huyết của hắn A. Audio điện tử võ tấn bền. Tại cái này một cái chớp mắt, che trời tôn chủ do dự một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, vết nứt sinh ra, là quân muốn cũng là loại này vết nứt, hắn cấp tốc chém ra luân hồi kiếm. Luân hồi kiếm kiếm quang kinh thiên động địa, đó là vô thượng chi kiếm, đó là chảm phá đi qua, kiếp này, tương lai chi kiếm. Thời gian, không gian tại luân hồi trước mặt toàn bộ đổ sụp. Là quân cấp tốc thu hồi biển linh hồn, biển linh hồn bên trong còn cuốn theo vô số hủy diệt chi lực, động thiên chi lực, thật lâu không cách nào hòa tan. Là quân không cách nào trong nháy mắt hiểu thấu đáo những thứ này ảo diệu, chỉ có thể trực tiếp đem biển linh hồn ngưng tụ thành linh hồn tinh thạch, lại cấp tốc vận chuyển đại phong ấn thuật đem linh hồn tinh thạch bao trùm. Như thế về sau, là quân mới bay thẳng ra ngoài, đứng ở đằng xa quan sát che trời tôn chủ không cách nào cứu trở về bốn tên đệ tử bởi vì hủy diệt một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ bốn tên đệ tử trong nháy mắt bị hủy diệt chi lực giảo sát thành phấn vụn mà che trời tôn chủ thì là mục đích như cho tàn hắn hủy diệt lực lượng rất nhanh liền tiêu tán lúc này không có động thiên che trời tôn chủ xa hoàn toàn không phải la quân đối thủ che trời tôn chủ lực lượng không kém la quân nhưng là không kịp la quân hùng hậu huống chi hắn thi triển hủy diệt lực lượng lúc, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, che trời tôn chủ lộ ra đến vô cùng giàn nua, sợi tóc trong nháy mắt biến thành trắng như tuyết. Là quần đi vào che trời tôn chủ trước mặt. Toàn, không có, che trời tôn chủ ngẩng đầu, hắn hai mắt phủ đầy tia máu, nói ra, 12 cái đệ tử, chỉ còn lại có hai cái. Không, toàn không có. Là quần cũng không có mềm lòng, được làm vua thua làm giặc, chính là cái này bộ dáng. Nếu không phải hắn chả có luân hồi kiếm, nếu không phải hắn kịp thời ném ra ngoài cái kia bốn người đệ tử, hiện tại chỉ sợ chết cũng là hắn. Là quân ngẫm lại, sau đó nói, che trời tôn chủ, ta vốn có thể giết ngươi. Bất quá, người đối ta đã không tạo được cái uy gì. Phương Bắc dậy còn cần ngươi, chính ngươi trở về cực kỳ tu luyện đi. Ta sẽ tìm hiểu ra đi ảo diệu, lúc trước nhận lời ngươi, cũng sẽ làm đến. Đợi đến ta có thể ra ngoài thời điểm, liền sẽ mang Trần diệt Hàn cùng Phong Linh rời đi đỏ lam thế giới. Sau đó, La Quân quay người bay đi, linh hồn hắn trong tinh thạch, các loại sức mạnh cuồng bạo lại dục dịch. Hắn cần phải nhanh một chút áp chế. Che trời Tôn Chủ lúc ngẩng đầu, trước mắt đã không có La Quân tung tích. Hắn hơi hơi hoảng hốt, hắn tự nhiên biết được làm vua thua làm giặc. Hắn vốn là cho là mình đã chết chắc, lại không nghĩ rằng La Quân thế mà buông tha hắn. Chẳng lẽ bản tôn thật nghĩ sai, mục đích khác cũng là đơn thuần như vậy, che trời tôn chủ thầm suy nghĩ. Là quân đến một chỗ trên hải đảo, hắn đem Trần Diệt Hàn cũng phong xuất. Trần Diệt Hàn lúc này cũng xuyên sạch sẽ, khôi phục trước kia một tia cao quý. Đại ca, Trần Diệt Hàn vẫn là rất suy yếu, hắn đối là quân cung cung kính kính hô. Là quân liền nói ra, che trời tôn chủ đã bị ta đánh bại, hắn đổ đệ đêm tối bị ta giết. Trần Diệt Hàn ngốc ngẩn ngơ, rất hiển nhiên la quân là cố ý tại trần diệc hàn trước mặt nói như vậy la quân sẽ không quên năm đó trần diệc hàn ở trước mặt hắn là như thế nào vinh vang đắc ý khi đó la quân tại trần diệc hàn trước mặt thấp quá nhiều mà bây giờ hết thảy đều phản chuyển tới theo la quân lần thứ nhất đánh bại trần diệc hàn về sau hai người khoảng cách thì càng kéo càng mở tuy nhiên trần diệc hàn trước đó tu vi còn cao một chút nhưng la quân thực lực chân chính vẫn luôn là nhất kỵ tuyệt trần mà đi la quân cho tới bây giờ đều không phải là thánh nhân hắn là tục nhân hắn có ân thù tâm có trả thù tâm có lòng hư vinh thích trưng diện sắc nhưng cũng nặng thân nhân cho nên hắn là tục nhân lúc này la quân nhàn nhạt nhìn lấy trần diệc hàn trần diệc hàn tự nhiên cũng biết la quân không sẽ nói láo hồi lâu sau trần diệc hàn cười khổ một tiếng nói ra đại ca Ta không bằng ngươi quá nhiều, vui lòng phục tùng." La Quân nói ra, trước đó, ngươi cùng đêm tối không có giao thủ sao? Lúc đó hắn đang bế quan, ta giết che trời tôn chủ mấy cái người đệ tử về sau, che trời tôn chủ thì tự mình xuất thủ. Cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, thì thua ở che trời tôn chủ trên tay. Trong tay của ta tất cả pháp khí, còn có đan dược đều không có. Trần Diệc Hàn đón đến, nói ra, cũng cũng chỉ còn lại có Thiên Đạo binh phù. Là quân biết thiên đạo binh phù cùng trần diệt hàn hòa làm một thể, ai cũng vô pháp cướp đi. Hắn ngấm lại, nói ra, cái kia tử Ngọc Tiên phủ bên trong tử yên, người cùng nàng còn có liên hệ sao? Trần diệt hàn nao nao, sau đó nói, đương nhiên là có liên hệ, nàng là thê tử của ta. Thê tử, là quân không khỏi trêu tức cười một tiếng, nói ra, người thực sẽ chỉ yêu một người nữ nhân sao? Phụ thân ta cả đời chỉ thích mẹ ta một người ta vì cái gì không thể chỉ yêu một người nữ nhân. Trần Diệc Hàn có chút không thoải mái nói ra. Là quân nghe xong lời này, trong lòng nhất thời nổi nóng vô cùng. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, không muốn ở trước mặt ta sách mẫu thân ngươi, nếu là ngươi mẫu thân còn sống, mẫu thân của ta còn sống, ta cũng sẽ không cho phép mẫu thân ngươi đến xem thấp mẫu thân của ta nửa phần. Có thể sự thật chính là, phụ thân căn bản không thích mũ mũ ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra ngươi muốn chết đúng hay không? La Quân một bàn tay cách không vung đi. Ba một chút, Trần Diệc Hàn nửa bên gò má nhất thời sưng tấy. Nhưng hắn cũng không có sinh khí, hắn chỉ là gục đầu xuống. La Quân không muốn như vậy giận chó đánh mèo, nhưng là dính đến mẫu thân hắn sự tình, hắn cũng không cách nào tỉnh táo. Người nào lại mẹ hắn tức cha ngươi, La Quân lớn nhất rồi nói ra. Trần Diệc Hàn trầm giọng nói ra, đại ca, ta hiện tại cũng muốn thông. Vậy cũng là một đời trước ân hoán, chúng ta không cần phải liên lụy đi vào. Thật sự, người chính là ta đại ca, ta chính là đệ đệ ngươi. Chúng ta là duy nhất huynh đệ. La Quân nói ra, người có thể đừng nói như vậy, người dạng này đệ đệ, ta không chịu đựng nổi. Ta biết, ta làm sai sự tình, nhưng ta vẫn chưa thật đối đại tẩu như thế nào, lúc đó ta là muốn báo thù ngươi. Mà lại, làm sai sự tình, chẳng lẽ liền không thể cho ta một cái hối cải cơ hội pháp luật phía trên, ta đây cũng không phải là tử hình A. Người hại chết từ đồ lão gia tử, đây chính là tử hình. Là quần hung hăng nói ra. Trần Diệt Hàn nói ra, người liền xem như giết tử yên cha, ta cũng sẽ không không nhận ngươi người đại ca này. Là quần cười ha ha một tiếng, nói ra, hóa ra vẫn là ta không cần phải. Trần Diệt Hàn nói ra, ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói, cái gì đều là giả. Cốt nhục chi máu mù tình thâm, chỉ có cha con là thật huynh đệ là thật cho nên phụ thân có thể giết chết mụ mũ, mũ ngươi nhưng hắn tuyệt đối không làm được giết ngươi sự tình người đây coi như sai nếu không phải mệnh ta lớn ta thì chết tại phụ thân ngươi trên tay la quân nói ra trần diệc hàn nói ra ta biết phụ thân lúc đó cũng là khó thở người có đoạn thời gian để phụ thân rất đau đầu người luôn có không lý trí thời điểm la quân nói ra tính toán không đề cập tới cái này gốc dạ ta còn có chuyện rất kỳ quái, hai người các ngươi cha con trước đó đối với ta hận thấu xương, hiện tại lại tập thể thay đổi thái độ, đây là ý gì? Trần Diệc Hàn hỏi lại La Quân, nói ra, ta thế nào, người thích nghĩ như thế nào đều có thể. Nhưng ngươi cảm thấy phụ thân là có ý gì? Ta nếu như biết rõ, ta sẽ hỏi ngươi. La Quân nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, phụ thân không có có ý gì, hắn ý tứ cũng là hắn làm được sự tình. Không có bất kỳ cái gì thâm ý, hắn muốn làm gì thì làm. Trong thiên hạ, không ai làm cho phụ thân lá mặt lá trái, bởi vì hắn khinh thường. Cho nên, người không cần nghĩ phụ thân rốt cuộc là ý gì. Hắn cũng chưa từng có sợ qua người cái này ma kiếp. Chưa từng có sợ qua sao? La Quân hỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, có lúc, phụ thân nói hắn đang chờ đợi tử vong. Hắn có lúc cảm thấy, còn sống không vậy ý nghĩa. Đây là hắn xưa nay không cùng ngoại nhân nói, nhưng ta biết, phụ thân cũng không vui. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có tìm trở khác nữ nhân. Hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng hắn cái gì cũng không cần. Chỉ có, chỉ có cái gì, là quân lập tức hỏi. Trần diệt Hàn nói ra, chỉ có tại niệm từ xuất thế về sau, hắn thật cao hứng. Thật sao, là quân thân thể chấn động. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy nội tâm bị chấn động. Có lẽ, chính mình thật cho tới bây giờ đều không có hảo hảo đi giải qua ma đế mẹ người có thể hay không nói cho ta biết người hội hy vọng ta làm thế nào đâu là quân nhịn không được ở trong lòng hỏi thế nhưng là đáp án này là quân nhất định là mãi mãi cũng không cách nào đạt được trả lời linh nhi vĩnh viễn không biết tha thứ ngươi hồi lâu sau là quân đối trần Diệp hàn nói ra trần Diệp hàn lần nữa gục đầu xuống cho nên ta cùng ngươi đã định trước không làm được huynh đệ la quân tiếp lấy từ tốn nói trần diệc hàn ngẩng đầu nói ra nhất định làm được thành ta có thể đền mạng ta đem mệnh cho đại tẩu nàng cũng có thể bỏ qua khúc mắc a lại đại tội nhiệt ta cũng chỉ có cái mạng này có thể thường la quân thân thể chấn động nói ra ngươi thực tình nghĩ như vậy trần diệc hàn nói ra ta không cần nói láo la quân nói ra vì cái gì Trần Diệc Hàn nói ra, vấn đề này, người hỏi qua rất nhiều lần. Nhưng đại ca ngươi cuối cùng không tin. La Quân nói ra, đó là bởi vì ngươi nói rõ lý lẽ từ làm cho không người nào có thể tin phục. Không có lý do gì, Trần Diệc Hàn nói ra, nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi. Nhất niệm diệt, thương hải tan điền, người tư tưởng chuyển biến, bất quá là mấy cái suy nghĩ biến hóa. Nghĩ thoáng, liền muốn mở, nghĩ quẩn, cũng là nghĩ quẩn người hồi phòng bị tu di bên trong đi thôi ta muốn tiếp tục tu luyện các loại rời đi đỏ lam thế giới về sau người ta đường ai nấy đi la quân nói ra thời gian sẽ chứng minh hết thảy trần diệc hàn nói ra la quân không nói gì trần diệc hàn ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa quay người tiến phòng bị tu di bên trong la quân liền bắt đầu vận chuyển linh hồn tinh thạch cái kia biển linh hồn phóng xuất ra bao trùm toàn bộ hải đảo tại biển linh hồn bên trong vô số lực lượng tại cuồng bạo biến hóa khắp nơi đều có không gian bẫy dập linh hồn lực lượng cùng không gian lực lượng đang không ngừng chém giết la quân trầm tĩnh lại bắt đầu lĩnh ngộ đêm tối động thiên pháp tắc cũng bắt đầu lý giải cùng phỏng đoán biển linh hồn bên trong không gian lực lượng không gian kỳ diệu tồn tại theo đại không gian mà nói nhân loại biết chính là hảo hãn vũ trụ không gian vô bờ bến theo gần đây giảng nói một cách khác là quân đứng trong phòng phía ngoài phòng thì nhất định là có không gian bên ngoài là một cái trang viên ngoài trang viên mặt là một tòa thành thị thành thị bên ngoài là một quốc gia quốc gia bên ngoài là vô số quốc gia thậm chí địa cầu địa cầu bên ngoài là hảo hãn vũ trụ hãn trong vũ trụ có vô số tinh cầu vô số thần kỳ vô số ảo diệu cái này là nhân loại cho đến bây giờ vẫn luôn tham không thấu vũ trụ cái thế giới này quá đơn giản Vũ trụ có thể bao quát toàn bộ. Cái thế giới này lại quá phức tạp, nhỏ đến nhân thể nội bộ một tế bào đều có một bộ hoàn chỉnh tự mình trình tự. Từ xa nhìn, vũ trụ ảo diệu. Từ thân thể người đến xem, thân thể là vũ trụ, tế bào là vô số tinh cầu. Theo địa cầu đến xem, đem người thể so sánh địa cầu, tế bào thì là địa cầu trên người loại. Những thứ này tế bào các tổ chức, trở thành công xưởng, thành thị, làm cho cả thân thể vận hành có thứ tự dạ dày có dạ dày công tác thần kinh khoa có thần kinh khoa công tác đây là rất kỳ diệu đi qua y học ra nghiên cứu phát hiện tế bào ung thư là siêu siêu vẹo vẹo mà tốt tế bào là ngay ngắn trật tự thân thể sinh bệnh thời điểm tế bào là hiện ra lược héo rút trạng thái làm thân thể sinh bệnh thời điểm tựa như là địa cầu phía trên phát sinh chiến tranh bệnh nhẹ đại biểu tiểu chiến tranh bệnh nặng đại biểu thế giới đại chiến có thế giới đại chiến sau đó có thể chữa trị. Giống như có bệnh nặng sau đó, người thể năng đầy đủ khỏi hẳn. Nhưng thân thể giống như quốc gia, trung quy kinh tế rút lui, không lớn bằng lúc trước. Mà có thì là trực tiếp tại bệnh nặng bên trong chết đi. Có lẽ một người cả đời, cũng đại biểu địa cầu một lần luân hồi. Thời gian cũng không phải là bởi vì có nhân loại mới thời gian tồn tại. Tại không có nhân loại trước đó, thời gian thì tồn tại. Thời gian, không gian, luôn luôn chặt chẽ không thể tách rời la quân lúc này vận chuyển tự thân hết sức trải nghiệm không gian cùng thời gian ảo diệu hắn đem biển linh hồn bên trong vô số không gian pháp tác chộp trong tay sau đó tỉ mỉ trải nghiệm thời gian từng giây từng phút trôi qua suốt cục hai tháng đi qua cái này hai tháng bên trong la quân mỗi ngày đều đắm chìm trong biển linh hồn bên trong lúc trước hắn bởi vì bạo lực kéo lên để lại vấn đề cũng tại từng bước giải quyết cứ việc đó cũng không phải hai tháng thì có thể giải quyết. La quân thực là cần 100 năm thời gian mới có thể đem những thứ này nhân quả toàn bộ tiêu hóa hết. Nhưng là bây giờ, vô lượng sát kiếp buông xuống, cùng Internet phong trào tiến đến lúc một dạng, tất cả mọi người tại cướp chiếm trước có lợi địa hình, đoạt tiền. Còn hội lưu lại cái gì không tốt hậu quả, cái kia đều đi hắn nãi nãi đi. Hết thảy đều cho đợi sau này hãy nói. Có chút hậu quả, nhân quả hội dẫn đến một cái đại công ty diệt phong. Có chút thì có thể chậm rãi tiêu hóa. Lúc này, là Quân rốt cuộc minh bạch không gian áo nghĩa. Thật sự rõ ràng không gian áo nghĩa. Hắn đem 100 triệu thuần dương đan lấy ra, hình thành thuần dương chi long. Sau đó, hắn hấp thu thuần dương đan thuốc. Vô cùng tận thuần dương chi lực bị La Quân hấp thu, tiêu hóa. Trong cơ thể hắn pháp lực lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Những pháp lực này cùng một chỗ trùng kích cái kia não vực thần thông chi môn đằng sau kỳ diệu không gian là quần não vực pháp lực cuồng bạo đồng thời, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng thăm dò thần diệu không gian. Thăm dò không thành công, liền sẽ bị lực lượng phản phệ, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu mà chết. Đầu gió tuy nhiên đến, toàn lực đầu nhập tiền tài, làm đến tốt, tiền tài gấp bội. Làm không tốt, cũng là mất hết vốn liếng, thậm chí còn thiếu đặt mông nợ. Là quân pháp lực tiếp tục rót vào, bốn phía vô số thần bí không gian đại cửa bị mở ra là quân biển linh hồn cấp tốc tiến vào trong không gian thần bí, cái này một cái chớp mắt, là quân cảm thấy hắn tựa hồ cùng toàn bộ vũ trụ đều liên hệ tới. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Thì ra là thế. Hết thảy nguyên lai đều không gì hơn cái này, như thế mà thôi. Tại cái này một cái chớp mắt, là quân pháp lực lại lần nữa bạo lực kéo lên. Hắn liệt mã bôn đằng chi lực lần nữa tăng lên, trọn vẹn tăng lên tới 11 tỷ liệt mã bôn đằng lực lượng. Đây là một cái hố tiên đỉnh phong mới có thể có được lực lượng, nhưng là quân tại động tiên sơ kỳ thì nắm giữ. Cái này một cái chớp mắt, là quân thực sự trở thành động tiên cảnh cao thủ. Liền xem như lấy minh nguyệt tiên tôn tư chất, cũng trải qua ngàn năm mới vừa tới động tiên cảnh. Mà la quân, đoạn đường này quá quan trảm tướng, tại không đủ 60 năm thời gian bên trong, rốt cục tăng lên tới trình độ này. Hắn thành tựu, để rất nhiều viễn cổ lão ma xấu hổ, đỏ mắt hắn tu vi, thậm chí tại ma đế phía trên. Đương nhiên, hắn tuyệt kế không là ma đế đối thủ. Là quân tại thời khắc này, đại thế đã thành, hắn động thiên chính là, linh hồn động thiên. Linh hồn vốn là ảo diệu, cùng động thiên không gian dung hợp cùng một chỗ, làm cho không người nào có thể siêu thoát. Là quân còn cần đầy đủ luân hồi chi lực, liền có thể để linh hồn động thiên trở thành đại viên mãn. Nhưng dù vậy, lúc này là quân, hắn lực lượng đã là không thể đo lường. La Quân hít sâu một hơi, vô cùng trong không gian tất cả cuồng bạo lực lượng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Minh bạch không gian ảo diệu mới có thể lý giải ba nghìn thế giới nguyên do. Ba nghìn thế giới vốn chính là không gian ảo diệu diễn biến. La Quân tiếp lấy đem linh hồn động thiên hóa thành linh hồn tinh thạch, trực tiếp hút vào đến trong não vực. Tại trong não vực, linh hồn tinh thạch tựa như là yên tĩnh lưu quang một dạng. Cái này mai tinh thạch hóa thành lưu quang, không ngừng lưu chuyển. Nó rất nhỏ tựa như là hiếu móng tay một dạng. Nhưng một khi phóng xuất ra, liền có thể đem phạm vi ngàn giảm toàn bộ bao phủ. Đây chính là ảo diệu thực sự không gian. Cũng là đối nhất hoa nhất thế giới hoàn mỹ thuyết minh, càng là đối với thân thể, vũ trụ ảo diệu thuyết minh. Là quân tại thời khắc này, chính thức trở thành một tên động tiên cảnh cao thủ. Sau đó, là quân lại lần nữa đem Trần Diệp Hàn kêu đi ra. Trần Diệp Hàn đi qua hai tháng tu dưỡng, thương thế đã khỏi hẳn hắn là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, lại được Thái Hoàng Ma Tôn truyền thừa, thực lực cường hãn. Nhưng giờ phút này, Trần Diệt Hàn tại La Quân trước mặt lại có vẻ nhỏ bé. Trần Diệt Hàn nhìn về phía La Quân, hắn đột nhiên cảm thấy La Quân tựa như là một tòa núi cao. Hắn cảm thấy La Quân rất mạnh, mạnh đến hắn sinh không nổi một hồi cao thấp tâm tư. Chúc mừng, Trần Diệt Hàn đột nhiên cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, người nói, có khả năng hay không, có một ngày, ta sẽ đánh bại phụ thân ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra, hắn cũng là phụ thân ngươi. nhưng hắn cũng là ta giết mẫu cử nhân. La Quân nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, đó là đời trước ân hoán. La Quân nói ra, tính toán, ta không muốn nói với ngươi những vật này. Trần Diệc Hàn liền thì trầm mặc đi xuống. chuông gió còn sống a à. La Quân hỏi. nàng rất tốt. Trần Diệc Hàn nói ra. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Hiện tại ta muốn bắt đầu lính ngộ đỏ lam thế giới ảo diệu, tranh thủ sớm ngày rời đi." Trần Diệc Hàn nói ra, "Tốt." Là Quân trong lòng quả thực lo lắng, hắn nguyên bản trước hết nhất là dự định tiến đến tầm vài ngày, thần không biết quỷ không hay đem việc này xử lý. Sau đó thì cùng Linh Nhi tụ hợp, lấy Linh Nhi tính tình, tất sẽ không hỏi nhiều. Thế nhưng là lúc này, trì hoãn như thế chỉ thời gian dài, Linh Nhi tất nhiên sẽ có nghi hoặc. Nàng như muốn hỏi, là Quân không biết nên trả lời như thế nào là quân tuy nhiên làm qua chuyện hoang đường, nhưng hắn rất ít cùng nữ nhân yêu mến nói láo, riêng là cùng Linh Nhi, một câu nói láo đều chưa nói qua. Trần Diệc Hàn lần này chưa đi đến phòng bị tu di, mà chính là mang theo chuông gió tại hải đảo đi dạo đi. Trần Diệc Hàn cũng có chính mình dự định, hắn để chuông gió tại bờ biển trước đợi. Chuông gió hỏi Trần Diệc Hàn đi làm cái gì, Trần Diệc Hàn lại là không nói. Trần Diệc Hàn ra ngoài ước chừng 2 giờ, lúc trở về, trong tay nhiều mấy cái phòng bị tu di, còn có một số đan dược, pháp khí. Hắn đã sớm một ngạt. Đương nhiên, những thứ này hắn cũng sẽ không nói với chuông gió, càng sẽ không để La Quân biết. La Quân lĩnh hội đỏ lam thế giới ảo diệu, cứ như vậy lĩnh hội một tháng, lại là không thu hoạch được gì. Mặc dù hắn đã giải mở động tiên ảo diệu, giải không gian thần kỳ. Nhưng hắn y nguyên không phá nổi ra ngoài bình chướng, đỏ lam thế giới ra ngoài bình chướng quá mức khó khăn. La quân trong một tháng này, tóc đều bạch rất nhiều. Càng nhanh, ngược lại càng không cách nào giải khai. Cái kia đỏ lam thế giới lúc đi vào đợi là vô số phương chính thức sâu chuỗi. Mà ra ngoài thời điểm, một cái không gian bên trong chất chứa 10.000 cái phương chính thức, loại này không gian nhiều đến vạn, mà lại không ngừng biến hóa. Mẹ, 100 máy tính lấy ra đều không đủ tính toán. Lão tử não vực là phát đạt, cũng không có phát đạt đến nước này a à. La Là quân cuối cùng minh bạch, vì cái gì đỏ lam thế giới người đều ra không được. Rất khó khăn. La Quân hết sức nghiên cứu không có kết quả, hắn cảm thấy hắn có cần phải đi điều tra điều tra, đến cùng đỏ lam thế giới lịch sử là cái gì. Bộ dạng này đến khổ tính toán là một loại đần biện pháp, phải đi tìm vốn cứu ngọn nguồn. Như vậy, muốn đi tìm ai đây? La Quân cho là mình lớn nhất cần phải đi tìm tham thiên tôn chủ, bởi vì tham thiên tôn chủ trước đó là đỏ lam thế giới tu vi cao nhất mà lại cũng nghiên cứu ra đường đi trọn vẹn mấy trăm năm tuy nhiên tham thiên tôn chủ không thành công nhưng la quân cho rằng đây là một con đường có lẽ có thể theo tham thiên tôn chủ thất bại kinh nghiệm lấy được một số hữu dụng giá trị chỉ là la quân cảm thấy mình giống như làm phương bắc dậy rất thảm hiện tại đi tìm tham thiên tôn chủ hỏi cái này chút nhiều ít có chút không tử tế tuy nhiên thực lực phi tôn tham thiên tôn chủ cũng đoán chừng ước gì đưa la quân đi nhưng tham thiên tôn chủ cũng là muốn tôn nghiêm có được hay không mà liền tại la quân cảm thấy còn có chút tiếc nuối đi tìm tham thiên tôn chủ thời điểm ngoài ý muốn sự tình phát sinh cái kia chính là tham thiên tôn chủ thế mà chủ động đến đây tìm tới la quân tham thiên tôn chủ muốn tìm tới la quân hiển nhiên cũng không khó bây giờ la quân cũng không có tận lực ẩn tàng dấu vết cái này đêm trăng sáng sao thưa trên hải đảo gió thật to tham thiên tôn chủ buông xuống đến la quân trước mặt làm tham thiên tôn chủ trông thấy là quân thế mà đã đến động tiên cảnh lúc, không khỏi ngây người. Các hạ tu vi tiến triển chi thần tốc, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tham thiên tôn chủ sợ hãi thán phục nói ra. Là quân ngược lại không kiêu căng, khiêm tốn nói ra, bất quá là ỷ vào đan dược rất nhiều, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tham thiên tôn chủ thật lâu không thể bình tĩnh, là quân thì đi thẳng vào vấn đề, nói ra, tôn chủ đến đây, muốn đến hẳn không phải là muốn cùng ta ôn chuyện A tham thiên tôn chủ nhìn về phía la quân sau một lúc lâu hắn nói ra đạo hiếu ngươi là có hay không thực tình muốn rời khỏi la quân trong lòng vui vẻ có điều hắn hỉ nộ cũng không biểu hiện ra đến chỉ là từ tốn nói đó là đương nhiên nếu thật muốn muốn lưu ở nơi đây ta như thế nào một mực tại cái này đảo hoang phía trên sớm nên đi đoạt ngươi phương bác dậy trở thành cái này đỏ lam thế giới nhân vật số một tham thiên tôn chủ nói ra đạo hiếu ta có thể giúp ngươi rời đi người có thể giúp ta rời đi la quân cười một tiếng nói ra cũng không muốn lừa gạt ta tham thiên tôn chủ nói ra sao dám la quân nói ra nhưng ta cũng không cảm thấy người có bản sự này có thể giúp ta rời đi tham thiên tôn chủ lập tức nói ta xác thực không có bản sự này nhưng là bồ đề thụ có la quân ánh mắt sáng lên nói ra ồ tham thiên tôn chủ nói ra bồ đề thụ cùng đỏ lam thế giới có chặt chẽ liên hệ ta là tư chất không đủ, cho nên không cách nào hiểu thấu đáo. Mà đạo hữu người nếu là tiến vào bồ đề thụ bên trong, lấy đạo hữu người thông tuệ, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Là quân nói ra, người làm sao lại cảm thấy, bồ đề thụ cùng đỏ lam thế giới có chặt chẽ liên hệ. Tham thiên tôn chủ nói ra, bởi vì bồ đề thụ nội bộ có tinh thần đồ, tinh thần đồ thì cùng đỏ lam thế giới tinh không một dạng. Điểm này, đạo hữu đầy đủ sao? Là quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó rốt cục hớn hở ra mặt nói ra xác thực đầy đủ hắn cảm thấy mình một mực muốn tìm cũng là cái này bồ đề thụ có điều hắn lập tức liền lại tỉnh ngộ lại nói ra tôn chủ đến đây cần phải còn có mục đích khác a à? tham thiên tôn chủ mặt hiện đắng chát hắn nói ra ta xác thực còn có mục đích khác xin mời ngài nói la quân liền nói ra tham thiên tôn chủ nói ra ta hy vọng đạo hữu người có thể đảm nhiệm phương bắc dạy tín nhiệm tôn chủ la quân triệt để mộng ở hắn đều hoài nghi mình nghe lầm sau một hồi khá lâu la quân mới lên tiếng việc này thật đúng là có thú a giữa chúng ta dù sao cũng là cựu nhân người đi cầu ta đi làm tôn chủ tại sao ta cảm giác đây không phải chuyện gì tốt ra à? tham thiên tôn chủ nói ra đạo hiếu, người nghe ta nói ta tuyệt sẽ không đối người có chỗ giấu giếm la quân nói tốt 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 người nói tham thiên tôn chủ nói ra bồ đề thụ bên trong đã từng có hai cái thạch trứng tại trải qua bồ đề thụ ngàn năm làm dịu hai cái thạch trứng lại có sinh mệnh lực sau cùng phá thạch mà ra ra hai cái thạch hầu bên trong một cái thạch hầu gọi là ma viên một cái khác gọi là linh viên không phải khỉ à làm sao đều gọi làm vượn đi la quân nói ra tham thiên tôn chủ ngẩn ngơ hắn nhìn la quân liếc một chút không hiểu con hàng này tại như vậy thời điểm then chốt tại sao muốn hỏi nhàm chán như vậy vấn đề là quân sờ mũi một cái, hắn là thật hiếu kỳ. Tham thiên tôn chủ bất đắc dĩ, nói ra, đến cùng là khỉ vẫn là vượt, ta cũng không làm rõ ràng được. Dù sao bọn họ một cái tự xưng ma viên đại vương, một cái tự xưng linh viên đại vương. Là quân nói ra, tốt à, người nói tiếp. Tham thiên tôn chủ nói ra, cái kia linh viên đại vương cùng ma viên đại vương hấp thu bồ để thụ dinh dưỡng, sinh ra đã có cường đại pháp lực. Bọn họ sau khi sinh ra phương Bắc dạy phụng ma viên đại vương vi tôn, mà linh viên đại vương thì bị ma viên đại vương đuổi đi. Về sau, ma viên đại vương làm hại thương sinh, bị ta đem đánh bại, cũng trấn áp tại tử linh nguyên dưới đáy. Cái này một trấn áp, cũng là 500 năm. Ta biết, cái này ma viên đại vương muốn đi ra. Người muốn ta giúp người xử lý ma viên đại vương, đúng hay không? Là quân nói ra. Tham thiên tôn chủ nói ra, không sai. Là quân nói ra, vậy ta cũng nghĩ không ra, lúc trước vì cái gì không trực tiếp sát ma vượn đại vương đâu. Lúc trước trong giáo có rất nhiều thanh âm, cho rằng ma viên đại vương chính là thánh thụ chi tử, nếu như sát ma vượn. Thánh thụ hội tức giận, phương bắc dậy chỗ lấy cường đại, cũng là bởi vì bồ đề thụ có thể cung cấp rất nhiều dinh dưỡng. Tham thiên tôn chủ nói như vậy. La quân nói ra, vậy bây giờ có thể giết sao? Tham thiên tôn chủ nói ra, hiện tại có thể giết, tất cả mọi người sợ hãi bị ma viên trả thù, la quân nói ra trước đó ngươi vì cái gì không xuống tay trước tham thiên tôn chủ nói ra ma viên tại tử linh nguyên vải bố lót trong phía dưới kết giới ta cũng vô pháp đi vào la quân nói ra lúc trước không có đem hắn năng lực hạn chế chết tham thiên tôn chủ nói ra vốn là hạn chế chết toàn thân phong ấn la quân nói ra thế nhưng là thế sự luôn luôn vô thường đúng không tham thiên tôn chủ không khỏi cười khổ nói ra không sai liền xem như người cái này một gốc giả, cũng là ta vạn vạn không ngờ rằng. Chúng ta tu đạo, nghịch thiên mà đi, kiếp số buông xuống thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân nói ra, tốt a, à? ta hỏi như vậy ngươi đi. Nếu như ngươi toàn thịnh thời kỳ, ngươi có thể có thể đối phó cái này ma viên. Tham thiên tôn chủ do dự một cái chớp mắt, sau đó nói, nói thực ra đi, cơ hội cũng không phải rất lớn. La Quân nói ra, vậy ngươi cảm thấy ta có thể xử lý hắn tham thiên tôn chủ nói ra, người cũng không nhất định, nhưng người như cũng không thể áp chế hắn, toàn bộ đỏ lam giới liền không có người có thể ngăn chặn hắn. La quân nói ra, người cũng quá để mắt ta. Tham thiên tôn chủ nói ra, bây giờ ngươi là đỏ lam giới đệ nhất nhân. Trước kia, ta là đệ nhất nhân. La quân cười ha ha một tiếng. Lòng hắn nghĩ, cái này còn thật mẹ nó là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. La quân sau đó liền nói, ta giết người nhiều đệ tử như vậy, chỉ sợ trong giáo người không ai nguyện ý tôn ta làm chủ a. À. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, bây giờ lòng người bằng hoàng, nếu có người đến, mọi người sẽ chỉ hoan nghênh. La Quân nói ra, ngươi cũng cần phải là hận ta tận xương a. À. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, nói không hận đó là giả, nhưng vì phương Bắc dậy sinh tử tồn vong, ta nguyện ý làm ra hy sinh. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, bất quá làm cái gì tôn chủ ta nhìn coi như. Ta có thể giúp người đối phó cái kia ma viên, chờ ta tìm tới ra ngoài con đường, ta thì sẽ rời đi. Tiền đồ chuyện xưa, ân ân oán oán, người muốn hận ta, thì hận đi. Người muốn báo thù, ta cũng tiếp lấy. Tham thiên tôn chủ đắng chát nói ra, ta cả đời này, chỉ sợ đều rất khó lại ngưng luyện ra động thiên. Hắn đón đến, nói ra, người tu đạo, nên buông xuống, đến buông xuống. Ta phục ngươi, La Quân nói ra, thật sao? Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, nói thực ra, nếu ngươi là Trần Diệp Hàn, ta sẽ không tới tìm ngươi. Bởi vì Trần Diệp Hàn người này thủ đoạn độc ác, phương Bắc dậy rơi vào trong tay hắn, chưa chắc sẽ có kết quả gì tốt. Hắn người này, không thể tin, nhưng ngươi khác biệt. La Quân nói ra, ta bất đồng nơi nào. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, nếu là Trần Diệp Hàn, lúc trước đánh bại ta về sau, ta đáng chết hiện tại toàn bộ phương Bắc dậy hẳn là cũng bị hắn cướp bóc chống không. La Quân nói ra, cái kia thật là hắn phong cách hành sự. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, không sai, nhưng ngươi cái gì cũng không làm. La là Quân nói ra, ta đã sớm nói, ta đối phương Bắc dậy không hứng thú. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, cho nên ta mới nói, ngươi là có thể tin cậy. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt ha, luận nhân phẩm, ta là so Trần Diệt Hàn mạnh hơn không ít trần diệc hàn lúc này tham thiên tôn chủ nói ra còn có người nhất định phải làm tôn chủ la quân lập tức hỏi vì cái gì tham thiên tôn chủ nói ra bởi vì chỉ có làm tôn chủ mới có quyền lực tiến vào bồ đề thụ bên trong không phải vậy lời nói cũng là khinh nhờn thánh thụ muốn bị toàn giáo người phản đối la quân nói ra đã như vậy vậy được rồi tham thiên tôn chủ nói ra ma viên đêm nay giờ tí liền sẽ phá phong mà ra la quân nói ra vậy thì đi thôi ngay vào lúc này trần diệc hàn từ đằng xa lướt đến hắn là mang theo chuông gió tới chuông gió trông thấy tham thiên tôn chủ lại là lại sợ lại chán ghét tham thiên tôn chủ đạo mạc nhìn một chút chuông gió hiển nhiên hắn cũng rất chán ghét cô bé này trần diệc hàn tiến lên phong độ nhẹ nhàng nói ra tục ngữ nói tốt ra trận phụ tử binh đả hổ thân huynh đệ đại ca loại sự tình này sao có thể thiếu ta La quân nhàn nhạt quét mắt một vòng Trần Diệc Hàn, sau đó vừa nhìn về phía Tham Thiên Tôn Chủ, nói ra: người nói có khả năng hay không? Hắn thương lượng với Ma Viên tốt, chờ ta đi giết Ma Viên lúc hắn liên thủ với Ma Viên xử lý ta. Dù sao, bọn họ đều là tại tử linh nguyên đợi qua. Tham Thiên Tôn Chủ sướng sờ sướng sờ, hắn nói ra: cái này các ngươi không phải thân huynh đệ a? À. Trần Diệc Hàn cũng là biến sắc, hắn sau đó cười khổ nói ra: đại ca chúng ta còn tại chúng tinh điện quy tắc bên trong ta làm sao có thể giết ngươi ngươi không muốn lão dùng hết ánh mắt đến xem ta được không la quân nói ra vậy cũng đúng đón đến nói đã như vậy cùng đi đi chuông gió lại là đột nhiên nói ra ngươi không thể đi hỗ trợ vì cái gì trần diệc hàn hỏi gió linh chuông gió nói ra bởi vì phương bắc dạy vốn là nên bị hủy diệt bọn họ dối trá đạo đức giả lường gạt thế nhân Trần Diệc Hàn nói ra, không thể nói như thế, sự tình gì đều có tính hai mặt. Sự tình gì nếu như đều nhìn thấu, vậy chuyện này liền không có cách nào làm thành. Phương Bắc dạy có phương Bắc giáo tông chỉ cùng đặc tính, người không thể nói bọn họ cũng là đạo đức giả. Chuông gió nói ra, lừa gạt nhân nạn nói cũng có nỗi khổ tâm hay sao? Phương Bắc dạy rõ ràng cũng là tội ác trồng chất. Là quân đưa tay một chút hư không đánh cho bất tỉnh chuông gió, sau đó nói, đi thôi hắn là lười nhác theo phong trào linh giải thích, cùng loại này chục người muốn giảng đạo lý, rất khó khăn. Lãng phí thời gian. Trần Diệc Hàn ngốc ngẩn ngơ, nói, ta dựa vào, đại ca, cái này tựa như là ta phong cách. Là quần đem chuông gió bắt bỏ vào đến hắn phòng bị tu di bên trong, sau đó cùng tham thiên tôn chủ nói ra, chúng ta đi. Trần Diệc Hàn nói ra, chờ một chút, hắn nhìn về phía tham thiên tôn chủ, nói ra, trước đó người bắt ta đồ vật, bảo bối, có hay không có thể trả lại cho ta. Tham thiên tôn chủ nhìn về phía La Quân. La Quân nói thẳng, ta mặc kệ. Tham thiên tôn chủ ngẫm lại, vẫn là nói, tốt, chờ trở, trở lại phương bắc dậy, thì trả lại cho ngươi. Trần Diệt Hàn mỉm cười, nói ra, cái này còn tạm được. Sau đó, một đoàn người liền hỏa tốc chạy tới phương bắc dậy. La Quân cũng không quá lo lắng phương bắc dậy đang đùa âm mưu quỷ cái gì, hắn một đi ngang qua đi cũng hội chú ý cẩn thận. Thật muốn có bộ, hắn hội không chút do dự giết tham thiên tôn chủ. Phương Bắc Dậy tuy nhiên ở ngoài xa mấy vạn dặm, nhưng là La Quân thi triển đại na di thuật đem mọi người bao phủ, bất quá mấy cái trong nháy mắt thì bay đến Phương Bắc Dậy trên không. Tham Thiên Tôn chủ mở ra trận pháp, đem La Quân cùng Trần Diệp Hàn dẫn vào đến Phương Bắc Dậy trong cung điện. Phương Bắc Dậy cung điện là hồng đính, tại trên tuyết sơn lộ ra bắt mắt. Ngàn dặm đóng băng, băng hàn khủng bố nhưng phương Bắc dậy trong cung điện Xuân Ý giạt rào. Tại to lớn phương Bắc cung điện trong chính điện, mái vòm cao có hơn 30 mét, chiếm diện tích 3.000 mét vuông. Mà trên cùng có một ngai vàng, mà phía dưới có vô số bổ đoàn, chính là trọng yếu giáo chúng vị trí. Mỗi tháng sơ nhất, tham thiên tôn chủ cũng sẽ ở trong điện giảng đạo, đến lúc đó, trọng yếu 3.000 giáo chúng ở bên trong, còn lại giáo đồ ở bên ngoài. Giảng đạo thanh âm truyền khắp phương viên trăm giặc liền có một ít nơi xa sinh linh đều sẽ xa xa chạy đến, nghe tôn chủ giảng đạo thanh âm. Tại toàn bộ Đỏ Lam thế giới, Tham Thiên Tôn chủ danh dự là vô pháp tưởng tượng. Mặc kệ là phàm nhân hay là người tu đạo, nâng lên tôn chủ lúc, không không bội phục, kính sợ. Nhưng lúc này, tại Phương Bắc dậy Phương Bắc trong đại điện, Tham Thiên Tôn chủ đem La Quân mời lên ngai vàng chi vị. Sau đó, Phương Bắc dậy một chút chúng tập hợp. Trần Diệc Hàn cùng Tham Thiên Tôn chủ đứng tại La Quân hai bên đón lấy, cái kia tham thiên tôn chủ hai tên đệ tử Vương Văn Quân còn có long dược không sai đến đây. Về sau bốn đại tôn giả, bát đại hộ pháp toàn bộ hiện thân. Ba nghìn giáo trung cấp tốc đến, bên ngoài giáo đồ cũng toàn bộ xuất hiện. Đó là trùng trùng điệp điệp một màn, tựa như là Tây Thiên Linh Sơn thịnh hội một dạng. Vương Văn Quân những thứ này hạch tâm thành viên đều là cùng tham thiên tôn chủ đi qua thương lược, đồng thời đồng ý. Cho nên hiện tại, bọn họ đều không có ý kiến gì đón lấy, liền từ Tham Thiên Tôn chủ phát biểu trọng yếu giảng thoại. Tham Thiên Tôn chủ rất là cao minh, trước khi nói ra, ngày trước, bản tôn tại Bồ Đề Thụ bên trong ngộ đạo, mộng thấy Bồ Đề Thụ có lời, hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt thay đổi, chính là tự nhiên chi thiên nói. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, Phương Bắc dạy những năm gần đây, truyền bá phúc lợi, tạo phúc thương sinh bách tính. Bản tôn cũng đến nên công thành lui thân thời điểm. Mà người nào, mới là Phương Bắc dạy kế nhiệm chi quân đâu? Bồ đề thụ cũng có báo mộng, trước mắt vị này là quân đạo hiếu, hắn là nhân từ cùng chính nghĩa hóa thân. Hắn là thương sinh phúc lợi, hắn sẽ là phương bắc dạy duy nhất lãnh thụ. Bản tôn ở đây, chính thức nhường ngôi, từ nay về sau, phương bắc dạy tôn chủ chi vị chính là trước mắt là quân đạo hiếu. Tham thiên tôn chủ sau khi nói xong, hắn tiếp lấy thì lui về phía sau mấy bước, chính thức quỳ xuống, nói, che trời ở đây, tham kiến tôn chủ, nguyện tôn chủ vạn năm trường thanh, phúc phận thương sinh. Vương Văn Quân mấy người cũng liền theo quỳ xuống. Chính là Trần Diệc Hàn cũng quỳ theo đi xuống. Trần Diệc Hàn quỳ xuống để La Quân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không nói gì. Cái kia phía dưới giáo chúng có chút không rõ nội tình, nhưng khi bọn hắn nhìn đến tôn quý tôn chủ đều quỳ xuống, bọn họ nơi đó còn có dám không quỳ xuống đạo lý. Tăng thêm mà viên tin tức đã truyền ra, lòng người bàng hoàng. Lúc này đến mới lãnh đạo, luôn luôn cho người ta mới hy vọng, sau đó rất nhanh, cũng là núi kêu biển gầm bái kiến tôn chủ thanh âm. Đó là rất hùng vĩ tràng diệt. Là quân trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại, đây chính là quyền lực trí cao tư vị A. Là quân nói thầm, nhưng hắn đồng thời cũng biết, cái này còn mang ý nghĩa quá nhiều trách nhiệm. Muốn làm một cái minh quân, rất khó. Hắn cần tuân thủ đồ vật quá nhiều, không phải vậy lời nói, thì dễ dàng mất đi dân tâm. Bất quá, những vật này la quân cũng đều không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, mà lại nói không dễ nghe một điểm. Cái này phương bắc dạy phổ biến tu vi, quá yếu một điểm. Hắn trả chướng mắt những lực lượng này. La quân đây là thuộc về trong lòng vội vàng, hoàng bào gia thân. Rất nhiều lễ nghi đều không hoàn thiện, cũng không hoàn chỉnh. Chỗ sơ suất rất nhiều, nhưng tham thiên tôn chủ cũng là thật sốt ruột, Tại đơn giản bái kiến nghi thức hoàn tất về sau, là quân cũng không nhiều lời, hắn liền điểm binh điểm tướng, tiến về tử linh nguyên đi tìm ma viên. Trước diệt ma vượt, sau đó lại tiến bổ đề thụ bên trong lĩnh hội. Nhanh chóng rời đi cái này đáng chết đỏ lam thế giới. Là quân lần này là thật rất sốt ruột, trước kia lão cảm thấy mình còn có lần cơ hội, cho nên lúc thi hành nhiệm vụ, đều không có loại kia cảm giác cấp bách hiện tại hắn mới chính thức cảm giác được đỉnh đầu sắc thực thật là hệ thống treo một thanh mơ cổ chi kiếm. La quân cùng tham thiên tôn chủ còn có vương văn quân, long dược không sai, trần diệt hàn, bốn đại tôn giả cùng một chỗ tiến về tử linh nguyên. trận thế này thật đúng là lớn mạnh a. À. La quân không khỏi thầm cười thầm nói. luôn luôn đều là hắn bị người khác vây công, lần này thật sự là khó được vây công người khác một lần. lại là không biết kết quả sẽ như thế nào. rất nhanh một đoàn người liền đạt tới Tử Linh Nguyên. Cái kia Tử Linh Nguyên là tại Tuyết Nhai phía dưới, tràn đầy 3.000 mét. Muốn trước đột phá Tuyết Nhai phía dưới một mảnh kết giới đầm nước, sau đó mới có thể chân chính buông xuống đến Tử Linh Nguyên. Cái kia đầm nước bất quá là huyền ảo, mọi người vượt qua đầm nước liền tới đến một chỗ hắc ám vô biên địa phương. Hắc ám phía dưới là đầm lầy hải dương. Cái kia đầm lầy khoảng chừng trăm dặm rộng, vô biên vô hạn đầm lầy phía trên có vô số bọt khí cuồn cuộn. Toàn bộ tử linh nguyên, giống như là sắp sôi trào. La Quân cũng không có hỏi nhiều, mà chính là trực tiếp lấy thần niệm cảm ứng. Hiện tại mọi người toàn bộ đều nhìn La Quân, chỉ nghe lệnh La Quân. La Quân thần niệm trong nháy mắt ra quét bốn phương tám hướng, hắn lập tức liền cảm giác được. Tử linh nguyên nội bộ có tử linh chi khí, toàn bộ tử linh chi khí đều trở thành ma viên đại vương chất dinh dưỡng. Ma viên đại vương sử dụng tử linh chi khí hình thành kết giới sau đó phong kín ra ngoài cùng đi vào đường. Đây là tham thiên tôn chủ trước kia không cách nào đi vào hàng phục ma viên đại vương trọng yếu nguyên nhân vị trí. Mà bây giờ, ma viên đại vương muốn toàn lực hấp thu tử linh chi khí, một khi hấp thu song song, liền sẽ chính thức phá phong mà ra. Tôn chủ, vương văn quân đối la quân cung kính nói ra, tử linh nguyên bây giờ đã trở thành ma viên đại vương lãnh địa, ở chỗ này cùng hắn quyết chiến, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Chúng ta vẫn là chờ hắn ở bên ngoài phá phong mà ra, lại đến cùng đánh một trận A. Tham thiên tôn chủ cũng nói, đúng vậy A, à, tôn chủ. Là quần khoát khoát tay, nói ra, thật sự là thiên muốn hắn vong, cái này ma viên đại vương tại tử linh nguyên bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Mà chờ hắn sau khi hấp thu xong lại đi ra, cũng là không người có thể địch nổi. Nhưng hắn thật sự là không may mắn, cái này tử linh chi khí bên trong ẩn chứa nhiều như thế linh hồn lực lượng cũng đúng lúc là ta chất sinh dưỡng. Như vậy đi, chư vị, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta đến ứng phó ma viên. Cái này, tham thiên tôn chủ bọn người bị kinh ngạc. Là quân lúc này trong lòng cuồng hỉ, hắn biển linh hồn tại trải qua minh nguyệt tiên tôn cái kia phiên cuồng mãnh sau khi hấp thu, vẫn là có nho nhỏ tổn thương. Mà lại, biển linh hồn linh hồn chi lực cùng hắn bây giờ tu vi có chút không xứng đôi. Hắn cần càng nhiều linh hồn chi lực đến bổ sung. Nhưng là La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn không thể quá nhiều đi giam cầm người khác linh hồn. Nhiều như vậy thiếu đều có nhân quả, mà giống lúc này, cái này từ linh nguyên bên trong linh hồn chi lực lại là vô cùng tinh khiết, căn bản không có bất luận cái gì nhân quả tại thân. La Quân muốn cũng là loại này linh hồn lực lượng, mà lại, từ linh nguyên bên trong linh hồn chi lực cực phong phú giàu, quả thực được xưng tụng lượng lớn. Nếu như toàn bộ hấp thu, La Quân linh hồn chi lực có thể gia tăng gấp 2. Cái này linh hồn chi lực bị tử linh chi khí bao trùm, cũng không biết cái này tử linh nguyên bên trong đến cùng chết qua bao nhiêu người. Là quân càng không làm rõ ràng được tử linh nguyên đến cùng là như thế nào hình thành, có cái gì lịch sử. Hắn chỉ biết là, hôm nay cái này linh hồn chi lực hắn là nhất định phải được. Các ngươi, đi thôi, là quân chắc chắn nói ra. Trong này tử linh chi khí là chúng người không thể kháng cự, là quân cảm giác đến bọn hắn tại sẽ chỉ vướng chân vướng tay tham thiên tôn chủ gặp la quân tính trước kỹ càng, liền cũng liền thoảng qua yên tâm. Hắn thực còn sợ đệ tử có tổn thất gì, đã la quân khăng khăng, hắn tự nhiên là vui thấy thành. Tốt ra, đã như vậy, người tôn chủ kia ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, hắn vung tay lên, nói ra, chúng ta đi. Tham thiên tôn chủ một đoàn người cấp tốc rời đi. Mà Trần Diệt Hàn cũng chưa đi. Ngươi làm sao không đi? La quân hỏi Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn nói ra, ta cho ngươi lược trận. Không cần đến, La Quân sau khi nói xong, cấp tốc tế ra một tầng kim quang che chở ở tự thân, tiếp lấy thì nhảy vào đến Tử Linh Nguyên bên trong. Tử Linh Nguyên tràn đầy ngàn mét. Vùng không gian này tự thành, đến cùng là cái gì cấu tạo, ngoại nhân cũng nói không rõ ràng, La Quân cũng thấy không rõ lắm. La Quân một đường thả người đi xuống, hắn cảm giác được bên ngoài Tử Linh chi khí đều đã bị hút đi. Hắn rất nhanh liền đi vào trung tâm trận pháp bốn phía đầm lầy sôi trào mãnh liệt càng hướng xuống nhiệt độ càng cao nhưng tất cả những thứ này đều bị la quân kim quang bao bọc ngăn cách bên ngoài bất quá coi như không có kim quang bao bọc la quân cũng là không quan trọng điểm ấy nhiệt độ không làm gì được la quân la quân cũng có thể bế tá hút cái kia phía trước trận pháp là một tầng màu đen kết giới bên trong tử linh chi khí sôi trào mãnh liệt trong kết giới cũng là tử linh chi khí la quân hiện tại muốn làm liền là phá vỡ tầng này kết giới như thế nào phá mở là cái vấn đề la quân lúc này rút cuộc tế ra thiên đạo bút hắn cấp tốc viết kế tiếp đoán chữ bây giờ la quân pháp lực hạng gì thâm hậu đoán chữ vừa ra lập tức đoán chữ hóa thành vô số tiểu xúc tu bắt đầu xé rách tầng kia khủng bố kết giới nhưng là la quân cũng biết không có khả năng thì một cái đoán chữ liền có thể đem tầng này kết giới phá vỡ lúc này Trần Diệc Hàn cũng cùng theo vào, hắn không nói hai lời, tế ra thiên đạo binh phù. Một đao hung hãn chém giết tại kết giới phía trên. ầm ầm, kết giới phía trên lập tức bắt đầu cuồng bạo, vô số tử linh chi khí cuồng mãnh phun trào. Thiên đạo binh phù chém ra đao nhận đem kết giới chém ra một đầu cự lỗ hổng lớn. Nhưng là, một đao kia tựa như là chém giết ở trong nước biển. Nhất đao chảm giết ở trong nước biển, có thể có hậu quả gì không? trần diệc hàn liền cũng cảm giác được vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng là không phá nổi kết giới này tham thiên tôn chủ toàn thịnh thời kỳ không phá nổi đồ vật trần diệc hàn không phá nổi cũng là bình thường trần diệc hàn có chút xấu hổ nhìn về phía la quân nói ra đại ca cái này tựa hồ rất khó phá vỡ la quân từ tốn nói không khó lời nói cái kia tham thiên tôn chủ có thể tìm chúng ta hai cái này cừu nhân tới trần diệc hàn nghe được la quân nói ta nhóm hai chữ trong lòng của hắn nhất thời đại hỉ, liền cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng, vậy đại ca ngươi có biện pháp phá vỡ sao? La quân từ tốn nói, hãy chờ xem. Sau đó, La quân thì phóng xuất ra linh hồn động thiên. Vô tận linh hồn chi lực đem chọn cái tử linh nguyên bao trùm ở. Linh hồn động thiên hình thành về sau, linh hồn chi lực liền thì bám vào kết giới phía trên. Người toàn lực chém giết, La quân đối Trần Diệc Hàn nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, được rồi hắn lập tức khu động thiên đạo binh phù, trong nháy mắt chém ra một nghìn nói hung hãn đao quang tới. Trong ánh đao, kết giới phía trên xuất hiện vô số gợn sóng. La quân lần nữa viết xuống đoán chữ, hắn một hơi viết một trăm cái đoán chữ. Những mang ra đó chữ hóa thành vô số tiểu xúc tu, hung hãn xé rách kết giới. Đón lấy, là quân tế ra đại linh hồn lui kiếm, một kiếm chém giết tới. Âm âm, kết giới rốt cục bị hoàn toàn mở rộng, sau đó, trong một sát na này, vô cùng tận tử linh chi khí bao phủ mà ra. Muốn chết, ở trong đó truyền đến một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Đồng thời, một cái cường hãn tuyệt luân tử linh chi khí hình thành cự quả đấm to, hướng về la quân chảm giết tới. ầm ầm quyền kia đầu gào thét như long, cuốn lên toàn bộ tử linh nguyên. Ma viên đại vương giấu ở chỗ sâu, trên người hắn cũng không có pháp khí pháp khí sớm tại năm đó bị tham thiên tôn chủ lấy đi. Mà một quyền này của hắn đánh giết đi ra, tử linh chi khí gào thét như long. Trong chấp nhóm này, là quân cùng Trần Diệp Hàn trước mắt toàn bộ đều là gào thét rồi rào tử linh khí tức, như ức vạn gai nhọn, muốn đem trước mắt hết thảy hỗn độn phá toái. Trần Diệp Hàn bị kinh ngạc, trước mắt công sát quá lợi hại. Hắn cấp tốc tế ra thiên đạo binh phù. Cái kia thiên đạo binh phù hình thành một nói lồng ánh sáng màu vàng đem hắn hỏa la quân bao lại gia hỏa này lúc này tại nguy nan thời điểm lại là không có quên La Quân. La Quân nhíu mày, nói ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngay vào lúc này, La Quân xuất thủ, linh hồn động thiên triển khai, vô số không gian xuất hiện, đồng thời cấp tốc thôn phệ tử linh chi khí, tiếp mà không gian như con cá lần nữa giấu kín hổ nước chỗ sâu. Những tử linh chi khí đó thì bị vô số không gian cuốn vào. Cái kia cự quả đấm to mắt thấy là phải đánh giết đến La Quân cùng Trần Diệp Hàn trên thân hết lần này tới lần khác lúc này, không gian chi môn mở ra hắc ám miệng lớn, đem quyền này đầu trực tiếp nuốt vào đi vào. Tử linh uyên bên trong tử linh chi khí trực tiếp bị la quân bao phủ hơn phân nửa, cái kia ma viên đại vương tại tử linh uyên chỗ sâu bỗng nhiên lệ cười rộ lên, tiểu tử, người lại dám đem tử linh chi khí nuốt vào đi vào, người thật là muốn chết ha. Tử linh bạo phát, ma viên đại vương hét lớn một tiếng. Một sát na kia, chưa bị nuốt vào tử linh chi khí cuồng mãnh phun trào, đột nhiên thì hóa thành xương mù màu đen ăn mòn hết thảy. Đồng thời, là quân nuốt vào tử linh chi khí cũng có thể là hóa thành xương mù màu đen ăn mòn, thôn phệ hết thảy. Giờ này khắc này, nếu là tham thiên tôn chủ ở đây, nếu là tham thiên tôn chủ động thiên đem những thứ này tử linh chi khí thôn phệ, Như vậy tham thiên tôn chủ muốn trong nháy mắt chết thảm. Ma viên đại vương cũng coi là, là quân xuống chàng sẽ là thê thảm vô cùng. Nói trở lại, tham thiên tôn chủ nếu là ở này, Khẳng định cũng sẽ không lấy động thiên không gian đến thôn phệ Tử Linh chi khí. Đầu năm nay, người nào so với ai khác ngốc a? À? La Quân chỗ lấy dám được này hiểm chiêu, cũng là bởi vì hắn có nắm chắc. Tại cái kia Tử Linh chi khí bạo phát thời điểm, là Quân lập tức triển khai đại thôn phệ thuật. Chỗ có không gian hợp thành một phần. La Quân đại thôn phệ thuật triển khai, đem cái kia Tử Linh chi khí trực tiếp thôn phệ tiến đến. Bây giờ, là Quân đại thôn phệ thuật đã sớm xưa đâu bằng nay. Màu đỏ vòng xoáy như trùng trùng điệp điệp, hình thành thần diệu màu đỏ thông đạo. Tử linh chi khí bị thôn phệ đi vào, lập tức liền giống như là đạt được tịnh hóa. Vô cùng tận linh hồn chi lực bị la quân khoái lạc hút thu lại. La quân khoái lạc đến muốn đại hống đại khiếu, cái này linh hồn chi lực quá tinh khiết, cái này khiến la quân hút thu lại, một chút xíu gánh vác đều không có. La quân liên tục hấp thu, linh hồn hắn động thiên càng phát ra lớn mạnh. Linh hồn động thiên lớn mạnh về sau, ngay tại tử linh nguyên bên trong hình thành càng nhiều không gian bẫy dập. Cái này khiến ma viên đại vương càng thêm không cách nào siêu thoát. Mặc cho ma viên đại vương như thế nào bạo giống, cắn xé, công sát. Là quân lại là không thèm để ý, hắn dùng không gian động thiên đem ma viên đại vương công sát thôn phệ, lại không ngừng hút vào linh hồn chi lực. Ma viên đại vương một điểm sức phản kháng đều không có. Dần dần, là quân cũng nhìn đến ma viên đại vương. Tại chỗ sâu, Ma viên đại vương thoạt nhìn như là đại kim cương một dạng, cao có chừng 30 trượng, giống như là một ngọn núi. Ma viên đại vương lại như thế nào công sát, đều chống cự không la quân linh hồn động thiên. Không lâu sau, la quân đem tử linh nguyên bên trong tử linh chi khí toàn bộ tịnh hóa thành linh hồn lực lượng. Nếu như lúc trước, minh nguyệt tiên tôn bổ sung là bực này linh hồn chi lực, vậy liền căn bản không có về sau những thứ kia phiền phức sự tình là quân tinh khiết linh hồn chi lực cũng triệt để áp chế trước kia nhân quả linh hồn chi lực. Lúc này, là quân linh hồn động thiên cuồn cuộn mà rồi rào. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, rồi rào linh hồn động thiên hóa thành linh hồn tinh thạch. Đón lấy, là quân lại một chảo, trực tiếp đem cái kia ma viên đại vương bắt lấy. Hắn tay ấn to lớn vô cùng, bắt lấy ma viên đại vương không có bất cứ vấn đề gì. Ma viên đại vương tuy nhiên lực lớn vô cùng, pháp lực thâm hậu, nhưng ở la quân dạng này tuyệt thế cự bá trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Trần Diệc Hàn ở một bên nhìn ngẩn người, đại ca, người bây giờ. Thật sự là có phụ thân phong phạm, ta kém xa tít tắp ngươi. Trần Diệc Hàn lộ ra vui lòng phục tùng, la quân không nói gì, hắn trực tiếp mang theo ma viên đại vương rời đi tử linh nguyên, đi vào tuyết nhai phía trên. Tại tuyết nhai phía trên, tham thiên tôn chủ bọn người đang chờ. La Quân đem cái kia ma viên đại vương ném ở trước mặt mọi người, hắn đã dùng đại pháp lực phong ấn chặt ma viên đại vương lực lược, giờ này khắc này, ma viên đại vương quỳ trên mặt đất, đàng hoàng cực kỳ. Tham thiên tôn chủ bọn người gặp La Quân nhanh như vậy đem ma viên đại vương chế phục, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đồng thời, trong mắt bọn họ cũng dần hiện ra vẻ kính sợ tới. La Quân thì nói ra, tốt, ma viên đại vương lực lượng bị ta phong ấn, hắn rời đi tử linh nguyên cũng không đủ gây sợ, nên xử trí như thế nào hắn, chính các ngươi quyết định. Ta muốn đi vào bồ đề thụ bên trong tìm hiểu ra đi ảo diệu. Tham thiên tôn chủ bọn người gật đầu. Sau đó về sau, là quân thì thuận lợi tiến vào bồ đề thụ nội bộ. Bồ đề thụ cành lá um tùm, tại bồ đề thụ nội bộ bên trong, như vũ trụ tinh đồ, có vô số thần bí mạch lạc, lại có vô số như tinh thần đồng dạng điểm sáng. Lúc này Trần Diệp Hàn còn tại phương Bắc trong giáo. Mà La Quân ngồi ngay ngắn ở bồ đề thụ bên trong, hắn bắt đầu phát hiện một chuyện, cái kia chính là, bồ đề thụ tựa hồ là toàn bộ đỏ lam giới hạch tâm. Đem đỏ lam giới so sánh là một cái trận pháp, như vậy bồ đề thụ cũng là trận pháp hạch tâm. Tốt, rất tốt, La Quân không khỏi đại hỷ. Có cái này bồ đề thụ, ta mở ra xuất khẩu nắm chắc thì gia tăng rất nhiều. Bất quá trận pháp này quả nhiên là ta thấy qua huyền diệu nhất trận pháp, muốn phá vỡ, rất khó khăn. La Quân thầm nghĩ, May mắn ta quen thuộc trận pháp, không phải vậy lời nói, lần này xem như cắm ở chỗ này. La Quân cảm thấy may mắn, hắn nếu không phải nhiều sách như vậy, học nhiều như vậy trận pháp tri thức, hắn đã sớm chết không thể chết lại. Quả nhiên, đầu năm nay mặc kệ làm cái gì, đều cần nhiều sách A. Tuy nhiên có bổ đề thụ, nhưng là La Quân cũng không có lập tức liền tìm ra đầu mối tới. Cái kia tham thiên tôn chủ tại bồ đề thụ bên trong nghiên cứu mấy trăm năm đều không kết quả, cũng không có khả năng la quân vừa đến, liền có thể tìm ra đầu mối tới. Ngược lại là ba ngày sau đó, thiên sư đạo, còn có thiên đình, cùng các lộ tán tu, thậm chí hắn một số tiểu tiên môn nghe nói la quân lên làm tôn chủ sự tình. Mọi người tự phát đến đây chúc mừng, muốn cùng một chỗ bái kiến la quân vị này mới tôn chủ. Vốn là, vô luận là che trời, vẫn là che trời các đồ đệ, thậm chí bốn đại tôn giả, đều không muốn đem vấn đề này tuyên dương ra ngoài. Bọn họ nghĩ đến các loại la quân sau khi đi, tham thiên tôn chủ lần nữa lại lên tôn chủ chi vị. Có thể tin tức này, không biết là cái gì truyền đi. Cực lớn khả năng, cái kia chính là trần diệt hàn truyền đi. Dù sao, các lộ thần tiên đều là tới. Không ngớt đình nguyên hoàng đại đế, thiên sư đạo sông lên đạo tôn đều tới. Phương bác dậy trong lúc nhất thời, xôn xao, náo nhiệt gấp. Tham thiên tôn chủ bọn họ cũng chỉ có tiếp đái, đồng thời bày ra tư thế đồng thời, tham thiên tôn chủ để Trần Diệp Hàn đến mời La Quân. Vào lúc ban đêm, toàn bộ phương Bắc dậy đèn đuốc sáng trưng, lấy pháp thuật chiếu sáng quang mang đem phương viên trăm dặm chiếu dọi đến tựa như mặt trời ban trưa, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, vui mừng cùng cực. La Quân tại bồ đề thụ bên trong lúc thời điểm tu luyện, Trần Diệp Hàn ở bên ngoài hô, đại ca. La Quân vốn là ngay tại nhắm mắt ngưng thần, nghe vậy liền thản nhiên nói, ừm. Trần Diệp Hàn mỉm cười, nói ra, hiện tại các phương thần tiên lão đại đều đến bái kiến ngươi đây, che trời để cho ta tới mời ngươi. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, ta không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, việc này, làm gì tuyên truyền đi. Trần Diệt Hàn nói ra, nhưng là, bọn họ đều tới. La Quân nói ra, ta muốn che trời cũng một trăm cái không nguyện ý hắn người biết đi. Là ngươi tuyên truyền đi. Trần Diệt Hàn cười hắc hắc, nói ra, đại ca anh Minh la quân có chút nổi nóng nói ra người đây là làm cái gì mù kết quả trần diệc hàn nói ra thuần túy chơi vui cũng cho che trời tìm một chút khó chịu la quân nói ra không có đi qua ta đồng ý người thì tự ý tự làm chủ trần diệc hàn gục đầu xuống nói ra thật xin lỗi đại ca la quân nói ra đến đi về sau đừng có lại làm loại này nhàm chán tiểu động tác trần diệc hàn gặp la quân cũng không trách tội lúc này mới hì hì cười một tiếng, nói ra, ừm, La Quân đứng dậy, nói ra, vậy được rồi, thì ra ngoài thấy một lần đi, Trần Diệt Hàn cao hứng vô cùng. La Quân sau khi đi ra, liền trước cùng Trần Diệt Hàn đi gặp Tham Thiên Tôn Chủ bọn người. Ra đến thời điểm, La Quân cũng cảm giác được phương Bắc trong Đại Điện náo nhiệt cực kỳ, cùng nông thôn xử lý tiệc rượu giống như. La Quân là ở phía sau trong Thiên Điện gặp Tham Thiên Tôn Chủ. Tham Thiên Tôn Chủ bọn người tuy nhiên trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám đối La Quân bất kính. Cả đám gặp La Quân lập tức liền cung kính hành lễ, tham kiến Tôn Chủ. Miễn lễ, La Quân phất phất tay, hắn ngồi ở vị trí đầu. Bên cạnh có mấy cái tỷ nữ chuẩn bị tốt hy phục, đai lưng, kim quan, vân vân. La Quân liền nói với Tham Thiên Tôn Chủ, sự tình làm thành hiện tại cái dạng này không phải ta mong muốn. Ta nhìn như vậy đi, đợi chút nữa ta tuyên bố vẫn là từ ngươi tới làm tôn chủ tuyệt đối không thể tham thiên tôn chủ giật mình vương văn quân long dược không sai bốn đại tôn giả đều ở một bên bọn họ cũng là thần sắc giống vậy vì sao không thể la quân ngạc nhiên nói tham thiên tôn chủ nói ra ngài còn không có tìm hiểu ra rời đi ảo diệu a la quân nói ra kém chút quên cái này gốc dạ ta tuy nhiên còn không có tìm hiểu ra đến nhưng đã có một ít đầu mối tìm hiểu ra tới là cái sớm muộn sự tình. Tham thiên tôn chủ nói ra, cho nên, ngài không thể từ nhiệm tôn chủ chi vị. Và lại, tôn chủ chi vị há có thể trò đùa, cho dù ngài rời đi, ta cũng chỉ có thể là thay ngài trưởng quản. Đợi đến một ngày kia, thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, mới có thể lần nữa kế nhiệm tôn chủ chi vị. Hôm nay những cao thủ này đến đây, mặc dù là chúc mừng, nhưng cũng có một thăm dò hư thực ý vị. Cho nên hôm nay, còn cần tôn chủ ngài thi triển một số thần thông dùng cái này đến chấn nhiếp bọn họ đồng thời cam đoan phương bắc dạy trí cao vô thượng địa vị la quân lập tức cũng liền hiểu hắn nói ra vậy được rồi long dược thế nhưng nói ra tôn chủ sư phụ ta là ban danh che trời ngài ban danh là chúng ta nghĩ vẫn là chính ngài muốn la quân tôn chủ cái danh xưng này tựa hồ không dễ nghe la quân nhìn bên cạnh trần diệc hàn liếc một chút trần diệc hàn lập tức nói ta cảm thấy không tệ a. À. La quân bạch trần diệt hàn liếc một chút, liền nói với mọi người, ta liền gọi già lam tôn chủ đi. Là quân mặc vào như tơ lụa đồng dạng mềm mại hoàng kim áo choàng, đồng thời bó phía trên đai lưng, trên đầu của hắn mang tử kim quan. Lúc này La quân phong thần tuấn lãng, khuôn mặt trầm ổn, yên tĩnh, cho người ta một loại như vực sâu nhạc thâm trầm cảm giác, đồng thời lại có một loại nói không nên lời uy nghiêm cảm giác trần diệc hàn ở một bên nhìn lấy la quân hắn nhưng cũng là ngốc rất lâu hắn cảm thấy hắn trần diệc hàn phụ thân liền nên là ma đế như thế mà hắn trần diệc hàn ca ca liền hẳn là trước mắt dạng này trần diệc hàn cũng không bởi vì la quân phi tốc tiến bộ mà lòng sinh ghen ghét ngược lại là trong lòng sinh ra vô hạn tự hào cảm giác khái niệm chuyển biến có lúc thường thường thì tại như vậy trong một sát na nhất niệm lên muôn sông nghìn núi nhất niệm diệt Thương Hải tang biền. Trần Diệp Hàn đã từng xem La Quân là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn hận La Quân cùng mẫu thân hại chết chính mình mẫu thân. Hắn hận La Quân tên tiện chủng này, tên tiện chủng này không chỉ có chiên, hơn nữa còn là phụ thân ma kiếp. Cho nên, hắn muốn trăm phương ngàn kế giết chết La Quân. Chỉ là, hết thảy cải biến đều theo cái kia một trận đánh đập bắt đầu. Một lần kia, nếu là đánh đập hắn Trần Diệp Hàn là người khác. Trần Diệc Hàn hội không tiếc hết thảy đến báo thù, bởi vì đó là to lớn sỉ nhục. Nhưng, Vi Diệu chính là, La Quân là ca ca hắn. Một lần kia, hắn rốt cuộc cắt xác thực cảm nhận được La Quân tâm tình. Lôi Đình phẫn nộ cùng huyết nhục thân tình, cái này khiến Trần Diệc Hàn lúc đó cảm xúc rất lớn, hắn bắt đầu suy nghĩ, chính mình tựa hồ là thật sai. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào vị đại ca kia. Hắn bắt đầu cảm thấy, có đại ca như vậy, là một loại tự hào hắn thực từ nhỏ đến lớn đều là khát vọng thân tình liền xem như bây giờ tuy nhiên là quần y nguyên đối với hắn lãnh băng băng nhưng là trần diệt hàn cũng có thể cảm nhận được đại ca chán ghét ngay tại giảm bớt cái này khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn rất vui vẻ tham kiến tôn chủ một mọi người thấy là quân như vậy uy nghi về sau lần nữa quỷ xuống là quân vùng tay lên nói ra đều đứng lên đi mọi người liền là đứng dậy trần diệt hàn tiến lên hì hì cười một tiếng, nói ra, đại ca, người thật là đẹp trai. Là quân bạch Trần Diệc Hàn liếc một chút, nói ra, cút. Trần Diệc Hàn cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào. Sau đó, là quân để tham thiên tôn chủ dẫn đường, bên này ta toàn chưa quen thuộc, che trời ngươi đến dẫn đường. Tham thiên tôn chủ gật gật đầu, nói ra, tôn chủ yên tâm. Kim sắc quang hoa phương bắc trong đại điện, khách mời ngay tại thỏa thích uống. Lúc này, có hát lễ quan lớn tiếng ngâm sướng, già lam tôn chủ giá lâm. Sau đó, họ hét ẩm ý đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn về đại điện ngay phía trước. Tại bên trong tòa đại điện này, có tiếp cận 5.000 người, đến có thật nhiều đều có đỏ lam thế giới bên trong tai to mặt lớn nhân vật. Phương Bắc dậy luôn luôn đều là thượng giới đứng đầu, tôn chủ chính là trong truyền thuyết nhân vật. Lúc này, các phương lão đại đều muốn nhìn một chút, vị này tân nhiệm tôn chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Tại dạng này chàng cảnh hạ, từ 12 tên tiên nữ mở đường, một đường vung hoa. Trong đám người tránh ra một cái thông đạo, là quân hướng đại điện ngai vàng chỗ chậm rãi đi đến. Là quân xuất hiện về sau, các phương lão đại thì toàn bộ nhìn về phía là quân. Tất cả mọi người bắt đầu ước lượng vị này mới tôn chủ phân lượng. Là quân tại cái này một cái chớp mắt, nhìn không chớp mắt nhưng là thần niệm lại âm thầm quét bắn đi ra. Hắn thần niệm, uy nghiêm, cường đại, như ngục như hải. Tu vi hơi yếu các tu sĩ lập tức cảm giác được chính mình tựa hồ bí mật gì đều đã bị vị này mới tôn chủ xem thấu. Vô số tu sĩ trong lòng chấn nhiếp, cảm thấy vị này mới tôn chủ cực kỳ khủng bố. Mà thiên sư đạo sông lên đạo tôn sớm cũng là động tiên trung kỳ cao thủ, hắn lúc này thì đang đánh giá la quân. Sông lên đạo tôn tại 100 năm trước cùng tham thiên tôn chủ lúc giao thủ qua một lần kia, hắn vẫn là động tiên sơ kỳ, không phải tham thiên tôn chủ đối thủ. Bây giờ, hắn công lực đại tăng, là có muốn cùng tham thiên tôn chủ tranh hùng chi tâm. Chỉ là sông lên đạo tôn không nghĩ tới, bây giờ phương bắc dậy thế mà đổi tôn chủ. Sông lên đạo tôn một thân sạch sẽ đạo bào, hắn xem ra chừng 50 tuổi, tướng mạo nho nhã bên trong lộ ra uy nghiêm, thân hình cao to. Hai mắt bên trong ẩn chứa yên tĩnh cùng thâm thúy. Mà lúc này Nguyên Hoàng Đại Đế thấy rõ ràng La Quân, hắn thấy rõ ràng lúc không khỏi bị kinh ngạc. Lại là không nghĩ tới, ngày đó từ biệt tiểu hữu hôm nay thế mà thành phương Bắc dậy vô thượng tôn chủ. Tại chỗ rất nhiều lão đại đều đang đánh giá La Quân, tại dạng này ánh mắt nhìn soi mói, La Quân đi vào ngai vàng trước, hắn phất một cái ống tay áo, quay người gọn gàng ngồi xuống. Tham kiến tôn chủ, nguyện tôn chủ giữ thiên đồng thọ, phúc phận thiên hạ. Tham thiên tôn chủ cùng phương bắc dậy một chút chúng cùng một chỗ quỳ xuống lớn tiếng quát hát đến đây khách mời cũng phần lớn đều một gối quỳ xuống cùng uống hát duy nhất không có động tác cũng là nguyên hoàng đại đế còn có sông lên đạo tôn vô luận lúc nào lấy bọn họ địa vị đều là không cần hướng la quân được trọng lễ bất quá nguyên hoàng đại đế còn là theo chân hơi hơi thở dài xem như biểu thị tôn kính chỉ có sông lên đạo tôn hắn cũng không nhúc nhích La Quân cảm thụ được mọi người quỳ bái. Hắn không có lên tiếng, hắn không lên tiếng, người phía dưới cũng cũng không dám có bất kỳ động tác gì. La Quân cảm nhận được quyền lực trí cao mang đến tôn quý cùng hưởng thụ. Cảm giác này khiến người ta phiêu phiêu dục tiên, khó có thể tự kiềm chế. La Quân nhìn lấy dưới đầy người, hắn cảm thấy mình nắm giữ vô số đại quyền sinh sát. Tất cả mọi người muốn nhìn sắc mặt hắn, nghe hắn phân phó, trừ trước mắt vị kia cao ngạo sông lên đạo tôn xông lên đạo tôn cũng không là một người đến hắn chả mang hai tên đệ tử thân truyền một cái tên là thời cổ nguyệt một cái tên là tần sơn thời cổ nguyệt cùng tần sơn gặp sư phụ không bái bọn họ tự nhiên cũng là không bái hai người đều là hư tiên đỉnh phong tu vi thiên sư đạo có thể ẩn ẩn cùng phương bắc dạy chống lại thực lực là không thể khinh thường cùng so sánh yếu nhất ngược lại là thiên đình nguyên hoàng đại đế nguyên hoàng đại đế duy nhất có chút kiêu ngạo chính là Thiên đình bên trong có thiên vị chi lực, ngoại nhân muốn đánh vào cũng có chút nan đề. Mà lại, nguyên hoàng đại đế luôn luôn đều là tôn phương bác dạy, cho nên thiên sư đạo cũng không dám nhìn trời đình động thủ. Lúc này, là quần ánh mắt đến sông lên đạo tôn trên thân. Nếu là lúc trước, là quần gặp sông lên đạo tôn, chính là muốn cúi đầu xuống, cung cung kính kính kêu lên một tiếng tiền bối. Nhưng giờ này ngày này, là quần rất không cần phải. Tu hành một đạo, vốn là người thành đạt phi tôn. Huống chi, là quân lúc này vẫn là phương bắc dạy trí tôn. Tham thiên tôn chủ cũng nhỏ giọng nói với la quân xông lên đạo tôn lai lịch, thực cũng không cần tham thiên tôn chủ nói, la quân chính mình liền có thể đoán được. Toàn trường đều là trầm mặc. La quân không có để mọi người lên, mọi người vẫn hành lễ. Xông lên đạo tôn cùng hắn hai cái đổ đệ đứng thẳng tắp. La quân nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nói ra, xông lên, gặp bản tôn, vì sao không bái xông lên đạo tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, tôn chủ tựa hồ so bần đạo muốn trẻ tuổi một chút. La quân nói ra, không sai, nhưng hôm nay, chúng ta không phải so số tuổi lớn tiểu. Xông lên đạo tôn nói ra, luận đến địa vị, bần đạo chính là thiên sư đạo thủ tỏa, luận tu vi, người tại bần dưới đường. Hôm nay nên người hướng bần đạo bái một cái mới là. La quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, làm càn. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong mắt lóe lên rét lạnh quang mang. Nhất thời, một cỗ lăng liệt sát ý đem trọn ngôi đại điện bao phủ, trong nháy mắt để đông đảo lão đại như rớt vào hầm băng. Xông lên, ngươi thật lớn mật, hôm nay nếu không phải xem ở ngươi ở xa tới là khách phân thược, chỉ bằng ngươi cái này đại bất kính lời nói, bản tôn liền sẽ để ngươi chết không táng sinh chi địa. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay ngươi như không ở chỗ này chỗ hướng bản tôn quỳ xuống đến dập ba cái khấu đầu bản tôn liền để ngươi thiên sư đạo một môn hai canh giờ bên trong không còn tồn tại sông lên đạo tôn trong mắt cũng tránh qua hàn ý cười lạnh một tiếng nói thật cuồng khẩu khí ngươi có quỳ hay không la quân nói ra không quỳ bản tôn thì giết ngươi lúc này la quân tuyệt đối sát khí đằng đằng tên này lúc này sông lên đạo tôn cũng là lầm bẩm hắn chỉ là muốn cùng phương bắc dạy tranh giành cao thấp nhưng là không có nghĩ qua muốn giết cái ngươi chết ta sống cái kia hoàn toàn không nhất thiết phải thế, thế nhưng là trước mắt năm này tuổi trẻ Tôn Chủ, giống như là cái không có não tử hàng, quá mức hùng hổ dọa người. Lúc này La Quân, hắn biết rõ vị trí của mình. Hắn là muốn lập uy, đã ngồi ở vị trí này, cái kia liền không thể mềm yếu. Có câu nói rất hay, từ không nắm giữ binh. La Quân muốn cho mình lập uy, muốn cho Phương Bắc dậy lập uy. Muốn bần đạo quỳ, có thể. Xông lên đạo Tôn cười lạnh, nói ra người đánh thắng bần đạo, bần đạo tự nhiên quỳ. La quân nói ra, cái kia có khách khí, hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. La quân ngồi tại trên bảo tọa, đột nhiên xuất quyền. Một quyền này, cũng không có quá lớn uy thế, nơi này là phương Bắc Đại Điện, La quân không muốn làm ra quá đại động tính tới. Hắn nhất quyền ra ngoài, quyền ý bên trong ẩn chứa động thiên lực lượng. Đem động thiên lực lượng ngưng luyện đến cực hạn. Một quyền này, nhanh để sông lên đạo tôn đều có chút phản ứng không kịp. Sông lên đạo tôn cũng không muốn tránh thức tử chiến, hắn hiểu được la quân ý đồ. Ngay sau đó, hắn cũng liền lập tức xuất quyền. Một quyền này, đồng dạng ẩn chứa hắn động thiên lực lượng. Âm âm, hai cỗ quyền lực đụng giết cùng một chỗ, cùng lúc đó, la quân một bên khác thi triển đại phong ấn thuật. Trong nháy mắt, đại phong ấn thuật đem hai người quyền lực dư âm toàn bộ bao khỏa cùng một chỗ xông lên đạo tôn hòa la quân nhất quyền đối đầu, hắn chỉ cảm thấy đối phương quyền lực bên trong có như ngục như hải, vô cùng tận lực lượng. Mà lại, bên trong bao hàm linh hồn động thiên hung mãnh bên trong mang theo thôn vệ hết thảy ý niệm cùng quy tắc. Thật sâu dày lực lượng, cái này sao có thể, hắn mới động tiên sơ kỳ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, xông lên đạo tôn quyền lực bị la quân quyền lực va nát, hắn bạch 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 lui ra mấy bước. Trong một sát na, chính là sắc mặt trắng bạch. Chỉ nhất quyền, Xông lên đạo Tôn liền biết mình thua. Bởi vì La Quân không chỉ có đánh lui Xông lên đạo Tôn, còn đem hai người dư âm cho phòng ấn chặt. La Quân sắc mặt nhàn nhạt, hắn thủy chung ngồi tại trên bảo tỏa không nhúc nhích. Vừa mới tình cảnh này, có nhãn lực người đều nhìn rõ ràng. Cái này một cái chớp mắt, mọi người tại đây nhìn La Quân lúc, đã cảm thấy là cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng tồn tại. La Quân mặt hướng Xông lên đạo Tôn, nói ra, lúc trước che trời cùng ngươi địa vị ngang nhau. Thế nhưng đã là quá khứ thức, từ hiện tại, giờ phút này bắt đầu, thiên sư đạo hàng năm đều muốn hướng phương Bắc dậy tiến cống. Như có không theo, bản tôn sẽ đi diệt ngươi thiên sư đạo. Xông lên, ngươi còn không hiểu bản tôn thủ đoạn, bản tôn muốn muốn giết ngươi, thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Là quân lời nói không có chút nào thể diện có thể lưu. Đây là sông lên đạo tôn phát trước khó, là quân liền muốn lấy lôi đình tư thái đem đè xuống. Sông lên đạo tôn vốn chỉ là muốn thăm dò một chút la quân cân lược, hắn tự nhiên nhìn ra được che trời xảy ra vấn đề. Nhưng là lúc này, sông lên đạo tôn đã biết, cái này tân nhiệm tôn chủ so che trời càng thêm lợi hại, lại tàn nhẫn. Sông lên đạo tôn khe khẽ thở dài, theo sau liền quỳ đi xuống, hướng la quân dập đầu ba cái. Về phần sông lên đạo tôn hai cái đổ đệ, liền cũng liền theo quỳ đi xuống. Giờ này khắc này, toàn trường không có người nào dám ngẩng đầu đến xem la quân. La Quân liếc một chút liếc nhìn đi qua, hắn đột nhiên sinh ra một loại duy ta độc tôn cảm giác. Nếu như La Quân không có trải qua ba nghìn thế giới, được chứng kiến cái kia rất nhiều cao thủ, giờ phút này hắn bình tĩnh sẽ bị lạc, cảm thấy thiên hạ này không gì hơn cái này. Nhưng là hắn đã trải qua cái kia ba nghìn thế giới, liền sẽ không bị trước mắt hư vinh sở mê mất, càng sẽ không đắm chìm trong cái này một miệng nho nhỏ nước trong giếng. Bình thân, La Quân từ tốn nói. Sau đó tất cả mọi người đứng dậy. Tiếp đó, đông đảo tiên ra đưa lên quà mừng, trông chất quà mừng thành sơn, đối với bọn hắn tới nói, đều là danh quý chi vật. Nhưng La Quân cũng đều không có thế nào để vào mắt. La Quân đối đỏ lam thế giới cũng không có cảm tình, hắn ở chỗ này không có đại thủ bút đưa tặng pháp khí, đan dược. Tuy nhiên hắn là rất hào phóng, nhưng cũng không phải ngốc hào phóng. Phương Bắc dậy bên này cũng sẽ an bài đáp lễ, nhưng vậy cũng là tham thiên tôn chủ đi phụ trách la quân vốn định thì như thế đơn giản kết thúc lần này gặp mặt nhưng không nghĩ tới sự tình sau nguyên hoàng đại đế muốn cùng la quân ôn chuyện la quân tự nhiên không tốt trở mặt không quen biết hắn gặp nguyên hoàng đại đế sau khi tham thiên tôn chủ lại tìm đến la quân nói ra chúng tiên đều tại dựa theo truyền thống chỉ sợ tôn chủ sáng mai muốn an bài một trận giảng đạo sẽ để chúng tiên đều lắng nghe tôn chủ ngài diệu âm la quân nghe nhất thời nhức đầu nói ra giảng đạo biết ta nhìn vẫn là người thay thế ta đi nói a, à, ngươi đều giảng như thế nhiều năm. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, nếu là bình thường, ta tự nhiên có thể thay ngài đi giảng. nhưng lần này sông lên đạo tôn, còn có rất nhiều tiên gia đều tại. ngài đi giảng mới có thể đại biểu chúng ta lễ nghi cùng tôn trọng. ta chưa từng nói qua a, à, là quân nói ra. Tham Thiên Tôn Chủ nói ra, cái này là quân nói ra. vậy ngươi nói cho ta biết, bình thường ngươi đều giảng cái gì? giảng phúc phận giảng thương hại giảng đức hạnh chờ chút tham thiên tôn chủ nói ra la quân nói ra cái kia mọi người thích nghe sao tham thiên tôn chủ nói ra còn giống như thẳng thích nghe la quân không khỏi cười mắng thích nghe cái rắm tất cả mọi người là không có ý tứ biểu hiện ra ngoài người giảng phúc phận giảng thương hại giảng đức hạnh cái này không sai nhưng là mặt ngươi đối đám người này đều là quan tâm đạo thuật đều là tu đạo tất cả mọi người có chính mình tâm tư, nghe người cái này, chỉ sẽ cảm thấy các ngươi lời nói giống tuếch. Khó trách chuông gió nói các ngươi đạo đức giả, người nói những thứ này đường hoàng. Nhưng là những đệ tử kia, nhưng đều là có tư tâm. Trên thực tế, có bao nhiêu người có thể làm đến người giảng thương hại, đức hạnh, phúc phật? Chính ngươi làm được sao? Tham thiên tôn chủ nói ra, nhưng đây là phương bắt dạy lập giáo tôn chỉ. Các ngươi lừa gạt thế nhân cũng liền thôi, Chẳng lẽ ngay cả mình đều muốn lừa gạt? La Quân nói ra, ta cũng lý giải, cái này đều tùy các ngươi đi. Bất cứ chuyện gì đều vẫn là cần tấm màn che. Thì cùng người muốn mặc quần áo một dạng, đem y phục lột sạch, luôn luôn như vậy xấu xí. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ngươi muốn ta giảng đạo, ta không biết giảng ngươi nói những cái kia a. À. Tham Thiên Tôn chủ nói ra, người tôn chủ kia ngài liền tùy ý phát huy đi. La Quân gật gật đầu hắn tuy nhiên không quen đi giảng đạo, nhưng là thật đến giờ phút này cũng sẽ không luống cuống. La Quân bắt đầu cảm thấy tham thiên tôn chủ bọn họ tôn chỉ rất dối trá, nhưng sau đó lại lý giải. Phương Bắc dạy thành lập giáo phái, bọn họ cũng phải có chính mình xí nghiệp văn hóa. Bất luận cái gì xí nghiệp văn hóa, cũng không thể là âm u mặt. Về phần phía sau biến dạng, đó cũng là nhân tính gây ra. Giáo phái thành lập mới bắt đầu, là cùng chung chí hướng người đi cùng một chỗ tổng không thể nói là mọi người cùng chung chí hướng muốn cướp bóc đốt xiết A. À. Cho nên, phương Bắc dạy một chút nghĩa hòa tôn chỉ cũng là thương hại, đức hạnh, phúc phận. Rất nhiều chuyện, chúng ta không quen nhìn, nhưng là thật đem chúng ta trên kệ vị trí kia sau, chúng ta sẽ phát hiện, chúng ta so với người ta làm còn không chịu nổi. Là quân nhớ tới hắn đã từng nhận biết một người, hắn vốn là công ty nhân viên. Lúc đó, vị nhân huynh kia thường xuyên hội mọi loại chửi mắng lão bản hắc tâm, chửi trời phía dưới quả đen đều quá hắc. Cũng nói, như có một ngày, hắn làm lão bản, tuyệt sẽ không như vậy. Nhưng là sau đó, hắn thật làm lão bản, hắn thuyết pháp lại biến, hắn nói hắn rốt cuộc hiểu trước kia lão bản không dễ dàng. Sau đó, hắn so trước kia lão bản càng thêm hắc tâm. Đại sĩ nghiệp lợi nhuận lão bản dễ dàng rộng lược, tha thứ. Bởi vì hắn muốn một bộ mặt, bởi vì hắn nỗ lực sau, hắn cũng có đầy đủ tâm đắc. Nhưng tiểu lão bản khác biệt, chính hắn không nhiều, cho ra một cái hạt bụi đều sẽ cảm giác phải là theo hắn trong chén bắt một miếng thịt đi. Cho nên, chỉ cần có thể bảo trụ bát cơm, hắn sẽ tận lực hắc tâm. Mà chuông gió, thì là chui vào giúp vào sừng trâu, nàng sẽ không nghĩ những cái kia cấp độ sâu vấn đề. Đây là mỗi người chỗ đứng độ cao khác biệt, đương nhiên, cũng có thể nói, là quân đã trở thành thế tục. Mà chuông gió không nguyện ý hướng như thế hiện thực đi thỏa hiệp, giảng đạo sẽ ở sáng ngày thứ hai thịnh đại cử hành phương bắc đại điện trong trong ngoài ngoài đều tập trung đầy người đây là một trận tuyệt thế thịnh hội rất nhiều phương bắc sinh linh đều chạy tới muốn phải ở bên ngoài lắng nghe già lam tôn chủ diệu âm chuông gió cũng bị la quân phóng xuất la quân để trần diệc hàn cực kỳ chiếu khán chuông gió để chuông gió khác mù gây sự trần diệc hàn vỗ ngực hướng la quân cam đoan hôm nay khí trời rất tốt có hơi mỏng tiên nắng ban mai vẩy chiếu vào cánh đồng tuyết phía trên. Nhưng hôm nay cũng rất an tĩnh. Làm la quân tại trên bảo tọa ngồi xuống sau, trong điện ngoài điện vang lên núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm. Tham kiến tôn chủ, tôn chủ phúc phận thương sinh, giữ thiên đồng thọ. La quân hồ bình thân, đến đón lấy liền bắt đầu giảng đạo. Thượng cổ có truyền, thiên địa chi sơ, vốn là một mảnh hỗn độn. La quân bắt đầu chậm rãi mà nói hắn không chút nào luống cuống trần diệc hàn cùng phong linh ngồi cùng một chỗ chuông gió là chẳng thèm mó tới nói ra ra vẻ đạo mạo trần diệc hàn hoành chuông gió liếc một chút nói ra thiên hạ này người đệ nhất không có người xem quen người là a chuông gió hơi kinh hãi nàng lần thứ nhất nhìn đến trần diệc hàn như thế nghiêm khắc ngay sau đó chuông gió thì cái gì cũng không dám nói trần diệc hàn liền thì chuyên tâm đi xem đại ca diễn giảng La Quân tiếp tục nói, thiên địa chi sơ, đến cùng là cái gì bộ dáng, chúng ta không biết. Bản tôn nghĩ, đang ngồi người cũng rất khó làm rõ ràng. Giống như tử vong một dạng, không ai có thể rõ ràng nói ra tử vong là cái gì. Bởi vì, tránh thức chết người, không cách nào đến mở miệng nói chuyện. Tại chư đạo hiếu, chư đệ tử tu đạo mới bắt đầu, bản tôn hy vọng, chư đạo hiếu, đệ tử có thể nghĩ rõ ràng, người từ đâu mà đến. Người muốn là cái gì? người cùng cái này bên trong thiên địa thần bí liên hệ người cùng cái này mặt đất cát bụi quan hệ tu đạo trước tu tâm tu đạo hỏi trước tâm toàn bộ giảng đạo sẽ lên la quân vẫn luôn đang giảng giải người cùng vũ trụ liên hệ hắn hiểu nhiều giảng thông tục dễ hiểu cái này khiến chúng tiên gia còn có chúng đệ tử đều cảm thấy là cảm giác mới mẻ la quân còn để một số tiên gia cùng đệ tử đặt câu hỏi hắn đều là vui vẻ giải đáp lần này giảng đạo sẽ xem như mở ra mặt khác. Nhưng bầu không khí cũng là phá lệ tốt, bên trong thì có người hỏi La Quân, xin hỏi tôn chủ, chúng ta cùng tinh thần vật chất liên hệ, cần thuần túy tâm cảnh. Mà thất tình lục dục thì là xuyên ruột độc dược, chúng ta là không phải muốn vứt bỏ thất tình lục dục đâu. La Quân nói ra, người chỗ lấy là người, liền là bởi vì, người có thất tình lục dục. Làm người không có thất tình lục dục, người tu lại đại thần thông, cũng sẽ không có vui sướng. Dạng này, người tu đạo làm gì sao người cùng cây cối có gì hai loại đa tạ tôn chủ chỉ điểm vãn bối minh bạch vị kia tiên ra bừng tỉnh đại ngộ lúc này làm một lễ thật sâu ngồi xuống xin hỏi tôn chủ lúc này chuông gió đứng lên trần diệc hàn đang suy nghĩ đừng hỏi đề nhất thời không có chú ý các loại nhìn đến chuông gió đứng dậy lúc hắn nhất thời mặt đều lục có thể cái này trước mắt bao người trần diệc hàn cũng không tiện phong cách linh ngồi xuống La Quân nhìn đến chuông gió thì đau đầu. Chuông gió chậm rãi nói ra, chúng ta sinh mà làm người, tại sao có người muốn cao cao tại thượng, bị người chiều bái. Có người lại muốn tại trong bụi đất, mặc người trà đạp đâu. La Quân nói ra, rất đơn giản, bởi vì vì một cái thế giới hình thành, cần hoa, thảo, cây, mộc, cần muốn khác nhau đồ vật đến xây dựng. Nếu như cái thế giới này toàn bộ đều là hoa, vậy thế giới này cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Chuông gió ngây người. La Quân lập tức nói, vị kế tiếp. Trần Diệt Hàn không khỏi bội phục đại ca nói đặc sắc, đồng thời, hắn ngay lập tức đem chuông gió lôi kéo ngồi xuống, hung ác nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Chuông gió thì đang nhấm nuốt La Quân lời nói. Lại có người hỏi, xin hỏi tôn chủ, coi như không vứt bỏ thất tình lục dục, nhưng nhân gian tình yêu có phần khổ. Chúng ta là không nên xa xa tránh chi đâu. La Quân nói ra, tình yêu có phần khổ, người từ chỗ nào được đến kết luận người kia ngẩn ngơ sau đó nói ra vãn bối nghe người ta nói la quân mỉm cười nói ra thế gian danh lợi tình yêu không đi tự mình kinh lịch liền không biết bên trong cam khổ không biết cam khổ thì không nên tùy tiện có kết luận muốn quên danh lợi muốn thỏa thích thích cần trước trải qua tình yêu cùng danh lợi nếu không chính là tâm thấy sợ hãi không dám tiếp xúc giống như thế gian tục nhân hắn như người không có đồng nào Cả đời nghèo khổ, lại nói đối tài phú không có hứng thú. Đó bất quá là chuyện cười. Vãn Bối Minh Bạch, đa tạ tôn chủ giải hoặc. Lại có người hỏi thăm, xin hỏi tôn chủ, đến cùng như thế nào nói? Là Quân mỉm cười, nói ra, lên sĩ nghe đạo, cần mà tập chi. Trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vong, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo. Toàn trường đều là yên tĩnh, thật lâu sau mới có người kịp phản ứng lớn tiếng khen hay nói, tốt. Sau đó, toàn trường bắt đầu điên cuồng lớn tiếng khen hay. Đây là một chàng ghi chép sử sách giảng đạo sẽ, giảng đạo trong hội cho bị các tiên nhân, các đệ tử truyền nhập thế gian. Sau có cao tăng biên soạn ra già lam đạo kinh, cũng lưu truyền rộng rãi. Tại một tháng sau khi, trong thế tục cũng cũng bắt đầu nhao nhao đàm luận trên đại tuyết sơn trận kia đặc sắc tuyệt luân giảng đạo sẽ. Phạm tục chi nhân đối những tiên nhân kia nhóm hướng tới không thôi la quân tại bồ đề thụ bên trong không ngừng nghiên cứu hắn đã nghiên cứu ra hiệu quả nhưng là muốn đi ra ngoài chỉ ít còn muốn hai tháng lúc này hắn đã tại cái này đỏ lam thế giới đợi năm tháng tăng thêm tiến trước khi đến dùng không sai biệt lắm hai tháng nếu như còn cần hai tháng như vậy la quân ra đỏ lam thế giới lúc thời gian một năm cũng chỉ còn lại có ba tháng thời gian là gấp vô cùng bách la quân bây giờ nắm giữ vạn năm thọ mệnh nhưng thì tính sao hắn lại không có một khắc có thể ngừng, thời gian vẫn luôn đang cùng hắn thi chạy. Hắn chả muốn cùng Linh Nhi đi du lịch, hắn chả nghĩ kỹ tốt bồi bồi Linh Nhi. Nhưng bây giờ, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ còn phải khác nói. Thật sự là làm sao có thể hỏng bét. Là quân tại khu chuông gõ mỏ phá giải bồ đề thụ ảo diệu. Trần diệc Hàn nhiệm vụ sớm đã hoàn thành, chỉ chờ ra đỏ lam thế giới. Hắn cũng không có chuyện gì, tại phương Bắc dậy cũng là đợi không được dứt khoát liền mang theo chuông gió rời đi phương bắc dậy. La quân lười nhác quản đây hết thảy. Về phần ma viên, thì bị thuần phục, trở thành phương bắc dậy linh thú. Trần Diệt Hàn là cái không chịu ngồi yên người, cũng là phong lưu người. Tuy nhiên có tử yên làm thê tử, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền cấu kết lại nhân gian Mỹ lệ nữ tử. Trần Diệt Hàn cũng không cảm thấy hắn là phản bội tử yên, hắn thích tử yên. Nhưng cùng hắn nữ nhân chơi đùa, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt, chính là tử yên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. đầu năm nay cường đại nam tu sĩ chỗ đó có chỉ một cái lão bà đạo lý, huống chi trần diệt hàn còn không mang theo hắn nữ nhân về nhà, đây đã là yêu tú nam nhân tốt tiêu chuẩn. dù sao không thể lấy thế giới bao la ánh mắt tới yêu cầu trần diệt hàn dạng này người. về phần chuông gió, chuông gió bắt đầu là sùng bái trần diệt hàn, sau đó nàng cũng dần dần phát hiện. Trần Diệc Hàn cứu nàng bất quá là thuận tay sự tình. Trần Diệc Hàn đối nàng bộ kia lý luận, cũng không có cái gì hứng thú, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Cho nên chuông gió cho rằng, nàng và La Quân, Trần Diệc Hàn đều không phải là người một đường. Sau đó, chuông gió thì lặng lẽ rời đi Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn đi phong lưu khoái hoạt, lại chỗ đó nguyện ý quản chuông gió, cho nên, đi liền đi. Hắn cũng lười quản. Chuông gió đi một chỗ, nàng muốn đi tìm tìm một người nói cho đúng, cũng không là một người, mà chính là một con khỉ. Là con khỉ kia nhập môn nàng truy cầu tự do ý thức, con khỉ kia chính là linh viên đại vương. Chuông gió nghe phương bắt dậy người nói qua, linh viên đại vương sau đó tìm một ngọn núi giản xếp lại. Ngọn núi kia phong cảnh tươi đẹp, gọi là chín câu núi. Chuông gió biết chín câu núi khó tiến, cho nên nàng trước lửa gạt Trần Diệt Hàn, để Trần Diệt Hàn mang nàng đi vào chín câu núi phụ cận. Sau khi, Chuông gió thì một người lên núi, chuông gió thân thế là một câu đố, chính nàng đều không rõ ràng. Là quân ngược lại là rõ ràng, là quân hỏi qua tham thiên tôn chủ. Nguyên lai like cái này chuông gió, chính là một đầu tuyết lang ngậm đến dưới cây bồ đề. Vốn là, chuông gió là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này phương bắc tuyết sơn khí hậu, cái này trẻ sơ sinh thế nào nấu qua được đâu. Nhưng đêm hôm ấy, bồ đề thụ mọc ra rất nhiều xúc tu, bao lấy chuông gió. Sau đó chuông gió thì khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời còn cầm giữ có thần kỳ lực lượng. Chuông gió bị phương Bắc dạy thu dưỡng, Tham Thiên Tôn chủ cho rằng chuông gió cùng Bồ Đề thụ có duyên phận. Nhưng bởi vì Ma Viên Đại Vương sự tình, Tham Thiên Tôn chủ đề phòng chuông gió, không có để chuông gió tu luyện pháp thuật. Bất quá, chuông gió mặc dù không có tu luyện, nhưng lại trời sinh mang theo pháp thuật cùng lực lượng, chỉ bất quá nàng không biết thi triển a. Nàng sinh trưởng chu kỳ rất chậm, Trừng 100 tuổi, thoạt nhìn vẫn là 13-14 tuổi bộ dáng. Chuông gió chỗ lấy nhận biết Linh Viên Đại Vương, chính là là bởi vì sau đó, cái kia Linh Viên Đại Vương cũng lặng lẽ trở lại phương Bắc Đại Tuyết Sơn. Linh Viên Đại Vương cùng Phong Linh mới quen đã thân, trò chuyện rất nhiều thứ. Linh Viên Đại Vương cũng không đồng ý Ma Viên Đại Vương lý niệm, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua phải cứu Ma Viên Đại Vương đi ra. Năm đó Ma Viên Đại Vương làm sự tình, chính là đến ngày hôm nay ma viên đại vương đạt được kết quả, linh viên đại vương đều cho rằng ma viên đại vương là trừng phạt đúng tội. Linh viên đại vương sinh ra thì cùng ma viên đại vương khác biệt, hắn lý tưởng cùng khát vọng không phải ma viên đại vương có thể so bì. Cái kia chín câu núi có chín đạo câu, như chín đạo rãnh trời. Chuông gió muốn vượt qua chín đạo rãnh trời cũng không dễ dàng, có điều nàng thân thể đặc thù, khí lực lại miệng lớn cưỡng ép vượt qua, cũng không có cái gì không có khả năng nàng dùng thời gian nửa tháng ăn gió nằm sương rốt cục vượt qua chín đạo rãnh trời đi vào chín câu núi chuông gió quần áo đã rách tung tóe nàng vốn là thanh tú xinh đẹp tiểu cô nương nhưng bây giờ đã giống như tiểu khất cái vượt qua chín đạo câu lúc chuông gió đứng tại chín câu trước núi lúc này là giữa trưa ánh sáng mặt trời chính liệt cái kia dưới ánh mặt trời chín câu núi phong cảnh như họa đầy khắp núi đồi cây đào lại đào hoa đua nở bên trái còn có thác nước. Nơi này tựa như là nhân gian tiên cảnh. Chuông gió nhìn ngẩn người. Cái gì người, lại dám đến nơi đây. Ngay vào lúc này, chuông gió bóng người trước mắt lóe lên. liền xuất hiện một tên người áo xám. Người áo xám này chính là tu sĩ, xem ra khoảng 40 tuổi, ria mép kéo cặn bã. Hắn lạnh lùng đánh giá chuông gió. Chuông gió cũng liền nhìn về phía người áo xám. Người áo xám này hiển nhiên không phải linh viên đại vương, chuông gió không có không e ngại, nàng cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, chính là đi đến chỗ nào đều có thể lẽ thẳng khí hùng. Nàng nhìn về phía người áo xám, nói ra, ta nghe nói linh viên đại vương ở ở chỗ này, bởi vậy một đường đi tìm tới. Người biết nhà ta đại vương, người áo xám có chút cảnh giới. Chuông gió nghe vậy, nhất thời đại hỷ, nói ra, linh viên đại vương thật sự ở nơi này. Ngươi là ai? Người áo xám lạnh lùng hỏi. Chuông gió lập tức thẳng tắp lưng, nói ra, ta cùng ngươi nhà đại vương chính là tốt hơn nhiều bằng hữu. Ta gọi chuông gió, theo phương Bắc Đại Tuyết Sơn mà đến. Người áo xám nhìn nhiều chuông gió liếc một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi ở chỗ này chờ. Hắn theo sau chợt lách người, lợi dụng hư không xuyên thẳng qua bản sự rời đi. Chỉ một lúc sau, người áo xám đến đây, không nói hai lời chào Phong Linh, lần nữa thi triển hư không xuyên thẳng qua bản sự mang theo chuông gió tiến một cái sơn động. Này sơn động rất lớn, có thể xưng động thiên phúc địa. Tại sơn động chỗ sâu một gian thạch thất bên trong, chuông gió nhìn thấy linh viên đại vương. Linh viên đại vương mặc lấy kim giáp, đầu đội tử kim quan, hắn thân cao 2 mét, là như thế uy phong lẫm liệt. Ma viên đại vương tại tử linh nguyên bên trong, hấp thu tử linh chi khí, mặc cho thân thể lớn lên. Mà linh viên đại vương hình thể vẫn luôn bảo trì rất không tệ linh viên đại vương trên mặt lông xù hắn cùng ma viên đại vương chính là thông linh thạch hầu mặc dù là viên hầu xuất thân có thể nhanh nhạy không kém nhân loại nhưng bọn hắn cuối cùng không phải nhân loại linh viên đại vương nhìn về phía chuông gió hắn cũng không có biểu hiện ra cao hứng bao nhiêu tới chuông gió lại là thật cao hứng nàng lớn tiếng mà hưng phấn hô linh viên đại ca ta rốt cuộc tìm được ngươi á linh viên đại vương tựa hồ có tâm sự nhưng hắn vẫn là giữ vững tinh thần nói ra người thế nào tìm tới nơi này đến chuông gió nói ra ta không nguyện ý tại phương bắc dậy ở lại linh viên đại vương nói ra há tại sao hắn đón đến nói ra người nhất định đói đi ta trước để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi chút ăn chuông gió quả thực đói liền nói ra ta là có chút đói linh viên đại vương liền để cho thủ hạ làm một số thịt nướng cùng hoa quả lấy tới chuông gió ăn như hổ đói bắt đầu ăn linh viên đại vương rất an tĩnh nhìn lấy chuông gió ăn đồ ăn. Bọn họ thì đợi tại cái này trong thạch thất. Linh viên đại ca, người biết không? Chuông gió nói ra. Linh viên đại vương nói ra, biết cái gì? Chuông gió nói ra, phương Bắc dạy tôn chủ đã đổi, hiện tại tôn chủ gọi là giả lam tôn chủ. Linh viên đại vương nói ra, như thế chuyện lớn, ta đương nhiên nghe nói. Chuông gió nói ra, nhưng hắn cùng tham thiên tôn chủ cũng không có cái gì hai loại. Phương Bắc dạy vẫn là đạo đức giả, bọn họ trong miệng hô hào từ bi, phúc phận thế nhân, thương hại thế nhân. Nhưng chính bọn hắn lại cũng không tin những thứ này, bọn họ vẫn luôn tại lục đục với nhau. Bọn họ nhìn những tín đồ đó, tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng. Linh viên đại vương cười nhạt một tiếng, nói ra, cho nên, người mới rời khỏi phương Bắc dậy. Chuông gió nói ra, ta phản kháng, ta nghĩ, người nói đúng. Ta không thể một mực biết chân tướng mà lựa chọn trầm mặc ta không thể lại trầm mặc đi xuống. Sau đó đâu, linh viên đại vương hỏi. Chuông gió nói ra, bọn họ nói ta là dị giáo đồ, muốn đem ta thiêu chết. Linh viên đại vương bị kinh ngạc, nói ra, vậy ngươi. Chuông gió nói ra, may mắn có cái đại ca ca cứu ta, đại ca ca đem sự tình làm lớn. Phương Bắc dậy trên mặt mũi không qua được, bọn họ muốn ta khuất phục, nhận lầm. Bọn họ muốn các giáo đồ biết, phản bội Phương Bắc dậy xuống tràng cái kia tham thiên tôn chủ tự mình xuất thủ bắt đại ca ca đem đại ca ca cũng ném vào đến tử linh nguyên bên trong giày vò bọn họ đem ta đính tại tuyết nhai phía trên mặc cho tuyết ưng mỗi ngày gặm nuốt ta nhận hết tra tấn thống khổ nhưng là linh viên đại ca ta không có khuất phục ta không biết hướng bọn họ khuất phục linh viên đại vương cả người đều rung động hắn mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy chuông gió ngươi thật không có chút nào sợ chết sao chuông gió nói ra ta sợ chết nhưng ngươi đã nói chúng ta sinh mà làm người ai dám cao cao tại thượng nếu như ta chỗ kiên trì là đối ta há có thể bởi vì cường quyền từ đó khuất phục linh viên đại ca vậy ngươi nói cho ta biết ta sai sao linh viên đại vương nói ra nếu như ngươi cũng không chịu bình tĩnh chính ngươi là đúng hay sai cái kia còn có cái gì ý nghĩa chuông gió mỉm cười nói ra ta rất khẳng định ta là đối ta nguyện ý vì ta kiên trì nỗ lực hết thảy bao quát sinh mệnh linh viên đại vương nói ra cái kia sau đó đâu chuông gió nói ra sau đó rất đơn giản na già lam tôn chủ đến đây cứu ta hắn là đại ca ca huynh đệ linh viên đại vương nói ra thì ra là thế ngay vào lúc này trong mắt của hắn thả ra tinh quang tới hắn cười ha ha nói ra tốt tốt chuông gió ngươi đến tốt ngươi một cái tiểu cô nương sinh mệnh bản lĩnh đều không có còn có can đảm phản kháng, phát ra người thanh âm. Ta có cái này một thân bản lĩnh, vẫn còn tại bó tay bó chân, quả thực cũng là thật là tức cười. Ta rốt cuộc nghĩ thông suốt, ta liền muốn như thế làm. Chuông gió kinh ngạc nhìn về phía linh viên đại vương, nói ra, linh viên đại ca, người muốn làm cái gì? Linh viên đại vương nói ra, người đại khái còn không biết, những năm này ta làm gì sao a? À? Chuông gió nói ra, ta không biết. Linh viên đại vương nói ra ta đã nhập thiên đình, vì nguyên hoàng đại đế thân phong đông quận đại nguyên soái. Phong linh đầu tiên là giật mình, sau đó còn nói thêm, đây chẳng phải là rất tốt, vì sao linh viên đại ca ngươi không vui? Linh viên đại vương siết chặt quyền đầu, nói ra, bởi vì ta tại thiên đình đợi càng lâu, liền phát hiện bình thường trong mắt người thiên đình cùng trên thực tế thiên đình hoàn toàn khác biệt. Phong linh nói ra, ồ. Linh viên đại vương nói ra, thế nhân đều coi là thiên đình chính là tốt đẹp nhất địa phương ở nơi đó có đẹp nhất phong cảnh, có doan quả tiên nhưỡng, không có yêu sầu, không có thống khổ. Nhưng bọn hắn từ nơi nào biết, ở trong đó dơ bẩn tuyệt không so nhân gian thiếu. Ta nhìn thấy cái kia nguyên hoàng đại đế xuất hành, bởi vì nơi nào đó người không cẩn thận đổ nhào hắn cống phẩm, sau đó nguyên hoàng đại đế tức giận, đem cái kia một nơi cấm lôi đình cùng mưa móc. Nơi đó đã hạn hán 10 năm, thôn dân phải dùng nước nhất định phải chạy rất xa địa phương. Mọi người thường tế bái nguyên hoàng đại đế, cho rằng nguyên hoàng đại đế là chân thành trí tuệ dũng cảm nhân từ hóa thân ha ha bọn họ không biết nếu dám xúc phạm hắn nho nhỏ uy nghiêm vậy hắn lại là cỡ nào tàn khốc quả nhiên thiên đình cùng phương bác dạy đều là cá mè một lứa phong linh nói ra linh viên đại vương nói ra đây bất quá là một góc của băng sơn ta nhìn thấy tại thiên đình bên trong những người kia cật nã tạp yếu có người làm tấn thăng đem lão bà của mình đều đưa cho phía trên trà đạp có người không muốn tôn nghiêm dơ bẩn phong linh nói ra nàng đón đến nói ra đã như vậy dơ bẩn linh viên đại ca ngươi gì không rời đi chỗ đó bớt nhìn sinh khí linh viên đại vương nói ra ta một mực tại suy nghĩ vì cái gì có người tân tân khổ khổ dùng hết cả đời lực lược lại ngay cả tối thiểu ấm no đều không cầu được có người lại có thể vì tiện nắm giữ hết thảy phong linh cũng lâm vào trầm mặc thế đạo này quá bất công Linh viên đại vương nói ra. Phong Linh nói ra, thế đạo xác thực bất công, cái kia phương Bắc dạy đạo đức giả, bây giờ còn không phải bị thế người tôn kính ca tụng. Linh viên đại vương nói ra, thiên đình mục nát, thế đạo bất công. Đã thế đạo bất công, sao không để ta làm chủ? Ngươi tới làm chủ? Phong Linh ánh mắt sáng lên, nàng nói ra, đúng vậy a, à, nếu là linh viên đại ca ngươi làm thiên đình chi chủ, liền có thể nặng mới thành lập trật tự. Để chúng sinh tránh thức bình đẳng khiến người ta ở giữa lại không khó khăn, để những đạo đức giả đó đổ vật toàn bộ đều biến mất. Linh viên đại vương cũng hưng phấn lên, nói ra, không sai, ta muốn đem những tiền đó tương ngọc dịch toàn bộ phân đi ra, dựa vào cái gì thì bọn họ những người kia hưởng dụng. Mà người khác, ngay cả nhìn cũng không thấy, ta muốn đánh phá ngày đó trúc núi bình chướng, để thế nhân đều đi xem ngày đó đỉnh phồn hoa. Thiên đình chính là người trong thiên hạ thiên đình, dựa vào cái gì bọn họ muốn độc chiếm cái kia Mỹ lệ thiên cung. Phong Linh cười lên ha hả, nàng nói ra, hay lắm hay lắm, Linh viên đại ca, ta hy vọng có thể nhìn đến ngày đó. Nếu như ta có thể nhìn đến ngày đó, ta đem chết cũng không tiếc. Linh viên đại ca trong mắt tuôn ra tinh quang đến, nói ra, ta vẫn muốn lật đổ cái này mục nát thiên đình, chỉ là ta còn có chút hại sợ thất bại. Ta một mực tại cùng bọn hắn lá mặt lá trái, mỗi ngày ta đều buồn nôn đến muốn ói. Nhưng hôm nay, người tới, đã người đều dám phản kháng phương Bắc dậy, ta có cái gì không dám. Linh viên Đại Vương tinh thần sung mãn, hắn đột nhiên thì ra hang đá. Phong Linh theo ở phía sau. Ra sơn động về sau, người áo xám kia cũng tới. "Đại Vương, ngài chẳng lẽ đã quyết định?" Người áo xám giật mình hỏi. Linh viên Đại Vương gật gật đầu, nói ra, "Không sai, ta quyết định." Phong Linh vì Linh viên Đại Vương cảm thấy kiêu ngạo, nàng nói ra, "Ta tuy nhiên không thể làm Linh viên Đại ca ngươi trợ một chút sức lực." Nhưng ta hội ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi khải hoàn trở về tin tức. Đại vương lần này đi, người áo xám thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lần này đi, Đạp Thiên môn, Ngọc Vỡ Tiêu, linh viên đại vương ánh mắt kiên định vô cùng. Người áo xám nói ra, sợ một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại, linh viên đại vương đột nhiên vừa tung người, hóa thành một đạo lưu quang thì hướng cái kia Thiên Trúc núi phương hướng bay đi. Đại ca Tại bồ đề thụ bên trong một mực lĩnh hội La Quân lần nữa bị Trần Diệp Hàn quấy dày. La Quân ngay tại tăng giờ làm việc phá giải bồ đề thụ cùng đỏ lam thế giới ảo diệu. Đây đã là hắn đến đỏ lam thế giới tháng thứ sáu. Còn một tháng nữa, liền có thể đại công cáo thành. Nãi nãi cái bóng, thì đại học đề mục cùng cái này so ra, quả thực thì là trò trẻ con. La Quân âm thầm nói thầm. Lúc này, Trần Diệp Hàn ở bên ngoài hô. La Quân không kiên nhẫn nói ra, "Chuyện gì? Không là bảo ngươi không có việc gì chớ quấy giày ta a?" À. Trần Diệc Hàn nói ra, "10 ngày trước, Thiên Đình bên kia phát sinh một kiện đại sự a." À. "Cái đại sự gì?" La Quân hoàn toàn không quan tâm, "Thiên Đình không có hắn cũng không quan trọng a." À. Trần Diệc Hàn nói ra, "Cái kia Linh Viên Đại Vương nguyên lai vẫn luôn tại Thiên Đình bên trong, ngay tại 10 ngày trước, Linh Viên Đại Vương đột nhiên phản thiên." Hắn chiến Thiên binh Thiên tướng, đem thần nhãn chiến tướng đánh bại, đem ngày đó đình làm là loạn thất bát tao. Quả thực cũng là tôn ngộ không đại náo thiên cung phiên bản A. Cái kia sau đó thì sao? La Quân hỏi. Trần Diệp Hàn nói ra, về sau nguyên hoàng đại đế vận dụng thiên đình thiên vị chi lực, đem hắn chân áp. Bây giờ ném vào bát quái lô trung chính tại luyện hóa. Cái này nội dung cốt truyện còn rất ăn khớp mà. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, kế tiếp là không phải muốn con hàng kia nhảy ra bát quái lô, Luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Trần Diệc Hàn cười ha ha, nói ra, ta sợ không lâu nữa, Nguyên Hoàng Đại Đế muốn tới mời ngươi đi hàng phục cái này yêu hầu. La Quân nghĩ đến cái gì, liền nói ra, hắn tại sao muốn phản thiên? Trần Diệc Hàn nói ra, không biết ha. La Quân nói ra, vậy ngươi đi hỏi thăm một chút. Trần Diệc Hàn nói ra, được rồi, đại ca. Trần Diệc Hàn khoái lạc, hấp tấp đi làm việc này. Ở trong thiên đình, Nguyên Hoàng Đại Đế gần nhất rất là không hài lòng. Hắn vừa mới tiếp đãi Trần Diệt Hàn, Trần Diệt Hàn đã đi. Lúc này, Nguyên Hoàng Đại Đế tại trong tầm cung hỏi bên người thương dự. Cái kia yêu hầu, bây giờ như thế nào? Còn chưa có chết sao? Thương dự nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói ra, cái kia bát quái lô chính là trừ trường lão đắc y pháp bảo, không biết luyện bao nhiêu pháp bảo, đan dược. Nhưng lần này quả thực là không có đem cái kia yêu hầu luyện hóa. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp nguyên hoàng đại đế nói ra đao phách diều đục đều là không có cách nào các loại thủ đoạn đều đã dùng hết thương dự nói ra nguyên hoàng đại đế nói ra cái này yêu hầu quả nhiên là kỳ quái thương dự nói ra lão nô còn nghe nói cái này yêu hầu còn có một huynh đệ chính là ma viên ma viên sự tình người nào không biết nguyên hoàng đại đế nói ra thương dự nói ra cái kia ma viên năm đó thì khó có thể thuần phục về sau bởi vì bồ đề thụ sự tình, ma viên không có bị giết, phản bị phong ấn ở tử linh nguyên bên trong. Bây giờ, lão nô nghe nói ma viên lần nữa làm loạn, cũng là bị na giả lam tôn chủ hàng phục. Đồng thời bây giờ, cái kia ma viên làm phương bắc dạy thủ hộ linh thú. Người cùng cô nói những thứ này, là có ý gì? Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, người nói là, phương bắc dạy cũng không có cách nào giết chết ma viên. Thương dự nói ra, lão nô là muốn nhắc nhở bệ hạ ngài, chỉ sợ muốn giết chết yêu hầu, còn phải theo cái kia bồ để thụ vào tay. Nguyên hoàng đại đế lạnh hừ một tiếng, đường đường thiên đình, liền cái yêu hầu đều giết không chết. Còn muốn đi tìm bọn họ thỉnh giáo, cô ném đến lên cái mặt này. Thương Dự lập tức quỳ đi xuống, nói ra, lão nô đáng chết. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giống như sấm sét giữa trời quang. Toàn bộ thiên đình đều chấn động kịch liệt lên bất quá cái này chấn động vẫn chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh. Nhưng là toàn bộ thiên đình lúc này đều sôi trào lên. Nguyên Lai, like, cái kia Linh Viên Đại Vương phá lô mà ra, tay cầm Càn Khôn Chấn Thiên Tốt, đem Thiên Trúc núi Bình Trướng trực tiếp phá hủy. Thiên vị chi lực lúc này tiết ra ngoài, Linh Viên Đại Vương bị Thiên binh Thiên tướng vây lại. Thần Nhãn chiến tướng đã bị Linh Viên Đại Vương đánh bại, thiên đình chúng tiên, không một người dám nhẹ tranh phong. Thiên Đình chúng tiên bên trong thật có cao thủ, nhưng là cao thủ cũng không muốn trước đi chịu chết. Nếu như đánh thắng được, tất cả mọi người nguyện ý cho Nguyên Hoàng Đại Đế mặt mũi. Nhưng là nếu có nguy hiểm tính mạng, đó còn là chạy trối chết đi. Cái kia linh viên đại vương tay cầm gậy sắt lớn, một đường giết tiến đến. Nguyên Hoàng Đại Đế lập tức nghênh chiến, Thiên Đình chính là hắn Thiên Đình. Ai cũng có thể đào tẩu, nhưng hắn không được. Nhưng lúc này cái kia linh viên đại vương đem thiên trúc núi bình chướng phá vỡ, nguyên hoàng đại đế thiên vị chi lực bị suy yếu, rất khó tái chiến. Nhanh đi phương bắc núi mời già lam tôn chủ, nguyên hoàng đại đế tại đi nghinh chiến đồng thời, lập tức nói với thương dự. Thương dự lĩnh mệnh, cấp tốc tiến về phương bắc núi. Là quân chính là vào lúc này bị Trần Diệp Hàn dẫn thương dự đến đây. Thương dự cầu cứu, tư thái rất thấp. Là quân cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ ra tay thiên đình vẫn luôn là chiều cống phương bắc dậy, chiều này công ý tứ chính là, đại ca, ta nhận ngươi làm đại ca. Bình thường ngươi chiều cống cầm lấy, thời điểm then chốt cũng không để ý tiểu đệ chết sống, cái này thả ở đâu đều không còn gì để nói a. À. Thiên đình trong bầu trời, nguyên hoàng đại đế đã không phải cái kia linh viên đại vương đối thủ. Linh viên đại vương tại bát quái lô bên trong thối luyện rất lâu, hắn thân thể vốn là vô địch, bây giờ càng khôn chấn thiên tốt nơi tay, đem cái kia nguyên hoàng đại đế đánh cho là không thở nổi. Cái kia càn khôn chấn thiên tốt, nặng đến 10 vạn 8 ngàn cân. Đồng thời thay ngén càn khôn chi khí, tại linh viên đại vương đánh đầu thắng đó tinh khí phía dưới, bài trừ hết thảy quy tắc. Nguyên hoàng đại đế liên tiếp lui về phía sau, hắn rất nhiều pháp bảo, quy tắc, toàn bộ bị càn khôn chấn thiên tốt phá nát. Ngay tại nguyên hoàng đại đế mắt thấy muốn chết tại linh viên đại vương thủ hạ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ phương xa truyền đến bệ hạ, nhưng có tưởng niệm bản tôn. Chính là La Quân Thanh Âm. Cái kia nguyên hoàng đại đế tại trong tuyệt vọng, nghe được La Quân Thanh Âm, quả thực là muốn cảm động rơi lệ. Linh viên đại vương mắt thấy trợ thủ đến, liền muốn nhanh chóng kết nguyên hoàng đại đế. Linh viên đại vương bạo giống một tiếng, đem tự thân pháp lực, tinh khí toàn bộ hòa hợp một lò, một gậy đánh giết tới. ầm ầm bên trong thiên địa, không khí toàn bộ hòa tan, thế mà hóa thành sóng lửa sóng lửa cuồn cuộn, nhật nguyệt sụp đổ. Dạng này một gậy, để sơn hà thất sắc. Rồi dao, to lớn vô cùng, không thể ngăn cản, tuyệt vọng, rất nhiều tâm tình theo nguyên hoàng đại đế trong lòng sinh ra. Ngay vào lúc này, là quân xuất hiện tại nguyên hoàng đại đế trước mặt. liền tại cái này một cái chớp mắt, nguyên hoàng đại đế cảm thấy tất cả khủng bố áp lực đột nhiên thì toàn đều biến mất. Trước mắt hắn bóng người cũng không vĩ ngạn, nhưng lại có thể chúa tể thiên địa cái kia một gậy cấp tốc oanh sát hướng La Quân đầu lâu. La Quân sắc mặt bình tĩnh, tại một sát na kia, hắn đột nhiên thân thủ. Cứ như vậy ôm đồm ra, trong tay hắn linh hồn động thiên cuồn cuộn, nhìn như phổ thông nhất trưởng kỳ thực đem không gian pháp tác vận chuyển tới cực hạn. Linh viên đại vương càn khôn chấn thiên tốt lực lớn vô cùng, muốn bổ ra thiên địa này. Nhưng La Quân trong lòng bàn tay có cách xa vạn dặm rộng, cũng mà còn có trùng điệp mê chướng. Giao thủ ngắn ngủi về sau, là quân dễ như trở bàn tay tiêu trừ linh viên đại vương chấn thiên tốt thần lực. đồng thời hắn lại một chảo trực tiếp đem cái kia chấn thiên tốt bắt trong lòng bàn tay. ừm linh viên đại vương không khỏi bị kinh ngạc, hắn lập tức khu động pháp lực muốn bắt hồi chấn thiên tốt. là quân khẽ quát một tiếng nói thu tay. cái này một cái chớp mắt linh viên đại vương cảm nhận được thân gậy bên trên truyền đến rồi rào điện lưu, thế mà trực tiếp đem hắn pháp lực xé rách. cỗ này điện lưu cực kỳ hung hãn nhưng là linh viên đại vương tại bát quái lô bên trong đều sống sót, cũng không sợ cái này điện lực. Chỉ là, hắn tại tiếp xúc đến điện lực thời điểm, cỗ lực lượng kia đột nhiên nổ tung lên. Oanh, tựa như là ức vạn thất ngựa cùng một chỗ lao nhanh lực lượng đánh giết tới. Đó là để linh viên đại vương tuyệt vọng lực lượng, hắn thật sự là không cầm nổi, cả người đều bị đánh bay ra hơn trăm dặm bên ngoài. Là quân một phát bắt được càn khôn chấn thiên tốt, cái này càn khôn chấn thiên tốt ông ông tác hưởng, liền phải thoát đi. La Quân trực tiếp lấy đại phong ấn thuật đem phong ấn chặt, sau đó thì ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Thân hình hắn lóe lên, liền tới đến cái kia linh viên đại vương trước mặt. Linh viên đại vương, thu tay lại đi, La Quân tiến lên, hắn từ tốn nói, theo bản tôn hồi phương Bắc Núi, cùng ngươi huynh đệ kia cùng một chỗ trở thành phương Bắc Núi thủ sơn linh thú. Linh viên đại vương nhìn hầm hầm La Quân, hắn nói ra, người chính là Na Giả Lam Tôn Chủ. La Quân nói ra, không sai linh viên đại vương nói ra cái này mục nát thiên đình sớm nên thay người tới làm chủ ngươi nếu là phương bắc dạy tôn chủ vì sao một mực chẳng quan tâm hôm nay ta muốn phản thiên ngươi làm sao có thể ngăn trở ta la quân nói ra thiên đình luôn luôn đối phương bắc dạy xưng thần cống lên chính là thủ ta phương bắc dạy che chở bây giờ nguyên hoàng gặp nạn bản tôn nên xuất thủ chẳng lẽ người tiểu đệ xảy ra chuyện ngươi không vì ngươi tiểu đệ làm chủ lại đi làm đối thủ làm chủ linh viên đại vương lạnh hừ một tiếng nói ra nếu là ta tiểu đệ không đúng không dùng đối thủ xuất thủ ta tự nhiên giết hắn la quân nói ra tốt vậy ngươi lại cùng bản tôn nói một chút nguyên hoàng đến cùng có gì không đúng linh viên đại vương nói ra thiên đình nội bộ mục nát đám người này không xứng chiếm cứ cái này mỹ lệ thiên cung người người sinh ra đều nên bình đẳng thiên đình đám người này càng không xứng độc chiếm mỹ lệ thiên đình ta trước kia phát hạ thề nguyện, muốn người trong thiên hạ người như Long. Nguyên Hoàng bạo ngược, không để ý tới chính sự, ta chính là muốn tới làm cái này thiên đình chi chủ, ta muốn thiên hạ lại không chuyện bất bình, muốn người trong thiên hạ người đều có thể an vui, ta muốn người trong thiên hạ người, tránh thức được hưởng bình đẳng. Cái này Nguyên Hoàng, còn có các người phương bắc dậy, luôn nói thế nhân đều là bình đẳng. Có thể các ngươi làm đến bình đẳng sao, độc chiếm Mỹ lệ thiên cung, các người phương bắc dậy chiếm lấy bổ đề thụ, đem rất nhiều tư nguyên ôm trong tay, nhưng có phổ độ thế nhân. Thiên hạ này, quá bất công, ta phải trả thiên hạ một cái công đạo. Là quân tử tốn nói, người nói, người muốn chúng sinh bình đẳng. Không sai, linh viên đại vương nói ra. Là quân nói ra, người nói, người muốn người trong thiên hạ người như long. Linh viên đại vương nói ra, không sai. Là quân nói ra, có thể ngươi nói cho bản tôn, có người lười biếng thành tính. Có người chăm chỉ hiếu học, nếu như hai người bọn họ người bình đẳng đối với người chăm chỉ công bình sao linh viên đại vương nhất thời nghẹn lời la quân nói ra bản tôn biết người muốn nói có chút lười biếng nhân sinh đến lại là ra thế tốt đẹp hưởng hết phú quý có chút người chăm chỉ lại đau khổ cả đời đúng không linh viên đại vương ánh mắt sáng lên nói ra không sai la quân nói ra tốt người nói cho bản tôn cái này mỹ lệ sao hắn vung tay lên nhất thời, bốn phía lâm vào một vùng tăm tối. Là quân linh hồn động thiên phóng thích, đen như vậy thầm, khiến người ta thấy không rõ tình cảnh trước mắt. Có ý tứ gì, linh viên đại vương nói ra. Là quân nói ra, bản tôn hỏi ngươi, màu đen xem được không? Không dễ nhìn, linh viên đại vương nói ra. Là quân nói ra, không dễ nhìn, màu đen hỏi qua màu trắng công bình sao? Cái kia sinh ra mặc người giết súc vật, hỏi qua nhân loại, công bình sao? đó là bởi vì bọn họ hỏi ra linh viên đại vương nói ra la quân nói ra bản tôn cũng là phải nói cho ngươi thế gian này vốn là không công bằng ngươi muốn người người như long bản tôn hỏi ngươi nếu như mỗi người đều là nguyên hoàng đại đế thế gian này còn có quy tắc sao ngươi muốn người người bình đẳng cái này ở trong gầm trời thương khung ba nghìn thế giới ai cũng làm không được sự tình ngươi có thể làm được tại bản tôn trong mắt xem ra người cùng phong linh điểm này kháng cáo, đều chẳng qua là ấu chi ý nghĩ. Người muốn muốn thiên hạ kia, không ai có thể cho ngươi. Bao quát chính ngươi, là quân nói ra, hôm nay, cho dù ngươi giết nguyên hoàng, ngươi làm thiên đình chi chủ. Ngươi cho rằng, ngươi thì có thể làm được chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh đều là tham lam, bọn họ sẽ muốn càng tốt hơn, ngươi thỏa mãn đến loại này tham lam. Ngươi thỏa mãn đến một người, ngươi thỏa mãn đến chúng sinh. Ta, Linh viên đại vương nghẹn lời. La quân nói ra, chúng sinh ở giữa, bên trong thiên địa, không có bình đẳng, không có công bình. Nhưng, bên trong thiên địa, có thăng bằng, làm con người không phản kháng lúc, vậy nói rõ, bọn họ còn có thể chịu được. Khi bọn hắn không thể chịu đựng lúc, cũng không cần người tới ra mặt, bọn họ tự nhiên sẽ phản kháng. Hạnh phúc cũng tốt, tự do cũng tốt, đều là muốn dựa vào chính mình đến tranh thủ. Người nói, người muốn làm cái này thiên đình chi chủ, có thể. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói, ngươi là vì thương sinh. Bởi vì, ngươi là vì ngươi dục vọng, dục vọng có tốt xấu phân chia, nhưng đều là dục vọng. Là Quân thở dài, nói ra, ngươi còn không đủ thành thục. Linh viên đại vương trầm mặc đi xuống. Là Quân nói ra, ngươi cần phải nhiều đi xem nhìn thế gian này hết thảy, nhìn hoa, nhìn thảo, nhìn sinh linh, nhìn chúng sinh, nhìn sông núi, nhìn dòng sông. Thế gian này là đủ mọi màu sắc, đây là thiên địa đa nguyên hóa cũng là thiên địa bao dung tính. Cho nên, ngươi nói là nguyên hoàng đại đế là đúng, mà ta là sai." Linh Viên Đại Vương đột nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Bản tôn hỏi ngươi, ngươi là người tốt sao?" "Ta," Linh Viên Đại Vương đột nhiên ngây người. "Vậy là ngươi người xấu sao?" La Quân lại hỏi. "Ta không là người xấu, nhưng," Linh Viên Đại Vương nói ra. La Quân nói ra, "Người tốt cũng sẽ làm qua chuyện xấu." người xấu cũng sẽ làm qua chuyện tốt. Thiện lương người cũng có tối tăm một mặt, tối tăm người cũng có thiện lương một mặt, Bản Tôn nói cho ngươi, thiên địa bao dung, ngươi lại chạy tới hỏi Bản Tôn, nguyên hoàng đại đế cùng ngươi ai đúng ai sai. Xem ra, ngươi vẫn không có khai khiếu. Linh viên đại vương ngây người. Nếu ngươi thật sự là tội ác chồng chất, hôm nay Bản Tôn liền sẽ không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đưa ngươi chảm biến thành cho bụi. Tuy nhiên ngươi khó có thể chém chết nhưng bản tôn đã biết rõ bổ đề thụ quy tắc muốn phá ngươi dễ như trở bàn tay ngươi là người tốt sao dĩ nhiên không phải những thiên binh thiên tướng kia cùng ngươi gì thù gì oán niệm bọn họ bất quá là chung với cương vị công tác liền chết thảm trong tay ngươi đối với bọn hắn nhà người mà nói ngươi chính là tội ác trồng chất Là quân từng chữ từng chữ nói ra linh viên đại vương thân thể kịch chấn hắn nói ra chẳng lẽ ta thật sai đi thôi đi thôi La Quân phất phất tay, nói ra, "Dùng ngươi quãng đời còn lại, thật tốt đền bù ngươi tội nhiệt đi." Linh viên đại vương nhìn lấy La Quân, hắn có vẻ hơi thất hồn lạc phách. "Còn cho ngươi," La Quân đem cái kia Càn Khôn Chấn Thiên Tốt lấy ra, trực tiếp ném cho Linh viên đại vương. Linh viên đại vương tiếp nhận Càn Khôn Chấn Thiên Tốt, quay người bỏ chạy. Linh viên đại vương đến cùng có muốn hay không thông, La Quân cũng không biết. La Quân cũng biết, muốn để đi vào ngõ cụt người hồi xoay người lại, cái này rất khó. Là quân không giết linh viên đại vương, cũng không phải là hắn nhân từ nương tay. Mà là bởi vì linh viên đại vương bản tính cũng không xấu, hắn là có mộng tưởng. Nếu như, có thể độ linh viên đại vương đi ra ngõ cụt. Có lẽ, hắn có thể phát huy ra tránh thức tác dụng tới. Trong sinh hoạt, có rất nhiều ngõ cụt, nhưng cũng có càng nhiều thông thiên đại đạo. Có người, rất dễ dàng rời đi ngõ cụt. Có người, trực tiếp chết tại trong ngõ cụt. Là quân về sau liền trực tiếp rời đi thiên đình, trở lại bồ đề thụ bên trong. Hắn mới mặc kệ những thứ này thế tục, hắn hiện tại liền muốn liều mạng rời đi đỏ lam thế giới. Vài ngày sau, là quân rốt cục phá vỡ đỏ lam thế giới bí mật. Hắn cùng Trần diệt Hàn trực tiếp xé phá hư không, rời đi đỏ lam thế giới. Cái này đỏ lam thế giới, là quân quyết định vĩnh viễn không muốn lại tới. Bởi vì cái kia bồ đề thụ mật mã cùng đỏ lam thế giới mật mã một mực tại biến. Lần sau muốn muốn đi ra, lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Loại này giải đề phiền phức cùng nôn nóng, thật sự là để La Quân đau đầu. Lần này ra ngoài, là trực tiếp trở lại thế giới Bao La bên trong. Mà lại là trực tiếp trở lại Yến Kinh Hoa Viên biệt thự trên nóc nhà. Đây là La Quân lúc rời đi địa phương, La Quân là căn cứ cái này trung tâm đến giải khai những cái kia nan giải quy tắc cùng phương trình thức. Tại Đỏ Lam thế giới bên trong, La Quân hết thảy đợi nhanh 6 tháng. Trần Diệc Hàn muốn giao nhiệm vụ thời gian cũng là không sai biệt lắm đến, còn có 3 ngày. Nếu như lại trễ 3 ngày, Trần Diệc Hàn cũng liền có thể trực tiếp bái bai. La Quân rời đi thời điểm là tháng 5, hiện tại cũng đã là mùa đông khắc nghiệt. Yến Kinh trong không khí tràn ngập lạnh lẽo. Một năm này một năm, qua được là cực nhanh. Lúc này là buổi sáng, Yến Kinh khí trời âm u. Trần Diệc Hàn là thiên mệnh giả, cho nên cũng không sợ Yến Kinh tổ long chi khí hắn lập tức liền cảm ứng được phụ thân khí thức, đại ca, ta nghe phụ thân nói, hắn có nguyên thần tại niệm từ mi tâm bên trong. Ta có thể đi gặp phụ thân, cũng nhìn xem tiểu chất từ sao. Lập tức rời đi, la quân giật mình, lập tức nói. Hắn một về tới đây, đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này nếu như bị Linh Nhi trông thấy, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng thường thường, thế sự chính là, người sợ cái gì, liền sẽ đến cái gì trần diệc hàn còn không có kịp phản ứng lúc bóng người trước mắt lấp lóe linh nhi xuất hiện la quân trong lòng đập mạnh đời này của hắn chưa bao giờ có một khắc giống trước mắt dạng này sợ hãi sợ hãi qua linh nhi la quân hận không thể thi triển động thiên đem linh nhi khống chế lại sau đó một chân đem trần diệc hàn đá đi cũng là tại lúc này lại có người ảnh thiểm nhấp nháy hết thảy ba đạo nhân ảnh theo thứ tự là đại ca lâm phong nhị ca tần lâm còn có trầm mặc nùng chưa bao giờ có một khắc là Quân cảm giác mình là như thế sợ hãi bất lực. Tam đệ, Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn thấy La Quân cũng rất là cao hứng. Nhưng là rất nhanh, mọi người cũng liền thấy Trần Diệp Hàn. Audio điện tử võ tấn bền. Trần Diệp Hàn, Lâm Phong ánh mắt phát lạnh. Tần Lâm thì là ngạc nhiên nói, hắn làm sao lại cùng Tam đệ cùng một chỗ? Trầm Mặc Nùng cũng là nghi hoặc vô cùng nhưng nàng trong mơ hồ giống như đoán được một ít gì. Mà lúc này đây, là quân người nào đều không để ý đến. Hắn nhìn lấy Linh Nhi, hắn cô dám nhìn Linh Nhi, nhưng hắn lại không dám không nhìn. Linh Nhi ánh mắt theo Trần Diệt Hàn trên thân thu hồi lại. Lúc này, nàng trong ánh mắt bao hàm một tầng hàn băng. Linh Nhi trong mắt từ trước đến nay đều là băng hàn, nhưng ở nhìn La Quân lúc lại là khác biệt. Chỉ là lúc này, Linh Nhi nhìn La Quân lúc, thiếu như vậy một tia sốt ruột. Nàng bình tĩnh nhìn lấy La Quân, hỏi, hắn, vì sao lại cùng ngươi cùng một chỗ? La Quân nói ra, ta, Linh Nhi, việc này nói rất dài dòng, ngươi đi theo ta có được hay không, ta tìm một chỗ nói rõ với ngươi. Hắn nói xong cũng đi bắt Linh Nhi tay. Linh Nhi hướng về sau lui một bước, tránh đi La Quân lôi kéo. Linh Nhi, La Quân tâm đâm đau một chút. Linh Nhi ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nàng không nói hai lời, trực tiếp tế ra lục tiên kiếm. Sau đó, thân hình lóe lên, nàng trực tiếp bắt Trần Diệp Hàn cổ áo, sau đó thi triển đại na di thuật hướng nơi xa bay đi. Linh Nhi tuy nhiên xúc động, nhưng cũng biết không thể tại yến trong kinh thành giết người. Huống chi, một khi phát động công kích, biệt thự cũng sẽ hủy đi. Ở trong đó còn có con trai của La Quân Trần niệm từ đây. La Quân không lo được hắn, lập tức đuổi kịp đi. La Quân thật sự là sợ sợ Linh Nhi giết Trần Diệt Hàn. Không nói Trần Diệt Hàn có nên hay không chết, nhưng lúc này, Linh Nhi đã là chúng tinh điện người. Nàng như giết Trần Diệt Hàn, chính là một con đường chết. Là quân làm sao có thể để Linh Nhi ra chuyện? Linh Nhi đại na di thuật cực kỳ hung hãn, nhưng lúc này, là quân cũng là không kém. Hắn cấp tốc đuổi theo, mà lại vừa ra yến kinh thành, là quân kịp thời từ phía sau đuổi tới, hắn vận chỉ như kiếm, trực tiếp đem Linh Nhi đại na di thuật phá vỡ linh nhi cũng không có quá mức ngăn cản la quân công kích đại na di thuật phá vỡ sau nàng liền trực tiếp dừng lại tại một chỗ trên mặt biển trên biển ngược lại là có ánh sáng mặt trời ánh nắng tươi sáng mặt biển sóng nước lấp loáng trần diệc hàn tuy nhiên cường hãn nhưng lúc này bị linh nhi nắm lấy lại là không có một tia phản kháng cơ hội la quân đứng tại linh nhi đối diện linh nhi chỉ cần một hạ nặng tay trần diệc hàn thì sẽ lập tức chết mất điểm này là quân tâm lý rất rõ ràng, cho nên cái này một cái chớp mắt, hắn thật sự là dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn tại đỏ lam thế giới uy phong tại lúc này là không còn sót lại chút gì. Buông hắn ra, là quân huyết hồng hai mắt, lệ hống một tiếng. Linh Nhi ngốc ngẩn ngơ. Nàng xem thấy la quân, đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến la quân đối nàng dạng này hung ác. Nàng trái tim rung động run lên. Cái kia một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót đau đớn. Nàng vốn không phải yếu ớt người, nhưng giờ khắc này, nàng lại nhịn không được hốc mắt ướt át. Linh Nhi trong đôi mắt đẹp, hơi nước ngưng tụ, nàng ngẩng đầu lên, đem hơi nước bước về đi. Nàng không muốn tại la quân trước mặt mềm yếu. Linh Nhi một tay bắt Trần Diệt Hàn, một bên thẳng tắp nhìn lấy la quân. Ta nếu không thả đâu, Linh Nhi đột nhiên nhẹ giọng hỏi la quân. La quân trong lòng lo lắng, hắn nói ra, người bây giờ không thể giết hắn, giết hắn, tinh chủ thì sẽ giết ngươi. Đây là chúng tinh điện quy củ, Linh Nhi, ngươi thả hắn, ta cầu ngươi. Thật, chỉ là bởi vì chúng tinh điện quy củ, Linh Nhi hỏi. Đương nhiên, là quần chém đinh chặt sắt, hắn sau đó mắt đỏ nói ra, Linh Nhi, ta không thể không có ngươi. Vậy là ngươi đi cứu hắn, đúng hay không? Linh Nhi hỏi. Linh Nhi cũng không ngốc, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Làm nàng nhìn thấy Trần Diệt Hàn Hòa La Quân cùng một chỗ phủ xuống thời giờ, nàng thì đoán cái bảy tám phần. Ngươi đem hắn thả, ta sẽ đem hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Là quân nói ra, Linh Nhi, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, chẳng lẽ ngươi liền cho ta một lời giải thích cơ hội cũng không chịu sao? Linh Nhi gật gật đầu, nàng cuối cùng vẫn là thả Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn đây là trở về từ cõi chết, hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc lên. Sau đó, Trần Diệp Hàn lập tức nói, Linh Nhi tẩu tử, ta biết, ta không phải người ta đối với người có nhiều mạo phạm, ta càng hại chết tư đồ lão tiên sinh. Nhưng là ngươi không nên trách đại ca, hết thảy tội nghiệt tại ta. Nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta thì thật giết ngươi. Linh Nhi nhìn cũng không nhìn Trần Diệp Hàn, lạnh lùng nói ra. Trần Diệp Hàn ngốc ngẩn ngơ. Ngươi đi đi, La Quân tràn ngập ủy oải, hắn nói ra. Trần Diệp Hàn hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, ta biết, đại ca ngươi khẳng định coi là đây chính là ta đối phó ngươi kế sách. Nhưng ta cho ngươi biết, có lẽ ta sẽ đùa nghịch quỷ kế, nhưng phụ thân. Không biết, ta thiếu các ngươi, ta nhất định sẽ trả. Hắn sau khi nói xong, liền thân hình lay động, trực tiếp rời đi. Trên mặt biển, liền chỉ còn lại có La Quân cùng Linh Nhi. Hai người thì trên mặt biển hư không đứng thẳng, cái này trời xanh biển xanh, gió biển thổi lướt nhẹ qua, phong cảnh là như thế yêu mỹ. Gió biển thổi loạn Linh Nhi sợi tóc, cái kia một sợi tóc mê nàng mắt, nàng là thêm mỹ như vậy. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, ta thật là đi cứu Trần Diệp Hàn, là ma đế yêu cầu ta. Lúc trước hắn đã cứu ta, đã cứu niệm từ, đã cứu mặc nùng. Hắn muốn ta trả lại hắn nhân tình này, cho nên ta đi. Ta vốn định, nhanh chóng giải quyết, không nói cho người sự kiện này. Ta không muốn để cho người biết, nhưng ta không nghĩ tới, sự kiện này hội phát triển đến bây giờ tình trạng này. Hắn giết ra da, da của ta." Linh Nhi nghe xong trầm mặc nửa ngày, nói ra. "La Quân nói ra, ta biết. Hắn còn kém chút đem ta." Linh Nhi còn nói thêm, "Ta giáo huấn qua hắn, một lần kia ta kém chút đem hắn đánh chết. Nhưng ngươi lại tha thứ hắn." Linh Nhi từ tốn nói, bởi vì hắn thủy chung là ngươi huyết mạch huynh đệ. La Quân ngây người, hắn nghẹn lời. "Thật xin lỗi, Linh Nhi." La Quân nói ra, "Nếu như tương lai ta muốn giết Trần Diệc Hàn đâu? Linh Nhi hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, ta tuyệt không ngăn trở. Tốt, Linh Nhi gật gật đầu. Nàng theo rồi nói ra, ta cần thời gian lãnh tĩnh một chút, chúng ta tạm thời tách ra đi. La Quân lòng như đau cắt. Đây không phải hắn muốn, hắn Linh Nhi, luôn luôn đều là như thế không muốn xa rời hắn. Mà lúc này, nàng lạnh lùng để La Quân nhìn mà phát khiếp. Giống như hết thảy đều đã hồi đến điểm bắt đầu, băng điểm. Tựa như là mới quen thời điểm một dạng, hắn cùng người khác ở trong mắt nàng, một chút cũng không có đặc biệt chỗ khác. Dạng này biến hóa, để La Quân vô pháp tiếp nhận. Hắn một mực lớn nhất hưởng thụ cũng là Linh Nhi đợi hắn không giống bình thường. Ta, giờ khắc này, La Quân muốn từ bỏ tôn nghiêm giữ lại. Linh Nhi vừa quay người lại, La Quân liền lên trước giữ chặt nàng Nhu Di. Linh Nhi cũng không có giấy ruộng, mặc cho La Quân nắm là quân có thiên ngôn vạn ngữ tắc nghẹn ở trong lòng, hắn gian khó nói, Linh Nhi, ta, ta vẫn là trượng phu ngươi sao? Là quân cho tới bây giờ đều là đỉnh thiên lập địa, hắn cho tới bây giờ đều là phóng khoáng thoải mái. Cũng chưa từng bị tình vây khốn, càng sẽ không lo được lo mất. Duy nhất, cũng là tại Linh Nhi trước mặt. Giờ khắc này, hắn đều không xác định, hắn còn có thể hay không tiếp tục làm Linh Nhi trượng phu. Lúc này, Linh Nhi tránh ra la quân tay, nàng nhẹ nói nói, ta đi. Sau đó, nàng hướng nơi xa bay thẳng đi. La quân nhất thời thì xa vào đến trong tuyệt vọng, hắn cảm giác hô hấp khó chịu, hắn cảm thấy mình giống như mất đi toàn thế giới một dạng. Bất quá, ngay tại hắn tối tuyệt nhìn lên đợi, bên trên bầu trời truyền đến Linh Nhi sau cùng thanh âm. Mãi mãi cũng là, vẫn là như thế lạnh lùng. Nhưng giờ khắc này, La quân ánh mắt sáng lên, bốn chữ này, cho hắn lớn lao hy vọng cùng trèo trống. Là quân hít sâu một hơi, hắn sau đó tìm một chỗ hải đảo, sau đó hạ xuống. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tính hạ tâm thần tới. Gần đây, phát sinh quá nhiều chuyện, tại đỏ lam thế giới bên trong, hắn một mực đang nghĩ lấy nhanh điểm trở về, một mực phá giải cái kia bồ đề thụ mật mã. Ngược lại vì suy nghĩ nhiều cấp độ sâu ý tứ. Vốn là, là quân xác thực sẽ nghĩ tới, trần diệc hàn quỷ kế cũng là để hắn cùng linh nhi cảm tình vỡ tan nhưng trần diệc hàn sau cùng lời nói nhắc nhở la quân ma đế là không biết thi triển quỷ kế bởi vì ma đế khinh thường đồng thời hắn trực giác trần diệc hàn không có chơi nhiều kiểu trên thực tế theo sớm nhất lần kia đánh đập về sau la quân thì xác thực cảm giác được trần diệc hàn thái độ chuyển biến la quân nguyện ý tin tưởng trần diệc hàn là tại thực tình hối cải mặc kệ như thế nào trần diệc hàn là thật hại chết tư đồ lão gia tử tương lai linh nhi muốn giết hắn ta sao cũng không thể ngăn cản la quân nói thầm ta đã thương tổn một lần linh nhi tâm về sau tuyệt đối không thể làm tiếp đồng dạng sự tình tới la quân lúc này tỉnh táo lại cũng biết linh nhi trong lòng là có chính mình không phải vậy lời nói lấy nàng tính cách chỗ đó sẽ quản cái gì chúng tinh điện quy củ trực tiếp liền đem trần diệc hàn giết đại ca cùng nhị ca thế mà đã trở về này cũng bất ta rất nhiều chuyện. Quả nhiên là đi Mòn Gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu." La Quân thầm nghĩ. Hắn nhất định phải thu thập mình tâm tình, cùng Linh Nhi ở giữa khúc mắc giải khai, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn nhất định sẽ không để cho mình một mực uể oải đi xuống. Thế gian này, chỉ có cảm tình cùng lực lượng là thật. La Quân cảm nhận được tại Đỏ Lam thế giới quyền lực vinh diệu, hắn càng thêm cảm thấy muốn tiếp tục tăng cường chính mình lực lượng. Mặc dù mình tại đỏ lam thế giới bên trong cũng không tệ lắm, nhưng đó bất quá là cái tiểu địa phương. Chính mình không cần thiết không thể sinh ra ảo giác, cho là mình thật sự là tôn chủ lão đại. Thiên địa này, quá rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lực lượng nắm giữ, mới có thể nắm giữ cuộc đời mình. Mà chân thành tha thiết cảm tình, cũng sẽ làm bạn vĩnh viễn. Là quân tin tưởng, mặc kệ chính mình là rơi vào 18 tầng địa ngục, vẫn là biến thành loại nào chán nản bộ dáng. Kiều Ngưng cùng Linh Nhi cũng sẽ không vứt bỏ hắn, các nàng nhất định sẽ không rời không bỏ. La Quân muốn những khi này, trong đầu tránh qua trầm mặc nùng. Không biết vì cái gì, hắn lại là có chút không xác định. Hắn không xác định, thật chính mình gặp nạn ngày đó, mặc nùng có thể hay không một mực theo bên người. Đại khái, cũng là một lần kia, hắn lúc sắp chết trở về, mặc nùng phản ứng để hắn thật thất vọng đau khổ. Tuy nhiên, hắn lý giải, cũng tha thứ. Càng là không đề cập tới, thật có chút tại sâu chỗ vết thương, lại không phải dễ dàng như vậy biến mất. Là quần vẫy vẫy đầu, hắn không muốn suy nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ vật. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, thì hướng cái kia yến kinh thành bay đi. Lâm Phong cùng tần lâm bái thời gian lão nhân làm nghĩa phụ. Mà thời gian lão nhân năm đó ở tiên giới thời điểm, cũng là một phương nhân vật. Chỉ bất quá về sau đắc tội thánh nhân, bị thánh nhân đánh tan thân thể, lại bị thánh nhân tiện tay trấn áp tại phía Tây Vương giới bên trong. Thời gian lão nhân đem chính mình hy vọng ký thác vào Lâm Phong cùng Tần Lâm trên thân. Mà thực, thời gian lão nhân là yêu chuộng Tần Lâm. Bởi vì Tần Lâm đầy đủ trung hậu cùng nhân nghĩa, cái này khiến thời gian lão nhân về sau thật đem Tần Lâm xem như dựa vào. Hắn thu Tần Lâm làm nghĩa tử, dự tính ban đầu là kiềm chế Lâm Phong. Về sau, hắn là thật đem Tần Lâm làm làm nghĩa tử khi nhàn hạ đợi, thời gian lão nhân cũng sẽ cùng Tần Lâm cùng Lâm Phong nói rất nhiều liên quan tới tiên giới sự tình. Thời gian lão nhân tu vi sớm đã là tạo hóa cảnh, chỉ bất quá, hắn hiện tại thân thể bị đánh tan, thương thế rất nặng, uy lực giảm nhiều. Nhưng hắn kiến tạo thời gian vẫn là cực huyền diệu, nhưng bởi vì hắn pháp lực bị hạn chế, tăng thêm không có đan dược gì. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm đến bên trong 10 ngày, bên ngoài một ngày cũng chẳng khác nào là la quân cùng tần lâm tại thời gian lão nhân chỗ đó đợi tiếp cận 20 năm. Tại cái này trong 20 năm, thời gian lão nhân truyền thụ rất nhiều ảo diệu cho lâm phong cùng tần lâm. Thời gian lão nhân không tiếc tiêu hao chân nguyên tăng lên tần lâm. Vì cũng là để tần lâm cấp tốc bắt kịp lâm phong, từ đó có thể kiềm chế lâm phong. Tần lâm cũng không hiểu, nhưng điểm này, lâm phong là hiểu. Lâm Phong trông thấy nhị đệ tu vi tăng trưởng cấp tốc, trong lòng của hắn thực là vui vẻ nở hoa hắn mới không quan tâm những thứ này đây. Thời gian 20 năm bên trong, Lâm Phong rốt cuộc đem thân thể sắp xếp như ý, đạt tới động tiên cảnh sơ kỳ. Mà Tần Lâm cũng đạt tới hư tiên đỉnh phong. Lâm Phong còn học hội mặt khác 30 loại 3.000 đại đạo. Tỷ như đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật, biển cả giết gào thuật, đại phong lửa thuật. Hắn không chỉ có chính mình học hội, còn truyền thụ Tần Lâm một số 3.000 đại đạo. Tần Lâm đi học bên trong ba loại, nhiều, Tần Lâm cũng cảm thấy mình nhai không nát, lười nhắc học. Lâm Phong thực cũng không muốn học nhiều như vậy ba nghìn đại đạo, nhưng mẫu trùng Hoàng La khuyên tâm kiên trì để Lâm Phong học, Lâm Phong cũng không có cực tuyệt. Bây giờ, thời gian lão nhân tu vi càng ngày càng yếu. Lâm Phong cùng Tần Lâm tu luyện cũng đến mỗi người bình cảnh, dù sao tại đan dược có hạn tình huống dưới, một vị đóng cửa làm xe là không thể nào có cái gì tiến triển. Thời gian lão nhân đem bọn hắn đánh phát ra tới. Thời gian lão nhân nói nếu như muốn giải cứu hắn, nhất định phải Lâm Phong hoặc là Tần Lâm đến Thiên Vị Cảnh, như thế mới có thể phá vỡ Đại La Động phủ trận pháp, để thời gian lão nhân đạt được tự do. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng hướng thời gian lão nhân cam đoan, chỉ cần vừa đến được Thiên Vị Cảnh, lập tức tới ngay giải cứu hắn. Thời gian lão nhân biểu thị, nếu như hắn tương lai giành lấy tự do về sau, sẽ đem sau cùng áp đáy hòm công phu, tiên giới bí thuật truyền thụ cho bọn họ mặc dù mọi người là cha con nhưng là loại này tiện nghi cha con ở giữa phải có chút lợi ích quan hệ ngược lại càng là kiên cố tối thiểu thời gian lão nhân loại này đại kiêu hắn là tuyệt đối sẽ không đi tuyệt đối tin tưởng tần lâm cùng lâm phong lâm phong cũng là như thế khả năng duy nhất thành tâm thành ý đối đãi chính là tần lâm lâm phong cùng tần lâm rời đi phía tây vương giới về sau liền trước quay về thế giới bao la bọn họ đương nhiên sẽ không trước tiên trở về chúng tinh điện lâm phong muốn gặp diệp tử thanh mà tần lâm muốn gặp hiên viên nhã đan tần lâm nhìn thấy hiên viên nhã đan về sau liền liền biết la quân một mực tại tìm hắn tần lâm về sau thì cùng hiên viên nhã đan cùng đi yến kinh bên này cũng cùng trầm mặc nùng liên hệ với tần lâm cùng hiên viên nhã đan đối niệm từ cũng rất là ưa thích vẫn ở tại yến kinh biệt thự bên này về sau lâm phong cùng diệp tử thanh cũng đi tìm tới đây đều là thuận lý thành trương sự tình mà Linh Nhi đi một chuyến thần nông thế giới về sau, cũng trở về đến thế giới Bao La. Nàng mặc dù có chút sợ hãi tới gặp Trầm Mặc Nùng, nhưng là trong nội tâm nàng lại quan tâm La Quân, chỗ lấy cuối cùng vẫn là lấy dũng khí tới. Để Linh Nhi đi lên núi đao, xuống biển lửa nàng cũng không sợ. Nhưng nàng thật có chút không muốn đi đối mặt Trầm Mặc Nùng những nữ nhân này. Nhưng cuối cùng, vì La Quân, nàng vẫn là tới. Giờ này khắc này, tại hoa viên trong biệt thự, Lâm Phong Tần Lâm, Hiên Viên Nhã Đan, Diệp Tử Thanh đều tại. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ mang theo niệm từ tại lầu hai chơi đùa. Mà Lâm phong một đoàn người thì dưới lầu, bọn họ từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trước đó Tần Lâm liền muốn đuổi theo, là Lâm Phong ngăn lại Tần Lâm. Bọn họ tuy nhiên quan tâm tam đệ, nhưng Lâm Phong cũng biết, đây là la quân gia sự. Bọn họ là không tiện nhúng tay. Lúc này, Trầm mặc Nùng nói ra, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, Trần Thiên Nhai liên hệ la quân. Trước đó Trần Thiên Nhai cứu chúng ta mấy lần, cho nên, hắn nếu muốn cầu La Quân đi cứu Trần Diệt Hàn, lấy La Quân ân oán rõ ràng tính cách, hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt. Tần Lâm thở dài, nói ra, Linh Nhi muội muội nghĩ quẩn chuyện này, cũng là có thể lý giải. Nàng và Trần Diệt Hàn ở giữa ân oán rất sâu, còn có nàng lớn nhất ông nội là bị Trần Diệt Hàn đánh chết. Mà Tam Đệ lại khiến nàng người thân nhất, nàng quan tâm nhất cũng là Tam Đệ, hiện tại Tam Đệ chạy tới đem Trần Diệt Hàn cứu. Linh Nhi muội muội, ai? Mọi người ở đây vì La Quân cùng Linh Nhi lo lắng thời điểm, La Quân trở về. Hắn từ cửa chính mà vào. Lâm Phong bọn người gặp La Quân, trong mắt lóe lên vui mừng. Bọn họ đều đứng lên, đồng thời cũng trông thấy Linh Nhi cùng Trần Diệc Hàn đều chưa từng xuất hiện. Tam đệ, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lập tức hỏi, Linh Nhi ở đâu? Có vấn đề gì? Ta đến nói với nàng. Lâm Phong trong lòng là có chút nổi nóng, hắn nổi nóng từ đồ linh nhi tùy ý làm bậy, la là quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nhẹ nói nói trần diệt hàn hồi chúng tinh điện đi, linh nhi nói muốn lãnh tĩnh một chút, ta không sao, mọi người không cần phải lo lắng ta, lâm phong hít sâu một hơi, hắn cũng biết là quân yêu linh nhi, cho nên những cái kia muốn muốn trách cứ lời nói vẫn là nhẫn trở về tam đệ vì tư đồ linh nhi giao ra bao nhiêu, hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt theo lâm phong. Tư đồ linh nhi căn bản cũng không có tư cách sinh khí. Không có việc gì liền tốt, Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng Lâm Phong liền nói bốn chữ này. Đại ca, nhị ca. La Quân tỉnh lại lên tinh thần, chào hỏi, cũng đối Diệp Tử Thanh cùng Hiên Viên Nhã Đan hô, đại tẩu, nhị tẩu. Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh đều có chút lo lắng nhìn về phía La Quân, đồng thời gật đầu ra hiệu. Trầm mặc nùng yên lặng đến La Quân bên người, nàng nắm chặt La Quân tay. La Quân hướng trầm mặc nùng gật gật đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Tần Lâm lập tức xuất ra cái kia ba kiện chí bảo, đồng thời, hắn liền núi Hải Châu đều lấy ra. Hắn có phần không có ý tứ nói ra, tam đệ, thật sự là thật có lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ cho người gây đến như vậy đại phiền toái, những vật này, người đều thu trở về đi. La Quân nhìn về phía Tần Lâm, hắn cười một tiếng, nói ra, nhị ca nói cái gì lời nói. Người chỗ đó có cho ta chọc phiền phức, hắn tiếp cái kia ba kiện trí bảo lại là nói cái gì cũng không cần sơn hải châu nhị ca ta đưa ra ngoài đồ vật từ trước đến nay không có muốn trở về đạo lý cái này mấy món trí bảo là ta không thể làm gì nếu là sơn hải châu ta cũng muốn trở về vậy ngươi chẳng phải là không đem ta xem như huynh đệ lâm phong ở một bên cười cười nói ra nhị đệ uổng cho ngươi cùng tam đệ làm nhiều năm như vậy huynh đệ ngươi làm sao vẫn là không có chút nào giải hắn tính khí hắn nếu là thu núi này hải châu vậy hắn không phải là chúng ta nhận biết tam đệ tần lâm xấu hổ cười một tiếng nói ra tốt a à, vậy ta vẫn thu hồi bọn họ tam huynh đệ rốt cuộc đoàn tụ lẫn nhau ở giữa không cần nhiều lời hết thảy đều là đều không nói bên trong lúc này là quần cũng nhìn ra đại ca cùng nhị ca tu vi đã đột nhiên tăng mạnh tam huynh đệ theo sớm nhất chán nản đi đến hôm nay huy hoàng cái này bên trong đều kinh lịch một ít gì cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng nhất nhưng giờ phút này nhiều nhất thì là cảm khái tìm một chỗ uống rượu đi lâm phong đề nghị la quân gật đầu nói ra tốt trầm mặc nùng nói ra ta đến an bài đi la quân cười một tiếng nói ra không dùng hôm nay thì ba người chúng ta hắn đón đến nói ra đại ca nhị ca các ngươi chờ ta một chút ta phía trên đi nhìn xem nhi tử sau đó thì đi với các ngươi Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn nhau cười một tiếng, nói ra. Chờ ngươi. La Quân sau đó liền đến lầu 2, tiểu niệm từ chính trong phòng chơi quên cả trời đất. Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ bồi tiếp. La Quân sau khi đi vào, Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ nhìn đến La Quân, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tôn kính hô, tiên sinh. La Quân mỉm cười, nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hai người gật đầu hẳn là. Mà niệm từ nhìn đến La Quân, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vui sướng chạy tới miệng bên trong hô hào ba ba hắn đã hơn hai tuổi hội nói đơn giản một chút lời nói hắn dài đến mập mạp rất là đáng yêu đi vào la quân trước mặt hô cha ba ba la quân ngốc ngẩn ngơ hắn thật bất ngờ ngoài ý muốn niệm từ thế mà hô cha của hắn hắn cảm thấy mình rất không xứng chức đồng thời trong lòng nhiệt lưu phun trào liền đem niệm từ ôm chặt lấy niệm từ tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ La Quân, giống như là đang an ủi La Quân. Có muốn hay không ba ba? Sau đó, La Quân hỏi tiểu niệm từ. Tiểu niệm từ gật gật đầu. Cái kia thân ba ba một miệng, La Quân nói ra. Tiểu niệm từ lập tức liền nước bọt cọc cọc tại La Quân trên gương mặt hôn một cái. La Quân đem niệm từ ôm, khoái lạc đi lòng vòng. Luôn miệng nói, thật sự là ba ba con ngoan. Hắn không biết là, thực tiểu niệm từ chỗ lấy đối với hắn quen thuộc là bởi vì trầm mặc nùng hội mỗi ngày đều bắt hắn cùng với nàng video cho tiểu niệm từ nhìn lặp đi lặp lại nói cho tiểu niệm từ đây là ba ba cứ việc trầm mặc nùng hòa la quân xem như kinh lịch đến ít nhất nhưng trầm mặc nùng tại la quân trong thê tử địa vị cũng là tuyệt đối vững chắc không nói cái khác vẻn vẹn cũng là niệm từ đây cũng là la quân vĩnh viễn cũng vô pháp bỏ qua la quân bồi niệm từ chơi sau khi thì câu thông ma đế trần thiên nhai ma đế trần thiên nhai rất nhanh liền đi ra mà niệm từ nhìn đến ma đế về sau cũng khoái lạc hô ra ra trần thiên nhai cái này nguyên thần ôm lấy tiểu niệm từ đồng thời hắn cũng mắt nhìn la quân sự tình làm được như thế nào la quân hít sâu một hơi nói ra người cảm giác rất chính xác trần diệc hàn xác thực ra chuyện trần thiên nhai biến sắc la quân nói ra bất quá người yên tâm hắn hiện tại không có việc gì đã hồi chúng tinh điện đi trần thiên nhai lúc này mới buông lỏng một hơi la quân nói ra ta thiếu ngươi trả hết nợ a à? trần thiên nhai cười nhạt một tiếng sau đó nói không sai trả hết nợ la quân nói ra vậy là tốt rồi trần thiên nhai không có tiếp tục nói thêm cái gì nói thêm nữa cũng không phải hắn tính cách về sau hắn liền lần nữa quy về yên tĩnh trở lại niệm từ trong mi tâm la quân nhất thời cảm thấy có chút thất vọng mất mát nội tâm của hắn hy vọng trần thiên nhai có thể nhiều lời chọn cái gì mặc dù hắn hội chẳng thèm mó tới nhưng đây là một loại rất mâu thuẫn tâm tình la quân sau đó ôm lấy tiểu niệm từ xuống lầu ma đế cũng không có nghe lén thói quen hắn nguyên thần tại tiểu niệm từ mi tâm bên trong ngủ say chỉ có làm tiểu niệm từ gặp phải nguy hiểm thời điểm mới có thể bừng tỉnh hắn xuống lầu về sau la quân tam huynh đệ liền rời đi hoa viên biệt thự bọn họ tự nhiên là bọn họ lời nói muốn nói. Trong nháy mắt, ba người thi triển đại na di thuật, Vân Hải cuồn cuộn, đi thẳng đến ngoài vạn dặm, lại là đi vào cái kia nam cực chi địa. Nam cực phía trên băng tuyết ngập trời, bắc phong gào thét. Tuy nhiên như thế, nhưng nơi này cũng dị thường thanh tịnh. La quân tại phòng bị tu di bên trong tìm một số rượu lâu năm đậu phộng, còn có một số rượu mau đài đi ra. Ba người liền ngồi trên mặt đất, tâm tình lên. Đại ca, nhị ca, các ngươi nhưng có trông thấy địa tàng vương Bồ Tát. La quân đầu tiên là hỏi, hắn vẫn là thẳng mong nhớ địa tàng vương Bồ Tát, vị này Bồ Tát vì trợ giúp chính mình, tiến về phía tây vương giới. Nhưng lại đến tận đây mất đi tin tức, cái này khiến La quân cảm thấy bất an. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng một mực không có Bồ Tát tin tức. La quân thở dài, Lâm Phong nói ra, tam đệ, người không cần phải lo lắng, Chắc hẳn Bồ Tát cũng có chính mình kỳ ngộ đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.